chương 76, cánh cửa trí nhớ 2. Tiểu Nhu nheo mắt cười nói, Tào Ngọc Tinh. Tào Ngọc Tinh, đường khả hình nghĩ lại một chút, tiếp tục hỏi, chính là người. Quản lý bộ phận sảnh tiệc hả? Tiểu Nhu vội gật đầu, giả vờ thần bí cười nói, nếu mà tôi đoán không lầm, hiện tại nhất định cô ấy đi tới bộ phận sảnh tiệc khoe khoang rồi. Tôi và cô đánh cuộc 10.000 đồng. Đại sảnh khách sạn, thang máy ầm ầm mở ra. Trần Mạn Hồng giống như nữ hoàng, phong tình vạn trùng nhưng vô vàng khí thế bước chân rất tao nhã bước ra, đi theo phía sau là ba trưởng kiếp cát lệ, văn chi, tiểu la, cùng nhau nghênh ngang đi tới bộ phận sảnh tiệc. Đồng nghiệp bộ phận quầy lễ tân, bộ phận phòng khách nhìn thấy Trần Mạn Hồng đi ra thang máy, trên mặt dạng dỡ cũng bắt đầu dối rít nói nhỏ. Cho nên nói, một khách sạn bao lớn, sau khi Tổng Giám Đốc và Lauren khen tiểu nhu, trong chớp mắt, tin tức này giống như dòng điện, lan tràn khắp tất cả các bộ phận của khách sạn Á Châu, tổng giám đốc đến phòng ăn ngựa tôn, khen thưởng phòng ăn ngựa tôn, thậm chí bởi vì nhân viên biểu hiện xuất sắc, mỗi nhân viên tăng lương 10%, tháng này mỗi người còn có 5 ngày nghỉ. Tin tức này khiến cho nhân viên khách sạn dối rít giật mình, cũng hâm mộ. Thậm chí bọn họ bắt đầu đồn đãi, một người lao ly phòng ăn ngựa tôn cũng có thể trả lời câu hỏi khó của Lauren, thậm chí chọn lựa rượu sâm banh kết hợp với món ăn làm Lauren hài lòng. Có thể nghĩ, quản lý phòng ăn ngựa tôn là một nhân vật lợi hại dường nào. Đại sảnh bữa tiệc Audio điện tử võ tấn bền Còn cách bữa tiệc tối 1 giờ, đã có tân khách lục tục bắt đầu đi tới khách sạn, ở phía sau vườn hoa khách sạn thiết kế một phòng trang nhã, có thể quan sát cảnh đẹp trời chiều nổi tiếng tại khách sạn Á Châu. Tào Ngọc Tinh và Lưu Nhã Tuệ ở đại sảnh xa hoa lầu hai gần 2 ngàn thước vuông, trái phải bận rộn, một lát căn dặn nhân viên, đem hoa bách hợp đặt trên mỗi bàn tiệc trong phòng, một lát căn dặn nhân viên, lấy thước điện tử tỏa nhiệt thật dài quét ngang khăn trải bàn ăn màu vàng, đang bề bộn dàn xếp, cũng đã nghe phía bên ngoài một giọng nói trong trẻo truyền đến, a à, rất bận sao. Tào Ngọc Tinh và Lưu Nhã Tuệ ngừng lại động tác trong tay, nhìn thấy Trần Mạn Hồng hăm hở ôm vai, dẫn ba trưởng kíp, nở nụ cười chiến thắng đi tới. Quản lý Trần, tất cả nhân viên đại sảnh bữa tiệc nhìn thấy Trần Mạn Hồng đi tới, dối rít đứng tại chỗ, khom lưng chào hỏi. Ừm, Trần Mạn Hồng nở nụ cười đắc ý, Giống như nữ chủ nhân của khách sạn này, quét qua một trận gió, hết sức hết sức phách lối đi tới trước mặt của Tào Ngọc Tinh, ôm vai, ngẩng đầu lên nhìn cô. Dĩ nhiên Tào Ngọc Tinh nghe được tin tức hôm nay tổng giám đốc đến nhà hàng của cô dùng cơm, Tào Ngọc Tinh hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nhìn Trần Mạn Hồng nói, "Thế nào? Cô có chuyện à? Biết hôm nay bữa tiệc của thủ tướng, quản lý Tào sẽ rất bận nên cố ý tới hỏi thăm, ai phải biết, lúc này tổng giám đốc ở nhà hàng chúng tôi dùng cơm." Chúng tôi cũng rất bận rộn. Thật may là tổng giám đốc anh ấy hài lòng, rất vui vẻ, thưởng cho tất cả nhân viên ngựa tôn, mỗi người tăng lương 10%. Còn có 5 ngày nghỉ. Ai, cuộc sống này làm như thế nào đây? Nhiều ngày nghỉ như vậy, thật sự là không quen. Trần Mạn Hồng nói xong, liền khẽ cắn môi dưới, sơ lên 10 ngón tay ngọc thon dài của mình, nhịn cười, nhìn xung quanh. Nhã tuệ hơi mỉm cười nhìn bộ dáng của bản thân, như hiểu được, lắc lắc đầu không có cách nào bắt bí cô. Tào Ngọc Tinh tức giận đến mặt cũng thay đổi, nắm tay kêu lách cách vang dội, cứng rắn nở nụ cười, nhìn cô nói, cho nên tôi đã nói, lúc ấy phòng ăn ngựa tôn của các người, tiền lương thấp như vậy cũng nên tìm thời gian đề nghị thay đổi rồi. Phần thưởng này của Tổng Giám Đốc, tới đúng lúc để giữ cho các người có chút mặt mũi xuống thang, nếu không, đến lúc đó quản lý đề nghị muốn tăng lương, lại bị phản bác thì không tốt rồi. Cô nói, Tiền lương nhân viên bộ phận sảnh tiệc của chúng tôi cao hơn nhà hàng các người 20%, tự nhiên chúng tôi khổ cực một chút cũng dễ hiểu a. À. Hôm nay khó thấy cô đến thăm tôi, quản lý Trần, có muốn tham quan một chút hay không? Tôi phải dẫn dắt một đội ngũ to lớn tổ chức bữa tiệc long trọng cho nguyên thủ quốc gia như thế này, cô chỉ điểm một chút. Trần Mạn Hồng trừng lớn con ngươi nhìn cô, tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo. Tào Ngọc Tinh có chút kỳ quái nhìn sắc mặt Trần Mạn Hồng thay đổi cô không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, nói, ôi chao. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, quản lý Trần, tôi cũng quên mất, từ trước đến giờ cô cũng không có chủ trì bữa tiệc lớn nào chứ. Đây không phải là làm khó cô sao, cho nên tôi nói, có bao nhiêu đầu thì đội bao nhiêu mũ, không có việc gì người buông lỏng một chút, đừng đắc ý khắp nơi. Trần Mạn Hồng tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung nhưng vẫn cứng rắn nặn ra nụ cười, nói, giám đốc Tào nói mình một ngày phải kiếm tỷ bạc, thật sự là quý nhân bận chuyện A, à, tôi nhớ nhân viên nhà hàng chúng tôi, trong vòng một năm đã ba lượt tăng lương. Nhưng bộ phận sảnh tiệc của các người đã không có tăng lương ba năm rồi. Cho nên tôi nói, cuộc sống không sợ khởi đầu thấp, chủ yếu nhất phải. Phải có tiến bộ. Tào Ngọc Tinh cắn răng một cái, chừng chặt cô. Ôi chao, Trần Mạn Hồng cố ý không thèm để ý đến ánh mắt của cô, đột nhiên hỏi, tôi đột nhiên cảm thấy hơi đói rồi, hôm nay ăn cái gì vậy? Cát Lệ giống như nuốt phải trứng đà điểu trong cổ họng, mặt cũng đỏ lên không dám lên tiếng. "Tôi hỏi cô hôm nay ăn cái gì?" Con người của Trần Mạn Hồng đột nhiên lóe lên. Vẻ mặt Cát Lệ lập tức đau khổ nói: "Ăn, gà kho, gà xào cay, gà xé phay, gà dầu hành, gà hấp rượu." "Trái một gà, phải một gà," làm cho Tào Ngọc Tinh giận xanh mặt, nhìn chồng chọc Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng vẫn tự nhiên ôm vai, nghe tên những món ăn, nói xong lời cuối cùng, cô sững sờ nhìn cát lệ nói cô còn quên một món à cát lệ ngẩng đầu nhìn trần mạn hồng trần mạn hồng nhất thời xoay người nhìn chằm chằm tào ngọc tinh vươn tay chém một cái ở trước mặt cô mới nói gà luộc a à. tào ngọc tinh nổ tung phổi không quấy giày cô đói bụng rồi lúc này trần mạn hồng mới ôm vai xoay người uốn éo lắc mông đi khỏi ánh mắt tào ngọc tinh như tóe lửa nhìn chằm chằm bóng lưng trần mạn hồng cắn răng nghiến lợi nói trần mạn hồng cô chờ đó cho tôi người đâu? giả dạ, trợ lý của Tào Ngọc Tinh lập tức tiến lên đáp lời. chào một chút. con bé chết tiệt hôm nay trước mặt tổng giám đốc và Lauren Tiên Sinh giành công là ai? Tào Ngọc Tinh thừa dịp nhã tuệ đi tới bên kia thu xếp chai xâm banh nhân viên đặt xuống không ngay ngắn. cô ngầm ra lệnh căn dặn. giả dạ, cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra. đồng nghiệp sảnh tiệc đi tới nhìn về phía Tào Ngọc Tinh nói quản lý Tào, giám đốc và quản lý các bộ phận cùng trưởng bộ phận giám sát. Bộ phận vệ sinh, 5 phút sau sẽ tới sảnh tiệc để kiểm tra tình hình sảnh tiệc lần cuối. Tốt, Tào Ngọc Tinh và Nhã Tuệ nhìn nhau một cái, lập tức vỗ tay, hỏi tất cả nhân viên, tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả nhân viên đứng ở các nơi gật đầu. Mỗi người vào vị trí của mình đi, Tào Ngọc Tinh nói dứt lời, liền căn dặn tất cả nhân viên đứng ngay ngắn tại chỗ của mình, nghiêm túc chờ. Một loạt tiếng bước chân có tiết tấu truyền đến giám đốc Hoác Minh dẫn quản lý các bộ phận mặc đồng phục màu đen của khách sạn, vẻ mặt nghiêm túc đi vào đại sảnh bữa tiệc tráng lệ, sau lưng là các nhân viên bảo vệ của khách sạn, còn có đặc cảnh, trong tay bọn họ cầm dụng cụ tinh vi, nghiêm túc quét tất cả các nơi kín đáo trong đại sảnh bữa tiệc, kiểm tra có loại vũ khí nguy hiểm hay không, giám đốc dẫn chúng quản lý nhanh chóng đi vào đại sảnh bữa tiệc, đi khắp tất cả phòng tiệc, nhanh chóng quét nhìn trên bàn ăn, khăn ăn được gấp giống như đóa hoa mẫu đơn. Giữa bàn ăn hoa bách hợp thuần khiết tươi sáng, vươn tay, dùng lòng ngón tay quét nhẹ bàn ăn, nhìn có nếp nhăn dư thừa hay không. Vẻ mặt Tào Ngọc Tinh và Nhã Tuệ hơi căng thẳng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của giám đốc, cẩn thận kiểm tra các nơi trong sảnh tiệc, rồi chậm rãi hỏi, nhân viên phục vụ bữa tiệc đã diễn tập lúc nào? 3 giờ chiều, 5 giờ chiều, nửa giờ sau, tất cả đều không có sai lầm, không sự cố. Tào Ngọc Tinh lập tức báo cáo. Giám đốc nghe xong ngẩng đầu lên nhìn đặc cảnh và bảo vệ đã kiểm tra tất cả rõ ràng đang chuẩn bị điền vào sổ ghi chép của bảo vệ liền gật đầu nói vậy chuẩn bị bắt đầu đi giả dạ, sốt cuộc tàu ngọc tinh thở vào nhẹ nhõm nở nụ cười lập tức cầm bộ đàm nói tất cả chuẩn bị bữa tiệc chính thức bắt đầu bộ phận lễ tân bộ phận lễ nghi bộ phận phục vụ bộ phận an ninh tất cả các đồng nghiệp các vị vất vả nhận được đầu kia bộ đàm truyền đến tiếng trả lời của các bộ phận cửa chính phòng bếp ầm ầm mở ra phụ bếp trẻ bước nhanh vào nhìn sư phụ nói, sư phụ. Bữa tiệc bắt đầu rồi, phòng bếp chính mời ngài đi qua. Lão quách nghe xong liền ném khăn lông nóng, sửa sang cái mũ đầu bếp của mình, dẫn ba người phụ bếp cùng nhau chuẩn bị đến phòng bếp sảnh tiệc. Bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, đường khả hình một mình lặng yên núp ở trong hầm rượu, ánh đè pha lê chiếu xuống, cầm lên khăn lông sạch sẽ, đem những cái ly máy vừa mới rửa sạch, lau từng cái, vừa lau vừa nở nụ cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, còn 5 phút nữa mình có thể tan việc nhưng vào lúc này, Tiểu Nhu đột nhiên loạn choạng xông vào, vừa khóc vừa đi về phía Khả Hinh cầu cứu nói, Khả Hinh, làm thế nào, cứu tôi, tôi xong rồi. Đường Khả Hinh nhanh chóng để xuống khăn ăn và ly, lập tức đỡ thân thể của cô, quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhu rơi nước mắt lá chã khóc nói, lúc nãy trợ lý của Lauren gọi điện thoại tới cho tôi biết, một chút nữa bữa tiệc của thủ tướng, muốn cho tôi tham gia hầu rượu. Tôi làm thế nào, Tôi không biết a. À. Đường Khả Hinh đột nhiên sửng sốt. Chương 77, cánh cửa trí nhớ 3. Bóng đêm dần dần phủ xuống. Sóng biển nghênh đón ánh đèn rực rỡ của khách sạn Á Châu, chậm rãi di động. Một dàn hợp xướng trình diễn nhạc khúc Du Dương vang lên trong đại sảnh khách sạn Sa Hoa, Du Dương ở trên mặt biển. Sốt cuộc bữa tiệc bắt đầu. Vô số chiếc xe sang trọng nổi tiếng từ từ dừng ở trước thảm đỏ khách sạn Á Châu trợ lý giám đốc dẫn đầu các nhân viên lễ tân và nhân viên bộ phận lễ nghi, cùng với các khách quý bước xuống từ những chiếc xe sang trọng, đưa tới lầu hai sảnh tiệc xa hoa. Lúc này bên trong sảnh tiệc xa hoa đã tập trung vô số giới doanh thương nổi tiếng, cùng với siêu sao, thậm chí có đặc phái viên nước ngoài cùng tham gia bữa tiệc sang trọng không kể xiết. Nhân viên phục vụ như con thoi len giữa tân khách, đem những chiếc ly rượu đỏ thơm ngát mê người, những ly cốc tai nồng đậm, đưa đến trong tay mỗi người khách, đem ly không trong tay khách, đặt xuống trong khay, gom được ba ly liền nhanh chóng bước ra khỏi sảnh tiệc, dọc theo hành lang bên trái đi tới, đi qua một thang lầu lối thoát hiểm, đi về phía phòng bếp chung của sảnh tiệc lầu 1, ở lối thoát hiểm truyền đến một trận tiếng khóc. Được rồi, được rồi, đừng khóc, đường khả hình căng thẳng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đầy nước mắt của tiểu nhu, bật cười nói, không có việc gì, không có việc gì, tôi sẽ giúp cho cô. Yên tâm, nhưng, chấm ngoặc kép, tiểu nhu hoảng sợ đến cả người run rẩy, Nhìn Đường Khả Hinh khóc nói, nhưng cô cũng không hiểu nhiều lắm a. À. Làm sao giúp tôi? Đường Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu chăm chú, ánh mắt chợt lóe lên, cho cô thêm một nụ cười khích lệ, nhắc nhở nói, cô biết chuyên gia hầu rượu đầu tiên là một người thế nào không? Tiểu Nhu mím môi, rơi lệ lắc lắc đầu. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Tiểu Nhu, nói chuyên gia hầu rượu là người thứ nhất tự mình thưởng thức rượu ngon, sau đó mới từ trong linh cảm của mình, làm một người yêu thích ẩm thực, tìm kiếm rượu thích hợp nhất cho nên cho dù một chút nữa xảy ra chuyện gì, nhất định phải nhớ kỹ nghe theo cảm giác đầu tiên mà chiếc lưỡi của cô để lại. Phải tin tưởng mình, chỉ cần cô thật lòng thưởng thức mỗi một món thức ăn, mỗi người chúng ta cũng có thể là chuyên gia ẩm thực. Tiểu Nhu nghe lời này dường như hiểu lại dường như không hiểu, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của đường khả hình, nước mắt lăn xuống chỉ gật đầu một cái. Đi đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Nhu, nhìn tai nghe trong lỗ tai của cô, liền dặn dò nói, chú ý tai nghe, không để cho nó rớt ra, nghe kỹ lời của tôi nói, vào lúc này ngàn vạn lần không được hốt hoảng, biết không? Ừm, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu ngây ngô gật đầu, sau đó hít hít đỏ bừng lỗ mũi, chỉnh sửa đồng phục màu trắng vừa mới thay một chút, bất đắc dĩ đi ra, lại có chút không yên lòng xoay người nhìn đường khả hinh nấp ở trong một góc thang lầu, nhìn mình cười khích lệ, cô chỉ đành phải im lặng đi ra ngoài. Đường khả hình nhìn tiểu nhu chậm rãi đi về phía hành lang sáng rực đi về phía đại sảnh bữa tiệc, hai trong mắt của cô đỏ bừng, không lên tiếng, ngồi xổm ở trong một góc cầu thang, đôi tay ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn một cửa sổ nho nhỏ trên lối đi cầu thang, trăng sáng màu bạc thật to chiếu dọi khuôn mặt không trọn vẹn của mình, cô nợ nụ cười nhàn nhạt. Đôi chân của tiểu nhu đạp thảm đỏ thấm, nín thở, siết chặt nắm tay cho mình thêm can đảm, vừa muốn xoay người đi vào sảnh tiệc cực kỳ náo nhiệt, cũng đang lúc này nghe được nơi xa có người nói thủ tướng đến rồi cô nghe xong lập tức nghiêm chỉnh thối lui sang một bên nhìn thấy lối vào sảnh tiệc vừa mới lúc này còn cực kỳ náo nhiệt đột nhiên tĩnh lặng cô có chút tò mò lặng lẽ ngẩng đầu lên thấy nơi hành lang xa hoa theo phong cách hoàng cung thủ tướng đi cùng các quan chức và đặc cảnh người mặc âu phục đen đặc biệt của chính phủ thái độ nghiêm túc vô cùng uy nghiêm thẳng bước đi tới bên cạnh là vợ và cháu gái cưng của mình tối nay tưởng thiên lỗi mặc âu phục màu bạc áo sơ mi đen đeo cà vạt màu trắng. Ăn mặc theo phong cách châu Âu, cả người phát ra hơi thở tôn quý vương giả, đi bên cạnh thủ tướng, khí thế không thua kém chút nào. Tần Vĩ Nghiệp là người kế nghiệp mà thủ tướng đắc ý nhất, mặc Âu phục màu trắng, bên cạnh là người vợ xinh đẹp, mỉm cười đứng phía bên phải thủ tướng, như mặt vừa tựa vào bên cạnh chồng, thỉnh thoảng vừa dùng ánh mắt dịu dàng và mộ nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của tưởng thiên lỗi, Nhớ tới người đàn ông này, vừa mới rồi còn ngọt ngào ôm hôn mình, cô không nhịn được nét mặt cười tươi như hoa. Tưởng Thiên Lỗi vừa cùng tổng thống bàn về việc chuẩn bị buổi tiệc từ thiện tối nay của Tô tiểu thư, cảm giác có ánh mắt dịu dàng đang nhìn chăm chú vào mình từ sau lưng, anh im lặng tiếp tục cùng tổng thống đi vào trong sảnh tiệc, nhất thời các khách quý cả sảnh tiệc dối rít buông ly rượu trong tay, vỗ tay. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười lấy thân phận của chủ nhà, tự mình mời thủ tướng trong tiếng vỗ tay của mọi người ngồi vào vị trí đầu tiên dành cho khách quý thủ tướng mỉm cười gật đầu cùng vợ và cháu gái đi về phía vị trí đầu não chiếc bàn hình bầu dục giữa sảnh tiệc ngồi xuống vợ ngồi phía bên phải cháu gái lần lượt ngồi xuống sau đó mới đến chồng chưa cưới của mình sau đó tới tần vĩ nghiệp như mạt rồi tới một quan chức tưởng thiên lỗi nới lỏng cúc áo âu phục ngồi phía bên trái thủ tướng tiếp theo là một quan chức và phu nhân của vị quan chức đó trong đại sảnh tiệc các tân khách nhìn thấy thủ tướng đã ngồi xong, liền căn cứ theo vị trí các nơi bàn ăn hình bầu dục, ngồi xuống. Bên trong sảnh tiệc, lúc đầu âm nhạc sống động lúc này chuyển thành tiếng đàn violin lãng mạn nhẹ nhàng, quanh quẩn trong cả sảnh tiệc. Mấy chục nhân viên phục vụ tay nâng chiếc khay màu bạc, sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, đứng ở cạnh cửa sảnh tiệc, nghe quản lý ra lệnh một tiếng, ngay lập tức đứng thẳng người, cùng trật tự bước đi vào sảnh tiệc, theo đội hình đã sắp xếp đi về phía tất cả bàn ăn mà mình phụ trách bữa ăn đài, đem khăn lông nóng cẩn thận đặt ở trong đĩa sứ trắng cho khách, giám đốc Hoắc Minh phụ vụ ở sau lưng thủ tướng, nhận lấy cái khai bạc của nhân viên phục vụ đưa về phía thủ tướng. Thư ký trưởng nhận lấy khăn lông nóng, lần lượt tới trong tay thủ tướng, thủ tướng im lặng mỉm cười nhận lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau tay. Tô Linh vừa nhận lấy khăn nóng lau tay, vừa mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi đối diện bàn ăn, rất hứng thú cười nói, tổng giám đốc tưởng, nghe nói vị hôn thê của ngài là con gái của nhậm tổng giám đốc tập đoàn kiến trúc châu Á, nhậm tử hiền tiểu thư là kỹ sư thiết kế nổi tiếng quốc tế, thậm chí đoạt vô số giải thưởng lớn quốc tế, ở Paris có biệt danh là Hoa Hồng Phương Đông, tôi vô cùng ngưỡng mộ danh tiếng của cô ấy, thậm chí nghe nói tác phẩm của cô ấy thiết kế thường được quốc vương, công chúa và vương phi Anh quốc yêu ái. Hôm nay sao lại không nhìn thấy? Như mặt ngồi ở bàn đối diện, nhìn về phía tưởng thiên lỗi trên mặt tưởng thiên lỗi hơi nở nụ cười nhìn về phía tô linh nói từ trước đến giờ cô ấy chú trọng sự nghiệp hiện tại đang bận triển lãm thời trang mùa thu ở paris tô linh nghe vậy cảm thấy vô cùng hứng thú cười nói theo tôi được biết các sâu triển lãm thời trang nhất là thời trang paris cần phải tốn thời gian không ngắn a à. tổng giám đốc tưởng ngài làm sao chịu đựng nỗi khổ tương tư này tưởng thiên lỗi cúi đầu mỉm cười một cái mới ngẩng đầu lên nhìn tô linh nói có lúc tình yêu luôn gặp nhau không bằng tưởng niệm. Cả bàn ăn tất cả nhân vật nổi tiếng chính giới cũng bật cười. Bữa tiệc cứ diễn ra trong không khí vui vẻ hài hòa, dần dần bắt đầu, Tào Ngọc Tinh cầm bộ đàm đứng ở sảnh tiệc, căn dặn nhân viên thay khăn lông khô, sau đó chuẩn bị đưa lên ly thủy tinh tulip. Hôm nay Tiểu Nhu thật sự mở rộng tầm mắt, cũng đã quên mất hôm nay mình có nhiệm vụ, không ngừng tò mò ngắm nhìn nhân vật nổi tiếng chính giới trong sảnh tiệc, còn có đồng nghiệp làm việc thật chỉnh tề, cô ủ một tiếng, lúc vừa mới than thở cũng đã nghe có người khe khẽ nói Lauren tiên sinh đến. cô nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Lauren mặc đồng phục màu đen của khách sạn, đeo cà vạt màu xanh dương đậm, dẫn chuyên gia hầu rượu đi vào sảnh tiệc. vẻ mặt ông nghiêm túc liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, nói, đi theo tôi. Tiểu Nhu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dám không nghe, đi theo Lauren bước về phía một cổng vòm khổng lồ của sảnh tiệc. nhân viên lập tức đè xuống mật mã, ai cánh cửa ầm ầm mở ra. Hiện ra ở trước mắt mọi người đều là các loại rượu nổi tiếng hàng đầu thế giới, có rượu đỏ, có sâm banh. Gồm tất cả các năm của các nhà máy rượu đỏ nổi tiếng, toàn bộ bày ra ngay trước mặt. A, à, tiểu Nhu trừng lớn con ngươi, đi vào khu vực rượu đỏ, nhìn vô số rượu đỏ và sâm banh, cô có chút khích động nói, rất nhiều rượu đỏ và sâm banh a. À. Hơn nữa có năm thật cao, còn có năm 1980, trời ạ. Khả Hinh đứng ở trong cầu thang, ôm đầu gối sắp muốn ngủ nghe được lời nói này của tiểu nhu cô lập tức ngẩng đầu lên có chút căng thẳng cầm tay nghe nói hiện tại cô chú ý nhất định lauren sẽ xem trước thực đơn thông qua thực đơn chọn lựa ra rượu đỏ thích hợp đưa đến cho khách tiểu nhu nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn quả thật lauren nhận lấy thực đơn phụ ta đưa tới sau khi xem xong mới đưa thực đơn đưa cho chuyên gia hầu rượu xem xong tiểu nhu cầm lấy thực đơn khe khẽ đọc tôi cho cô biết tối nay có món ăn gì không cần Lauren tiên sinh phải chọn rượu đỏ nhẹ tuổi để cho các người xem rượu trước, nhất trí ý kiến sẽ đưa ra ngoài cho tân khách, nếu khách không có ý kiến, xem như an toàn vượt qua cửa ải rượu đỏ vòng thứ nhất, đây thường là một cửa ải cực kỳ an toàn. Đương Khả Hinh nói xong, liền căng thẳng cầm tay nghe, khe khẽ nói có phải cô sắp nhận lấy một ly rượu đỏ hay không? Tiểu Nhu giật mình nhìn một nhân viên phục vụ đang cầm một ly rượu đỏ đưa đến trước mặt của mình, cô cảm thấy đường khả hình thật sự là thần tiên A, cô ngơ ngác nhận lấy rượu đỏ, trong lỗ tai truyền tới lời nói của đường khả hinh, bây giờ cô nghe tôi, đem cái ly nghiêng 45 độ, nhắm ngay ánh đèn chuyên dùng quan sát dịch rượu bên trong phòng, quan sát màu sắc và mặt ngoài của rượu. Điểm này tiểu nhu hiểu, cô lập tức cầm ly, sau đó nhắm ngay ánh đèn, nghiêng về 45 độ, sau đó không đợi đường khả hinh có ý kiến, liền bắt trước khách ở phòng ăn, nhẹ nhàng xoay cái ly 365 độ, lại cúi đầu, dùng lỗ mũi ngửi trong ly, hít mạnh một hơi rượu, đắc ý cười nói, tôi đã xem xong, ngửi xong rồi, có phải sẽ uống rượu đỏ hay không? Ừm, Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Tiểu Nhu rất hả hê đem ly rượu đỏ uống hết, cố gắng nuốt xuống, sau đó mới nghe Đường Khả Hinh nói, ngàn vạn đừng nuốt, ngậm dịch rượu trong miệng, phồng má để rượu đảo quanh ở trong cổ họng cô, để lưỡi thấm đầy đủ mùi vị, cuối cùng nhổ rượu trong miệng ra. Tiểu Nhu đang cầm cái ly trống không, ngây người nhìn những chuyên gia hầu rượu khác quả nhiên đem rượu đỏ trong miệng nhổ vào trong cái khay bạc do nhân viên phục vụ mang tới. Sau đó cô nhìn thấy có một nam phục vụ đang cầm cái khay bạc đi tới trước mặt của mình. Nhìn mình, vẻ mặt cô đau khổ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Quay đầu nhìn thấy Lauren đang mỉm cười nhìn mình, cô lập tức phồng má, sau đó cúi đầu, đem mặt mình vùi vào trong cái khay bạc nhổ ra không khí. Nhân viên phục vụ cau mày cúi đầu, nhìn cái khay trống không, có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu không dám lên tiếng, Liền tranh thủ để xuống ly rượu, thấy Lauren nhìn mọi người, nghe ý kiến của bọn họ, chúng chuyên gia hầu rượu nhất trí gật đầu, cô cũng nghe lời đường khả hinh, cũng gật đầu một cái, không ngờ Lauren nhanh chóng đi tới trước mặt của mình, hỏi tại sao cô cảm thấy rượu đỏ năm 2005 thích hợp cho vòng rượu đỏ đầu tiên trong tối nay. Tiểu nhu hoàn toàn bị dọa sợ, lại nghe được bên tai nhanh chóng chuyển đến tiếng của đường khả hinh, cô dựa theo lời khả hinh dạy cô từng câu nói ra, bởi vì năm 2005 là năm bóc đô tốt nhất. Ánh mặt trời rất đầy đủ, thời tiết khô giáo, hơn nữa nhiệt độ rất cao, nhưng không có nóng bức, ban đêm vô cùng mát mẻ, cho nên quả nho phát triển rất đầy đủ, lượng đường vừa đủ, mùi vị nồng đậm, quả nho đỏ trưng cất rất ổn định hợp khẩu vị. Phòng thứ nhất rượu đỏ, tất nhiên sẽ chọn đỏ rượu ổn định, để cho khách thưởng thức thứ rượu ngon ngày càng cao. Lauren nghe cô gái nhỏ này nói đến rượu đỏ rõ ràng dành mạch, lại đưa ra một vấn đề khác. Chấm ngoặc kép, vừa rồi tôi cũng không có nhắc tới, đây là rượu đỏ bóc đô, cô làm sao biết đó là loại rượu đỏ đó. Bởi vì chỉ có rượu nho đỏ bóc đô năm 2005, 2006 mới có thể sánh ngang Red bóc đô năm 1996, chuyên gia hầu rượu luôn có thể chọn lựa loại rượu có năm thích hợp nhất, rượu đỏ đắt giá, nhưng rượu đỏ thích hợp thực ra không phải là năm, không phải ở đắt giá, mà ý tứ chỉ có một chữ, chấm ngoặc kép, khéo tiểu nhu dựa theo lời của đường khả hình từ từ giải đáp. Cuối cùng trên mặt Lauren lộ ra nụ cười, nhìn tiểu nhu, khẽ gật đầu nói, ừ. Tiểu nhu cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nghe qua Will chưa, Lauren đột nhiên nhìn tiểu nhu chầm chầm, hỏi. À, tiểu nhu kinh ngạc một chút, không biết trả lời thế nào. Đường khả hình lại kích động quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười nghẹn ngào, hưng phấn nói, nghe qua, Học viện đào tạo chuyên gia rượu ở Anh Quốc là học viện đào tạo chuyên gia rượu tốt nhất thế giới, là học viện có uy tín nhất cấp giấy chứng nhận hành nghề chuyên gia rượu đỏ. Nghe qua là học viện đào tạo chuyên gia rượu ở Anh quốc. Chấm ngoặc kép Tiểu Nhu nhàn nhạt nói nhỏ. Lauren mỉm cười hỏi muốn đi không? Tiểu Nhu sừng sốt một chút, không biết trả lời thế nào. Đường Khả Hinh nhất thời nản chí, hai mắt đỏ bừng ngồi dưới đất. Đây là học viện mình mơ ước đã từng rất cố gắng rất cố gắng đi về phía con đường kia rất vất vả rất vất vả đi tới ách chấm ngoặc kép tiểu nhu không biết trả lời thế nào mắt chừng thật to suy nghĩ cần suy nghĩ lâu như vậy sao đây chính là nơi mỗi chuyên gia hầu rượu đều mơ ước được đi lauren mỉm cười nói đường khả hinh rơi nước mắt nghẹn ngào nói tiểu nhu cô muốn đi không đó là một nơi bất kỳ người nào thích rượu đỏ cũng mơ ước muốn đi vào Nơi đó có rượu ngon nhất, giáo sư tốt nhất, là địa phương mang linh hồn rượu đỏ, sau khi ra ngoài, số mệnh và tương lai của cô sẽ hoàn toàn thay đổi, cô muốn đi không? Tiểu Nhu chừng lớn con ngươi, suy nghĩ vấn đề này, lại nhìn về phía Lauren, ai không yêu tiền đồ vô hạt, lòng của cô có chút dao động, lại nhìn Lauren, yếu ớt hỏi tôi có thể đi không? Lauren cười nói, bây giờ cô tạm thời không thể đi nhưng trong tương lai cô sẽ có cơ hội có thể đi, tối nay biểu hiện tốt một chút nếu cô có thể vượt qua kỳ quan sát của tôi, tôi sẽ thay mặt khách sạn Á Châu đồng ý, đề cử cô đến học viên đào tạo chuyên gia hầu rượu Anh Quốc, học tập rượu đỏ, sau khi về nước, ký hợp đồng cả đời. Tiểu Nhu xôn xao nhìn Lauren, nói, vậy, tôi, cố gắng cho tốt, Lauren không nói nữa, lập tức tiến lên, ra lệnh cho tất cả nhân viên phục vụ dâng lên rượu đỏ năm 2005 cho tân khách. Tiểu Nhu thấy Lauren đi rồi, cô căng thẳng khẽ hỏi đường khả hinh, khả hinh tôi có thể đi không? Đường khả hình nức nở gật đầu, nói, ừ, tôi giúp cô. Cô nói xong, đột nhiên trong lòng đau nhói, để xuống tay nghe, cuốn rúc vào trên mặt sàn lạnh lẽo, ôm đầu gối khổ sở nức nở, nước mắt từng viên lăn xuống, không nhịn nổi bi thương và mất mát, mặt vùi vào trong đầu gối, đau lòng khóc giống cha. Con xin lỗi cha, con xin lỗi cha, con xin lỗi cha. Nếu không phải con nhất thời yếu lòng, con có thể hoàn thành hy vọng của cha thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phòng giám sát khách sạn Á Châu. Một cảnh sát phát hiện tia tử ngoại quét ngang về phía sảnh tiệc trong bán kính 3 m phát hiện tại một cầu thang có một người phát ra cảm ứng nhiệt năng, hơn nữa thời gian đã hơn 30 phút. Anh ta lập tức cầm bộ đàm, thông báo cho đồng nghiệp lầu dưới sảnh tiệc, nói phát hiện khác thường. Cửa chính sảnh tiệc, phía bên trái, nơi lối thoát hiểm, có cảm ứng nhiệt năng vượt qua 30 phút. Đặc cảnh tại đại sảnh lầu một nghe xong, lập tức lạnh lùng xoay người, cùng hai người đồng nghiệp, đi lên sảnh tiệc lầu 2, nhanh chóng chạy tới cầu thang, lúc cánh cửa thép của lối thoát hiểm sắp sửa mở ra, bọn họ nhanh chóng rút súng lục ra, một bước mở cửa chính, nhắm ngay bên trong kêu to, không được nhúc nhích. Đường khả hình hoảng sợ, đôi mắt đấm lệ, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng giữ tợn dơ súng nhắm ngay mình. Cô tức khắc nhớ lại hình ảnh đáng sợ trong cái đêm 3 năm trước đây, trái tim của cô chợt run lên, bất chấp tất cả, hai tay ôm đầu khản giọng kêu to a à, tiếng thét kinh hoàng bén nhọn thoát ra hành lang thật dài cả sảnh tiệc đột nhiên yên tĩnh tất cả tân khách kinh ngạc hai mặt nhìn nhau canh giữ chặt chẽ ở đại sảnh bữa tiệc đặc cảnh và bảo vệ lập tức đề phòng tay đè vị trí giấu súng căng thẳng quan sát xung quanh sảnh tiệc đặc cảnh cận thân của thủ tướng lập tức bảo vệ chặt ở bên cạnh thủ tướng và phu nhân cùng tô tiểu thư sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào vẻ mặt tưởng thiên lỗi nghiêm túc nhìn thấy giám đốc Hoác Minh cùng đội đặc cảnh nhanh chóng đi tới, một người đi tới bên cạnh thủ tướng khe khẽ trần an, một người tới đến sau lưng tưởng thiên lỗi khe khẽ nói một câu. Ánh mắt tưởng thiên lỗi mãnh liệt chớp lóe, trực tiếp đặt khăn ăn trên bàn, lạnh lùng đứng lên, nhìn về phía thủ tướng khẽ khom người, mỉm cười nhìn tân khách toàn trường nói, xin lỗi các vị, vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, bây giờ đã qua, cũng không có chuyện nguy hiểm xảy ra, thỉnh an tâm dùng cơm. Tôi xin lỗi hiện tại không tiếp được, lát sau sẽ trở lại dùng rượu tạ tội anh nói xong sắc mặt cứng rắn xoay người sải bước đi ra sảnh tiệc trong ánh mắt kinh nghi của mọi người sau đó nghe được nơi hành lang dài nào đó truyền đến tiếng khóc rất thê thảm của một cô gái mày anh nhíu lại tất cả vệ sĩ tào ngọc tinh và chúng quản lý cùng đi dọc theo hành lang thật dài từng bước từng bước đi về phía trước càng đi càng gần càng nghe tiếng kêu khóc thất thanh của một cô gái nhỏ đừng giết tôi đừng giết tôi tôi không biết gì cả bỏ qua cho tôi đi tôi cầu xin các người tôi cầu xin các người tưởng thiên lỗi nghe tiếng khóc này sắc mặt càng ngày càng nặng nề bước nhanh về phía phát ra âm thanh kia đi cuối hành lang rốt cuộc nhìn thấy mấy đặc cảnh tay cầm súng lục nhắm ngay một góc thang lầu tại lối thoát hiểm nắm cò súng hết sức đề phòng giống như một dây kế tiếp sẽ phải giải quyết cô gái khóc la thê lương ở trước mặt anh hai mắt lạnh lẽo đi qua mấy viên đặc cảnh đi vào cầu thang bộ đột nhiên nhìn thấy có một cô gái mặc đồng phục khách sạn đang ngồi xổm trên mặt đất để tóc ngắn khóc giống cứu tôi cứu tôi tôi không biết gì cả bỏ qua cho tôi đi bỏ qua cho tôi ánh mắt tưởng thiên lỗi đông lại nhìn cô gái trước mặt cuối cùng tức giận mở miệng cô là ai đường khả hinh vừa nghe giọng nói này bỗng nhiên ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm người trước mặt cánh cửa trí nhớ tức khắc mở ra tưởng thiên lỗi nhìn thấy đường khả hinh quỳ trên mặt sàn khổ sở khóc rốt cuộc giật mình trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ chương 78, Cha hỏi một Cửa thang máy chợt mở ra. Tiểu la từ trong thang máy xông ra ngoài, hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi chạy vào phòng ăn ngựa tôn, nhìn thấy Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt hai người đang đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn về phía một người khách người Pháp, nhẹ nhàng mỉm cười nói tiếng Pháp, vừa lúc nói đến đoạn tối nay khách sạn tài trợ tổ chức bữa tiệc tối từ thiện cứu trợ thiên tai, đang chuẩn bị bắt đầu. Quản lý, không xong, xảy ra chuyện lớn, chấm than ngoặc kép. Tiểu La đột nhiên nhào tới trước mặt của Trần Mạn Hồng, kêu to, xảy ra chuyện lớn. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt giật mình, có chút lo lắng sợ khách bị hoảng sợ, mới xoay người cắn răng khẽ nói, không muốn sống nữa đúng không? Hay răng chó quá dài, ở trước mặt quý khách còn dám la hét. Trừ hết lương. Không phải a, à, thật xảy ra chuyện lớn. Chấm than ngoặc kép, Tiểu La thở hổn hển gấp gáp nói. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nhìn anh ta một cái, cảm thấy có lẽ có chuyện khẩn cấp, liền nhìn khách, mỉm cười khom lưng gật đầu, dùng tiếng pháp cung kính nói, thật xin lỗi, vừa rồi khiến cho ngài hoảng sợ hãi, xin ngài từ từ dùng, không quấy dày ngài. Khách bày tỏ hiểu, mỉm cười gật đầu. Đi theo tôi, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đồng thời xoay người, cùng Tiểu La đi vào quầy rượu, Tiểu La cũng đã không kịp đợi gấp gáp nói với Trần Mạn Hồng, việc lớn không tốt rồi. Đường khả hình ở quầy rượu chúng ta, vừa mới tan việc, không biết xảy ra chuyện gì, chạy đến sảnh tiệc lầu hai khóc lóc ẩm ý, kinh động thủ tướng và tổng giám đốc, bây giờ đã bị bắt. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt trừng lớn con ngươi, kinh hoàng kêu to cái gì. Tiểu La tiếp tục nghiêm mặt nói, lúc này tôi còn nghe nói, bộ phận hành chính phát ra thông báo, phải báo cho hai người quản lý lập tức đến phòng tổng giám đốc, tổng giám đốc có chuyện muốn tìm hai người. Trần Mạn Hồng nghe nói như thế, biết chuyện của đường khả Hinh bị bại lộ, nhất thời chân cô mềm nhún, ngã trên mặt đất. Tối nay cả khách sạn, bởi vì chuyện của đường Khả Hinh mà xôn xao, nghe nói đường Khả Hinh tự tiện rời vị trí chạy đến sảnh tiệc gây ẩm ý, kinh động thủ tướng, thậm chí điều động súng ống, nghe nói thân phận của đường Khả Hinh rất đáng nghi, có thể là đặc công, muốn tới ám sát thủ tướng, lại nghe nói Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt là sát thủ ẩn núp nhiều năm trong khách sạn. Vẫn che giấu thân phận, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Rốt cuộc muốn giết ai đây, tạm thời không còn rõ ràng lắm. Lời như thế, càng truyền càng thái quá. Cửa thang máy đại sảnh, đinh, một tiếng mở ra. Ba gã vệ sĩ dẫn Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đi ra đại sảnh, đi qua một con đường khác, trực tiếp bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Tất cả đồng nghiệp tại đại sảnh, bao gồm nhân viên tiếp tân, nhân viên lễ nghi, các trợ lý, thậm chí còn có một vài người khách nghe được tin cũng không khỏi nhìn về phía Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, thì thầm to nhỏ. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt thật cảm thấy mất hết cả mặt mũi rồi, hận không được đào một cái hang chui xuống, nhất là Trần Mạn Hồng, buổi chiều nay còn rất kiêu ngạo với Tào Ngọc Tinh, thật sự là. a à, vừa mới làm xong công việc ở sảnh tiệc, Tào Ngọc Tinh ôm vai, đi xuống cầu thang xoắn ốc, hết sức hả hê nhìn dáng vẻ ảo não của Trần Mạn Hồng, cô cảm thấy buồn cười nói, hôm nay quản lý Trần thật là quý nhân a, à. buổi chiều còn được Tổng Giám Đốc thưởng thức, buổi tối cũng đã trèo lên thang máy của Tổng Giám Đốc, đi uống cà phê với tổng giám đốc rồi. Ha ha ha. Trần Mạn Hồng cắn răng nghiến lợi, nắm chặt quả đấm, nhìn con gà mẹ Tào Ngọc Tinh. Tào Ngọc Tinh thật sự hết sức bỏ đá xuống giếng nhìn Trần Mạn Hồng tiếp tục cười nói, cho nên tôi nói, tôi hết sức hết sức ưa thích trái đất này, nghe qua một câu nói chưa. Địa cầu chuyển động, phong thủy luân chuyển, hôm nay quản lý Trần ham hở đến bộ phận sảnh tiệc của chúng tôi, uốn éo cái mông, vặn cái eo, nói những lời vô cùng hay, cuối cùng khiêng đá đầu đập chân của mình đau không tào anh kiệt không ưa bộ dáng của tào ngọc tinh khi dễ trần mạn hồng liền mở miệng nói quản lý tào nói chuyện phải giữ miệng một chút chúng tôi chỉ đi gặp tổng giám đốc để tìm hiểu rõ tình huống đấy chúng tôi vẫn có thể sống sót trở về a à? tào ngọc tinh lạnh lùng nhìn tào anh kiệt hư một tiếng nói người khác vẫn luôn nói chúng ta cùng họ hỏi anh là anh trai tôi hay là em trai phi tôi không dám có người thân như anh anh có thân phận đặc biệt lúc nào cũng có thể sẽ bị tổng giám đốc chặt anh thành tám khúc, ném vào biển làm mồi cho cá. Anh vốn cũng không phải là người sống rồi, cũng không có chuyện sống sót trở về nữa, để cho Trần Mạn Hồng và anh làm con quỷ chết oan đi. Hừ, cô, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng hận đến ngứa răng muốn sông tới, nắm tóc người phụ nữ này, quất cô hai bà tai, đạp vào bụng của cô, vặn ngã cô đập xuống đất, lại hung ác đạp mấy đạp, giết chết, ném cho chó ăn, ăn đến xương cũng không chừa. Đi thôi, Tào Anh Kiệt bất đắc dĩ kéo Trần Mạn Hồng đi vào thang máy chuyên dụng sang trọng của Tổng Giám Đốc, cửa thang máy vừa đóng lại, Trần Mạn Hồng cũng đã tức giận đứng ở trong thang máy rậm chân, che mặt khóc nói, mất mặt chết. Mất mặt chết, tôi không muốn sống, bên ngoài còn tung tin hai chúng ta là sát thủ, nếu chúng ta là sát thủ, tôi muốn giết Tào Ngọc Tinh đầu tiên. Ô ô ô ô ô Trần Mạn Hồng ở thang máy của Tổng Giám Đốc khóc nức nở, bay lên tới tầng lầu 100 cao nhất cửa thang máy ầm ầm mở ra, nhưng trước mắt tối sầm lại, đèn bộ phận hành tránh gần ngàn thước vuông toàn bộ tắt ngấm, tất cả đồng nghiệp tan việc, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mà văn phòng làm việc của tổng giám đốc nằm phía sau bộ phận hành chính, hành lang trải thảm vàng nhạt sang trọng, cũng chỉ lóe lên ánh đèn nhỏ u ám, hiển nhiên tổng giám đốc vẫn chưa về, sắc mặt của hai người bọn họ có chút sững sờ, cái ót có chút tê dại, không dám đi về phía trước. Xin mời, ba gã vệ sĩ đi ra thang máy, xoay người, nhìn về phía Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt ở bên trong thang máy nói. Không biết là, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng có chút hoảng sợ nói, Tổng Giám Đốc không có thông báo, liền đem chúng ta trực tiếp ném vào trong biển chứ. Ba gã vệ sĩ nhịn không được bật cười một tiếng, vừa muốn nói chuyện cũng đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp từ phía phòng Tổng Giám Đốc đi tới, bọn họ lập tức không lên tiếng. Đông Anh bước dọc theo hành lang dài hơi tối, sắc mặt có chút bất đắc dĩ đi tới, nhìn Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, mỉm cười nói, hai vị quản lý, mời đi theo tôi. Bọn Trần Mạn Hồng nhìn thấy Đông Anh, có chút yên tâm, liền đi ra thang máy, đi theo cô đi về phía trước. Đông Anh vẫn rất cung kính vừa đi về phía trước, vừa nghiêng mặt giải thích, Tổng Giám Đốc tiếp Thủ tướng đi xem buổi cứu trợ thiên tai vẫn chưa về, cho nên các người có thể phải chờ thêm chốc lát. Trần Mạn Hồng không dám lên tiếng, nhưng Tào Anh Kiệt lại ngạc nhiên nhìn Đông Anh, hỏi, thư ký Lưu, nhân viên khả hình của chúng tôi đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ cô ấy ở đâu? Đúng vậy, hiện tại cô ấy ở đâu? Trần Mạn Hồng cũng có chút lo lắng, dù sao lúc ấy cô đã hứa với nhã tuệ phải chăm sóc khả hình thật tốt. Đông Anh im lặng không lên tiếng, đưa bọn họ đi tới ngoài cửa lớn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy một bóng dáng khác, có chút mất mát than thở. Trần Mạn Hồng có chút giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy nhã tuệ cũng bị bắt lên, phạt đứng ở trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Vẻ mặt cô lập tức đau khổ nói, tôi biết ngay. Có tôi, làm sao thiếu cô được. Nhã Tuệ cũng đành chấp nhận nhìn Trần Mạn Hồng thở dài nói, thật xin lỗi. Cô bạn. Được rồi, đời này biết cô, xem như tôi xui xẻo. Trần Mạn Hồng tự nguyện đi tới, đứng chung một chỗ với Nhã Tuệ, giống như học sinh tiểu học làm việc gì sai, bị thầy giáo phạt đứng. Tào Anh Kiệt cũng bất đắc dĩ đứng ở một bên thở dài. Đông Anh nhìn ba người quản lý và trợ lý giám đốc của khách sạn Á Châu đều vô cùng ưu tú, không nhịn được bất đắc dĩ cười nói còn có. Quản lý bộ phận hành tránh nhân sự và quản lý từ của bộ phận tiếp tân cùng mọi người lén lút tiếp nhận đường khả hình. Hai người bọn họ, một ở Nhật Bản, một ở Anh Quốc, ba ngày sau trở về nước, tiếp nhận tra hỏi sau. Cả người nhã tuệ cũng mềm nhũn ra, không còn hơi sức nói lần này. Là tôi hại mọi người. Đông Anh ngẩng đầu lên nhìn nhã tuệ cũng có chút chân thành nói, trợ lý Lưu. Ba năm không gặp, cô vẫn vì bạn bè mà chịu cho người cắm một đau, chẳng qua phương pháp có chút sai lầm. Cô chỉ bị ngoài ý muốn. Vẻ mặt nhã tuệ khổ sở cúi đầu, biết mình không thể trốn tránh, chỉ đành thừa nhận nói, tôi chỉ muốn tìm cho cô ấy một chỗ sống yên ổn. Đông Anh nhìn cô một cái, không lên tiếng nữa, nhìn mọi người mỉm cười nói, xin mọi người chờ chốc lát, chắc là Tổng Giám Đốc sắp trở lại. Đông Anh nói dứt lời, liền biến mất ở nơi hành lang u ám, để mặc cho ba người bị phạt đứng ở bên ngoài phòng tổng giám đốc. Ca tính của Trần Mạn Hồng rất nóng nảy, càng nghĩ càng sợ nói các người đoán xem, tổng giám đốc có thể đem toàn bộ chúng ta đưa tới cục cảnh sát hay không? Nếu khả hình thật sự là sát thủ chuẩn bị muốn giết hại tổng giám đốc. Nói bậy, nhã tuệ lập tức quát cô bản thân, nói, dĩ nhiên cô ấy không phải là người như vậy, có thể là bị hoảng sợ chuyện gì đó, nghe nói lúc cảnh sát phát hiện ra cô ấy, cô ấy đang núp trong bóng tối khóc thật thê thảm cô ấy đang chỗ nào ở cục cảnh sát hay là đang ở khách sạn tào anh kiệt ngạc nhiên hỏi không biết tôi cũng rất lo lắng nhã tuệ nói xong đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên ba người bọn họ nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ hành lang bộ phận hành chính đi tới phòng tổng giám đốc sáng lên ánh đèn trói mắt sau đó cửa thang máy ầm ầm mở ra tưởng thiên lối vượt lên đi ra trước đi theo phía sau là một đám các lãnh đạo cấp cao cùng với trợ lý đắc lực nhất của mình, phó tổng giám đốc khách sạn Á Châu Trần Tuấn Nam, người đàn ông tuổi đã hơn 30 tuổi cao lớn đẹp trai, toàn thân anh ta mặc âu phục màu đen. Bên trong áo sơ mi kẻ ô màu xanh nhạt, phong cách tươi vui sảng lãng, trong tay cầm một phần tài liệu nhìn tưởng thiên lỗi báo cáo tình hình tại Anh Quốc. Tưởng thiên lỗi trầm mặt lắng nghe, im lặng không lên tiếng bước đi về phía trước. Bọn người Trần Mạn Hồng nhìn thấy tổng giám đốc đi tới, lập tức căng thẳng đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Tưởng thiên lỗi giống như không nhìn thấy ba người bọn họ, trực tiếp lạnh lùng khẽ buông lỏng cúc áo âu phục, đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Lúc này Đông Anh, từ trong phòng thư ký vội vã đi ra, tự mình đẩy ra cửa chính văn phòng làm việc cho anh, tưởng thiên lỗi xảy bước đi thẳng vào, Trần Tuấn Nam cầm tài liệu, đi qua bên cạnh đám người Trần Mạn Hồng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của Tào Anh Kiệt, Tào Anh Kiệt cũng không một chút kiên kỵ quay mặt đi, không nhìn anh. Trần Tuấn Nam nhìn bộ dáng anh ta như vậy, đột nhiên cười một tiếng, Cầm văn kiện lên, nhẹ nhàng gõ một cái trên bờ vai của anh, mới xoay người đi vào văn phòng. Hoắc Minh giống như con sư tử bị nhổ lông, tóc dựng đứng tức giận đi lên đứng trước mặt bọn họ, vươn tay run rẩy chỉ vào ba cái đồ vô dụng, đau lòng nói, nhìn xem đức hạnh của các người đi. Đây là đức hạnh gì, lại dám làm ra loại chuyện này, các người không biết xấu hổ, nhưng không thể không chú ý đến mặt mũi của tôi. Còn một thời gian ngắn nữa tôi đã về hưu, đợi đến khi tôi về hưu các người muốn giả trang 007 có được không? Hiện tại cả khách sạn đều nói các người là đặc công, sát thủ, chú ý đến cái cô. Cái cô, cái cô, cái cô đường khả hình, chuẩn bị muốn ngưu sát ai đó. Tôi thật sự tức chết, cho tới bây giờ khách sạn Á Châu cũng không có xuất hiện chuyện vô cùng nhục nhã như vậy. Các người làm cho tôi mất hết mặt mũi. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, bọn người Trần Mạn Hồng, ngượng ngùng cúi người xuống, đau lòng nói, là lỗi của chúng tôi. Xin lỗi, xin lỗi có ích sao, muốn cảnh sát tới làm chi? Mặc kệ các người, chấm than ngoặc kép, hoác minh lạnh lùng xoay người, tức giận đi khỏi. Cửa chính văn phòng tổng giám đốc rốt cuộc chậm rãi mở ra. Trần Tuấn Nam mỉm cười đi ra, sau đó nhìn ba người bọn họ một cái, mới rời khỏi, lúc này Đông Anh cũng đi ra, mỉm cười nhìn bọn họ nói, ba vị quản lý, mời vào đám người trần mạn hồng chống ngực đập thình thịch tìm vọt đến cổ họng nhưng vẫn nhắm mắt vẻ mặt đau khổ đi vào văn phòng vô cùng sang trọng ngay lập tức cảm thấy một cơn gió biển mãnh liệt ập tới trước mặt cánh cửa sổ bằng thủy tinh trong văn phòng tổng giám đốc mở ra rèm cửa sổ xanh màu nhà đón gió bay múa cảnh biển mênh mông ở tầm mắt thậm chí còn có thể nghe được tiếng cano kêu to trên chiếc bàn tròn giữa bốn chiếc ghế salon màu trắng để mấy phần tài liệu dường như là hợp đồng nhân sự gì đó Sắc mặt của bọn họ tức khắc trắng bệch, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trước cái bàn to lớn đang chăm chú phê duyệt tài liệu, mặt cúi xuống nhưng vẫn cảm giác cả người anh phát ra khí thế khổng lồ, ép về phía không gian rộng rãi, ép tới ba người bọn họ cũng hoảng sợ đến không thở nổi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn trong phần tài liệu, sắc mặt hơi trầm ngâm, hai mắt suy tư nhìn một phần tài liệu đến từ Anh Quốc, bác bỏ công trình xây dựng khách sạn dưới nước và công trình đầu tư xây dựng xa lộ cao tốc chỉ thấy phía trên lưu loát để ba chữ Trang Hạo Nhiên. Anh trầm ngâm nhìn ba chữ này, hai mắt chậm rãi lóe lên một chút lạnh lẽo. Một luồng gió biển gào thét thổi tới, lẻn vào văn phòng, nhấc lên một góc tài liệu, tưởng thiên lỗi hơi lấy lại tinh thần, để xuống bút máy đứng dậy, hết sức tự nhiên lạnh nhạt cởi ra âu phục của mình, vắt trên ghế ra bên cạnh, mở cổ áo sơ mi màu đen, lạnh lùng đi về phía ghế salon ngồi xuống, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lẽo chậm rãi quét qua ba người bọn họ không khí rất một ngạt ép tới làm cho người ta không thở nổi ba người bọn họ từng người run rẩy lo lắng giờ phút này rơi vào một bầu không khí yên lặng đáng sợ loại yên lặng này giống như có ma quỷ muốn bấm chặt cổ họng của bọn họ tưởng thiên lỗi vẫn hết sức nhẫn nại ngồi ở trên ghế salon nhìn ba người bọn họ thật lâu thật lâu cuối cùng mới chậm rãi mở miệng đã nhiều năm khách sạn Á Châu đối với khách hàng cho tới bây giờ cũng không có buổi tối như hôm nay xảy ra sai lầm như vậy làm ảnh hưởng tân khách tôn quý nhất của khách sạn Á Châu chúng ta, thậm chí còn ảnh hưởng đến thủ tướng. Cứ thét lên như vậy sẽ phá hủy công sức và danh tiếng trong nhiều năm qua của chúng ta. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt nuốt cổ họng khát khô, hai người không dám lên tiếng, rốt cuộc nhã tuệ không kiềm chế được, cúi đầu, xin lỗi nói, tổng giám đốc, chuyện này đều là lỗi của tôi, là tôi cầu xin hai vị quản lý tiếp nhận khả hình ánh mắt tưởng thiên lỗi lóe lên lướt qua trên người của nhã tuệ trầm mặt chậm rãi nói tiếp nhận cô có tư cách gì cầu xin hai vị quản lý tiếp nhận một nhân viên không hợp cách mặt của nhã tuệ đỏ lên cô thở hổn hển hai mắt đỏ bừng nói tôi 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 sai rồi ánh mắt của tưởng thiên lỗi lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn nhã tuệ nói đã là lần thứ hai cô ở trước mặt của tôi nói cô sai rồi cho tới bây giờ tôi cũng không cho phép người khác ở trước mặt của tôi nói mình sai hơn hai lần sau lưng nhã tuệ chợt lạnh, trên trán đổ mồ hôi, cũng không còn dám nói gì nữa. Tưởng thiên lỗi ngừng mắt nhìn nhã tuệ thật lâu, rốt cuộc hiện mở miệng, nói tại sao khách sạn Á Châu có quy định cứng rắn. Bởi vì một viên ngói một viên gạch nơi này cũng giá trị xa xỉ, mỗi vị khách nơi này cũng vô cùng tôn quý. Nơi này không thuộc về các người, cũng không thuộc về tôi, chỉ thuộc về quý khách. Mà hôm nay các người có thể tiếp nhận một nhân viên chẳng hợp cách như thế, để cho cô ấy ở dưới sự chú ý của hàng vạn phương tiện truyền thông, làm trò hề ở trên một bữa tiệc quan trọng như vậy. Ai có thể cho tôi một đáp án? Nói cho tôi biết, các người thân là quản lý khách sạn Á Châu trong một ngàn người mới chọn được một người, trải qua tuyển chọn nghiêm khắc, mới chọn ra, tương lai là người lãnh đạo quan trọng của khách sạn, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Bọn người Trần Mạn Hồng bị tưởng thiên lỗi nói vô cùng xấu hổ, đau lòng liên tục cúi đầu, không dám nói một tiếng nào. Có phải bởi vì các người ôm trước đã lâu, cho nên mới không coi ai ra gì như vậy hay không? Nếu là như vậy, không bằng các người từ trước đi. Chấm than ngoặc kép, sắc mặt của tưởng thiên lỗi cứng rắn nói. chương 79 có chút choáng váng. Tưởng thiên lỗi vẫn lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trên gương mặt kiên nghị không nhìn ra một chút y tứ. Đông Anh hơi quay đầu nhìn thấy đường khả hình vẫn núp ở cạnh cửa, vẻ mặt run rẩy, hai mắt lộ ra kinh hoàng, không dám bước vào trong, cô liền đưa hai tay ra, dịu dàng nói, vào đi thôi. Đường khả Hinh bị Đông Anh hơi dùng sức kéo một cái, chỉ đành phải cất bước mệt mỏi đi vào trong văn phòng hào hoa, bước chậm chậm, ngừng thở, đi qua bên cạnh tưởng thiên lỗi, nhìn thấy nửa khuôn mặt anh vẫn hoàn toàn lạnh lẽo, hai mắt trầm ngâm hiện lên vẻ không vui, trong lòng của cô chợt lạnh, vội vàng cúi đầu nhìn Đông Anh đi ra cửa, vẻ mặt vẫn run rẩy. Hoảng sợ lo lắng đi tới trước mặt của anh. Tưởng thiên lỗi vẫn lạnh lùng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, từng trận gió rét căm căm xẹt qua khuôn mặt cứng rắn của anh. Đường khả hình đứng trước mặt của anh không dám nhúc nhích, trong mắt nổi lên lo lắng, hơi thở càng ngày càng gấp rút. Đông anh cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ rất nặng nề, không dám nói nữa, chỉ im lặng cúi đầu, lặng lẽ đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Trong lòng của đường khả hình run lên, cuối cùng tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt lạnh lẽo nhìn cô một cái, phát hiện cô mặc đồng phục khách sạn toàn thân run rẩy bởi vì vừa mới kinh sợ quá độ mà sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh tràn ra chán mái tóc ngắn mềm mại ướt đẫm dính ở bên má trái cặp mắt to hiện lên vẻ rất lo lắng sợ hãi khiến người ta có cảm giác đau thương buồn bã anh nhíu mày nhớ lại ba năm trước đây khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cặp mắt to linh động bất cứ lúc nào cũng lộ ra khí thế không chịu thua cười rất đắc ý tràn đầy thanh xuân anh hơi ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo giò xét nghi ngờ nhìn cô. Đôi mắt đường khả hình ngấn lệ, giọt nước mắt trong suốt như pha lê, mí mắt rũ xuống lộ ra vô cùng mờ mịt. Tưởng thiên lỗi vẫn nhìn cô thật chặt. Trong lòng đường khả hình chua xót, cuối cùng tuyệt vọng khẽ trước mắt, nước mắt lăn xuống. Ánh mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe, cuối cùng giống như con giã thú đứng lên đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô đang cúi đầu, vẻ mặt run rẩy. Bên trong sợi tóc đen ngẫu nhiên nhìn thấy một vết sẹo màu hồng bên má trái của cô, trái ngón trỏ của anh khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhìn chằm chằm vết sẹo trên má trái của cô, chậm rãi đưa tay lên trước mặt cô, duỗi tới má trái của cô, đầu ngón tay sắp tiếp xúc sợi tóc ướt đẫm của cô. Đường Khả hinh hoảng sợ lui về phía sau một bước, cặp mắt sốc xếch chợt lóe lên, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, thái độ vẫn lạnh lùng muốn vươn tay chạm vào vết sẹo bên má trái. Đường Khả Hinh xoay mặt, đè nén bi thương từ chối anh chạm vào vẻ mặt của tưởng thiên lỗi cứng ngắc đột nhiên mạnh mẽ vươn tay nắm hông của cô kéo cô nhào tới trong lồng ngực cứng rắn của mình lại vươn tay muốn vén sợi tóc bên má trái của cô một bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay to lớn của anh có đeo đồng hồ tưởng thiên lỗi hơi rũ mắt nhìn vẻ mặt khổ sở buồn bã của cô không lên tiếng nước mắt đường khả hình tiếp tục lăn xuống nhìn anh vẫn nắm chặt bắt cổ tay anh hai mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe lên lạnh lẽo đột nhiên dùng sức vươn tay nhanh chóng đẩy sợi tóc ướt đẫm bên má trái cô nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn màu hồng lớn chừng bàn tay ôm thật chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vốn đẹp như hoa đôi mắt to sáng ngời nước mắt lăn xuống rơi vào vết sẹo lồi lõm không bằng phẳng xẹt qua từng dấu vết bi thương đường khả hình không còn hơi sức giấy giụa liền ngửa mặt như vậy mặc cho vết sẹo lộ ra ở trước mặt của tưởng thiên lỗi, bi thương tuyệt vọng bật khóc ánh mắt của tưởng thiên lỗi nóng lên vội chớp mắt nhìn đường khả hình khóc đến vô cùng thê lương, anh nhớ tới buổi tối 3 năm trước đây ném cô một mình ở giữa đường tối, nhớ tới cơn mưa giữa trưa, ánh mắt anh lại lóe lên, nhìn vẻ mặt cô khổ sở như vậy, chậm chạp mở miệng hỏi, chuyện khi nào? Đường khả hình đầy tưởng thiên lỗi, tiếp tục che má trái khóc giống. Tôi hỏi cô chuyện khi nào? Tưởng thiên lỗi đột nhiên mạnh mẽ tiến lên, ôm chặt cô vào trong ngực, thô lỗ nâng sợi tóc bên má trái của cô, giọng nói tức giận ra lệnh, chuyện khi nào? Ba năm trước đây, chấm ngoặc kép, đường khả hinh nghẹn ngào khóc, nhớ lại buổi tối đáng sợ đó vẫn giống như địa ngục tối tăm lạnh lẽo, cô sợ hãi rơi lệ nói, sau khi chúng ta chia tay. Có rất nhiều người đàn ông hung dữ cầm lên đao và axit nhắm ngay vào tôi, tôi liều mạng dẫy dụa, tôi liều mạng cầu xin tha nhưng bọn họ vẫn phá hủy mặt của tôi. Ánh mắt tưởng thiên lỗi nhanh chóng chợt lóe, sắc mặt hơi thay đổi. Đường khả hinh nói đến chuyện cũ, nước mắt rơi như mưa, không còn hơi sức ở trong ngực anh dần dần tuột xuống ngã ngồi ở bên chân anh, tiếp tục rơi lệ cầu xin, tôi thật sự không cố ý, không phải tôi cố ý muốn vào khách sạn của anh, cũng không phải cố ý muốn xảy ra chuyện mới vừa qua, tôi chỉ muốn tìm việc làm, muốn tìm công việc ban ngày, có thể nhìn thấy ánh mặt trời mà không phải cả ngày núp ở trong kho hàng lạnh lẽo chờ đợi cuộc sống rửa nát. Thật xin lỗi, tôi xin lỗi anh, tha thứ cho tôi, tôi không cố ý, tha thứ cho bạn của tôi, cho dù anh chán ghét tôi như thế nào khinh bỉ tôi như thế nào, nhưng cầu xin anh bỏ qua cho những người tiếp nhận tôi. Tôi cầu xin anh. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, cắn chặt răng, nhớ lại cái đêm ba năm trước đây, ở trong kính chiếu hậu nhìn cô đứng cô độc ở trên đường. Đường khả hình tiếp tục tựa vào bên chân của anh, rơi lệ khóc nói tôi chỉ muốn núp ở trong hầm rượu có thể nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào một chút ánh sáng mặt trời, an tâm hoàn thành công việc này, mỗi ngày rửa ly xong, lau sạch sẽ, cẩn thận đặt ly lên kệ. nghĩ tới ở bên trong ly chứa đầy rượu đỏ, tôi đã đủ hài lòng. tôi thật sự không có yêu cầu quá nhiều. tôi không có, tôi thật sự không cố ý, tôi thật sự không cố ý. xin lỗi, xin lỗi. tưởng thiên lỗi không muốn nghe nữa, nhanh chóng xoay người ngồi trở lại trên ghế salon, lạnh lùng không lên tiếng. đường khả hình ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn vẻ mặt tưởng thiên lỗi vẫn vô tình như vậy, cô vội vã đến trước mặt của anh đưa ra đôi tay run rẩy nắm cánh tay của anh tiếp tục cầu xin, tôi cầu xin anh, đừng trách quản lý và nhã tuệ, tất cả đều là lỗi của tôi, bọn họ chỉ thương cảm và tội nghiệp tôi nên mới giúp tôi. Tưởng thiên lỗi quay mặt sang, lồng ngực hơi kích động phập phồng. Tôi chết không có gì đáng tiếc, nhưng xin anh đừng trách bọn họ. Hôm nay, tôi sẽ tự động biến mất, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt của anh. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình khổ sở rơi lệ, vừa khóc vừa cầu xin vẻ mặt tưởng thiên lỗi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nghiêng người tới ấn nút hand free. Ngay sau đó ba tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, đông anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngẩng đầu lên nhìn đường khả hinh ở trong văn phòng, khóc thành nước, mới đi đến trước mặt của tưởng thiên lỗi, cúi đầu, nói nhỏ, tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi trầm mặt một lúc lâu, mới nói, chuẩn bị một chút bánh ngọt và sữa tươi vào đây. Đông Anh lập tức mỉm cười gật đầu nói, dạ. Cô lên tiếng trả lời, ngay sau đó đi ra khỏi văn phòng. Đường khả hình vẫn rơi lệ nhìn tưởng thiên lỗi, không hiểu ý của anh. Tưởng thiên lỗi thở mạnh một hơi, không nhịn được nói cách xa tôi một chút, ngồi đối diện đi. À, đường khả hình có chút không hiểu, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi phát hiện, chỉ cần vừa tiếp xúc với cô thì rất không có kiên nhẫn, anh lạnh lùng quay mặt sang nhìn cặp mắt to tròn đầy lệ, nói ngồi ghế salon đối diện đi. Đường khả hình nghe vậy, chớp mắt một cái, vội vàng đứng lên, chuyển bước cẩn thận đi tới ghế salon đối diện tưởng thiên lỗi, ngồi xuống, có chút lo lắng ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng ngồi ở trên ghế salon, tức giận nhìn cô một lúc lâu, mới nói cô luôn làm tôi bất ngờ, dám làm ra những chuyện thật to gan. Đường khả Hinh không dám lên tiếng, cúi đầu, lau nước mắt trên mặt. Tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt nhìn cô, lại nhớ đến ba năm trước đây, cô gái này ở trước mặt của mình, cười rất rảo hoạt. Đường khả hình cảm giác anh nhìn cô, liền ngẩng đầu lên. Tưởng thiên lỗi hơi rũ mắt không lên tiếng, không để ý cô. Bầu không khí dần dần thay đổi. Tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lên tiếng. Đông Anh cẩn thận mang sữa tươi và một chút bánh ngọt đi vào đặt xuống trên bàn trà trước ghế salon, sau đó khom người chào, đi ra ngoài. Đường khả hình nhìn thấy sữa tươi và món điểm tâm trước mặt, cô chớp mắt, ngày hôm nay xảy ra rất nhiều lắm chuyện cô từ hầm rượu đi ra thật sự là rất đói bụng cô mím chặt môi nuốt một ngụm nước bọt tưởng thiên lỗi vẫn không để ý cô vươn tay cầm sữa tươi trên bàn trà sau đó ở trước mặt đường khả hình uống một hớp đường khả hình nhìn anh chằm chằm rồi cúi đầu không dám lên tiếng tưởng thiên lỗi để ly xuống nói ăn đi đường khả hình cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn anh tưởng thiên lỗi cũng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt giống như nói nếu cô không ăn tôi sẽ vén mặt cô lên nhìn đường khả hình đưa tay cầm một cái bánh trứng tổ yến vừa hoảng sợ nhìn anh vừa ăn cái bánh trứng tưởng thiên lỗi khinh bỉ nhìn cô một cái giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đường khả hình vẫn nhìn tưởng thiên lỗi ở trước mặt vẻ mặt run rẩy vươn tay cầm một miếng bánh trứng tổ yến bỏ vào trong miệng nhai tưởng thiên lỗi nhìn cô một lúc lâu rốt cuộc nói ăn xong rồi thì đi đi Đường khả hình nghe vậy, có chút lo sợ nhìn anh, bàn tay đang nắm khối bánh trứng rũ xuống. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, lại nói ăn xong thì đi đi. Ánh mắt của đường khả hình tối tăm, cô cũng biết anh sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng vẫn lo lắng cho người bạn thân của mình và các quản lý thật tốt. Liền ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi nói, vậy nhã tuệ và quản lý. Bản thân cô cũng tự thân khó giữ còn trông non người ta, tưởng thiên lỗi lạnh lùng đứng lên, xoay người đi tới trước bàn làm việc của mình, Mở ra tài liệu xem lại dự án bị bác bỏ, nói: "Nhân viên khách sạn của tôi, tôi tự có biện pháp giải quyết, không cần cô hỏi, ăn xong thì đi đi." Đường Khả Hinh ngồi ở ghế salon nhìn thái độ của Tưởng Thiên lỗi như vậy, biết nói thêm nữa cũng chỉ vô ích, đành phải nắm khối bánh trứng, nhẹ nhàng đứng lên, không dám nói thêm nữa mà đi đến cạnh cửa, xoay người nhìn anh vẫn đang chăm chú xem tài liệu, cô im lặng mở cửa văn phòng đi ra ngoài lúc này từ trong tài liệu tưởng thiên lỗi mới ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đóng chặt. Đường khả hình đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đông Anh đang mỉm cười nhìn mình, cô cũng mỉm cười nhìn Đông Anh một cái, hơi gấp eo, ngượng ngùng nói cảm ơn cô đã chăm sóc tôi hôm nay, bánh ngọt ăn rất ngon. Bây giờ tôi lập tức phải đi thay đồng phục rời khỏi khách sạn. Thật xin lỗi. Đông Anh nhìn bộ dáng cô như vậy, không nhịn được bật cười nói cô phải đi thay đồng phục bởi vì đồng phục này không phải của cô, Bình thường nhân viên mới vào làm việc, sau 3 ngày mới có thể có đồng phục, thủ tục chính thức nhận việc cũng tương đối dườm ra một chút, không dễ dàng có thể vào làm tại khách sạn Á Châu. Đường khả hình miễn cưỡng cười cười, mới dịu dàng nói, tôi biết rồi. Có thể vào làm việc dù chỉ một ngày, tôi cũng học được rất nhiều thứ. Thật cảm ơn mọi người. Đông Anh nhìn khả hình thoải mái, giống như vẫn không biết chuyện gì xảy ra liền bật cười nói, ý tứ của tôi là ngày mai cô đến làm việc, trực tiếp mặc quần áo bình thường tới đây, chờ sau khi có đồng phục, cô đổi lại là được. Bởi vì hôm nay quá muộn, đồng nghiệp bộ phận nhân sự cũng không còn làm, cho nên làm thủ tục nhận việc cho cô có chút phiền toái. À, đường khả hình kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh, cả người có chút choáng váng. chương 80, đừng nhìn tôi như vậy. Cô mới vừa nói cái gì? Đường khả hình cho rằng mình nghe lầm, có chút căng thẳng nhìn Đông Anh, hỏi cô nói tôi. Cô nói tôi, Đông Anh mỉm cười nhìn đường vẻ mặt kinh ngạc của Khả Hinh, liền cho cô thêm một chút lòng tin nói, đúng vậy. Cô không có nghe lầm, ngày mai bắt đầu chính thức làm thủ tục nhận việc tại khách sạn Á Châu. Đồng phục và hợp đồng chính thức cũng do tôi tự mình xử lý. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Đông Anh, nhìn cô nở nụ cười nhã nhận lịch sự, cô hưng phấn không thốt nên lời nhưng đột nhiên nhớ tới không biết nhã tuệ và quản lý thế nào, cô có chút hy vọng nhìn Đông Anh hỏi, vậy nhã tuệ thế nào? Còn có các quản lý thế nào? bọn họ cũng không sao chứ. Đông Anh nghe hỏi thế, mỉm cười không lên tiếng, một lúc mới nhìn đường Khả Hinh nói, phương diện này, tôi tin Tổng Giám Đốc tưởng sẽ có sắp xếp, cô về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tới đi làm. Sau này phải nhớ kỹ, không cần nấp nấp ló ló, sau này ở khách sạn chúng ta có lối đi dành riêng cho nhân viên, khi bước vào tòa nhà dành cho nhân viên có một bảng thông báo, phía trên sẽ dán nội quy thưởng phạt của khách sạn đối với nhân viên, hoặc thăng chức, bãi chức cùng với thông báo quan trọng của khách sạn. Về sau ở phương diện này cô phải chú ý. Đông Anh lấy ra một tờ chứng nhận làm việc tạm thời đưa tới trước mặt của đường Khả Hinh, nói đây là giấy chứng nhận làm việc tạm thời của cô. Lúc cô chưa có bảng tên khách sạn thì cô lấy cái này đưa cho bảo vệ xem, tự nhiên anh ta sẽ cho cô cho đi. Tôi đã nghiên cứu qua công việc của cô thuộc K2, ngày mai sắp xếp xong thì 12 giờ mới lên ca, cho nên tối nay cô ngủ một giấc thật ngủ ngon, giữ tinh thần ngày mai tới làm. Trong lòng của đường khả hình tràn đầy cảm động nhận lấy giấy chứng nhận làm việc tạm thời trong tay Đông Anh, phía trên giấy chứng nhận viết ba chữ đường khả hình, hai mắt của cô chợt đỏ bừng. Đông Anh cũng có chút cảm thán cười nói, có lẽ ba năm trước đây là một loại duyên phận, sau ba năm chúng ta lại gặp nhau. Có một số việc, xin cô không nên quá để ý đến cử chỉ của Tổng Giám Đốc. Dù sao từ nay về sau, anh ấy là cấp trên của cô, không thể giống như ngày trước nữa, chuyện gì cũng đừng tùy ý bướng bỉnh làm liều. Cố gắng nhé. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh, rất biết ơn gật đầu, nhưng nghĩ lại, vẫn có chút lo lắng nói, nhưng... Tôi vẫn rất lo cho Nhã Tuệ và các quản lý. Đông Anh nghe vậy bất đắc dĩ cười nói, trở về đi thôi. Mỗi người đều phải vì lời nói và việc làm của mình mà gánh lấy trách nhiệm, đây là nhất định. Nhưng bọn họ trải qua vô vàng khó khăn mới đi tới vị trí hôm nay, Tôi tin tổng giám đốc tưởng sẽ đưa ra quyết định nào cũng sẽ hết sức thận trọng. Đường Khả Hinh nghe vậy liền chậm rãi xoay người nhìn cánh cửa đóng chặt. "Đi thôi." chấm ngoặc kép, Đông Anh vươn tay đỡ Đường Khả Hinh xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ, đành phải đi theo Đông Anh đi vào thang máy, vừa đi vừa cúi đầu, nhìn giấy chứng nhận làm việc tạm thời trong tay, nhớ tới cha từng là đầu bếp chính của khách sạn Á Châu, cuối cùng mang theo tiếc nuối đi khỏi, ngày đó cũng giao ra thẻ công tác Cô vẫn còn nhớ tới buổi sáng ngày đó trước khi đi, cha đứng ở trước cửa sổ sắt đất, đưa mắt nhìn chằm chằm thẻ công tác trong tay, nhìn tên mình, lộ ra suy tư mịt mờ. Cho đến nay cô vẫn nhớ bóng lưng của cha trong buổi sáng ngày hôm đó, lộ ra mất mát và ảm đạm, cô cũng hiểu, đối với khách sạn này, cha có bao nhiêu tình nghĩa, đối với mình có bao nhiêu hy vọng. Cửa thang máy mở ra. Đông Anh đưa đường khả hình đến bên cửa thang máy, vẻ mặt mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh bối rối, chỉ một mình đi vào thang máy, xoay người lại nhìn Đông Anh. Đông Anh mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Ngày mai gặp lại." Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Bầu trời đêm, gió biển thổi rất lạnh lẽo. Đã hơn nửa đêm, người quanh quẩn trước khách sạn dần dần ít đi, chỉ có chiếc xu thuyền hào hoa dừng lại bên bờ biển, chiếu ánh đèn đêm rực rỡ, nghe nói cháu gái của thủ tướng, sau khi thành công buổi lễ cứu trợ thiên tai, tối nay tổ chức bữa tiệc thật long trọng ở trên du thuyền, cho nên từ trên thuyền phát ra tiếng đàn violin du dương theo cơn gió đưa tới. Đường khả hình thay đồng phục, mặc vào quần áo hôm nay Trần Mạn Hồng đã báo cho phòng đồng phục giặt sạch sẽ giúp mình, đi ra khỏi khách sạn Á Châu, đón gió biển lạnh lùng, nhìn đường phố lạnh lẽo, ngay lập tức cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nhã tuệ. Chuyện được dịch trực tiếp tại GHN, Đàn, Lê, Quy, GH, Quý, Đôn mọi web khác đều là phiên bản copy trái phép. Khả Hinh, Nhã Tuệ nghe điện thoại, ngay lập tức vui mừng hỏi, bây giờ cô ở chỗ nào? Cô không sao chứ, có đi cục cảnh sát hay không? Có người tổn thương cô hay không? Đường Khả Hinh nắm điện thoại cảm động, mỉm cười nói tôi không sao. Vừa rồi Tổng Giám Đốc dẫn tôi đi tra hỏi rồi. Nhã Tuệ hoảng sợ cầm điện thoại, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, đi tới phòng nghỉ ngơi, vừa đi vừa lo lắng hỏi Tổng Giám Đốc tưởng nói thế nào có trách cô hay không, có giận cô hay không, có nói lời tổn thương cô hay không. Đường khả hình tựa vào hành lang chắn biển thật dài đối diện với khách sạn, đón gió biển lạnh lẽo, mỉm cười nói, không có. Hơn nữa còn cho tôi ngày mai tiếp tục đi làm ở nhà hàng, thư ký Lưu sẽ đích thân làm thủ tục tiếp nhận tôi. Nhã tuệ dừng ở lối đi phòng ăn, cặp mắt đỏ lên, kích động gọi có thật không. Tâm trạng của đường khả hình không có quá nhiều vui sướng, nói ừ, là thật nhưng làm thế nào hiện tại chỉ lo lắng cho cô và quản lý sẽ bị tôi làm liên lụy nếu ngày mai cô bị khách sạn cho thôi việc tôi cũng sẽ không đi làm ở chỗ này tuyệt đối sẽ không nhã tuệ cảm động chảy nước mắt nghẹn ngào nói con bé chết tiệt kia hiện tại tôi hoàn toàn không suy nghĩ chuyện của mình tôi chỉ biết lúc vừa mới nghe được chuyện đó tôi thật sự vô cùng cảm động rất kích động cô cũng không biết tổng giám đốc là một người tàn nhẫn vô tình tôi lo lắng không biết anh ấy sẽ làm ra chuyện gì tổn thương cô. Nhưng cô có thể tiếp tục ở lại làm việc, tôi thật sự rất cảm động. Tôi hy vọng có rất nhiều, rất nhiều người càng yêu quý và tha thứ cho cô. Bởi vì cô thật sự quá khổ rồi. Đường khả hình cũng không nhịn được bật khóc, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói, cô không cần như vậy, tôi không sao, tôi lo lắng cho cô, tôi rất lo lắng cho cô và quản lý sẽ vì tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi lo lắng nhất chính là chuyện này, Mặc kệ, mặc kệ, bây giờ tôi cũng không quan tâm chuyện gì. Tôi chỉ biết, nếu ngày mai tôi còn có thể đi làm một ngày, tôi sẽ cùng cô vui vẻ nắm tay Quang Minh Chính Đại đi vào khách sạn. Tôi đưa cô đi vào, tôi đã đủ hài lòng. Nhã tuệ kích động khóc nói. Đường khả hình nghe bản thân nói như vậy, cô rất cảm động bật khóc không nói nên lời, chỉ cầm điện thoại di động nức nở, cảm động, lo âu, thấp thỏm. Giao hết mọi chuyện cho ngày mai đi, mặc kệ tốt hay không tốt sáng sớm hôm sau, trên con đường nhỏ nào đó trồng một dãi mộc lan trắng thơm ngát, có mấy tiệm ăn sáng đã mở cửa thật lâu, mùi sữa đậu nành thơm phức tràn ngập cả con đường. Có một bà chủ, từ trong lồng hấp lấy ra ba cái bánh bao đậu và hai ly sữa đậu nành đưa đến cái bàn nhỏ màu vàng dưới tảng cây mộc lan, nhìn hai cô gái ngồi tại bàn ăn, vẻ mặt có chút lo âu, liền cười nói, hôm nay hai con bé này làm sao vậy? Trông thế nào đó? Nhã tuệ mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn, quần dài màu đen bó sát người, giày cao gót màu đen, đeo túi sách màu đen, nhìn đĩa bánh bao trước mặt khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh ngồi đối diện. Đường Khả Hinh mặc váy hoa ngắn màu trắng, mang giày màu trắng đáy bằng, chải mái tóc ngắn gọn gàng, nhìn Nhã Tuệ vẫn rất lo lắng, rốt cuộc tự đưa ra quyết định nói, cô không cần nói nữa, dù sao nếu cô bị cho thôi việc, tôi sẽ tuyệt đối không ở lại khách sạn làm việc. Nói nhảm, ăn bánh bao, ăn bánh bao. Nhã Tuệ thở dài một hơi, đưa sữa đậu nành tới trước mặt của Đường Khả Hinh, sau đó mình cũng cầm một ly sữa đậu nành, uống một hớp to rồi cầm bánh bao, nhét vào trong miệng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh đối mặt. Không có người nào có thể cả đời may mắn, cô không cần nói mê sảng, hiếm có cơ hội đi vào, còn nói không làm việc. Tôi đã làm trợ lý giám đốc rất nhiều năm, còn sợ tôi đi chỗ khác không tìm được việc làm sao? Nhã Tuệ, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh gấp gáp mở miệng gọi cô nhã tuệ lập tức cầm một cái bánh bao khác nhét vào trong miệng của cô đường khả hình cắn bánh bao nhìn bản thân vẻ mặt bất đắc dĩ nhã tuệ vẫn cảm thấy rất buồn cười khách sạn á châu lối đi dành cho nhân viên phía sau khách sạn vô số nhân viên khách sạn mặc quần áo bình thường đi trên con đường lớn đón ánh nắng mặt trời cơn gió mát mẻ vừa nói vừa cười đi tới phòng nhân viên nghe nói hôm qua phòng ăn ngựa tôn đã xảy ra chuyện nơi đó có một nhân viên tên đường khả hình gây náo loạn bữa tiệc của thủ tướng. Tôi cũng có nghe nói, dường như quản lý lưu, quản lý trần và giám đốc tàu của phòng ăn ngự tôn cũng bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc tra hỏi rồi. Cô nói xem, lần này bọn họ có thể giữ nhiều lành ít hay không? Là ảnh hưởng đến thủ tướng A. Chúng tôi cũng không biết, chấm ngoặc kép, một người trong đó nói. Trên đường nhân viên các bộ phận đều rối rít bàn luận xôn xao, còn có một số quản lý các bộ phận cũng nhỏ giọng thảo luận chuyện này, một số quản lý có quan hệ tốt với Trần Mạn Hồng cũng cấm lệnh nhân viên bàn tán chuyện này. Trần Mạn Hồng lái BMW của mình chậm rãi dừng ở bên ngoài bãi đậu xe nhân viên, sau đó tháo dây nịt an toàn, tắt máy, sắc mặt bình tĩnh đi ra xe, vừa lúc liền nhìn thấy Tào Anh Kiệt cũng mở cửa chiếc Audi đi xuống xe, nhìn mình. Đừng nhìn tôi như vậy, ánh mắt của anh như vậy tôi sẽ không chịu nổi thật giống như một phút sau đó tôi sẽ phải ra pháp trường vậy. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lập tức đóng cửa xe, cầm chìa khóa xe, vừa nhấn hệ thống bảo vệ, vừa nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 81 kết quả tra hỏi Tào Anh Kiệt vẫn nhìn cô, nói cô không cần như vậy. Dù sao cũng sẽ không có chuyện gì, tại sao tôi phải lo lắng. Sau này tôi đi, các cô gái ở nhà hàng này đều là của anh rồi nhưng anh không cần quá đắc ý, mọi người đều lén nói không thích anh. Bởi vì dáng dấp của anh rất giống phụ nữ, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nhắc túi sách màu trắng đeo trên vai, thẳng thừng nói. Này, không nên như vậy, Tào Anh Kiệt nhìn Trần Mạn Hồng cũng có chút buồn bực nói, không biết hôm nay tôi có kết quả sẽ như thế nào. Anh thì có kết quả gì, anh sẽ không có kết quả gì cả. Kết quả lớn nhất của anh chính là trở lại chỗ ông chủ của anh, sau này không cần ở chỗ nơi này chịu đựng cơn tức giận của Tổng Giám Đốc. Hơn nữa, anh cũng phải trở về, ngâm mình ở nơi này, không thể không làm cho người ta lo lắng ha. Cho dù anh xảy ra ra chuyện gì, anh cũng sẽ có tương lai đầy hứa hẹn. Không giống như chúng tôi. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng xoay người, nhìn chiếc yêu thích xe trước mặt. Cô đã trải qua mối tình đầu cho nên cảm thấy đàn ông không đáng tin. Cô dự định cả đời này dựa vào chiếc xe, thế nhưng tháng trước mới mua xe, mỗi tháng tốn gần 8.000 đồng. Nếu mình không đi làm, người chưa ăn cơm không cần gấp gáp, chiếc xe yêu quý của mình làm thế nào? Nó phải uống xăng dầu a. À? Nghĩ tới đây, cô có chút tiếc nuối vươn tay khẽ vuốt ve chiếc xe yêu quý của mình. Ồ, lúc này, Tào Ngọc Tinh bước ra từ chiếc Mercedes của mình, đóng cửa xe, vẻ mặt nở nụ cười hả hê nhìn bộ dáng tiếc nuối của Trần Mạn Hồng, nói, không nên nhìn chiếc xe yêu quý của mình như vậy, không đủ khả năng sao, bán đi. Gương mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo hôm nay cô không có hơi sức cũng không muốn gây gổ, chỉ xách theo túi sách, bước nhanh đi ra bãi đậu xe, đi lên lối đi dành cho nhân viên, nhìn nhiều loại hoa vô cùng rực rỡ xung quanh, hít thở một chút không khí mới mẻ. Tào Anh Kiệt vội vàng đi theo có chút lo lắng nhìn cô. Trần Mạn Hồng nói thẳng, cút xa một chút. Ha ha ha, Tào Ngọc Tinh đi tới, cười nói các người định làm gì? Hay đang chiến tranh nội bộ, tùy tiện kiếm một người trêu chọc hay tự mình kết thúc? Tào Anh Kiệt quay đầu nhìn Tào Ngọc Tinh, không hài lòng nói, quản lý trần của chúng tôi nhiều lắm là tự mình phát tiết. Lúc cô gặp phải chuyện gì, cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa bao giờ bỏ đá xuống giếng. Đó là bởi vì cô ấy không có tiến bộ, Tào Ngọc Tinh càng nói càng buồn cười, cười xong, còn muốn vượt qua Trần Mạn Hồng đi về phía trước, không ngờ đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Nhã Tuệ và một cô gái nhỏ cũng có chút căng thẳng đi về phía bảng thông báo của nhân viên khách sạn, ở nơi này đã tụ tập không ít nhân viên, chỉ vào bảng thông báo, bàn luận xôn xao. Cô liền a à một tiếng, cười nói, xem ra mọi người rất đầy đủ, chờ đợi quyết định sao. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cùng Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh bốn người nhìn nhau, cũng im lặng không lên tiếng, cùng nhau đi tới bảng thông báo. Tất cả nhân viên nhìn thấy bọn họ tới, dối giết tránh ra một lối. Bốn người Trần Mạn Hồng cũng trầm mặt đi lên trước, Tào Ngọc Tinh cũng hả hê tiến lên trước, cùng nhau đứng trước bảng thông báo phía trên giấy trắng mực đen, ghi rõ ràng. Quản lý cấp 3 phòng ăn ngựa tôn Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt bởi vì hôm qua sơ suất để cho nhân viên đường khả hình tự tiện rời khỏi công việc, gây rối loạn trật tự sảnh tiệc, vì vậy phạt trừ tiền lương một tháng, từ chối tham dự cuộc thi thăng cấp quản lý tháng 9. Chờ sau nửa năm quan sát, sẽ tiếp tục làm lại. Mọi người sướng sờ, Tào Ngọc Tinh thức giận kêu lên, nhẹ như vậy. Trên mặt của đám người Trần Mạn Hồng kéo ra nụ cười cứng ngắc, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Trợ lý phó giám đốc nhà khách Đại Dương nhà hàng Tây Lưu Nhã Tuệ, bởi vì hôm qua ở sảnh tiệc biểu hiện tốt, sau khi phòng giám sát và phòng điều tra theo dõi kết quả biểu hiện ở bữa tiệc, trợ lý phó giám đốc Lưu Nhã Tuệ, đối đãi với cấp dưới thân thiết, nghiêm túc, quan tâm, mức độ chuyên nghiệp vượt qua thử thách, phối hợp chặt chẽ với cấp dưới, rất được cấp dưới khen ngợi và yêu thích, vì vậy sớm vượt qua kỳ kiểm tra quản lý cấp 3, tháng 9 năm nay tham gia cuộc thi thăng cấp nếu thành công thăng cấp sẽ điều động đi học tập nửa năm tại học viện khách sạn Hoàng gia Anh, sau khi quay về nhận chức. A, à, chấm ngoặc kép, ba cô gái đám người Trần Mạn Hồng đều khiếp sợ hưng phấn kêu to lên. Sắc mặt của Tào Ngọc Tinh tức giận đến xanh mét, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, từ trước tới nay đây là hình phạt nhẹ nhất khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại khách sạn Á Châu. Tại sao như vậy? Khả Hinh buông lòng tâm tình, xoay người nhìn vẻ mặt kích động của Nhã Tuệ, vui vẻ nghẹn ngào nói nhã tuệ yên tâm đi không có sao làm tôi sợ muốn chết tôi cho rằng tôi chết chắc nhã tuệ đột nhiên đi lên trước đưa hai tay ôm bản thân vui vẻ đến nước mắt chảy xuống chấm ngoặc kép thật ra tối hôm qua tôi rất hồi hộp tôi sợ tôi mất công việc tôi cũng sợ nếu tôi không có ở đây cô làm sao đi làm đường khả hình cũng kích động đưa hai tay bản thân vui vẻ nói hiện tại không sao cô phải cố gắng lên tranh thủ vượt qua cuộc thi kiểm tra. Nhã tuệ nghe vậy vội vàng gật đầu, hưng phấn cười nói tôi biết rồi. Tôi biết rồi, cô cũng phải cố gắng lên, rốt cuộc sau này chúng ta có thể cùng đi làm rồi. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau đi làm. Cái quái gì thế này, Tào Ngọc Tinh không hiểu ra sao, nhất định lần này Tổng Giám Đốc bao che cho bọn người Trần Mạn Hồng. Xem như có thể không truy cứu tội của đường khả hình nhưng rõ ràng bọn họ rõ ràng không đếm xỉa đến quy định chế độ quản lý của khách sạn, Lén lút tiếp nhận nhân viên, đây chính là một chuyện lớn mà. Trần Mạn Hồng có chút đắc ý xoay người, thoáng chốc trên mặt khôi phục lại dáng vẻ hăm hở của mình, nhìn Tào Ngọc Tinh nói thế nào. Không hiểu nổi à, cái này chứng minh một chuyện. Trần Mạn Hồng chỉ vào bảng thông báo, đắc ý nhìn Tào Ngọc Tinh cười nói, ánh mắt tổng giám đốc rất sáng. Biết chúng tôi đều là nhân tài, sẽ không vì một hai chuyện nhỏ mà gạt bỏ công lao trước đây. Ông trời ở nơi xa cũng có thể cảm nhận được năng lực và chân thành của chúng tôi, không giống như vài người, làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy cũng chỉ có lòng dạ nhỏ nhen. Hừ, vận số của chị đây chưa hết, quản lý Tào phải cẩn thận a. À. Đừng để cho tôi đắc thế một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ nhớ rõ cô xúc phạm tôi ngày hôm nay. Tào Ngọc Tinh tức giận muốn nổ phổi nhìn Trần Mạn Hồng, vừa muốn tiến lên một bước tranh cãi với cô, không ngờ sau lưng có tiếng nói ngọt ngào vang lên, tôi chờ cô đã lâu. Mấy người đồng thời xoay người nhìn thấy Đông Anh mặc đồng phục phòng thư ký khách sạn màu trắng, đeo bảng tên màu vàng của khách sạn, trải mái tóc thanh nhã, hơi mỉm cười cùng với ba người phụ tá đi tới trước bảng thông báo, cử chỉ nhanh nhẹn. Mọi người nhìn thấy thư ký của Tổng Giám Đốc đi tới, dối giết tránh ra một lối, bọn người Trần Mạn Hồng cũng có chút ngạc nhiên nhìn Đông Anh. Đường Khả Hinh nhìn thấy Đông Anh, có chút kinh ngạc cười nói, làm sao cô biết tôi sẽ tới đây trước. Đông Anh mỉm cười nhìn đường Khả Hinh, Khéo léo nói, một người quan tâm bạn bè và có tình nghĩa sâu nặng, làm sao có thể không cùng cô ấy vượt qua lúc như vậy. Đã từng một lần ở trong cơn mưa, cô ấy cũng không từ bỏ cô. Khả Hinh và Nhã Tuệ cùng nhìn nhau một cái, cảm động cười một tiếng. Đông Anh nhìn Đường Khả Hinh cười nói, đi thôi, tôi dẫn cô đi làm thủ tục nhận việc. Trần Mạn Hồng có chút giật mình nhìn Đông Anh nói, thư ký Lưu. Cô tự mình đưa cô ấy đi làm thủ tục. Đông Anh mỉm cười nói, đúng vậy tôi tự mình đưa cô ấy đến bộ phận nhân sự ký hợp đồng, sau đó đến phòng đồng phục may đo đồng phục theo yêu cầu, làm bảng tên, rồi đến bộ phận rượu tiếp nhận công việc mới. Công việc mới, mọi người dùng cùng nhau ngạc nhiên kêu lên. Đường Khả Hinh cũng có chút tò mò nhìn Đông Anh, hỏi cô nói công việc mới của tôi là. Đông Anh nhìn Trần Mạn Hồng cười tiếp tục giải thích, bắt đầu từ hôm nay, cô phụ trách tất cả công việc khu vực rượu đỏ phòng ăn ngựa tôn. À, đường khả hình cùng tất cả mọi người có chút giật mình nhìn đông anh thư ký lưu chấm ngoặc kép trần mạn hồng có chút không hiểu cười nói ý của cô là bắt đầu từ hôm nay khả hình phụ trách khu mua rượu chọn món và nhiệm vụ kiểm kê đúng vậy hy vọng chấm ngoặc kép đông anh nhìn đường khả hình thật sâu nói hy vọng tương lai cô có thể cùng rượu đỏ trung đụng vui vẻ đường khả hình đột nhiên trở nên kích động nhìn đông anh đi thôi đi theo tôi tôi tự mình dẫn cô đi làm thủ tục. Chấm ngoặc kép, Đông Anh dẫn đường khả hình bước đi. Đường khả hình có chút căng thẳng xoay người nhìn nhã tuệ. Nhã tuệ khẽ mỉm cười nhìn cô, gật gật đầu nói, đi đi. Đường khả hình nhìn về phía bạn thân kích động biết ơn nở nụ cười, sau đó bước nhanh theo sát Đông Anh. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, thậm chí là Tào Ngọc Tinh cũng rối rít tò mò nhìn theo đường khả hình. Một cô gái gầy yếu như vậy đi theo Đông Anh ở phía trước có vẻ nhỏ bé như vậy, tại sao đường đường một thư ký của tổng giám đốc, bình thường cũng là một người ngày kiếm tỷ bạc, hôm nay tự mình đưa một nhân viên nho nhỏ của hầm rượu đi làm thủ tục nhận việc. Tào Ngọc Tinh có chút nghi ngờ nhìn về phía nhã tuệ, suy nghĩ con bé đáng chết này không đơn giản a. À. Cô là phó giám đốc dự bị của bộ phận sảnh tiệc, bởi vì nhà khách đại dương tạm thời thiếu người mới đem cô qua, cô thăng cấp như vậy, không phải sẽ uy hiếp đến mình sao? Ánh mắt của Tào Ngọc Tinh chợt lóe lên lạnh lẽo. Lúc này nhã tuệ không có chú ý đến tào ngọc tinh, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng khả hinh, cô cười vui vẻ. Tòa nhà hành tránh, bộ phận nhân sự lầu 2. Đông Anh dẫn đường khả hinh vừa mới đi vào cửa chính bộ phận nhân sự, liền nhìn thấy phó giám đốc nhân sự tạm thay chức vị quản lý nhanh chóng đi ra đón thư ký trong ánh mắt kinh ngạc đồng nghiệp, hết sức cung kính dẫn Đông Anh cùng đường khả hinh đi vào phòng làm việc, đem hợp đồng chuẩn bị xong đưa tới trước mặt của đường khả hinh, nói cô ngồi xuống, từ từ xem bản hợp đồng, nhìn có chỗ nào cô không hài lòng hay không, chúng tôi sẽ giải thích. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút căng thẳng vươn tay, cẩn thận nhận lấy bản hợp đồng, nhìn thấy ký hiệu của khách sạn Á Châu giống như hai cánh buồm màu xanh nhạt, cô trở nên kích động, ánh mắt nhanh chóng nhìn chức vị công việc là phó trưởng kíp. Bên trong nói rõ các công việc chủ yếu có liên quan đến chức vụ phó trưởng kiếp ở khu vực hầm rượu, giờ làm việc, tình hình thưởng phạt, còn có mỗi tháng lương tạm thời là 4.000 đồng, phụ cấp tiền ăn mỗi tháng 2 đồng, trợ cấp ca đêm 1.000 đồng, trợ cấp tiền chỗ ở 1.000 đồng. Đường Khả Hinh nhìn tiền lương, cô có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu lên nhìn phó giám đốc, thật sự kích động ngây ngốc nói, nhiều như vậy à. chương 82, Người Trị Âm Lời này vừa nói ra, phó giám đốc và Đông Anh cùng không nhịn được cười, nói cô ngại nhiều sao. Đường Khả Hinh lại kích động hưng phấn cúi đầu, nhìn tiền lương của mình có khoảng 8.000 đồng. Hai mắt của cô đỏ lên, hoàn toàn không dám tin tưởng, cả người nhẹ tinh, cảm giác giống như đang nằm mộng. Đông Anh nhìn đường khả hình im lặng cúi đầu, bộ dáng nghẹn ngào như vậy, cô cũng xúc động nghĩ đến 3 năm trước đây, cô không thể tham gia cuộc thi tuyển chuyên gia rượu đỏ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra để cho mặt của mình bị hủy như thế, bị mất tương lai. Cô nghĩ tới đây, không khỏi nhìn chằm chằm đường khả hình, sâu kín nói cô còn có vấn đề nào khác không. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh, vội vàng lắc đầu mỉm cười nói không có cảm ơn cô. Đông Anh mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn phó giám đốc nhân sự. Phó giám đốc hiểu ý liền lấy ra bút máy đưa tới trước mặt của đường khả hình, rồi nói, nếu như cô cảm thấy điều kiện không có vấn đề gì, vậy cô ký tên ở phía dưới hợp đồng, như vậy đã làm xong tất cả thủ tục nhận việc của khách sạn. Đường khả hình kích động gật đầu, đầu ngón tay run rẩy nhận lấy bút máy màu đen, mở ra hợp đồng, viết tên của mình trên giấy, đường khả hình. Có một chút chua sót, một chút cảm động dâng lên trái tim. Cặp mắt cô đỏ bừng nhìn tên mình trong hợp đồng, nước mắt muốn lăn xuống nhưng ngại người ta chê cười, hít mũi một cái, cố nuốt nước mắt trở vào, rốt cuộc cười vui vẻ, giống như mơ ước mất đi lại có thể vươn tay vén áng mây mù. "Tốt, bắt đầu từ bây giờ, cô chính thức trở thành một thành viên của khách sạn Á Châu chúng ta. Hy vọng cô có thể ở khách sạn phát huy sở trường, tương lai có chỗ mở rộng." Sau khi chính thức nhận việc, phải vừa làm việc vừa tiến hành học bổ túc công việc trong một tháng, tiếp nhận chương trình huấn luyện của khách sạn đã sắp xếp cho cô, mỗi tháng đều phải trải qua 9 lần kiểm tra mới có thể tiếp tục làm việc tại khách sạn. Mặt khác, nếu cô có chí hướng, có thể lúc tan việc đề nghị quản lý cho học bổ túc tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp. Nếu không đủ người, bộ phận huấn luyện sẽ sắp xếp. Phó giám đốc mỉm cười nói với đường Khả Hinh. Cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, cung kính nhìn phó giám đốc, cong người xuống, kích động nói. Đông Anh mỉm cười nói với đường khả hình, giao ra giấy chứng nhận thân phận của cô để bộ phận nhân sự làm thủ tục cho cô, xong rồi đi theo tôi. Vâng, đường khả hình lập tức mở túi sách lấy ra chứng nhận thân phận của mình đưa cho phó giám đốc nhân sự. Đông Anh đi gặp bộ phận nhân sự đã xong liền dẫn khả hình đi ra phòng hành tránh, đi tới phòng may đồng phục cho nhân viên tại lầu 3, để cho quản lý bộ phận may đo, tự mình đo cho cô áo sơ mi trắng, Com lê màu đen và váy ngắn chữ A dài đến gối bó sát người. Sau khi đo xong, đưa cho cô một túi lớn màu xanh lá cây bảo vệ môi trường. Nói, bên trong có tất chân nhân viên phải mang, lược, son môi, bộ đàm, kẹp tóc, tai nghe. Bởi vì cô là nhân viên nhà hàng Tây cho nên công việc cô cần phải có dao mở nút chai rượu. Máy bấm giờ, cô kiểm lại một chút, nếu không thiếu món gì thì ký tên, ba ngày sau tới nhận đồng phục và giày cao gót. Trên mặt đường khả hình nở nụ cười, vươn tay cầm lấy chiếc túi lớn quản lý đưa tới ôm vào trong ngực cảm thấy mình thật sự là một thành viên của khách sạn á châu đông anh nhìn thấy đường khả hinh vui vẻ như vậy liền nói với cô tất cả thủ tục cũng hoàn thành ba ngày sau đi làm lại cũng thừa dịp này nghỉ ngơi cho thật khỏe đường khả hinh gật đầu một cái thấy đông anh vượt lên đầu đi ra khỏi bộ phận đo may đồng phục chuẩn bị đi thang máy xuống lầu cô cũng vội vàng xách theo cái túi đi ra ngoài đi theo phía sau đông anh có chút nghi ngờ hỏi, thư ký Lưu, tôi có chuyện thật tò mò muốn hỏi cô. Đông Anh đứng ở bên cạnh thang máy, mỉm cười nhìn cô hỏi cái gì. Đường khả hình nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của tưởng thiên lỗi, thật sự có chút không tin hỏi, tại sao tổng giám đốc phải giúp tôi. Hình dáng này của tôi. Đông Anh nhìn đường khả hình mỉm cười nói, hình dáng này của cô có gì không ổn. Đường khả hình sừng sốt nhìn Đông Anh. Đông Anh không nói gì, thấy cửa thang máy mở ra, một mình cô đi vào, xoay người nhìn đường khả hình nói, công việc của tôi đã hoàn thành rồi, hy vọng cô có thể ở khách sạn làm việc vui vẻ. Cố gắng lên, đường khả hình vẫn giống như nằm mộng nhìn đông anh bấm cửa thang máy đi khỏi, cô kích động cười một tiếng, vừa muốn đi khỏi, một cửa thang máy khác mở ra, nhã tuệ đã mặc xong đồng phục, búi tóc cao, vô cùng lo lắng đi ra nhìn thấy khả hình, căng thẳng hỏi, như thế nào? Vẫn thuận lợi chứ, Đường khả hình thật sự rất vui vẻ ôm cái túi bảo vệ môi trường, mắt nheo lại giống như vầng trăng non nhìn nhã tuệ khẽ nói tôi làm xong thủ tục. À, tiền lương của mọi người ở khách sạn cao như vậy à? Bao nhiêu? Nhã tuệ cũng hưng phấn hỏi. Đường khả hình lập tức tiến tới, thật vui vẻ nói với nhã tuệ, lương tạm 4.000, phụ cấp tiền ăn mỗi tháng 2.000 đồng, trợ cấp ca đêm 1.000 đồng, trợ cấp tiền chỗ ở 1.000 đồng. Nhã tuệ nghe vậy cũng sướng sờ, giật mình nói cao như vậy à? Hả, không phải mỗi người cũng cao như vậy sao? Đường khả hình nhìn nhã tuệ, ngạc nhiên hỏi. Nhã tuệ lập tức trợn mắt nhìn đường khả hình một cái mới nói, có phải cô vừa mới ký hợp đồng phó trưởng kiếp hay không? Hay là chức vị tại hầm rượu? Đúng a, à, khả hình lập tức nói. Nhã tuệ nhịn không được cười một tiếng nói, cô biết không, tiền lương này của cô thật ra còn cao một nghìn đồng so với tiền lương của phó trưởng kíp So với bọn tiểu nhu có kinh nghiệm làm việc 2 năm còn cao hơn 2.000 đồng, quan trọng là chức vị cấp. Phó trưởng kíp, một năm là nhận tiền lương 19 tháng. Đường khả hình trường lớn con người nhìn nhã tuệ, không nhịn được kêu lên có thật không? Ừm, nhã tuệ không nhịn được nở nụ cười nói, đương nhiên là thật. Cho nên, hôm qua ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cô đã làm chuyện gì? Đường khả hình nhìn nhã tuệ, sừng sốt nói, đã làm gì chuyện? Nhã tuệ nhìn chằm chằm đường khả hình, nói, không có làm chuyện gì, Tại sao anh ấy cho cô tiền lương cao như vậy? Cô cho rằng mức tiền lương này quản lý dám cho sao? Hơn nữa, bình thường, quyết định tiền lương của cô cũng không phải là người khác mà là Mạn Hồng. Bây giờ cô ấy thật đáng thương đến nỗi cũng không biết chuyện gì. Phòng ăn Ngự Tôn. Trần Mạn Hồng nắm máy bấm giờ trong tay chuẩn bị kiểm tra thời gian nhân viên mang món ăn đến phòng ăn lại nghe Đường Khả Hinh nói đến tiền lương của mình, cô lập tức quay đầu lại, ánh mắt nóng lên nhìn Đường Khả Hinh tức giận hỏi cô nói tiền lương của cô bao nhiêu. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng, nghĩ tới lời của Nhã Tuệ liền nhẹ nhàng nói 888.000 đồng. Trần Mạn Hồng cười, hắc một tiếng, quả thật không thể tin nổi cầm hợp đồng trong tay đường Khả Hinh. Con người sáng lên, quả thật nhìn thấy cô ký hợp đồng phó trưởng kíp tiền lương 8.000 đồng, thậm chí còn tránh được thời gian thử việc, kỳ hạn kiểm tra, trở thành nhân viên chính thức của khách sạn Á Châu. Hơn nữa hợp đồng có hiệu lực 3 năm, các khoản phúc lợi vô cùng đầy đủ, thậm chí còn hỗ trợ tiền nhà trọ là 1.000 đồng. Cô cho rằng mình hoa mắt, nhìn lại lần nữa, sau đó không nhịn được lẩm bẩm một câu, gặp quỷ sao. Nếu như là cấp dưới của tôi, đám người tiểu nhu phải tốn thời gian bao lâu mới có thể cầm được hợp đồng như vây. Cô nói xong có chút tò mò liếc mắt nhìn đường khả hình, ngay cả cô cũng hơi nghi ngờ, ngày hôm qua, rốt cuộc cô nàng này đã làm chuyện gì ở trong phòng tổng giám đốc. Tôi cũng không có làm chuyện gì ở trong phòng tổng giám đốc. Đường Khả Hinh lập tức lắc đầu một cái, vội nói. Trần Mạn Hồng bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn bộ dáng căng thẳng của Đường Khả Hinh, nghĩ tới vết sẹo bên má trái của cô được che giấu trong mái tóc ngắn đen nhánh, liền không lên tiếng nữa, đưa hợp đồng cho cô, nói, "Cầm lấy. Sau này làm tốt cho tôi, chúc mừng cô." Đường Khả Hinh nở nụ cười nói với Trần Mạn Hồng, "Quản lý, tôi thật sự vô cùng cảm ơn cô đã chăm sóc tôi. Tôi được rồi, bây giờ cô đã là nhân viên chính thực của nhà hàng chúng ta, cầm tiền lương phó trưởng kíp, không nên nói lời kích động nữa. Trần Mạn Hồng nhìn bộ dáng đường khả Hinh như vậy không muốn nói nữa nhưng nhìn đường khả Hinh hôm nay mặc quần áo này khác với thường ngày. Mái tóc kia cô nghiêng mặt nhìn tóc của Khả Hinh đã gần chạm vai rồi, liền nói với cô, khách sạn chúng ta không có quy định kiểu tóc của nhân viên như thế nào, nếu như qua vai phải buộc lại, búi cao, nếu không qua vai thì phải cắt ngắn đến gỏ má. Tóc của cô nếu như có thể thì cắt một chút đi, ngày mai sẽ phải chính thức nhận trước rồi, nên chú ý chăm sóc hình tượng. Đường khả hình hiểu ý của Trần Mạn Hồng, có chút sợ hãi cúi thấp đầu, theo bản năng vươn tay khẽ vuốt ve má trái của mình, dịu dàng nói tôi biết rồi. Ngày hè thật sự rất nóng, ánh mặt trời chiếu xuống rất nóng. Người đi trên đường, đi tới đi lui cũng cảm thấy hơi nóng hừng hực trên người bọn họ, thậm chí nhìn thấy có vài người mồ hôi chảy đầy mặt đường khả hình che cây dù màu xanh dương lau mồ hôi trên chán đi tới một tiệm tạo mẫu nhìn thấy tiệm tạo mẫu cao cấp trước mặt đã mở cửa có không ít các cô gái nổi tiếng sang trọng ở bên trong trang điểm cho mình thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt các ngôi sao thoáng qua tủ kính những nhà tạo mẫu với hình tượng hết sức mới đẹp mắt cùng mặc áo sơ mi màu trắng bó sát người quần thường màu đen bận rộn trong ngoài chỉ không nhìn thấy bóng dáng kia đường khả hình che dù có chút thấp thỏm bước lên trước một bước, muốn đi đến gần bên tủ kính trong suốt nhìn tìm người quen. Một khăn tay màu xanh nhạt kẻ ô đưa tới trước mặt của đường khả hinh, giọng nói đầy từ tính vang lên, thời tiết nóng ra nhiều mồ hôi như vậy, đến tìm ai. Đường khả hinh sửng sốt, xoay người nhìn thấy tô thủy kỳ mặc sơ mi trắng sọc đen, quần thường màu đen, rất phong độ đứng dưới trời nắng, vẻ mặt tươi cười nhìn mình. chương 83, cùng đi ăn cơm chung mấy tháng nay đường khả hình không nhìn thấy tô thủy kỳ khuôn mặt của cô đỏ lên có chút ngượng ngùng cúi đầu tô thủy kỳ nhìn bộ dáng cô như vậy khẽ cười một tiếng cầm khăn tay đưa tới trước mặt cô nói lau một chút đi mặt đổ mồ hôi rồi tại sao không ngồi xe tới đây đường khả hình xấu hổ vươn tay nhận lấy khăn tay anh đưa tới lau nhẹ mồ hôi trên trán mới dịu dàng nói vừa mới ngồi xe đi nhầm đường ách cho nên quay trở lại trạm hai cô không thể ngồi xe trở lại nữa sao? Tô Thủy Kỳ nhìn cô lau mồ hôi trên mặt, phát hiện cầm và trên cổ của cô đều là mồ hôi, chiếc hoa nhỏ màu trắng cũng có chút ướt đấm, liền cười hỏi. Từ trạm 2, đoạn đường đến chỗ anh thật đắt nha, phải mất hết hai đồng ngồi xe trở lại, đường khả hình cúi đầu. Tô Thủy Kỳ không nói gì nhìn cô. Đường khả hình cũng có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lập tức cúi đầu. Biết rồi, vào đi. Tô Thủy Kỳ mỉm cười lắc mình đi vào trong tiệm, đường Khả Hinh nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh rồi vội vàng xếp dù, vừa bỏ nó vào trong túi, vừa đi vào trong tiệm tạo mẫu quen thuộc. Có vài nhân viên trong tiệm đã nhận ra đường Khả Hinh, liền dùng ánh mắt rất mập mờ nhìn cô, mặt của Khả Hinh lại ửng đỏ, đi theo Tô Thủy Kỳ lên lầu 2. Mới tới cửa lầu, phụ tá Lucas nhìn thấy ông chủ và khách đã đi lên liền nói với Mary nói, ông chủ và khách đã lên lầu rồi, tại sao cô không đi lên phục vụ? hư chấm ngoặc kép Mary khẽ nói anh phải biết cô cô này cô ấy là một người khác rất quan trọng của ông chủ mọi người đang đồn cô ấy và ông chủ đang có quan hệ mập mờ đấy không thể nào Lucas cười nói ông chủ chúng ta cũng dính tới phụ nữ sao cho tới bây giờ tôi cũng không nhìn thấy anh ấy và phụ nữ nói chuyện với nhau ngay cả nữ nhân viên cũng không giao tiếp a à. anh tới nơi này lâu như vậy có khi nào nhìn thấy ông chủ cắt tóc cho người ta chưa cho đến bây giờ anh ấy cũng không động đến ngón tay thậm chí tự mình gội đầu cho cô ấy đấy mary thần bí nói cái này kỳ lạ à lucas cũng tò mò nói sau lưng mấy danh viện nghe lucas nói như vậy vừa chờ người làm móng tay cho mình vừa sửa sang lại búi tóc vừa mới uốn mới nói ông chủ của các người a thân phận cao quý lúc ấy chúng tôi còn tưởng rằng anh ấy chỉ là một người bình thường sau này mới biết thân phận của anh ấy thật sự làm cho chúng tôi giật mình lúc đầu còn chủ động theo đuổi tình yêu bên ngoài đồn rằng anh ấy không tới dính phụ nữ hôm nay là thế nào con gái nhà ai có thể được anh ấy thích hạnh phúc như vậy một cô gái bình thường má trái còn bị hủy mà hủy không phải nhẹ mary thật sự tò mò nói ba danh viện nghe xong lời này lập tức quay đầu nhìn mary có chút giật mình nói cái gì khuôn mặt bị hủy còn hủy không nhẹ tại sao tô thủy kỳ đến gần loại phụ nữ này đúng vậy một cô gái khác cũng có chút không phục nói. Ba danh viện cũng có chút mất mát. Phòng VIP lầu 2. Hôm nay tôi không có cách nào cắt tóc cho cô, tôi bố trí một nhà tạo mẫu cắt tóc cho cô. Tô Thủy Kỳ đi lên lầu, ngồi ở trong đại sảnh sang trọng, cầm lên bình trà thủy tinh trong suốt xinh đẹp, rót hai ly trà, một ly đặt trước mặt của mình, một ly ở bên cạnh, đây là thói quen khi bọn họ gặp mặt. Đường Khả Hinh cẩn thận ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh cầm ly trà uống một hớp nhỏ, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, cô có chút ngạc nhiên hỏi, tại sao? Tô Thủy Kỳ nghe xong cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn cô nói, tại sao? Mặt của đường khả hình đỏ lên, vội vàng giải thích nói, tôi chỉ lo lắng anh. Có chuyện gì không? Tô Thủy Kỳ cũng có chút ngượng ngùng, cười nói, hôm qua tôi thức đêm xem đá bóng, lúc nửa đêm cảm thấy nhạt miệng nên muốn ăn sushi. Vốn đã làm xong nhưng lúc làm, mí mắt giật một cái, tôi bất cẩn nên cắt phải ngón tay rồi. Đường Khả Hinh nhìn một ngón áp út của anh, có hơi lo lắng nói, "Vậy còn được không?" "Ừ, Tô Thủy Kỳ hớp nhẹ một ngụm trà, giống như Lơ đãng hỏi, "Công việc mới là gì?" Đường Khả Hinh nghe hỏi, có chút vui vẻ cười nói, "Phụ trách hầm rượu của nhà hàng Tây ở khách sạn Á Châu. Quản lý rất tốt, đồng nghiệp rất tốt, tiền lương rất tốt, hôm nay tôi còn đi đo đồng phục, phát tất cả đồ dùng làm việc, thật. Thật hạnh phúc a, à? có một loại cảm giác rất chân thực." Tô Thủy Kỳ nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, gật đầu một cái nói, vậy thì tốt. Ba năm nay, cô ẩn nấp ở dưới ánh mặt trời lâu như vậy. Rốt cuộc bây giờ có thể tìm được một công việc tốt không dễ dàng. Phải thật quý trọng. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, đường khả Hinh cười nói. Tô Thủy Kỳ đặt ly trà xuống, đè xuống điện thoại nội bộ trên bàn trà, nói, bảo rách đi lên đây, có khách muốn anh ấy cắt tóc. Đường khả hình có chút ngượng ngùng nắm chặt túi sách, khẽ cắn môi dưới, nói tôi. Hôm nay tôi, mang tiền tới rồi. Tô Thủy Kỳ nghe vậy mỉm cười quay đầu nhìn cô, ánh mắt lộ ra chút dịu dàng. Tôi, tôi muốn tiếp tục cắt tóc ở tiệm của anh, cho nên bắt đầu từ hôm nay tôi muốn đưa tiền. Ba năm này, tôi luôn vô thức đi đến nơi này của anh, sau đó anh luôn rất tốt giúp đỡ cho tôi. Tôi thật sự vô cùng biết ơn anh. Chấm ngoặc kép, lúc đường khả hình đến đây, đặc biệt mượn nhã tuệ mấy trăm đồng, không biết có đủ hay không cô muốn đưa tiền, tôi không ngăn cản cô. Tô Thủy Kỳ mỉm cười cầm ly trà hấp một ngụm nhỏ, nhìn thấy nhà thiết kế lên tới, anh nói cắt tóc cho vị tiểu thư này, trước hết để cho cô. Ấy vào phòng tắm tắm đi, đổi bộ quần áo cho cô mặc. Không, đường khả hình lập tức từ chối, mỗi lần đến đây, anh đều cho tôi một bộ quần áo mới trở về, trong tủ quần áo của tôi dần dần cũng đầy. Không cần, thật không cần. Theo anh ấy vào đi, hôm nay tôi hơi bận, Tô Thủy Kỳ nói xong cũng đã đặt ly trà xuống, trực tiếp đi lên phòng làm việc của mình tại lầu 3. Ách, đường khả hình có chút ngây ngốc nhìn Tô Thủy Kỳ đã đi lên lầu, ở một lúc nào đó anh luôn rất dịu dàng, cũng ở một lúc nào đó, rất khó hiểu, cô thật sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi theo nhà thiết kế và hai nhân viên đi vào phòng tắm spa. Phòng làm việc lầu 3 Giống như một phòng đọc sách Cây mộc lan ngoài cửa sổ tỏa bóng xanh mát kệ sách bằng gỗ xếp dựa vào trên mặt tường phòng làm việc, trước kệ sách để vài khung hình cô gái, mặc dù nhìn từ xa, không thấy rõ mặt mũi lắm nhưng cũng có thể cảm thấy cô cười rất rạng rỡ trên bàn gần cửa sổ để mấy phần tài liệu và báo cáo dữ liệu về trang sức châu báu, sau lưng cũng là một kệ sách để tài liệu 17 cửa hàng. Tô Thủy Kỳ ngồi ở trước bàn làm việc, cầm lên một phần tài liệu, mở ra xem tình hình mua châu báu ở Pháp vào cuối tháng phân chia đến các chia nhánh, ánh mắt anh dần dần bay xa, một cơn gió nhẹ thổi tới, phất qua khuôn mặt đẹp trai của anh, lại thổi qua tấm hình trước bàn, trong hình là chính anh, người mặc quần áo đấu kiếm, mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn nhìn về phía ống kính, cười rực rỡ. Tô Thủy Kỳ lật một tờ tài liệu, nhìn chăm chú, thuận tay cầm lên điện thoại, bấm số điện thoại nhà. Cậu chủ, có một giọng nói chuyển đến, là giọng nói của quản gia. Tô Thủy Kỳ dừng lại động tác, nhàn nhạt hỏi, tình hình của chị tôi thế nào? ngày hôm qua trên bữa tiệc bị hoảng sợ một chút hiện tại không sao cậu yên tâm quản gia nói tô thủy kỳ suy nghĩ một chút mới nói quản gia chăm sóc tốt cho chị tôi thân thể của chị ấy vẫn không tốt lắm vâng quản gia lên tiếng trả lời lại hỏi cậu chủ ông chủ và bà chủ cùng tiểu thư muốn biết lúc nào cậu về nhà ăn một bữa cơm bọn họ đều rất nhớ cậu tô thủy kỳ không lên tiếng tiếp tục cúi đầu xem tài liệu vừa xem vừa nói có thời gian rồi nói tôi cúp trước rất bận cúp điện thoại tô thủy kỳ tiếp tục chăm chú xem tài liệu trong đầu hiện lên hình ảnh đêm qua cô đột nhiên tới cầm ly thủy tinh điên cuồng ném vào người của mình gào to anh không cần đối với em như vậy cô ấy đã đi khỏi lâu như vậy ngay cả thời gian cũng đã quên cô ấy tại sao anh còn nhớ kỹ cô ấy tại sao chuyện này đối với em quá không công bằng anh nhíu mày tiếp tục chăm chú nhìn tài liệu thời gian anh chăm chú từng giờ trôi qua cho đến khi điện thoại bàn vang lên lần nữa, anh nhận lấy điện thoại nghe rách nói, "Ông chủ, tôi đã cắt tóc cho khách xong rồi, cô ấy nói anh bận rộn, không dám quấy rầy anh, đặt 200 đồng trên bàn trà, cô đi rồi." Tô Thủy Kỳ nắm điện thoại không lên tiếng một lúc lâu, rồi nhanh chóng cúp điện thoại, đứng lên đi tới bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Khả Hinh trước cửa tiệm, mặc váy ngắn xương cá màu hồng, mái tóc ngắn gọn gàng, mang giày cao gót, vẫn một mình cô đơn đi về phía trước, bước chân của cô luôn rất mềm mại rất nhịp nhàng, mỗi bước đi giống như trải qua suy nghĩ nặng nề, cho nên bước đi rất nhịp nhàng, rất đẹp mắt. Anh cứ chăm chú nhìn bóng dáng màu hồng dưới lầu như vậy, nhớ tới 6 năm trước, có một bóng dáng khác đáng thương, cô khóc quỷ gối trước mặt của mình, vỗ vào gương mặt bị hủy của mình, cầu xin, cầu xin anh, cứu gương mặt của em đi. Em không muốn gương mặt này, đổi cho em đi, em cầu xin anh, đổi cho em đi, em muốn sống lại lần nữa. Em cầu xin anh. Nhớ lại chuyện cũ, hai mắt Tô Thủy Kỳ đột nhiên chấp chấp, nhanh chóng xoay người muốn dứt bỏ đoạn ký ức này. Đường khả hình một mình đi dưới ánh mặt trời, mang theo mùi thơm nước hoa đặc biệt ở trong tiệm của Tô Thủy Kỳ, từng bước từng bước mỉm cười đi về phía trước, mỗi lần từ trong tiệm của anh đi ra luôn mang theo mùi hương ngọt ngào mộng ảo. Đây là một loại mùi hương giống như trong mộng, mặc dù anh không thân thiết với mình nhưng vẫn có thể cảm nhận ấm áp từ anh. Bả vai bị người nhẹ nhàng nắm chặt, Cô ngạc nhiên xoay người nhìn Tô Thủy Kỳ đứng ở trước mặt của mình dưới chơi y 72 nắng, có chút chân thành, nói, buổi trưa, cùng đi ăn cơm chung đi. Đường khả hình có chút ngạc nhiên nhìn Tô Thủy Kỳ, đột nhiên cười. Tô Thủy Kỳ nhìn cô, cũng cười nhẹ, chương 84, lại đi nhầm phòng. Chiếc len rover màu đen chạy qua cây ngô đồng già cỗi giữa ngã tư đường. Đường khả hình nhấn cửa sổ xe, một luồng mát mẽ gió đập vào mặt, cô vui vẻ nhắm mắt lại. Hưởng thụ luồng gió ngọt ngào thổi tới, giống như vết sẹo kia cũng biến thành một màu hồng xinh đẹp. Tô Thủy Kỳ vừa cầm tay lái, xoay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh một cái, nói: "Nóng như vậy, không mở máy điều hòa không khí." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tô Thủy Kỳ ngồi ở chỗ tài xế, tư thế cầm tay lái thật sự rất đẹp trai, cô mỉm cười nói: "Anh không cảm thấy, gió tự nhiên làm cho chúng ta mát hơn so với máy điều hòa không khí, càng làm cho người ta thoải mái sao?" "Ừ." Tô Thủy Kỳ nhịn cười vươn tay muốn tắt máy điều hòa không khí bên trong xe không ngờ tay bị người nhẹ nhàng nhấn một cái đường khả hinh hơi mỉm cười nhìn tô thủy kỳ có chút ngượng ngùng nói đóng lại cũng quá nóng tôi vừa mới gội đầu đổi lại quần áo mới tô thủy kỳ đột nhiên cười vẫn cầm tay lái tiếp tục chạy về phía con đường hoa phượng phía trước chúng ta phải đi nơi nào đường khả hinh nhìn tô thủy kỳ mỉm cười hỏi đi ăn cơm a à, tô thủy kỳ cười nói tôi nói đi ăn cơm ở đâu đường khả hinh nhìn anh cười bản thân mình cũng không nhịn được cười muốn ăn sushi được không tô thủy kỳ cười nói tốt đường khả hinh ôm túi sách hết sức hài lòng gật đầu một cái nghe lời vậy tô thủy kỳ cầm tay lái vòng một khúc cua lớn chạy tới con phố nhà hàng nhật hàn đường khả hinh quay đầu nhìn tô thủy kỳ cười ngọt ngào nói tôi không kén ăn cái gì cũng ăn được cho nên anh nói đi nơi nào thì đi nơi đó, tôi không có vấn đề." Tô Thủy Kỳ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh một cái, tiếp tục chăm chú lái xe, nói, "Xem ra hôm nay tâm trạng của cô thật tốt." Đường Khả Hinh nghĩ tới công việc hôm nay, nhìn anh thật lòng nói, "Khi tôi nhận được tiền lương, nhất định phải mời anh ăn một bữa cơm thật là thật là thật là ngon." Tô Thủy Kỳ nghe nhiều chữ, thật là, như vậy cũng không nói nữa, cách loại bỏ ký ức có chút nhẹ nhõm, anh chăm chú lái xe. Chạy nhanh đến trước một nhà hàng Nhật nổi tiếng, ngừng lại đậu xe, vặn chìa khóa, thuận tiện nói cô không cần xuống xe trước, chiếc SUV hơi cao, cô mang giày cao gót cao như vậy, cẩn thận té ngã. Đường Khả Hinh tay vịn cửa xe, xoay người nhìn Tô Thủy Kỳ đã đẩy cửa xe ra, đi xuống xe trước, đi vòng qua xe, đi tới ghế lái phụ, mở cửa xe nhìn mình vươn tay. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ lịch sự như vậy đành phải đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh có chút ngạc nhiên nói, anh thật sự rất cẩn thận a, à, như vậy cũng chú ý đến. Tô Thủy Kỳ cẩn thận nắm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, nhẹ đỡ hông của cô, để cho cô đi xuống xe, đợi cô đứng vững thân thể, mới nói, có một buổi tối, tôi vừa mới từ trong tiệm chuẩn bị về nhà, có một nữ khách muốn nhờ tôi đưa cô ấy đoạn đường, kết quả lúc cô ấy xuống xe, không cẩn thận té ngã, phải nghỉ lại qua đêm trong nhà của tôi. Đường Khả Hinh chừng to mắt nhìn Tô Thủy Kỳ dưới ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt đẹp trai thật sự hết sức đẹp mắt nhất là phong cách khẳng định rất hấp dẫn các cô gái trẻ tuổi cô tò mò hỏi vậy sau đó thì sao tô thủy kỳ đóng cửa lại cầm chìa khóa nhấn hệ thống bảo vệ mới nói vậy cũng chỉ có thể để cho cô ấy đến nhà tôi nghỉ qua đêm đường khả hinh sửng sốt một chút chớp mắt một cái tô thủy kỳ ngẩng đầu lên nhìn đường khả hinh một cái không nhịn được cười nói thế nào chuyện này rất bình thường chỉ ở qua đêm. Đường khả hình miến cưỡng cười cười, phát hiện nhà hàng rất xa hoa, nằm trên dốc, hôm nay mang giày cao, cho nên cô đi có chút cố hết sức. Tô Thủy Kỳ thuận tay nắm chặt cánh tay của cô, dắt cô đi về phía trước. Đường khả hình nhìn anh một cái, nở nụ cười. Đi cho vững, nếu cô mang giày cao gót bị té ngã, tôi có thể sẽ mang cô về nhà nghỉ qua đêm. Tô Thủy Kỳ cười nói. Đường khả hình nhìn anh chầm chầm, không nhịn được vui vẻ cười nói, tôi biết ngay, sẽ không. Này, sau đó như thế nào? Cô tò mò làm gì? Tô Thủy Kỳ dắt đường Khả Hinh đi vào nhà hàng Nhật, đi gần tới cửa gỗ gần 10m2, cánh cửa mở ra, sau đó nhìn thấy một đại sảnh cũng không bài biện phong theo phong cách Nhật truyền thống, mà là sàn nhà gỗ màu thạch anh, bố trí chiếc bàn lùn màu đen, còn có đệm ngồi hai bên, lầu hai là phòng viết trang nhã, trong mỗi phòng trang nhã cũng treo đèn lồng màu đỏ rất sáng. Bởi vì, tôi rất ngạc nhiên a. À? chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tô Thủy Kỳ muốn một căn phòng viết trang nhã lầu 2, sau đó cùng đi đường Khả Hinh lên lầu, cười nói, sau đó. Tôi đưa cô ấy về nhà, còn có thể làm sao? Nhà tôi quá chật không chứa được hai người. Cô, cô ấy rất thất vọng phải không? Đường Khả Hinh càng tò mò hỏi. Tô Thủy Kỳ quay mặt sang nhìn cô, bật cười nói, thì ra cô để ý thái độ của cô ấy. Đúng vậy, Khả Hinh ngây ngốc nói. Tô Thủy Kỳ nhìn cô cười, dưới sự hướng dẫn của cô gái người nhật bản đi hết cuối hành lang kéo ra một cánh cửa gỗ bên trái cửa một phòng trang nhã mời bọn họ đi vào không ngờ đường khả hinh mỉm cười quay đầu nói với tô thủy kỳ tôi muốn đi toilet một chút tốt lúc trở lại đừng đi nhầm phòng tô thủy kỳ mỉm cười nói sẽ không đường khả hinh mỉm cười nói dứt lời liền để cho tô thủy kỳ đi vào trước mình chuyển qua hành lang thật dài đi tới phòng rửa tay vừa đi về phía trước vừa nhìn khung cảnh xung quanh thật sự cảm thấy khung cảnh nơi này rất sang trọng thậm chí cô nghe được một trong phòng có vài người giới chính trị đang nói chuyện chính trị cô không dám lắng nghe liền nhanh chóng đi vào toilet một lát sau cô đi ra ngoài rửa tay nhận lấy khăn lông nóng nhân viên phục vụ ở một bên đưa tới nhẹ nhàng lau tay cười nói cảm ơn cô lau xong khăn lông nhanh chóng đi về phía vừa mới tới dựa vào trí nhớ rất tốt của mình nhớ trước phòng tô thủy kỳ có treo một đèn lồng khắc hình con rồng cô rất nhanh tìm đến căn phòng kia Liên hả hê cười một tiếng đôi tay kéo ra một cánh cửa vui vẻ cười nói tôi đã nói rồi tôi sẽ tìm được chứ sắc mặt của cô lập tức trắng bệch bị dọa sợ không nhẹ nhìn trong phòng có mấy người đàn ông giống như là quan chức cao cấp đang ngồi trong ngực ôm mấy cô gái trẻ tuổi thoáng chốc tất cả đều im lặng vẻ mặt nghiêm túc và đề phòng nhìn mình quan trọng nhất là cô chớp mắt to sau ót lạnh lẽo có thể nhìn thấy tổng giám đốc vĩ đại tưởng thiên lối cũng mặc âu phục màu đen trầm mặt nhìn mình lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn tưởng thiên lỗi, tinh thần tức khắc rối loạn, cho rằng mình đã xuyên không rồi, nếu không tại sao lại ở nơi này lại gặp anh. Không có vệ sĩ, không có thư ký, không có bảo vệ rầm rộ, thậm chí khi mỗi người đàn ông khác ôm một cô gái, anh có thể một mình ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt anh vẫn thâm trầm, thậm chí có chút không vui đến nhìn mình, cô cố gắng miễn cưỡng cười cười, cúi người xuống. Ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, tổng giám đốc. Tôi, tôi đi nhầm phòng. Lại đi nhầm, tưởng thiên lỗi nhướng mày nhìn cô nói. Lần này đi nhầm thật, không quấy dậy anh. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt đường khả hình đau khổ, khẽ cắn môi dưới cẩn thận muốn kéo cánh cửa lại. Đứng lại, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói. À, đường khả hình có chút ngây ngốc nhìn tưởng thiên lỗi. Vào đi, tưởng thiên lỗi im lặng nói xong, rồi nhìn mấy quan chức phía đối diện, mỉm cười nói, xin lỗi, cô ấy đến chậm. Thì ra tưởng tổng hẹn người đẹp, không nói sớm, không trách được lúc này không cần bạn gái. Mời vào, mời vào, một quan chức kêu Khả Hinh đi vào ngồi. Vẻ mặt đường Khả Hinh nhăn nhó, một bàn tay kéo cửa, nhìn tưởng thiên lỗi, thái độ có chút cầu cạnh nói, bạn của tôi. Tôi, ở đây. Tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức không dám từ chối, cẩn thận nhìn về phía mấy vị quan chức miễn cưỡng cười cười, cởi ra giày cao gót chân trần cẩn thận đi vào bên trong phòng, thấy mấy cô gái mặc kimono đang ở trong ngực mấy quan chức, rót rượu, cô nhìn mặt đỏ tới mang tai, bối rối nhìn tưởng thiên lỗi một cái, hết sức khó khăn đi tới trên nệm lót kiểu nhật bên cạnh tưởng thiên lỗi, ngồi xuống, có chút luống cuống nhìn thoáng qua tưởng thiên lỗi ở bên. Cạnh, tưởng thiên lỗi giống như không có việc gì xảy ra, vươn tay kéo váy ngắn trên đùi cô, cầm chai rượu, Tự mình rót một chén rượu cho Đường Khả Hinh rồi tiếp tục nói chuyện tổng tuyển cử nguyên thủ quốc gia lần này với một quan chức. Khả Hinh trừng lớn con ngươi, có chút không thể tin nổi cúi đầu, nghe một quan chức nói, lần này bầu cử, đại khái sẽ là người nào đó có khả năng đắc cử cao nhất chức vị nguyên thủ quốc gia, sau đó ai đó sẽ nắm giữ quyền kinh tế ở trong tay, tán gẫu chuyện như vậy không trách được không người nào dám hầu hạ. Cô có chút căng thẳng trước mắt, nghiêng mặt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô, chỉ bàn về tình hình quốc gia vừa vươn tay gắp một khối bánh mì sandwich chấm một chút mù tạt đưa đến trong đĩa của Đường Khả Hinh một trong những vị quan chức cao cấp nhìn Tưởng Thiên Lỗi liên tục rót rượu gấp bánh mì sandwich cho bạn gái ở bên cạnh còn tỉ mỉ chú ý đến mới vừa rồi anh kéo váy ngắn trên đùi cho Khả Hinh liền mỉm cười nói người đẹp của tổng giám đốc tưởng thật sự có phúc lớn mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi cười quay mặt sang nhìn cô mang theo giọng ra lệnh nói ăn một chút đi vâng đường khả hình thở dài một hơi nhìn thấy mấy cô gái trung quốc mặc kimono nhật bản phía đối diện tựa vào trong ngực một quan chức vẻ mặt hâm mộ nhìn mình dĩ nhiên các cô ngồi ở trong lòng những người đàn ông nếu không phải là béo mập thì là già khụ cô quay mặt sang nhìn thấy một bên mặt tưởng thiên lỗi hoàn mỹ như pho tượng cô lập tức cầm đúa gắp sushi đưa tới trong đĩa bên cạnh tưởng thiên lỗi khẽ nói tổng giám đốc tôi bạn của tôi ở cách vách, tôi chỉ ngồi một lúc, giờ phải đi rồi. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi bình tĩnh, đột nhiên vươn tay nắm eo của đường khả hinh, kéo mạnh ôm cô vào trong ngực của mình, cúi xuống chóp mũi sát mặt cô, hỏi em nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Ánh mắt của anh rất lạnh và không vui. Đường khả hinh nhìn ánh mắt kia, hoảng sợ đến trái tim phanh phanh nhảy, không dám chống lại, bởi vì sáng nay anh đã chính thức trở thành lãnh đạo trực tiếp của mình, nhờ anh, cuộc sống của mình lại thấy ánh mặt trời. Cô thở mạnh một hơi, tựa vào trong lồng ngực kiên cố và ấm áp của anh, bị hoảng sợ đến không dám nói tiếng nào, tay cầm đúa, há miệng run rẩy kẹp khối sushi đưa đến bên môi tưởng thiên lỗi, nuốt một cổ họng khát khô, nói, tôi mời. Ăn, ăn, ăn sushi. Tưởng thiên lỗi nghe cô nói lời này, còn người quyến rũ khẽ chấp, nhìn ánh mắt cô run rẩy, chậm rãi cúi xuống ăn khối sushi kia, nhai chậm rãi. Trên mặt đường khả hình kéo ra một nụ cười khó coi, hoảng sợ đến thần trí mơ hồ, nhất là mình mập mờ ngã ở trong ngực tưởng thiên lỗi, cánh tay kia giống như gọng sắt, vẫn còn kềm chế mình thật chặt, cô muốn khóc. Dưới cái nhìn chừng chừng của nhiều người, tưởng thiên lỗi gắp lên một khối sushi bạch tuộc, chấm mù tạt, đưa tới miệng đường khả hình, nói, ăn đi. Tôi không thích ăn bạch tuộc, đường khả hình yếu ớt nói ra, con người trợn to, lại nhìn thấy sắc mặt của tưởng thiên lỗi không vui, cô nuốt một ngụm nước bọt, chấp nhận há miệng ra. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nhét khối sushi bạch tuộc vào trong miệng cô, ôm lấy cô, nhìn cô ăn thế nào. Đường Khả Hinh thật đáng thương, thật sự không thích bạch tuộc, vừa muốn nhai mấy cái, không ngờ trong miệng có chút cảm giác kích thích, trong chớp mắt lan rộng, trong mắt cô trừng to, thấy sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, biết anh vừa mới động tay chân ở trong sushi, ít nhất trong sushi này có một tấn mù tạt. Bình thường, cô không chịu nổi nhất chính là mùi vị nặng của mù tạt. Dần dần, cô không chịu nổi bưng chặt miệng thở hổn hển cảm thấy mùi vị mù tạt nồng đậm đến nỗi khiến cho người ta không chịu được kích thích vào não sạc làm cho mình không thở nổi nước mắt ào ào chảy xuống ha 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 có một vị quan chức cao cấp nhìn thấy bộ dáng của khả hình cũng không nhịn được bật cười tất cả mọi người cũng đều nở nụ cười đường khả hình vẫn còn bị cay mù tạt nước mắt chảy thê thảm tưởng thiên lối cười khẽ một tiếng bá đạo ôm chặt khả hình vào trong ngực khẽ vuốt ve eo thon của cô giống như hết sức cưng chiều, cúi xuống, hôn lên trán của cô, nói, không ngờ sợ mù tạt như vậy. chương 85, rượu giao bôi. Đường khả hình bị anh hôn, cả người như bị điểm huyệt, trừng lớn con người nhìn anh. Tưởng thiên lối cầm lên một ly rượu, đưa đến môi đường khả hình, nói uống. Đường khả hình thật sự bị mù tạt sặc đến không chịu nổi, vội vàng cúi đầu, uống một hớp rượu xuống bụng, nhất thời cảm giác khoang miệng cay xè, cay đến nổi không chịu đựng được, Nóng bức làm cho đầu cô đầy mồ hôi, thở mạnh. Các quan chức bật cười lên, khen bạn gái tổng giám đốc tưởng thật biết điều. Tưởng thiên lỗi cũng cười không nói gì, nhưng mặt nhìn đường khả Hinh hôm nay để tóc ngắn, so với hôm qua mát mẻ hơn, nhất là chiếc váy ngắn xương cá cô mặc vừa người hợp mốt, lộ ra đường cong bộ ngực hoàn mỹ, eo thon, cánh tay chân bóng trắng nón, có cảm giác tươi mát, anh im lặng không lên tiếng, đưa cánh tay to lớn ôm chặt bả vai của cô, để cho cô ngã vào trong ngực của mình dùng bàn tay của đàn ông khẽ vuốt ở trên cánh tay mát lạnh của cô, giống như đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ trên cánh tay cô. Trên mặt đường khả hình hơi lộ ra vẻ phản kháng, muốn vung tay lên từ chối anh vuốt ve, không ngờ bị anh nắm càng chặt hơn, cô có chút vô tội ngẩng đầu lên nhìn anh. Tổng giám đốc tưởng đối với sự kiện thị trường tần bị ám sát không thành ở tháng trước có ý kiến gì không? Một quan chức mỉm cười cầm ly rượu, hỏi tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi ôm chặt đường khả hình trong ngực, tay cầm ly rượu, xoay tròn rượu trong ly, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, trên trường chính trị phân tranh quyền lợi, không thể tránh khỏi bị đả kích ngấm ngầm hoặc công khai. Chỉ là thị trường tần làm học trò của Thủ tướng, cho dù là thành tích chính trị hay là thành tích cá nhân cũng rất được khen ngợi, có lẽ sự kiện lần này tôi cảm thấy nguyên nhân cũng không phải nhắm vào cá nhân của anh ta, hiện tại tạm thời vẫn chưa có gì rõ ràng, tôi không thể suy đoán. Có tin đồn bởi vì anh ta đình chỉ dự án dưới nước khách sạn của Tổng Giám Đốc Tưởng, cho nên đưa đến sự kiện ám sát lần này, Thủ tướng vì bổ giao, mà đặc biệt an bài ngày hôm qua giúp nạn thiên tai biểu diễn để lấy tiền cứu tế, có thể thấy được Thủ tướng hết sức yêu ái đối với Tổng Giám Đốc Tưởng A. Chấm ngoặc kép, một trong những vị quan chức mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy cười nhẹ nói, mặc kệ tham chính hay là thương trường, có thể kích thích tăng trưởng kinh tế quốc gia lâu dài, đây là kỳ vọng của Thủ tướng ký thác đối với chúng tôi, về tin đồn thổi, từ trước đến giờ tôi không quan tâm. Tất nhiên, tổng giám đốc tưởng giàu có hàng đầu, trong mắt chưa bao giờ có thị trường tần vĩ nghiệp, người khác tỏ rõ lập trường, sau đó mấy người đàn ông mỉm cười cụng ly. Đường khả hình tựa vào trong ngực anh, nhìn thấy mấy người đàn ông cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng, cô có chút vội vã tính toán thời gian, nghĩ tới Tô Thủy Kỳ không tìm được mình, có thể lo lắng cho mình hay không. Tưởng thiên lỗi uống xong ly rượu, hai mắt lóe lên nhìn thất vẻ lo lắng trên mặt cô cũng không nói gì, đưa cái ly không tới trước mặt cô rồi nhìn cô, À, đường khả hình có chút không hiểu nhìn cái ly không trong tay anh. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn cô. Đường khả hình có chút ngạc nhiên nhìn anh một cái, sau đó thấy mấy cô gái nhỏ ở phía đối diện đang mỉm cười cầm chai rượu rót rượu cho mấy vị quan chức, cô liền cũng nhanh nhạy cầm chai rượu rót đầy một ly rượu cho tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cầm ly rượu kia vẫn không nhúc nhích nhìn cô. Đường khả hình chớp mắt to, có chút không hiểu nhìn anh, không hiểu dụng ý của anh. Có một quan chức ở đối diện, bật cười nói, tiểu thư, cô không biết quy định ở nơi này sao? Tổng giám đốc đã uống ba ly, bây giờ muốn cùng cô uống ly rượu rau bôi. Đây là cách chúng tôi đến nơi này giải trí, còn không mau uống, đây là tổng giám đốc tưởng coi trọng cô. À, mặt của đường khả hình đỏ lên, nhìn ánh mắt cứng rắn và bộ dáng lạnh lùng của tưởng thiên lỗi, cô nhăn mặt suy nghĩ, chơi cái gì hay không chơi, cố tình muốn uống rượu rau bôi. Tiểu thư, nhanh lên một chút, chúng tôi uống hết rồi. Có một quan chức trông vui tính cười nói, "Không phải lần đầu ra ngoài với tổng giám đốc tưởng chứ? Lần đầu phải ra mắt, đây là chuyện không thể tin được." Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh vẫn còn đang nâng ly nhìn mình, cô bị vào thế bí, bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành phải nâng lên ly rượu nhỏ đặt ở trước mặt, xoay người lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, lại nghiêng người tới, giơ lên cái ly trong tay đường khả hình cũng bất đắc dĩ nghiêng người tới hai người nhìn nhau rốt cuộc vươn tay móc cánh tay của đối phương sau đó cùng nhau cúi đầu xuống uống ly rượu trong tay mình tốt ha 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 chấm ngoặc kép mấy quan chức nhất thời vỗ tay tán thưởng đường khả hình uống cạn sạch ly rượu kinh ngạc nhìn tưởng thiên lối cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay sau đó cúi đầu nhìn mình ánh mắt nóng bỏng nhìn người giống như mang theo một cỗ độc thu hút hồn phách mặt của cô đỏ lên nhẹ nhõm mở ra tay của anh tưởng thiên lỗi cũng im lặng đặt cái ly xuống lại vươn tay ôm lấy đường khả hình tiếp tục trò chuyện có liên quan chính trị kinh tế với một quan chức đang lúc này tiếng gõ cửa vang lên một vệ sĩ áo đen nhanh chóng đi tới sau đó ghé bên tai một quan chức nói một câu sắc mặt của bọn họ hơi thay đổi ngay lập tức nói với tưởng thiên lỗi xin lỗi tổng giám đốc tưởng tạm thời có việc chúng tôi phải đi trước hôm nay thất lễ hôm nào lấy rượu tạ tội tưởng thiên lỗi nghe xong liền mỉm cười nói nếu xếp lưu có chuyện quan trọng, hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Mọi người chào lẫn nhau, đứng lên, đường khả hình cũng vội vàng đứng lên thật nhanh muốn đi ra ngoài, cánh tay lại bị người kéo mạnh, cả người cô ngã mạnh vào trong ngực tưởng thiên lỗi, ngẩn đầu lên ngạc nhiên nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không biến sắc, cầm bàn tay nhỏ bé đường khả hình, ước lượng cánh tay của mình, mới cúi đầu lạnh lùng nhìn cô vẻ mặt đường khả hình đau khổ nhìn anh nhưng bàn tay nhỏ bé không nhịn được ôm cánh tay của anh, tựa vào bên cạnh anh. Tưởng thiên lỗi dắt đường khả hình cùng mấy quan chức khác đi ra khỏi phòng, vừa đi ra ngoài, vừa cười nói hôm nay dùng cơm vui vẻ, bà chủ quán ăn nhật mặc kimono, dẫn bà tiếp viên cùng nhau nhìn về phía ba người gấp eo 90 độ, nói quý khách, ngài muốn đi. Có một quan chức dừng chân cùng bà chủ tán gẫu mấy câu, đường khả hình nghiêng mặt gấp gáp muốn quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tô thủy Kỳ. Tưởng thiên lỗi cảm thấy sự khác lạ của cô, nhanh chóng vươn tay nắm chặt eo nhỏ của cô, để cho cô nhích lại gần mình. Anh, đường khả hình tựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi, có chút không thoải mái, muốn dịch chuyển thân thể lại bị anh nắm càng chặt hơn, cô thật không có biện pháp ngẩn đầu nhìn tưởng thiên lỗi, khẽ nói tổng, 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 giám đốc, tôi thật sự không có cách nào ở chỗ này, tôi còn có bạn bè. Tưởng thiên lỗi lại xoay người mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, cúi xuống, khẽ hôn vành tai của cô, mới nhẹ nhàng nói, tôi cho cô biết, trước mặt cô là quan chức cao cấp nhất quốc gia, mới vừa rồi cô đi nhầm vào phòng như vậy, có biết rất nguy hiểm không? Những chuyện cơ mật, cô nghe nửa câu cũng có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Nếu bây giờ cô không muốn làm phụ nữ của tưởng thiên lỗi tôi, cô có thể đi. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cô, không phải mỗi lần tôi đều sẽ cứu cô. Mỗi lần cô cũng sẽ không may mắn như vậy. Trái tim đường khả hình chợt lạnh, nhớ tới mới vừa rồi những quan chức kia, nói đến các sự kiên ám sát thì thái độ lạnh lùng có chút đáng sợ, nhất thời thân thể của cô nhũn ở trong ngực tưởng thiên lỗi, hoảng sợ đến không dám thở mạnh. Tưởng thiên lỗi ngẩn mặt lên, ôm lấy đường khả hình, nhìn thấy mấy quan chức đã chào hỏi xong với bà chủ, liền mỉm cười đi khỏi, anh cũng đỡ đường khả hình đã sợ đến cả người không còn hơi sức đi ra khỏi nhà hàng Nhật. Bên ngoài tất cả xe của chính phủ đã chuẩn bị từ lâu, tưởng thiên lỗi và bọn họ bắt tay, mỉm cười nói hẹn gặp lại, mới xoay người nhìn thấy tài xế lái chiếc Rolls-Royce về phía mình, dừng ở bên cạnh mình, Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Khả Hinh, im lặng không lên tiếng ngồi vào phía sau, sau đó ôm cô vào trong ngực. Hôn nhẹ lên mái tóc cô, mới để cho tài xế đóng cửa xe, quay đầu nhìn quan trước phía ngoài cửa sổ, mỉm cười ý bảo hẹn gặp lại. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim nhảy phanh phanh, ở trong ngực anh ngẩn đầu lên vừa vặn thấy Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu, lúc này vẻ mặt trách cứ nhìn mình, mặt của cô đỏ lên mới vừa muốn mở ngực của anh tránh thoát, thế nhưng anh lại ôm lấy thân thể của cô, lạnh lùng nói, nếu như 3 năm trước đây có tự giác như vậy thật tốt. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy tưởng Thiên lỗi ôm chặt thân thể của mình, dựa vào trong lòng ngực kiên cố của anh, cô chớp mắt vẫn có chút lưu luyến nhìn ngoài cửa sổ, xem có bóng người quen thuộc hay không. Chiếc Land Rover SUV màu đen dưới ánh mặt trời, ánh kim loại lóe sáng. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái, cũng nhìn trong kính chiếu hậu chiếc Land Rover, chạy ngược hướng mình, mới vừa rồi quả thật anh nhìn thấy đường khả hình tựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi đi ra, sau đó ôm nhau chung một chỗ, ngồi vào tong chiếc Rolls Royce, thậm chí anh thấy tưởng thiên lỗi hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh không hiểu tình huống như thế, nhưng chỉ ngồi ở trong xe, mặc cho gió lạnh phất qua gương mặt. Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên, Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy số điện thoại nhà, anh lạnh lùng nhấn nút tắt, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, thở nhẹ một hơi. Chiếc Rolls Royce tiếp tục chạy như bay trên đường. Sau khi tưởng thiên lỗi xác định đoạn đường an toàn, trong chớp mắt buông đường khả hình, trầm mặt ngồi ở một bên, sửa sang lại ô phục của mình, thậm chí phủi phủi bụi bặm trên người mình. Đường khả hình nhìn người này. Nhà cô ở nơi nào? Tưởng thiên lỗi lạnh lùng ngồi ở trong xe hỏi. Đường khả hình nhìn xe chạy nhanh trên con đường quen thuộc, cô chỉ vào chạm xe trước mặt, nói dừng lại ở phía trước là được rồi tôi muốn đi tìm người tưởng thiên lỗi nghe lời này liền không khách khí chút nào nói ngày hôm qua vẫn còn ở phòng làm việc của tôi khóc suốt mướt muốn nhìn thấy ánh mặt trời cầu xin tôi cho cô nơi an thân hôm nay mặc váy giá trị xa xỉ đến nhà hàng cao cấp ăn cơm xem ra tôi thật sự xem thường cô đường khả hinh nghe vậy trong lòng run lên nhìn anh muốn giải thích lại nhìn vẻ mặt anh lạnh lẽo vẫn cố nhịn cúi đầu không lên tiếng Tưởng thiên lỗi cũng im lặng nhìn ánh mặt trời mãnh liệt chiếu ánh sáng trên đường, cả thành thị phản chiếu màu sắc tinh tế, xe chạy qua suối phun bọt nước bắn lên bốn phía, đám người đang chơi đùa xung quanh suối phun, cây ngô đồng trên đường tỏa bóng mát xanh nhạt, ấm áp thoải mái, anh khẽ chớp mắt, mới chậm rãi nói, dừng xe. Xe chậm rãi dừng lại. Đường khả hình quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi một cái, vốn muốn nói tiếng cảm ơn, cũng phát hiện anh ngại mình lắm mồm, liền im lặng đi xuống xe, sau đó hướng về phía bên trong xe anh, cung kính gật gật đầu. Tưởng thiên lỗi không tiếp tục nhìn cô nữa chỉ bảo tài xế lái xe. Chiếc rô roi chậm rãi chạy về phía trước. Đường khả hình đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe chạy xa dần, nhớ tới hoàn cảnh từ hôm qua tới hôm nay. Cô đột nhiên cảm giác không còn hơi sức nhưng cũng xoay người đi về phía phương hướng quen thuộc. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trong xe, nhìn đường khả hình trong kính trước xe, giống như ba năm trước đây, một mình cô đơn đi về phía trước, làn váy màu hồng tung bay dưới cây ngô đồng, giống như một áng mây hồng, sắc mặt anh căng thẳng, cuối cùng quay mặt đi. Một mình đường khả hình đi theo con đường có cây ngô đồng quen thuộc, đi qua nhà hát kịch, đi qua tòa nhà hành chính thành phố, lại chuyển qua quảng trường, rẽ trái và đi về phía trước, quả nhiên nhìn thấy gốc cây ngô đồng trước tiệm tạo mẫu, dưới ánh mặt trời, tán cây xanh lộ ra sức sống mạnh mẽ, còn có một gốc cây ngọc lan trắng, cành lá xanh đang nhẹ nhàng lay động. Ba năm rồi, Nhìn hình ảnh này 3 năm rồi, lúc nào cũng yên tĩnh như vậy. Đường Khả Hinh nghĩ tới hôm nay hẹn ăn cơm chung với Tô Thủy Kỳ, mình lại đi khỏi, không biết anh trở lại chưa. Cô nghĩ tới đây, liền cẩn thận cất bước giống như thường ngày đi tới trước tiệm tạo mẫu, không dám đi vào, chỉ đứng ở dưới cây ngô đồng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy anh xuống lầu nói cười vài câu với khách hàng, thỉnh thoảng có thể thấy anh xuống lầu pha cà phê. Chấm, lúc cô nhìn trái nhìn phải, trong miệng lầm bẩm, có thể vẫn chưa về hay không. Chiếc Land Rover màu đen từ bên kia đường phố dần dần lái tới, chậm rãi dừng ở cách đó không xa, Tô Thủy Kỳ dừng xe, tắt máy, rút khóa, cởi bỏ dây nịt an toàn, mới vừa muốn xuống xe, lại thấy phía trước có một bóng dáng rất quen thuộc đứng ở gốc cây ngô đồng, có chút căng thẳng nhìn vào trong tiệm, vẻ mặt có chút lo lắng, có chút gấp gáp, nhưng vẫn không dám đi vào. Tô Thủy Kỳ cứ ngồi ở trong ghế lái như vậy, nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh ngoài cửa sổ đứng ở dưới ánh mặt trời có chút gầy gò, có chút đáng thương. Đường Khả Hinh vẫn chăm chú ngắm nhìn bên trong, lại nghe một hồi tiếng kèn sau lưng làm cô giật mình. Cô xoay người nhìn thấy chiếc len Rover màu đen đang dừng ở trước mặt của mình. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái nhìn mình, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, cô cũng vui vẻ cười. Tô Thủy Kỳ đẩy cửa xe, đi xuống xe, trong tay mang theo một cái túi sách màu trắng, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh đưa cho cô cô đang đợi cái này sao? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ một lát, mới nhận lấy túi sách, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi lúc chúng ta đi ăn cơm, tôi. Không có việc gì, Tô Thủy Kỳ nhìn cô mỉm cười nói, cô có lý do của mình, không cần nói cho tôi biết. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thủy Kỳ bình thản vẫn giống như bình thường, trong lòng của cô cảm thấy dối rắm ngược lại không dám nói nhiều nữa, chỉ ôm túi sách, cúi đầu, không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh một lúc lâu, mới nhắc đồng hồ đeo tay, nhìn đồng hồ, nói: "Cô tìm tôi còn có việc sao? Hôm nay tôi có chút bận việc, có một lô hàng châu báu từ Âu Châu đưa tới." "Không có, đã quấy dậy anh, hôm nay thật vô cùng xin lỗi." "Ách." À, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh muốn kết thúc đề tài, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Lúc này anh ăn cơm chưa?" Tô Thủy Kỳ chỉ cười cười, mới nói: "Chưa, tôi không có thói quen ăn cơm một mình cho nên thường xuyên ăn chung cùng nhân viên." Tôi đã bảo nhân viên chuẩn bị cơm trưa cho tôi rồi. Không cần lo lắng, về sớm một chút đi. Buổi chiều ánh mặt trời rất nóng, đừng phơi nắng. Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe vậy chỉ đành phải gật đầu một cái, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nói cảm ơn một tiếng, liền xoay người im lặng đi khỏi. Tô Thủy Kỳ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đường khả hình, từng bước từng bước thật mềm mại đi về phía trước, anh đột nhiên nhìn về phía cái bóng lưng kia, hỏi, ngày xưa, cô là một người thế nào? Đường khả hình đứng ở tại chỗ, nhìn con đường phía trước, cũng không có xoay người, chẳng qua cảm thấy hỏi đến vấn đề này mình có phần bị tổn thương, hai mắt của cô có chút. Đỏ bừng, suy nghĩ kỹ một lát, rốt cuộc sâu kín xoay người, nhìn Tô Thủy Kỳ cách đó không xa, mỉm cười nói tôi thật sự muốn quên quá khứ mình là một người thế nào, thậm chí tôi hy vọng quên tất cả các ký ức bắt đầu từ lúc khuôn mặt bị hủy, như vậy tôi sẽ không có giấy ruộng, không có khổ sở, không có bi thương. Tô Thủy Kỳ nhìn cô thật sâu. Đường khả hình để kiểu tóc ngắn, có chút xinh đẹp và dịu dàng cười nói, anh biết không? Ngày xưa mẹ luôn nói tóc của tôi đẹp nhất, vừa đen vừa bóng lại dài, thật ra tôi thật sự rất thích mái tóc dài của tôi, nhưng lúc tôi bị hủy gương mặt, là anh tự tay giúp tôi cắt bỏ mái tóc dài mà tôi thích nhất, khi đó tôi biết ngay, tôi nhất định phải buông tha thứ mình thích nhất, nếu không, tôi không sống nổi, bởi vì lưu luyến quá khứ đối với tôi là một chuyện rất tàn nhẫn. Tô Thủy Kỳ im lặng nhìn cô. Ánh mắt đường khả hình tràn lệ, nhìn tô thủy kỳ đột nhiên cười khổ rồi sâu kín nói cho nên anh hỏi trong quá khứ tôi là một người thế nào tôi chỉ có thể trả lời anh tôi quên rồi cô nói hết lời liền lạnh nhạt xoay người đi khỏi bước chân giống như lúc ban đầu từng bước từng bước đi về phía trước tô thủy kỳ nhìn theo bóng lưng cô đột nhiên muốn cất bước tiến lên trước cuối cùng nhìn bóng lưng kia sao quá cô đơn anh ngừng lại cô quen biết anh vào một chiều mùa đông mặc dù toàn bộ thế giới nặng nề nhưng bầu trời vẫn phát ra tia sáng mặt trời chiếu vào trong thế giới của bọn họ. Ông chủ, Mary từ trong tiệm đi ra, nhìn Tô Thủy Kỳ nói, châu báu nước Pháp đã đến. Ừ, Tô Thủy Kỳ xoay người đi vào trong tiệm, sau đó đi lên lầu ba, nhìn thấy mấy tủ sắt đặt ở trước mắt, anh im lặng đi tới, ngồi xổm người xuống, dùng mật mã mở chốt an toàn của cái tủ, từ bên trong lấy ra một viên kim cương màu lam, nhìn kim cương dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng thành tín, anh đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước, cô nằm úp sấp ở phía sau, hôn mặt của mình, cười nói, hiện tại em trở nên xinh đẹp rồi, em có tất cả, cho nên em không muốn quá khứ của em, em muốn vứt bỏ nó. Em không cần quá khứ của em, em muốn sống mỗi ngày thật vui vẻ, tương lai mới là tốt đẹp nhất, anh nói có đúng hay không, cho nên anh nhất định phải làm cho em trở nên xinh đẹp hơn. Ricky, anh có một đôi ai thần kỳ, giống như tay của thiên sứ mang đến cho em một khuôn mặt xinh đẹp mang đến cho em hạnh phúc, cho em tất cả, tất cả. Tô Thủy Kỳ cầm cái hộp châu báu, dựa vào tủ sắt ngồi ở trên sàn nhà lạnh băng, nhìn một chỗ nào đó trước mặt, khẽ thở dài. Đột nhiên vào lúc này, gió êm dịu lất phất thổi đến. Tô Thủy Kỳ hưởng thụ một chút gió mát mẻ, sâu kín nhắm mắt lại muốn yên tĩnh một chút, cũng đang lúc này truyền đến một loạt tiếng bước chân, anh mở hai mắt ra, nhìn thấy trong tay Mary cầm cái hộp vuông màu đen, anh nhìn Mary, hỏi, chuyện gì? Mary nắm cái hộp vuông, mỉm cười đi tới nói, cô gái mà anh vẫn cắt tóc cho cô ấy, mới vừa rồi quay lại nói muốn tôi giao cái này cho anh. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, ngạc nhiên vươn tay nhận lấy cái hộp vuông, đứng lên nói với Mary, cô đi xuống thôi. Vâng, Mary mỉm cười gật đầu, xoay người đi khỏi. Tô Thủy Kỳ nắm cái hộp, đi tới trước bàn làm việc của mình ngồi xuống, đem cái hộp đặt ở trên bàn làm việc, đưa mắt nhìn một lúc rốt cuộc mở ra, đột nhiên thấy bên trong để nhiều loại sushi còn có một đôi đũa bạc, anh chợt cảm thấy tò mò cầm cái hộp lên nhìn sushi bên trong, tất cả bầy rất đẹp mắt, trên mặt của anh lúc ban đầu là nghi ngờ rồi đến tò mò, cuối cùng hiện lên một chút dịu dàng, rốt cuộc anh không nhịn được cười một tiếng. Mới đưa tay vào cầm một khối sushi nếm thử một chút, lại phát hiện bên trong còn có tấm thẻ nhỏ màu hồng, anh tò mò cầm tấm thẻ nhỏ mở ra, trên đó viết một bài hát tiếng Anh, Spring I Love You Best. Center you someone who suddenly arrived. Em ước có ai đó bất chợt đến bên em. And show me how the flower grow and come out in winter field. Và chỉ cho em những bông hoa lớn lên và vươn mình trên cánh đồng tuyết. You wish he had someone new, tender, to me-hard. Em ước có ai đó nhẹ nhàng tiến vào trái tim em. Someone who will share me precious time. Ai đó sẽ chia sẻ cùng em những khoảnh khắc quý giá. Someday you find me in the hand of the wind rồi đây anh sẽ tìm thấy em nơi trong vòng tay những cơn gió. Sau giờ trưa, lần đầu tiên anh cười thả lỏng và thoải mái. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm lời bài hát Spring e Love You Best trên tấm thẻ nhỏ, hai mắt phản chiếu ánh sáng nóng bỏng, trên mặt nở nụ cười cảm động, vừa ăn vừa chăm chú vào công việc. Audio điện tử võ tấn bền chương 86, vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Ba ngày sau, hôm nay đường khả Hinh chính thức đi làm tại khách sạn Á Châu. Sáng nay ánh mặt trời rực rỡ, trời lam biển biếc, sóng biển xô bờ mãnh liệt, vô số thuyền buồm và người yêu thích đua thuyền lao vùn vụt ở trên mặt biển, trên mặt mọi người đều nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình. Trên đường xe buýt chậm rãi dừng ở trạm cách khách sạn không xa, có mấy đứa bé người anh mang giày trượt pa tanh, ngồi ở trạm cũng đang chờ xe buýt. Cửa xe mở ra. Hôm nay Khả Hinh mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương, váy ngắn màu đen, khẽ vuốt tóc mái ngắn mềm mại, khuôn mặt tươi cười đi xuống xe, thấy mấy đứa bé người anh đang đứng ở trạm, đang thi nhau trượt ba tanh vòng vòng, nhất thời tâm trạng cô rất tốt vẫy tay về phía mấy đứa bé mỉm cười nói, hi, hi, chấm ngoặc kép, mấy đứa bé người anh cũng mỉm cười chào hỏi khả hình. Khả hình nhìn bọn họ cũng nhiệt tình chào hỏi mình, cô nhất thời cảm động cười một tiếng, đứng ở dưới ánh mặt trời, nghe gió biển mát mẽ thổi tới hít mạnh một hơi, xoay người nhìn lên tòa nhà khách sạn á châu to lớn ở trước mặt nó lấy hình dáng của chiếc thuyền dương buồm lên ánh sáng màu bạc lóe sáng rực rỡ cô cảm thán nhìn tòa kiến trúc này nghĩ tới má trái mình không trọn vẹn đột nhiên đưa tay lên cao xòe tay che ánh mặt trời cô cười thật vui vẻ cô vui vẻ sách theo túi sách mới vừa muốn đi bộ vào trong khách sạn lại nghe được có người khẽ nói tổng giám đốc tới cô cùng rất nhiều đồng nghiệp đứng ở chỗ không xa Nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce từ nơi xa lái tới gần, một đoàn xe hơi xe sang trọng màu đen số lượng có hạn chạy theo phía sau, tất cả mọi người bàn luận xôn xao một chuyện, nghe nói tháng này tổng giám đốc muốn chính thức tổ chức lễ đính hôn. Đường Khả Hinh nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía một trong hai người đồng nghiệp, họ khe khẽ nói tiếp, bởi vì vợ chưa cưới của tổng giám đốc ở nước ngoài đã lâu, nghe nói rốt cuộc bây giờ phải trở về nước. Cho nên chủ tịch muốn nhân cơ hội này tổ chức đính hôn chủ tịch, đường khả hình nhất thời nhớ đến người đàn ông phó thác cho mình chai rượu đỏ kia. Chính là cha của Tổng Giám Đốc, nghe nói vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc có danh xưng hoa hồng phương đông, chúng ta vẫn chưa gặp qua đâu. Có một nữ đồng nghiệp thật hâm mộ nói. Chật, cô nằm mộng đi, cô còn muốn nhìn thấy vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc sao, bình thường ngay cả mặt của Tổng Giám Đốc chúng ta cũng rất ít nhìn thấy. Một nữ đồng nghiệp khác nói xong, rồi cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía trước nói, tới rồi, tới rồi, tổng giám đốc tới rồi. Đường khả hình nghe giọng nói hưng phấn của bọn họ cũng đón gió biển, nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi dừng ở đại sảnh khách sạn, đông anh cùng tất cả lãnh đạo cấp cao của khách sạn đứng ở một bên chờ rất lâu. Bởi vì hôm nay các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn khách sạn Á Châu và tập đoàn khách sạn Hoàn Cầu có cuộc hội nghị quyết định dự án xây dựng khách sạn đáy biển gần đây đã đầu tư gần 100 tỷ đô và hoạch định kế sách thu mua nhiều hòn đảo Gabon. Cho nên hôm nay chính thức triển khai bỏ phiếu quyết nghị. Mà hôm nay cũng là lần đầu tiên hai tổng giám đốc của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu tiến hành đối mặt. Tưởng Thiên lỗi mặc Âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra, đón gió biển đi ra xe, phong cách nghiêm nghị đứng ở bên cạnh chiếc xe Rolls-Royce, nghe nói ông cố của anh có dòng máu quý tộc Anh quốc, người đàn ông này, bất cứ lúc nào càng nhìn càng lộ ra sức hấp dẫn chết người. Tất cả nữ đồng nghiệp tức khắc đỏ mặt, muốn hôn mê bất tỉnh. Tưởng thiên lỗi nghiêm mặt, im lặng không lên tiếng, đôi tay cài xong cúp áo âu phục, phòng độ nghiêm nghị đi vào trong. Đông Anh lập tức đi theo sau lưng tưởng thiên lỗi, nhanh chóng nói với anh, 3 giờ chiều hôm nay tiểu thư tử hiền tới phi trường, đã chuẩn bị xong xe cộ, hoa tươi đi đón cô ấy, phòng tổng thống ở tầng chót để thưởng thức cảnh đẹp toàn thành phố cũng đã chuẩn bị xong. Cũng đã làm theo căn dặn của cô ấy, ở mỗi nơi đều trưng bày hoa bách hợp, còn có đầu bếp Pháp nổi tiếng làm buổi trưa hôm nay cũng đã đến khách sạn, anh ấy là đầu bếp nổi tiếng do tiểu thư tử hiền chỉ định, tiểu thư chỉ ăn món ăn pháp do anh ấy làm, còn có. Chuyên gia hầu rượu cũng đã sẵn sàng. Ừ, tưởng thiên lỗi lên tiếng trả lời, lạnh lùng đi vào trong. Đông Anh nhanh chóng vừa đi vừa nói, hôm nay hội nghị hai bên dự định trong vòng 15 phút sau sẽ bắt đầu, lãnh đạo cấp cao toàn cầu cũng đã kết nối xong. Ừm, hôm nay tưởng thiên lỗi hơi nghiêm nghị đi về phía trước, chỉ là không ai biết, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, ở trong đầu anh thành hình bao nhiêu quyết sách. Thật sự rất đẹp trai a. À. Chấm ngoặc kép, có một số nữ đồng nghiệp lộ ra bộ dáng si mê. Cô có nghe không, vợ chưa cưới của tổng giám đốc A sắp về nước, sẽ phải sắp xếp xe đưa đón, hoa tươi, phòng tổng thống, còn có đầu bếp Pháp, chuyên gia hầu rượu, trời ạ. À. Người có tiền, không dùng tiền như vậy làm sao xài hết. Đường Khả Hinh đứng ở cách đó không xa, nhìn bóng lưng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn rồi cười khổ một tiếng, xoay người đi làm việc. Tòa nhà hành tránh nhanh chóng mở ra. Thư ký các bộ phận đều được phái tới, trong ngoài bận rộn hội nghị hai bên lần này. Phòng hội nghị hình bán nguyệt gần 4.000m2 đã ngồi đầy người rất náo nhiệt, trên vách tường bốn phía treo màn ảnh lớn tinh thể lòng tượng trưng cho mỗi quốc gia, trên màn ảnh đều hiện lên hình ảnh chủ tịch chức vị cao. Nhất hoặc là tổng giám đốc, tất cả thư ký đang cầm hộp điều khiển tivi thử điều chỉnh từng LCD, lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị đang bàn tán dự án khách sạn dưới đáy biển có thể khởi công thuận lợi hay không. Chuyện này đã công bố cho toàn bộ cổ đông 7 lần nhưng đều bị Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Cầu Trang Hạo Nhiên bác bỏ. Năm đó tưởng sĩ Chiêu và Trang Duy Mạnh là hai người sáng lập đứng đầu dùng cổ phần chung của công ty để sáng lập ra Tập đoàn Hoàn Cầu và Tập đoàn Khách sạn Á Châu, ban hành kỷ luật sát cho hai tập đoàn lớn, quyết định tất cả sách lược, hai Tổng Giám đốc của hai tập đoàn phải tự mình ký tên mới có thể chính thức khởi động dự án, sở dĩ nhắm vào dự án khách sạn đáy biển lần này vì đã đầu tư gần 100 tỷ đô, tưởng thiên lỗi muốn khởi công nhưng trang hạo nhiên kiên quyết phản đối, cho nên hội nghị hôm nay là lần hội nghị lớn trong tất cả cuộc lần hội nghị của khách sạn Á Châu nhiều năm. Qua, tổng giám đốc tới, có người đi vào thông báo trước. Tất cả lãnh đạo cấp cao dối rít đứng lên, nghiêm túc chờ đợi. Cửa chính phòng hội nghị ầm ầm mở ra. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng giống như quân vương, dứt khoát đi vào phòng hội nghị, mang đến ngàn vạn khí thế, vừa đi đến ngồi vào ghế dành riêng cho Tổng Giám Đốc, vừa giờ tay ra hiệu cho lãnh đạo cấp cao cùng cổ đông ngồi xuống. Mọi người chỉnh tề trật tự ngồi xuống. Tưởng Thiên Lỗi ngồi vị trí Tổng Giám Đốc, nhìn phòng hội nghị hơn 4.000 mét vuông, tập trung tất cả nhân tài xuất sắc nhất tập đoàn Á Châu, trên mặt của anh hiện lên nụ cười, nói, bắt đầu đi. Vâng, đông anh nghe xong, lập tức cầm lên microphone, tuyên bộ hội nghị hai bên bắt đầu giám đốc nghe xong ngay lập tức gật đầu từ chỗ ngồi đỏ thẫm đứng lên cầm lấy hộp điều khiển tv đưa ngay chính giữa màn hình lcd màn hình hiện lên trụ sở tập đoàn hoàn cầu tại anh quốc ở trong phòng hội nghị không khi tất cả người vô cùng mong đợi thì trong màn hình chỉ xuất hiện một chiếc ghế làm việc màu đỏ tại chỗ ngồi của trang hạo nhiên không có bất cứ người nào nữa mọi người cùng nhìn nhau đều nghĩ một hội nghị quan trọng như vậy tổng giám đốc trang hạo nhiên đã đi đâu Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở đối diện với chỗ ngồi của tổng giám đốc trong màn hình, nhìn chiếc ghế làm việc trống không, lại nhìn quả địa cầu trên bàn, dường như đang nghĩ đến người này và đang xoay quả địa cầu, thậm chí anh xoay quả địa cầu đến phương hướng châu Á. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi nhìn trên mô hình địa cầu, có lẽ từ phía trên đó có thể nhìn ra một chút gì, lại nhìn đến vị trí của mình. Chuyện này, Đông Anh hết sức ngạc nhiên và căng thẳng nhìn chiếc ghế làm việc đỏ thấm phía đối diện, có chút không biết làm sao. Cúi thấp đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn bình tĩnh nhìn chiếc ghế không có một bóng người trong video và mô hình địa cầu đã chuyển động, chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay kết thúc hội nghị tại đây." A, à, gần cả ngàn lãnh đạo cao cấp trong toàn trường từ các quốc gia châu Á nghe được câu này cũng kinh ngạc kêu nhỏ, kết thúc như vậy sao? Hôm nay cũng chưa nói gì mà. Tổng giám đốc Trang đã 7 lần bác bỏ dự án xây dựng khách sạn dưới đáy biển. Nhưng tổng giám đốc tưởng của chúng ta muốn làm a? À? có người lặng lẽ nói, cho dù thế nào, cuối cùng vẫn phải họp chứ. Nhiều năm qua, Hoàn Cầu rất ít bác bỏ phương án của chúng ta, hơn nữa bọn họ cùng chúng ta nước sông không phạm nước riêng A. Cho dù thế nào đi nữa, mỗi bên nắm giữ 31% cổ phần công ty đối phương, loại phương án này không thể làm bừa. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng xem thường nhận xét và ý kiến của tất cả lãnh đạo cấp cao, nghiêm nghị đứng lên, cài xong cúc áo âu phục, sải bước ra khỏi phòng hội nghị chứ gần ngàn người. Đông Anh nhanh chóng đi theo sau lưng tưởng thiên lỗi, nói tổng giám đốc. Hội nghị lần này thật không tiến hành sao? Lúc ấy chúng ta quyết định mở hội nghị hai bên thì tổng giám đốc Trang đã đồng ý có mặt, tại sao đột nhiên lại không tham gia vậy? Tưởng thiên lỗi cũng không trả lời vấn đề của cô, chỉ lạnh lùng bước nhanh về phía văn phòng làm việc tổng giám đốc của mình. Đông Anh dừng lại tại chỗ nhìn bóng dáng cao lớn của tưởng thiên lỗi đi về phía văn phòng, suy nghĩ rất nhanh chóng chuyển đến ở một nơi địa cầu xa xôi, một người đàn ông khác cũng có bản lãnh sấm rền gió cuốn. Nhiều năm trước bọn họ đứng trên đỉnh cao thật lâu, kiềm chế lẫn nhau, tác động lẫn nhau, cùng nhau phát triển, là huyền thoại của giới kinh doanh và giới khách sạn nhưng chỉ có bọn họ mới biết cả hai bên đều có giá tâm tóm thâu tất cả. chương 87, Vận Gảy Khả Hinh mang theo tâm trạng rất vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp, đi dọc theo phía sau khách sạn đi tới lối đi dành cho nhân viên, cô vừa đi vừa nhìn phía bên trái lối đi là sân bóng to lớn của khách sạn, bên trái sân bóng là sân gôn, đầu kia đang có mấy người khách mặc quần áo đánh gôn màu trắng, đang dơ gậy gôn, cô vừa nhìn vừa cảm thấy thế giới này cái gì cũng thật mới lạ. Cô không nhịn được mỉm cười, cất bước đi về phía trước, thấy càng ngày càng nhiều đồng nghiệp tụ top 5 top 3, vừa nói vừa cười đi chung nhau, cô nhìn các đồng nghiệp xung quanh, nghĩ tới nhã tuệ là cấp quản lý, tối hôm qua phải trực đêm cho nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi, vì vậy hôm nay cô đi làm một mình, cô hăng hái đi về phía trước lại cảm thấy điện thoại di động vang lên cô ngạc nhiên từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động là một dãy số xa lạ cô kỳ lạ suy nghĩ một chút rồi nhận điện thoại nghe alo hôm nay đi làm một giọng nói đàn ông rất từ tính dịu dàng truyền tới bên tai đường khả hình đứng tại chỗ nắm điện thoại có chút xúc động cười nói ừ hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên nhưng làm sao anh biết số điện thoại của tôi tô thủy kỳ mặc áo sơ mi màu lam Quần thường màu đen, tựa vào bên bàn đọc sách, cầm lên một phần tài liệu, mở ra xem bảng báo cáo, vừa xem vừa cười nói. Hôm đó lúc tôi giúp cô sách túi sách, điện thoại di động rơi trên mặt đất, tôi liền thuận tiện. Đường Khả Hinh không nhịn được cười nói, ồ. Tô Thủy Kỳ nắm điện thoại tiếp tục xem bảng báo cáo, nhìn các con số phía trên mới nói, ngày đầu tiên đi làm tâm trạng như thế nào? Rất tốt, Đường Khả Hinh cười nói. Tô Thủy Kỳ suy nghĩ trong chốc lát, mới dịu dàng nói, hôm đó ăn sushi thật ngon, cảm ơn cô. Ăn ngon thật sao, đường khả hình nắm điện thoại, nói ngay tôi làm ăn càng ngon. Nếu như có cơ hội, lần sau tôi làm cho anh ăn. Tô Thủy Kỳ cao mày cười nói, cô biết làm. Đường khả hình im lặng một lát mới cười nói, tôi sẽ làm. Trước kia tôi đã từng làm. Tô Thủy Kỳ suy nghĩ, nói, vậy lúc nào thì có thời gian. À, đường khả hình ngạc nhiên kêu một tiếng cái gì không phải cô nói làm cho tôi ăn sao lúc nào thì có thời gian tô thủy kỳ nắm điện thoại cười nói a chấm ngoặc kép đường khả hình có chút ngây người cười nói tốt lần sau tôi đi cắt tóc tóc sau đó tự mình đến làm cho anh tô thủy kỳ bất đắc dĩ cười nói lần sau cô đi cắt tóc là lúc nào một tháng hai tháng vậy không phải tôi chết đói sao chủ nhật này đi tôi đi đón cô lưu số điện thoại di động của tôi, đừng xóa mất. Cúp máy đây. Này, đường khả hình nắm điện thoại, gấp gáp kêu lên, lại phát hiện đầu điện thoại bên kia đã cúp, cô xứng sờ tại chỗ, cảm giác gió lạnh thổi phất qua khuôn mặt, cô không khỏi bật cười, cầm điện thoại di động bấm một cái, liếc nhìn số điện thoại trên màn hình một lúc, mới lưu lại số, nhưng lúc lưu số cô quên mất, anh tên là gì? Tin nhắn sáng lên, cô đè xuống tin nhắn, mở ra xem, tô thủy kỳ. Mặt của cô ửng đỏ, nhìn ba chữ kia, cảm giác có chút dịu dàng, cô cũng trả lời tin nhắn, viết chữ, đường khả hinh. Bên này, bên cạnh cây mộc lan tỏa bóng xanh mát thoáng đông đưa, Tô Thủy Kỳ tựa vào bên cửa sổ, mở điện thoại di động lên, ngón tay di chuyển trên màn hình, mở tin nhắn, phía trên sáng ba chữ. Đường khả hinh, anh nhìn ba chữ này, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười, thở dốc một hơi, xoay người nhìn cây mộc lan ngoài cửa sổ, cành lá xanh tươi, anh nghiêng đầu nhìn về phía cành cây, kêu nhỏ, khả. Hinh. Khả Hinh mang túi sách, căn cứ theo đường Trần Mạn Hồng chỉ dẫn, đi đến phòng đồng phục nhận đồng phục, cầm chìa khóa tủ nhân viên, đến phòng số một lầu hai thay quần áo. Rất nhiều đồng nghiệp đã đi làm rồi, không còn bao nhiêu người, cô vội vàng thay đồng phục, khi cô mặc vào áo sơ mi trắng, com lê màu đen, váy ngắn màu đen đi ra phòng thay quần áo, đi tới trước gương nhìn vóc người gầy nhỏ của mình, kết hợp với đồng phục có vẻ duyên dáng hơn, nhất là loại vải tốt mặc lên thật thoải mái a. À. Cô cúi đầu, vuốt com lê yêu thích không buông tay, vải thật sự rất tốt a. À. Đang lúc này, tai nghe cũng vang lên, Đường Khả Hinh. Vâng, Đường Khả Hinh lập tức nhấn tai nghe, quản lý. Cô còn 5 phút sẽ tới trễ, nếu trễ 1 phút trừ 50 đồng, trễ 5 phút trừ nửa ngày tiền lương, 1 tháng trễ 3 lượt, hủy bỏ toàn bộ chuyên cần, điểm kiểm tra đánh giá trừ 2 điểm. Nếu 1 tháng trừ hết sạch cô chỉ có thể cầm 50% tiền lương. Trong mấy giây, tiếng nói Trần Mạn Hồng truyền đến. Tôi đến ngay, đường khả Hinh lập tức bước nhanh đến cất quần áo của mình vào trong tủ treo quần áo, nhanh chóng khóa kỹ, rút chìa khóa, sau đó nhanh chóng chạy ảo ra phòng thay quần áo, đi ra khỏi tòa nhà dành cho nhân viên, mới vừa muốn đi dọc theo lối đi dành cho nhân viên, chạy về phía phòng ăn, không ngờ, có một thanh âm gấp rút, núp ở trong bụi cỏ, đột nhiên kêu nhỏ, khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức dừng lại nhìn thấy Tiểu Nhu đang núp ở trong bụi cỏ, nhìn về phía mình ngoắc, nói cô mau đi theo tôi, cô đi theo lối đi dành cho nhân viên đến phòng ăn, nhất định sẽ trễ. Mau, tới đây, mới vừa rồi tôi đã cả thẻ rồi, tôi đặc biệt xuống dẫn cô đi đường tắt. Ô, đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức đi về phía Tiểu Nhu, sau đó Tiểu Nhu kéo tay của mình, chạy về phía bên ngoài sân bóng đi qua cây dừa kiểng, sau đó muốn vọt vào đại sảnh. Này! đường khả hình lập tức kéo tiểu. Nhu, lo lắng nói, không được, đây là đại sảnh, nhân viên không có nhiệm vụ không thể đi vào. Đường khả hình lập tức kéo tiểu nhu, lo lắng nói. Không có chuyện gì, chỉ cần cô theo tôi đi, chính xác không có việc gì, nhanh lên, không có thời gian, còn có 4 phút thôi. Hơn nữa thẻ đục lỗ còn có 2 phút giảm sóc, thang máy đại sảnh đến nhà hàng Tây chúng ta nhanh nhất. Thang máy nhân viên rất chậm, người lại nhiều. Tiểu Nhu kéo đường Khả Hinh bước nhanh vào đại sảnh khách sạn, sau đó cố ý bước chậm lại, đi về phía thang máy khách sạn, vừa lúc nhìn thấy có một thang máy muốn khép lại, Tiểu Nhu lập tức kéo Khả Hinh, vừa xông tới vừa gọi, chờ một chút. Cửa thang máy vừa muốn đóng lại, nằm đầu ngón tay của Tiểu Nhu và đường Khả Hinh đưa vào trong khe thang máy, giữ cho thang máy tách ra, sau đó cùng thở dốc một hơi nhìn vào bên trong, nhất thời mặt thay đổi mở chừng hai mắt, hoảng sợ đến mất hồn mất phía nhìn thấy thấy tưởng thiên lỗi đầu tiên dáng vẻ nghiêm nghị đứng ở bên trong thang máy sau lưng là hai người thư ký và giám đốc khách sạn cùng quản lý đại sảnh vừa mới từ nước ngoài trở về tiểu nhu và đường khả hình hoảng sợ đến không khép miệng lại được cả người run rẩy không biết nên làm gì tưởng thiên lỗi đang ở trong thang máy ánh mắt lạnh lùng nhìn đường khả hình mặc đồng phục nhân viên khách sạn lộ ra vóc dáng xinh đẹp hấp dẫn nhất là da thịt hai cánh tay trắng như tuyết lộ ra cảm giác tươi mát các ngươi làm chuyện gì giám trận thang máy tổng giám đốc từ trạch minh đứng đằng sau lưng tổng giám đốc nhìn tiểu nhu gầm lên rồi khẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho các cô đi nhanh tiểu nhu a à một tiếng lập tức cùng đường khả hình khom lưng nói xin lỗi liền muốn lui về phía sau một bước muốn đè xuống nút đóng cửa cho tổng giám đốc vào đi tưởng thiên lỗi đột nhiên chậm rãi mở miệng sau lưng lãnh đạo cấp cao cùng thư ký có chút kinh ngạc chỉ có Đông Anh dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhu nói, Tổng Giám Đốc bảo các ngốc phi đi vào thì vào đi. Tiểu Nhu và Đường Khả Hinh nhìn nhau một cái, cảm thấy thời gian không nhiều lắm, Tổng Giám Đốc cũng gọi vào rồi, chỉ đành phải cứng rắn đi vào thang máy, bởi vì bên trong thang máy có nhiều người, cho nên Tiểu Nhu và Khả Hinh đi vào cũng chỉ phải đứng ở hai bên tường thiên lỗi, lập tức cảm thấy khí thế mạnh mẽ của anh ép tới làm người ta không thở nổi. Lâu mấy, Đông Anh khẽ bước lên trước, cười hỏi phòng ăn ngựa tôn, tiểu nhu yếu ớt nói. Đông Anh nghe xong liền đè xuống tầng 13 rồi im lặng lui sang một bên không lên tiếng, từ trạch minh nhìn chầm chầm bóng lưng tiểu nhu, biết cô muốn đi tắt về phòng an liền vươn tay đánh cổ của cô, vẻ mặt tiểu nhu nhăn nhó, đau đến không dám lên tiếng, cúi đầu. Đường khả hình càng yên lặng đứng ở một bên, thở nhẹ một hơi, không dám lên tiếng. Tưởng thiên lỗi im lặng bất động, liếc nhìn cô một cái, mới đưa tay trái muốn cắm vào túi quần, không ngờ mu bàn tay chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác mềm mại xẹt qua, mặt anh không lộ vẻ gì, ho nhẹ một tiếng, đứng yên. Đường khả hình cũng cảm thấy lúng túng, xê dịch bên tường. Không khí trở nên có chút lúng túng. Cô nhìn bảng điện tử, rốt cuộc tầng 13 của thang máy cũng mở ra. Trần Mạn Hồng đã cầm cây roi dài, giống như thần mặt đen đứng ở nơi đó chờ đã lâu, lúc cô nhìn vào bên trong, thấy đường khả hình đầu tiên, con người cô nóng lên, muốn lên tiếng mắng tôi biết ngay là cô sẽ đi đường tắt mà, nhưng cũng đã nhìn thấy đám người tưởng thiên lỗi đứng ở bên trong thang máy, sắc mặt của cô thay đổi, lập tức đứng thẳng người, hai tay cầm cây rồi không biết để ở nơi nào, chỉ đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói, tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi im lặng không nó. Tiểu nhu vội vàng đi ra trước, đường khả Hinh cũng vội muốn đi ra nhưng bởi vì gót giày quá cao, lúc đi quá gấp, gót giày cao gót bên chân trái lọt vào trong khe thang máy, mặt của cô đỏ lên, gấp đến độ vội vàng ngồi sổ người xuống, đưa hai tay ra, dùng sức muốn kéo gót giày, nhưng làm thế nào cũng kéo không ra, cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Trần Mạn Hồng cùng mấy người quản lý nhìn thấy cũng cảm thấy có chút gấp gáp, mới vừa muốn tiến lên thì cảm thấy một bóng dáng cao lớn di động, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy tưởng thiên lỗi trầm mặt, bất đắc dĩ thở dốc một hơi, vô cùng tao nhã ngồi sổ người xuống, cầm tay đường khả hinh, sau đó trong lúc cô đang đỏ mặt sướng sỡ, người đàn ông dùng sức vặn một cái, trực tiếp gãy gót giày. Anh, đường khả hình trường lớn con người nhìn tưởng thiên lỗi, anh có thể vặn gãy giày của mình mang lần đầu tiên. chương 88, phong cách. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng đứng lên, nhắc tới đồng hồ đeo tay nhìn thời gian, đông anh hiểu ý, ngay lập tức đè xuống nút đóng cửa, để mặc cho đường khả hình ở tại chỗ ngây ngốc sướng sờ. Trần Mạn Hồng thấy thang máy vừa đóng lại, ngay lập tức vung roi, đầu tiên quất xuống tiểu nhu, sau đó quất xuống mông khả hình, tức giận nói, cô mới vừa tới không bao lâu đã gây náo loạn sảnh tiệc, làm ảnh hưởng thủ tướng, sau đó tất cả chúng tôi vì cô đã bị đưa lên phòng tổng giám đốc, tiếp theo ngày thứ nhất đi làm chính thức thì gây ra chuyện này. Dám đi đường tắt, giờ cho qua mặt trần mạn hồng tôi hả? Tốt nhất cô bắt trước theo con bé tiểu nhu đi, cô học theo cô ấy thì vĩnh viễn cô cũng không thăng chức được, không tăng lương được. Quản lý, chấm ngoặc kép, tiểu nhu có chút đáng thương nói mình trung thành với quản lý. Đừng gọi tôi, tôi không muốn nghe. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói với đường khả hình, còn không mau đứng lên cho tôi. Đã sắp đến giờ, son môi cũng chưa bôi, đến bộ phận huấn luyện của Trần Diệu chi học cho tôi. Cút! Vâng, vẻ mặt khả hình nhăn nhó đứng lên, sau đó tiếc nuối nhìn giày của mình nói, vậy giày của tôi. Làm thế nào, không có gót giày. Mang đỡ một ngày, ngày mai đến phòng đồng phục bù lại. Lớp huấn luyện 9 giờ rưỡi bắt đầu, sau đó cô thuận tiện đem tài liệu phòng ăn chúng ta mà tôi muốn in đưa đến bộ phận huấn luyện lầu dưới in màu Trần Mạn Hồng nhanh chóng nói. Vâng, đường khả hình đáp xong, ngay lập tức đứng dậy, bước nhanh đến phòng ăn, thấy thời gian trên máy cả thẻ là 8 giờ 59 phút, cô lập gấp gáp lấy ra thẻ làm việc, nhào tới đến trên máy quét một cái, đinh một tiếng, vừa đúng 9 giờ, cô thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng đã thấy Văn Tri ôm một đống lớn tư liệu muốn đánh máy đi ra, đường khả hinh nhanh chóng vươn tay ôm phần tài liệu kia vội vàng xoay người đi vào thang máy chuẩn bị xuống lầu trần Mạn hồng đứng ở bên này phòng ăn nhìn thấy khả hinh ôm chặt đống tài liệu nhanh chóng đi vào bên trong thang máy cô than nhỏ nghĩ đáng tiếc khuôn mặt của con bé này đã bị hủy nếu không mặt mũi của cô xinh đẹp như vậy có thể chính thức trở thành một thành viên của khách sạn nhìn cặp mắt cô hiền lành cũng biết cô là nhân tài mà khách sạn rất cần đường khả hinh mang giày cao gót thật khó đi ôm đống tài liệu vừa dày vừa nặng, dọc theo con đường mòn vườn hoa khách sạn muốn đi tới phòng huấn luyện nhân viên nhưng gót giày một cao một thấp thật sự rất khó đi, mới vừa đi vài bước, thiếu chút nữa vấp ngã. Cô không có cách nào, còn người đảo một vòng, nhìn trước nhìn sau một chút, không có người tới, cô lặng lẽ cởi bỏ giày cao gót, sau đó không người cầm giày, ôm tài liệu, chân không đạp lên đá vụn trên đường mòn, bước đi về phía trước. Một cửa sổ sát đất, thoáng qua một bóng dáng màu đen, có một đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm trên người cô gái. Anh nhìn cô gấp rút đi về phía trước, sắc mặt vẫn nặng nề, lộ ra không thể nắm bắt. Đông anh nhẹ nhàng gõ cửa. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, ánh mắt hơi thu lại. Tổng giám đốc, Lưu Đồng đã tới. Đã đến giờ anh và Lưu Đồng đánh gôn. Đông anh mỉm cười nói. Ừ, tưởng thiên lỗi xoay người, trầm mặt không lên tiếng, đi tới gôn club của khách sạn. Phòng huấn luyện. Giáo viên huấn luyện Trần Diệu Chi là một cô gái đã hơn 30 tuổi, nghiêm khắc, lạnh lùng, đối với công việc cẩn thận, đối với nhân viên càng yêu cầu nghiêm khắc, một giáo viên huấn luyện cũng là quản lý bộ phận lễ nghi. Chỉ thấy cô ngồi ở trên bục giảng, nhìn nhân viên huấn luyện mới đến, cầm thước nhấn mạnh một cái trên bàn, tấm bảng sau lưng lập tức xuất hiện sơ đồ cơ cấu tổ chức của khách sạn, cô đứng bên cạnh, cầm cây thước dài đảo qua hình ảnh trước mặt rồi nói hình ảnh trước mặt của mọi người chính là sơ đồ cơ cấu tổ chức của khách sạn Á Châu chúng ta. Khách sạn chúng ta là một loại hình khách sạn tổng hợp, khách sạn tổng hợp là chỉ dừng chân, ăn uống, hội nghị, giải trí, mua sắm. Là khách sạn có nhiều hạng chức năng nhất. Đầu tiên, tập đoàn Á Châu chúng ta là một tập đoàn chuỗi khách sạn, tập đoàn khách sạn Á Châu cấp 5 sao cùng với các lắp cấp bạch kim trong cả nước có hai hơn trăm địa điểm, chưa bao gồm các nơi nổi tiếng như nhà hàng Pháp, nhà hàng Tây, nhà hàng Trung Quốc, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nhằm khai thác phát triển du lịch, phát triển đảo. Số lượng vô tận nhưng đây chỉ là số liệu ở tại Trung Quốc, tập đoàn khách sạn Á Châu chúng ta kéo dài đến cả châu Á, bao gồm Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ô, chấm ngoặc kép, gần 30 nhân viên cấp bậc phó trưởng kíp mới nghe xong cũng không khỏi xôn xao, đường khả hình ngồi ở vị trí đầu tiên, trong tay cầm bản ghi chép và bút máy, hết sức chăm chú ghi chép tài liệu của giáo viên huấn luyện cho nên sơ đồ cơ cấu tổ chức của khách sạn chúng ta khác với các nhà hàng cao cấp khác sơ đồ cơ cấu tổ chức của khách sạn chúng ta lãnh đạo tối cao tức là tổng giám đốc tập đoàn á châu tưởng thiên lỗi giáo viên huấn luyện mới vừa nói xong liền cầm lên cây thước dài chỉ vào trong sơ đồ cơ cấu tổ chức tất cả quản lý tổng giám đốc phía trên nhất khoanh một vòng tròn ghi rõ tên tưởng thiên lỗi tất cả học viên ngẩng đầu lên nhìn cái tên này cũng không khỏi rối rít cúi đầu ghi chép Đường khả hình cũng tự vẽ một sơ đồ cơ cấu, sau đó ở trên cao nhất viết tên tưởng thiên lỗi, khi cô viết ba chữ xinh đẹp thật to thì nhớ tới hôm nay anh đã vặn gảy gót giày của mình, cô liền tức giận. Giáo viên huấn luyện bật đèn trên bảng, trong bảng nhất thời xuất hiện hình ảnh một người đàn ông kiên nghị, đứng trước cửa sổ sát đất khuôn mặt hoàn mỹ, ánh mắt nóng bỏng, trầm ngâm nhìn về một nơi nào đó, ẩn giấu sức mạnh vô hạn. Ồ, rất đẹp trai a. À, chấm ngoặc kép. Rất nhiều nữ học viên nhìn thấy nửa khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi, sắc mặt đỏ lên, từ trong đáy lòng không khỏi than thở. Thậm chí có một vài cô gái nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông, trái tim nhảy phanh phanh. Đường Khả Hình cũng không còn tức giận ngẩng đầu lên nhìn nửa khuôn mặt này, mấy ngày trước vẫn cùng khuôn mặt này đi ăn sushi, thậm chí diễn trò uống rượu giao bôi, bây giờ cô nghĩ lại ngày đó uống ly rượu thì ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi ẩn chứa trêu cật mình, nhất là lúc uống rượu, anh muốn cho cô bị cay. Càng nghĩ càng tức giận, cô lập tức cầm lên bút máy, ở phía trên cái tên vẽ hai con lật đật cầm cái xiên, muốn xiên cái tên đó, cô phốc cười một tiếng. Một cây thước dài, cột một tiếng gõ trên bàn của cô. Cô giật mình khép lại bản ghi chép, nhìn vẻ mặt Trần Diệu Chi tức giận nhìn mình nói, nếu như không muốn học cũng không cần vào chỗ này. Cô đừng cho rằng tôi không biết cô là người ở trên đưa xuống, cũng đừng cho rằng tôi không biết má trái của cô khó coi vẻ mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, cúi đầu. Học viên xung quanh rối rít, nghiêng đầu nhìn Đường Khả Hinh, nhìn mái tóc ngắn che kín mặt cô, không nhìn thấy má trái cô khó coi a. À, nếu khó coi, tại sao có thể vào khách sạn Á Châu? Tất cả mọi người bàn tán xôn xao. Đường Khả Hinh nghe đồng nghiệp bàn tán, ánh mắt có chút bi thương, ẩn nhấn, khẽ chấp. Trần Diệu Chi vẫn nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí nói, nhưng tôi cảnh cáo cô, mặc kệ là ai che chở cho cô. Cô cũng đừng nghĩ có thể phạm sai lầm, bởi vì ở nơi này, mỗi một công việc, mỗi một chi tiết nhỏ, đều do cô và đồng nghiệp của cô trăm ngàn vất vả tạo nên, chỉ cần cô mắc sai lầm, tất cả mọi người cũng phải chịu tội theo cô. Cho nên, nếu như cô không có tư tưởng muốn học, tôi khuyên cô sớm rời khỏi chỗ này đi. Xin lỗi, đường khả hình lập tức đứng lên, không người nói xin lỗi. Trần Diệu Chi lạnh lùng nhìn cô chầm chầm, nói tiếp có bao nhiêu người ở khách sạn Á Châu thể hiện tài năng có bao nhiêu người khát vọng có thể học tập nhiều hơn. Cô ở phòng huấn luyện chỉ có một tháng ngắn ngủi để học tập, một tháng ngắn ngủi này sẽ đi theo cô mấy năm sau, có thể là mấy chục năm làm việc, cô không thừa cơ hội này học tập cho thật tốt, lại có thể nghĩ đi đâu. Thật xin lỗi, đường khả hình đau lòng xin lỗi, tôi sai rồi. Vĩnh viễn không có ai thích nghe, tôi sai rồi, thật xin lỗi. Tôi giải thích, tất cả điều này là do các người lấy cớ che đậy lỗi lầm. Các người phải nhớ kỹ, ở chỗ này, Chúng ta cần chính là kết quả." Trần Diệu Chi nhìn mọi người nói. "Vâng, tất cả học viên đều nghiêm túc trả lời." Ngồi xuống, Trần Diệu Chi liếc mắt vừa nhìn đường khả hình, lạnh lùng xoay người trở lại trên bục giảng, tiếp tục phân tích sơ đồ cơ cấu tổ chức khách sạn, từ tổng giám đốc đến phó tổng, đến bộ phận marketing, bộ phận lễ tân, bộ phận ẩm thực, bộ phận phục vụ phụ phòng, bộ phận cây cảnh, bộ phận kỹ thuật, bộ phận tài vụ, bộ phận mua hàng, rồi đến cấp quản lý vip trung tâm mua sắm giải trí còn có trung tâm hội nghị bộ phận thị trường tiếp theo đó là bộ phận nhân sự và bộ phận hành chính các người nhất định phải làm quen hoạt động của các bộ phận còn có quyền lực và trách nhiệm chủ yếu của bọn họ còn phải tìm hiểu thêm hàng hải club đua ngựa club cigar club còn có nhà hát dạp chiếu phim nhà khách đại dương đều là ngành hỗ trợ cho khách sạn Á Châu chúng ta đó là lý do nó không nằm trong sơ đồ cơ cấu tổ chức của khách sạn chúng ta lần này Đường Khả Hinh chăm chú lắng nghe ghi chép tài liệu. Trần Diệu Chi tiếp tục giảng cho học viên sơ đồ tổ chức, tiếp theo giảng thêm cho mọi người các hoạt động chủ yếu của các bộ phận, phục trách công việc và hạng mục gì. Sau một giờ học tập, Trần Diệu Chi dẫn các nhân viên đi đến từng bộ phận, làm quen sự bố trí công việc của các nơi, bởi vì sân đánh gôn cách tòa nhà của nhân viên rất gần, liền dẫn nhân viên đi tới sân đánh gôn. Sân đánh gôn to lớn, có diện tích 65 hecta, nằm ở phía sau vườn hoa khách sạn, sau khi qua một cái hồ nước nhỏ, mới tới club. Trần Diệu Chi dẫn 30 nhân viên đi tới bên ngoài gôn club, nhìn sân cỏ vô cùng rộng lớn, màu xanh biếc tươi tốt, nhìn xa xa ở phía bên kia, thấy trong rừng cây nhấp nhô sau sườn núi, vô số quả bóng gôn màu trắng từ bệ phát bóng lần lượt phát ra, mười mấy nhân viên đang ở hiện trường tìm kiếm và nhặt bóng. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ, các vị khách quý giao bóng tầm xa, tâm trạng cũng hết sức cao hứng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vỗ tay. Trần Diệu Chi xoay người nói với tất cả các nhân viên đang hết sức tò mò, hôm nay các người may mắn, vào lúc này có thể tận mắt nhìn thấy phong cách của Tổng Giám Đốc. Mọi người nghe Trần Diệu Chi nói cũng không khỏi sướng sờ, lập tức nhìn về phía trước, quả thật bọn họ nhìn thấy cách đó không xa, một tòa nhà xa hoa màu bạc, mấy vệ sĩ khách sạn đi ra trước, bọn họ im lặng đi ra ngoài mấy bước, mới xoay người nhìn tưởng thiên lỗi mặc áo chơi gôn tay ngắn màu trắng, quần thường màu trắng, mang giày chơi gôn màu trắng phong cách của Hoàng Thất, vô cùng phong độ, đã phá vỡ cảm giác lạnh nhạt khi anh mặc âu phục màu đen, trở nên tao nhã và trí tuệ, lộ ra thoải mái, khí thế vẫn nghiêm nghị. Anh vừa đeo bao tay trắng, vừa quay đầu nhìn về phía lưu đồng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng hơi cười, hết sức quyến rũ và hấp dẫn. chương 89, chim vàng anh. Trời à, rất đẹp trai a à. chấm ngoặc kép, thật nhiều nhân viên nữ khẽ than, tuổi đời của mỗi người cũng chừng 20, mới tốt nghiệp đại học, là độ tuổi mộng mơ, nhìn thấy tưởng thiên lỗi đẹp trai như vậy cũng đỏ mặt cảm thán nói, tại sao có thể có người đàn ông đẹp trai như vậy. Đường khả hình cũng đứng ở cách đó không xa, cũng nhìn tưởng thiên lỗi một cái, rồi cúi đầu. Trần Diệu Chi đột nhiên cười một tiếng, nói có thể nằm mơ là tốt, chứng minh các người còn trẻ, chỉ là phải suy nghĩ một chút, loại đàn ông như tổng giám đốc không phải để các người muốn có được. Chúng tôi cũng từng ở độ tuổi của các người, khi đó tổng giám đốc còn trẻ tuổi hơn so với hiện tại, đẹp trai hơn nhưng hiện tại, càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ, có sức hấp dẫn nhất rồi. Cô giáo, chấm ngoặc kép, có một nữ học viên trẻ tuổi đi tới bên cạnh Trần Diệu Chi, khẽ tám chuyện, nói tổng giám đốc có bạn gái không? Trần Diệu Chi mỉm cười nhìn về phía tổng giám đốc, anh cũng đã từng là người mình thầm mến lúc còn trẻ tuổi, nói đương nhiên là có. Là con gái một của nhâm tổng giám đốc tập đoàn tài chính kiến Á, gọi là Nhậm Tử Hiền, là một nhà thiết kế, đoạt vô số giải thưởng lớn trong lĩnh vực thời trang ở Paris, được gọi là hoa hồng phương đông. Ồ, chấm ngoặc kép, rất nhiều nữ đồng nghiệp nghe vậy cũng không khỏi bóp cổ tay, cảm thán nói, để cho tôi sống qua một ngày như thế, tôi chết cũng cam lòng, cuộc sống của bọn họ nhất định giống như là thần tiên chứ. Đường khả hình nghe lời này vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ ôm bản ghi chép của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy tưởng thiên lỗi cách đó không xa, mặc quần áo đánh gôn, vóc người to lớn, đạp sân cỏ mềm mại, đứng ở trên một sườn đồi, đầu tiên đưa mắt nhìn chướng ngại vật trước mặt, hơi kéo chặt bao tay màu trắng, nhân viên kéo bao gậy cắt đi, lập tức lấy ra gậy gôn chuyên dụng của Tổng Giám Đốc đưa tới trong tay của anh. Tưởng Thiên Lỗi nhận lấy gậy gôn chuyên dụng của mình, dùng bao tay trắng, vuốt cây gậy từ trên xuống dưới, mới mỉm cười nói, lưu đồng, hôm nay khó được cổ phiếu công ty địa ốc của các người tăng cao trong quốc nội, vào lúc hăng hái như vậy, hẹn tôi tới đánh gôn, ông muốn thừa dịp khí thế gió đông đang mạnh mẽ, càn quét chúng tôi. Lưu Đồng nghe lời này, lập tức cất tiếng cười to, nhận lấy gậy gôn, mỉm cười nói, kỹ thuật dẫn bóng của Tổng Giám Đốc tưởng rất tinh xảo, có thể sánh với OBPIC, những người như chúng tôi làm sao dám múa rìu ở trước mặt của ngài. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười một cái, cầm lên gậy gôn, làm động tác phung, cũng đang lúc phung lên, khóe mắt thoáng qua một bóng dáng quen thuộc, anh chớp mắt, nhưng đầu nhìn về phía bên ngoài club, thấy quản lý bộ phận lễ nghi Trần Diệu Chi cùng với các học viên đứng ở cửa. Các cô nhìn thấy lập tức đứng một hàng, khom lưng chào hỏi, anh im lặng không lên tiếng nhìn về phía đường Khả Hinh vẫn bình tĩnh đứng ở trên sân cỏ, cúi đầu không nói lời nào, mắt của anh hơi rũ xuống nhìn giày cao gót dưới hai chân cô. Một cao một thấp, hai mắt lóe lên, lại quay đầu nhìn gậy gôn. Mới vừa rồi có phải tổng giám đốc đang nhìn tôi hay không? Nữ đồng nghiệp đứng ở bên cạnh Khả Hinh, sắc mặt tức khắc đỏ bừng, chán thế đổ mồ hôi, có chút hưng phấn nói. Đường Khả Hinh mỉm cười có chút bất đắc dĩ. Trần Diệu Chi nhìn thấy tổng giám đốc tới, nhưng không dám làm quấy giày cho nên muốn dẫn học viên đi tới phía trước, không ngờ bọn họ mới vừa xoay người, một trái banh gôn màu trắng cắt ngang không trung bay ra ngoài, phịch một tiếng, đập trúng người kia. Ôi chao, đường khả hình bị banh gôn đánh trúng chán, cô đau đến trào nước mắt, vươn tay che chán của mình kêu inh ỏi. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng kêu từ nơi bọn họ, tò mò nhìn sang liền thấy đường khả hình bị banh gôn đánh trúng chán, đau đến nghẹn ngào kêu nhỏ, mấy nữ đồng nghiệp lập tức đi lên trước, muốn xem cô bị đập bị thương như thế nào. Cô có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái nói không có việc gì, nhưng mới vừa nói xong, lại đau đến lợi hại. Sơ Di, một thanh niên người đức đẹp trai, người mặc áo chơi gôn màu đen, tay cầm gậy gôn từ đầu kia đi tới, muốn nói xin lỗi. Trần Diệu Chi lập tức ngăn ở trước mặt của Khả Hinh, nhìn về phía vị khách người Đức, dùng tiếng Đức vô cùng tiêu chuẩn nói với khách, tình trạng của đồng nghiệp mình rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của ngài vị khách người đức nghe vậy chỉ đành phải nhìn đường khả hinh một cái nói thêm một câu xin lỗi mới rời khỏi trần diệu chi tiến khách đi rồi lập tức xoay người nhìn cái chán đường khả hinh một cái phát hiện một khối u lớn màu đỏ cô có chút quan tâm hỏi không có sao chứ không có không có việc gì lúc mới vừa rồi đập chúng có chút đau đường khả hinh miễn cưỡng cười cười che chắn của mình vội vàng nói cũng đã sưng lên rồi có một nữ cầu thủ ở club khẽ nói. Các cô nói nhỏ, ảnh hưởng khách bên này, từ trước đến giờ lưu đồng là người háo sắc, lúc này nhìn về phía một nhóm phụ nữ ngoài club, ánh mắt rơi vào trên người của đường khả hình, mỉm cười nói, khách sạn của tổng giám đốc tưởng thật là nhân tài đông đúc, một ngàn người mới chọn ra được một nhân viên, ai cũng xinh đẹp động lòng người như vậy. Cô gái bị cầu đập chúng, để cho cô ấy tới đây một chút xem có bị chuyện gì hay không. Mặc kệ là nơi cao quý nhất hay nơi trang trọng nhất vẫn có một số người háo sắc. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn về phía trợ lý bên cạnh, trợ lý hiểu ý liền bước nhanh đi về phía Trần Diệu Chi nói tổng giám đốc bảo mọi người đi tới đó một chuyến. Trần Diệu Chi nghe vậy, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của tưởng thiên lỗi, ngay lập tức dẫn học viên đi đến trước mặt tưởng thiên lỗi và khách quý, cùng cúi người chào hỏi tổng giám đốc. Ngoặc kép, tưởng thiên lỗi vẫn im lặng nhìn đường khả hình cúi đầu về phía mình, trên trán có dấu đỏ rất rõ ràng. Lưu Đồng e ngại mặt mũi của Tưởng Thiên Lỗi cũng không dám qua mức, chỉ nhìn về phía Đường Khả Hinh lộ ra vẻ mập mờ, cười nói: Cô không sao chứ? Bị banh gâu nên vào cũng không nhẹ a. À. Ánh mắt Trần Diệu Chi trượt lóe, hiểu ý tứ của Lưu Đồng, liền có chút miễn cưỡng xoay người liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không hiểu nhưng vẫn yếu ớt mỉm cười gật đầu nói: Không có việc gì, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Lưu Đồng lại mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: Ngẩng đầu lên ánh mắt đường khả hình trượt lóe có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên mắt to trong suốt mộng ảo nhìn thoáng qua vị khách rồi vội vàng cúi đầu khẽ cắn môi mềm màu hồng lưu đồng nhìn cô hài lòng cười một tiếng nhìn về phía trợ lý ở bên cạnh một cái trợ lý hiểu ý gật đầu tưởng thiên lỗi im lặng một lúc mới nhìn trần diệu chi nói tại sao hôm nay không cẩn thận như vậy làm ảnh hưởng khách còn làm bị thương nhân viên của mình trần diệu chi hết sức ngượng ngùng nói với tưởng thiên lỗi thật xin lỗi tổng giám đốc. Là tôi sơ sót, tôi lập tức mang nhân viên đi khỏi. Nếu không thoải mái thì để cô ấy ở lại đây nghỉ ngơi một lúc. Tưởng thiên lỗi nói xong liền cầm lên gậy gôn đi về phía sườn núi, nhìn rừng cây, khe suối trong vắt, hồ nước nhỏ chắn ở phía trước sân gôn, thử vung gậy gôn. Trần Diệu Chi có chút giật mình vì hành động của tưởng thiên lỗi, có lẽ khách sạn vẫn có một số khách để ý đến nhân viên xinh đẹp, nhưng bởi vì quyết định của khách sạn rất nghiêm khắc, từ trước đến giờ vẫn rất ít xảy ra những sự việc này, huống chi đối với phương diện này, từ trước đến giờ tổng giám đốc rất nghiêm khắc, hôm nay không biết vì sao anh lại đồng ý yêu cầu của khách, cô có chút bận tâm quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút không hiểu, miễn cưỡng cười một tiếng. "Vậy cô đến bên cạnh nghỉ ngơi một lúc đi." Trần Diệu Chi nói với Đường Khả Hinh. "À, tôi không cần." Đường Khả Hinh lập tức ngạc nhiên nói, "Tôi không sao." chỉ bị đập đau một chút nhưng bây giờ đã không sao. Ice, chính là bị đau cho nên mới phải nghỉ ngơi một chút. Đến chỗ của tôi nghỉ ngơi đi, Lưu Tổng hết sức khách khí mỉm cười nói với đường khả hình. Tôi, đường khả hình nhìn về phía Trần Diệu Chi, vẫn còn muốn từ chối. Trần Diệu Chi đi tới đỡ đường khả hình đi về phía trước, vừa đi vừa nói, khách với Tổng Giám Đốc để cho cô nghỉ ngơi thì cô nghỉ ngơi một lúc, nếu như một chút nữa tự mình cô muốn đi phải suy nghĩ cho kỹ, Đường Khả Hinh bị Trần Diệu Chi đặt ngồi xuống ghế của khách, rốt cuộc hiểu rõ trong lời của Trần Diệu Chi có ý gì, lòng của cô chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn Trần Diệu Chi. Trần Diệu Chi cũng nhìn Đường Khả Hinh, nói, cô nhớ kỹ, nếu cô muốn đi, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Đầu óc của Đường Khả Hinh nhất thời có chút tê dại, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi vẫn còn đứng ở sườn núi, nghiêng người, tay cầm gật gôn, nhìn về một điểm nào đó, vẫn phong độ như vậy, ánh mắt cô đỏ lên, cười lạnh chúng tôi đi trước, Trần Diệu Chi dẫn học viên tiếp tục đi về phía trước. Có vài học viên ngạc nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, cũng có chút hiểu ra. Nhìn cô nói, cô ấy đi làm ngày thứ nhất sẽ không bị khách nhìn chúng chứ? Trời ạ, à, vậy làm sao bây giờ? Nếu như cô ấy muốn làm chim vàng anh, đó chính là vận may của cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn làm, cũng chính là công khai từ chối ám hiệu của tổng giám đốc cho cô, cô ấy cũng chết chắc. thật đáng thương nha có lẽ cô ấy muốn làm chim vàng anh thì sao? Trần Diệu Chi nghiêng mặt nghiêm túc nhìn về phía học viên, nói, đừng nói nhảm. Cô ấy cũng chỉ nghỉ ngơi một chút, các người nghĩ đi đâu đấy? Vào club thôi. Họ tiếp tục đi dọc theo gôn club nhưng vẫn không nhịn được đứng bên ngoài, nhìn đường khả hình cô đơn một mình ngồi ở trên ghế của khách, bên cạnh có mấy nhân viên của club hỏi cô muốn ăn cái gì. Đường khả hình không lên tiếng, chỉ nắm chặt bản ghi chép trong tay, nhìn về phía tưởng thiên lỗi và lưu đồng, sau khi quan sát địa hình ở đầu kia, đi trở về, vừa đi vừa chậm rãi cười nói, gần đây lưu đồng rất thuận lợi, hôm nay so tài, ông có nguyện vọng gì? Vậy còn phải xem tổng giám đốc tưởng có thành toàn hay không? Ha ha ha, lưu đồng vừa đi vừa nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình có chút căng thẳng, cúi thấp đầu, ánh mắt sốc sách chợt lóe, im lặng không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình một cái, mới chậm rãi nói, phải xem hôm nay Lưu Đồng có thành ý đánh trận này hay không. chương 90, cô muốn học không? Đường Khả Hinh nghe lời này, có chút tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Mặc kệ là bất kỳ cuộc tranh tài, tôi cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lưu Đồng mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh, rất có thâm ý. Tốt, tưởng thiên lỗi mỉm cười nói xong, liền cùng Lưu Đồng đi về phía ô che nắng, uống một chút đồ uống, chuẩn bị mở cầu có thấy khá hơn một chút hay không? Trợ lý của Lưu Đồng đã hơn 50 tuổi, mỉm cười đi về phía chỗ ngồi của đường Khả Hinh, cũng ngồi xuống hết sức lịch sự nhìn cô, khách khí hỏi. Sắc mặt của đường Khả Hinh trở nên rất khó nhìn, cúi đầu, cảm giác có một cơn giận dữ nghẹn ở trái tim, thở không ra được, sắc mặt có chút tái nhợt, vết sẹo bên má trái che giấu ở dưới sợi tóc đen nhánh, vào lúc này cũng nóng lên. Tại sao sắc mặt tái nhợt như vậy? tôi xem một chút có phải vừa rồi trái cầu làm cô bị thương hay không. Lưu Đồng đột nhiên đứng lên, ngồi vào bên cạnh đường Khả Hinh, vươn tay muốn vuốt cô chán. Đường Khả Hinh giật mình, vội vàng lui về phía sau ngồi nhích ra, cặp mắt có chút sốc sách, nhìn về phía tưởng thiên lỗi giống như cầu cứu thế nhưng người đàn ông kia vẫn cầm gậy gôn, xoay tròn quả cầu, cô hung hăng cắn môi dưới. Lưu Đồng nhìn đường Khả Hinh thẹn thùng như vậy, trầm giọng cười, nhận lấy nước ép bưởi do trợ lý đưa tới, đưa đến trước mặt của đường khả hình, giọng nói mập mờ như trêu gẹo cười nói, đây, uống chút nước ép bưởi, mùa hè quá nóng, có lẽ uống chút sẽ giảm nhiệt. Không cần, đường khả hình cảm giác trái tim cũng nhảy đến trong cổ họng, đang mâu thuẫn đấu tranh, cho dù tiếc công việc này đến đâu cũng không muốn làm nữa. Lưu đồng cầm nước trái cây, thấy bộ dáng đường khả hình từ chối rõ ràng, sắc mặt hơi thay đổi, quan sát trong mắt cô chập chờn khẽ chấp, lộ ra mùi vị gái trinh, trên mặt ông ta hiện lên nụ cười hòa nhã, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, ông ta cũng cảm thấy mình trẻ lại, lại đi sang ngồi một chút, nhìn Khả Hinh, khẽ cương chiều hỏi cô biết đánh gôn không? Không, không, không biết, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh hoảng sợ đến cả người run rẩy. Lúc này tưởng thiên lỗi mới quay mặt nhìn sang chậm rãi nói, nếu hôm nay Lưu Đồng có hứng thú như vậy, càng nhiều người tới chơi bóng càng náo nhiệt, cô cũng đi thay đổi áo gôn, tới chơi. Đường Khả Hinh lập tức chừng hai mắt nhìn tưởng thiên lỗi tốt, lưu đồng hết sức cao hứng căn dặn nhân viên club, nói, đổi áo thể thao cho vị tiểu thư này, đẹp một chút. Không, tôi thật sự không muốn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức đứng lên, rõ ràng muốn từ chối. Tưởng thiên lỗi vẫn xoay tròn gậy gôn, lại dùng một loại giọng điệu ra lệnh chậm rãi nói, lưu đồng cũng đã lên tiếng, cô phải đi đổi bộ quần áo đi. Đường khả hình nhìn chằm chằm tưởng thiên lỗi, cắn răng nghiến lợi nhưng không biết nên làm gì mới phải. Nhanh đi, chúng tôi chờ cô chấm ngoặc kép lưu đồng mỉm cười thúc giục đường khả hình đầu óc đường khả hình chợt trống rỗng thân thể bồng bềnh hoàn toàn không có chủ ý đứng lên cầm ghi bảng chép trong tay ôm ở trong ngực đi theo nhân viên club từng bước từng bước đi về phía trước ánh mắt lộ ra mâu thuẫn lúc sắp đi vào club cũng đã nhìn thấy trần diệu chi đang đứng ở một bên ôm vai nhìn mình đồng nghiệp khác cũng có chút đồng tình nhìn mình tôi không muốn như vậy tôi cũng vậy không biết chơi trò này Đường Khả Hinh nhìn Trần Diệu Chi, muốn cô cứu mình. Trần Diệu Chi nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, đưa ra đề nghị nói, đi đổi bộ quần áo trước đi, xem tình huống như thế nào, dù sao cô cũng thật vất vả mới tiến vào, tùy tình hình mà hành động, tôi ở đây với cô, nếu quả thật có việc gì không hay mà cô không muốn, tôi sẽ ra ngoài giúp cô. Yên tâm đi. Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng rất rối loạn, biết ý của Trần Diệu Chi nói bảo vệ mình chu toàn cũng là để cho mình an toàn đi khỏi khách sạn này. Trong lòng của cô lo lắng thấp thỏm, nhưng vẫn cùng nhân viên club đi vào phòng thay quần áo. Trời ạ, à, khả hình thật đáng thương a à. Nếu là tôi, tôi phải làm sao? Có một nữ học viên nói. Một nữ học viên bộ phận ẩm thực nhìn cô một cái, cười nói, nếu là cô, thì giống như nhặt được bảo vật. Thôi đi, tôi mới sẽ không như vậy. Học viên đó tức giận quay mặt sang. Trần Diệu Chi quay đầu nhìn chầm chầm hai người này, tức giận nói, khách sạn này chính là nơi thị phi các người nửa chân còn chưa có bước vào, đi học người ta tám chuyện rồi. Ngứa ra đúng không? Tất cả học viên nghe vậy cũng không dám lên tiếng. Lúc này sân gôn, đột nhiên thổi tới một cơn gió mát mẻ. Lưu Đồng mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Nói, nghe nói ngày đó Tổng Giám Đốc Tưởng cùng với một số quan chức thân cận của Thủ tướng đến nhà hàng Nhật dùng bữa, chắc rằng nói chuyện thị trường tần bị ám sát không thành chứ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi vào ghế chuyên dụng nghỉ ngơi, nhìn hai quả bóng màu trắng trên bàn cầu không ngừng bay vọt ra, sau đó bay về phía sân cỏ xanh biếc, mới chậm rãi nói, bọn họ chỉ gom tất cả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này sâu kết lại với nhau, thị trường tần bác bỏ dự án khách sạn dưới nước của tôi, đối với tôi chuyện này không đáng giá nhắc tới, tôi muốn thực hiện kế hoạch này thì nhất định sẽ thực hiện, tất cả mọi chuyện bất quá sẽ để cho bọn họ ngạc nhiên mà thôi. Người làm chính trị vốn có chút nhạy cảm, chỉ cần chúng ta có chút thành tựu, một là lo lắng chúng ta đầu tư không đủ, hai lại lo lắng chúng ta đầu tư quá dư thừa đem tiền dùng ở chỗ khác tổng giám đốc tưởng ngài kiếm bạc tỷ mỗi ngày vốn không cần quan tâm đến loại chuyện này nhưng ngài lại là bạn bè từ nhỏ đến lớn của thị trưởng phu nhân bọn họ lo lắng quan hệ của ngài vượt qua giới hạn mà thôi lưu đồng cười nói tưởng thiên lỗi mỉm cười nói thế gian này làm chuyện gì không có trở ngại tôi không để chuyện này ở trong mắt dĩ nhiên lưu đồng nữa mỉm cười nói chuyện quan trọng nhất trước mắt của tổng giám đốc tưởng nhất định là chuyện lớn cả đời của ngài. Nghe nói tháng sau, Tổng Giám Đốc tưởng muốn đính hôn với nhâm tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay tập đoàn tài chính kiến Á. Sau này Tổng Giám Đốc tưởng thật sự như hổ thêm cánh rồi, ở trên thương trường, thật sự không có người nào có thể địch nổi. Lưu Đồng, ông quá khách sáo, chuyện hôn nhân cũng chỉ là một bước trong cuộc sống cần phải trải qua mà thôi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng trong club đi ra, mặt của anh ngưng lại, nhìn đường khả hinh mặc áo gôn màu trắng váy ngắn màu trắng có chút mơ hồ lo lắng đi ra gió nhẹ lướt qua mái tóc ngắn của cô nhìn rất xinh đẹp động lòng người cặp đùi trắng nõn thon dài xinh đẹp sáng bóng hấp dẫn cô khẽ cắn môi dưới vươn tay khêu nhẹ tóc bên má trái ánh mắt lộ ra một chút uất ức còn có tức giận ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi hiện lên nụ cười lưu đồng nghe trợ lý nói khả hinh đi ra ngoài cũng quay đầu lại nhìn thấy vóc người xinh đẹp của khả hinh ông ta hài lòng ồ một tiếng Cười lớn, xinh đẹp. Rất xinh đẹp, nếu như cô ấy đi theo tôi, tương lai tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tưởng thiên lỗi hơi cười, thấy vẻ mặt đường Khả Hinh vẫn hoang mang đi tới. Sắc mặt có chút cứng nở gật đầu chào Lưu Đồng và tưởng thiên lỗi, ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói. Ngồi, 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 không cần câu nệ như vậy. Lưu Đồng muốn vươn tay kéo bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh. Khả Hinh thở hồn hền, đôi tay hơi rụt lại về phía sau eo. Nắm chặt bản ghi chép của mình. Lưu Đồng nhìn chằm chằm bộ dáng của Khả Hinh, thật sự đáng yêu, liền muốn đứng lên, vươn tay muốn ôm cô. "Lưu Đồng, hôm nay ông bắt đầu trước hay tôi bắt đầu trước?" Tưởng Thiên Lỗi xoay đầu lại nhìn Lưu Đồng, cười hỏi. Lưu Đồng quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cười nói, "Hôm nay ngài mở trước đi." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đứng lên, nói, "Được, vậy tôi mở trước." Đường Khả Hinh đứng tại chỗ thấy tưởng thiên lỗi thật sự bỏ mặc mình, nhận lấy mũ lưỡi chai màu trắng trợ lý đưa tới, đội lên, đi về trước đài phát bóng, cô cắn chặt môi dưới, vẻ mặt muốn khóc. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi tới bãi đất cao, cúi đầu nhìn trái banh gôn màu trắng trên sân cỏ, đưa mắt nhìn một lát, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường khả hình ở đầu kia sắp bị lưu đồng mời qua, ngồi xuống nghỉ ngơi, hơi cười hỏi cô muốn học đánh gôn không? Đường khả hình nghe tưởng thiên lỗi gọi cô như vậy, Cô đứng tại chỗ nhìn nét mặt cười như không cười của anh, cô sửng sốt một chút, mới gấp gáp nói tôi. Tôi, tôi muốn học. Đến đây đi, tôi dạy cho cô. Tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nói. Ánh mắt của đường khả hình sáng lên, lập tức nhìn lưu đồng có chút kinh ngạc cười tiếng liền vội vàng ném xuống bản ghi chép, bước nhanh về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhìn thấy khả hình ngây ngốc đi tới, gấp gáp đứng ở trước mặt của mình, trên khuôn mặt kiên nghị của anh hiện lên nụ cười, đầu tiên đưa gậy gôn, đưa cho trợ lý mới cầm chiếc mũ lưỡi chai màu trắng trên đỉnh đầu, đi tới trước mặt cô, nhìn cô một cái, ra lệnh, cúi đầu xuống. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của tưởng thiên lỗi thật sự rất đẹp trai, gió nhẹ quét ngang mang theo hơi ẩm ướt hừng đông, vất qua sợi tóc trước chán anh, cả người tùy ý như vậy, đột nhiên có cảm giác rất an toàn. Cúi đầu xuống, tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, lập lại. Đường khả hình chớp mắt nhưng vẫn nghe lời cúi thấp đầu. Tưởng Thiên lối bước tới trước người của cô, đưa lên tay đội mũ lưới trai lên đỉnh đầu cô, cẩn thận cài dây qua gáy cô, mới nâng mặt của cô, nhìn mũ lưới trai đội trên đầu cô, có một chút hơi hướng thể thao, nhất là cặp mắt to, rất linh hoạt, còn có sức sống. Dường như anh có chút hài lòng, dùng ngón tay thon dài xinh đẹp khêu nhẹ sợi tóc bên mặt cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Trời ạ, à, chấm ngoặc kép, các học viên đứng ở kia đầu club, phát hiện tình hình này, rõ ràng bị giật mình họ cùng nhau nhìn về phía tổng giám đốc cùng khả hình trên sân cỏ xanh biếc, hai người giống như mặc áo gôn tình nhân màu trắng, rất thân mật đứng chung một chỗ, thậm chí tổng giám đốc còn vươn tay vén sợi tóc cho cô, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thật sự là rất lãng mạn, rất lãng mạn a. À. Mẹ ơi, một học viên bộ phận cây cảnh, nhìn cảnh tượng này chân cũng mềm nhũn nói, tôi không phải đang nằm mơ chứ. Tổng giám đốc không phải đội mũ, vén tóc cho cô, cô nằm mộng cái gì? có một học viên khinh bỉ nhìn cô. Trần Diệu Chi cũng có chút kinh ngạc nhìn mọi chuyện trước mắt. Tưởng Thiên lối đội xong mũ lưới chai cho đường khả hình, sau đó lui về phía sau một bước, nhìn vóc người xinh đẹp của cô, dường như có chút hài lòng, sau đó căn dặn nhân viên kéo bao gậy cắt đi, nói chuẩn bị cho cô ấy gậy gôn số 7. Audio điện tử võ tấn bền chương 91, nước trái cây Vâng, nhân viên kéo bao gậy lập tức xoay người, rất chuyên nghiệp từ trong bao gậy mới nhất, lấy ra gậy gôn số 7 đưa đến trước mặt của đường khả hình. Đường khả hình nhận lấy gậy gôn bằng thép màu bạc, chợt cảm thấy tay nặng nề, cô có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt đứng ở bên cạnh cô, duỗi ra ngón tay chỉ một cây cờ màu vàng cắm bên cạnh sườn núi, giải thích nói, đánh gôn khác với chơi bóng, đều là mục tiêu vận động nhưng nó động vận khác một chút, chính là trong quá trình vung gậy không thể nhìn thấy mục tiêu, cho nên trước khi cô vung gậy, phải phán đoán mục tiêu cách cô không xa lắm mới có thể vung gậy. Hiểu chưa? Đường khả hình chỉ ngây ngốc gật đầu. Bình thường người mới học đều phải dùng gậy gôn số 7. Cây gậy đang ở trong tay cô chính là gậy gôn số 7. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đứng ở trước mặt của đường khả hình, hết sức chăm chú giải thích. Đường khả hình nghe xong, liền cúi đầu nhìn gậy gôn trong tay, quả thực ở dưới đáy thấy được số thứ tự của nó, cô vẫn còn có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, im lặng chuyển qua bên người cô, để cho cô dựa vào trên cánh tay mình, dán sát lồng ngực mình, vóc người cao gần 1m9, hơi thở ép tới tạo nên cảm giác vô cùng an toàn khiến cho khả hình nhất thời sướng sờ, nắm chặt gậy gôn ở trong tay, không dám nhúc nhích. Tưởng thiên lỗi đón gió, cúi xuống ở bên tai của cô rất nghiêm túc trầm giọng nói tiếp, bây giờ bắt đầu nghe theo tôi, trước tiên tạm thời buông lỏng thân thể, hai chân mở ra bằng độ rộng đôi vai đường khả hình thở mạnh một hơi theo căn dặn của anh khẽ mở ra hai chân và vai rộng bằng nhau hai tay của tưởng thiên lỗi mang bao tay trắng vịn nhẹ ở trên vai của cô cảm thấy cô buông lỏng đã đủ liền buông thân thể cô cầm lấy gậy gôn từ người kéo bao gậy đưa cho mình đứng ở bên cạnh đường khả hình dụng tâm giải thích nói bắt trước tôi nắm trên đầu gậy gôn tay trái hạ xuống đầu ngón tay tay phải cùng ngón trỏ tay trái giao nhau Cầm gậy như vậy có thể để cho tay của cô và gậy gôn dán sát chặt chẽ. Đường Khả Hinh vừa nhìn tư thế cầm can của Tưởng Thiên Lỗi hết sức đẹp trai, chính cô cũng rất chú tâm bắt trước, cúi đầu để tay trái ở phía dưới gậy gôn, đầu ngón tay tay phải và tay trái giao nhau, nhưng cô cầm thế nào cũng cảm giác có chút không đúng, vẻ mặt cô lộ ra khổ não nhìn về phía tư thế tay cầm gậy gôn của Tưởng Thiên Lỗi nhưng cô điều chỉnh thế nào cũng cảm thấy có chút không xuôi. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại động tác, im lặng nhìn cô một cái mới đưa gậy gôn của mình giao cho nhân viên kéo bao gậy, cất bước đi tới sau lưng Khả Hinh, cong người xuống dán chặt thân thể của cô, mặt dán cô má phải, hai tay nắm hai tay của cô, nhanh chóng điều chỉnh tư thế cầm gậy cho cô. cả hai đều mang bao tay trắng nhưng có thể cảm thấy mạnh mẽ và mềm mại của nhau. Ánh mắt của Đường Khả Hinh có chút sốc sách, đôi tay không tự chủ buông lỏng. Lúc Tưởng Thiên lỗi điều chỉnh tư thế tay cô thì cảm thấy cô buông lỏng, liền quay mặt sang, môi mỏng hấp dẫn đụng khuôn mặt của cô nhìn mắt to cô có chút sốc sách, sau đó nói, nghiêm túc một chút. Đường khả hình chớp mắt, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu, theo bản năng cố gắng để cho mình tập trung bày ra tư thế anh dạy cho mình, nắm gậy gôn, thật sự phát hiện thuận hơn nhiều, liền cười nói cầm gậy như vậy, thật sự cầm rất chặt. Tưởng thiên lỗi vẫn cúi đầu nhìn một bên mặt cô, sợi tóc đón gió khẽ bay bay, phất qua mắt to trong veo của cô. Đường khả hình cảm thấy sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, liền quay đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi đang im lặng nhìn mình, mặt cô đỏ lên, nói nhỏ, thế nào? Tôi cầm không đúng sao? Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, cúi đầu nhìn bao tay trắng và tư thế nắm gậy gôn của cô, nói, ừ. Kế tiếp nghe tôi. Đường khả hình gật đầu một cái. Tưởng thiên lỗi đứng sau lưng khả hình, vô cùng chuyên nghiệp hai tay nắm hông của cô, ở phía sau nói với cô, buông lỏng thân thể để cho mình đứng giữa vị trí quả bóng, đầu gối hơi cong, sau đó duỗi thẳng gậy gôn, nhìn mục tiêu quả bóng, sau khi phán đoán tốt cự ly, lên vung gậy gôn. Tưởng thiên lỗi cứ tay cầm hai tay của đường khả hình cùng với cô cầm gậy gôn, vung gậy gôn về phía sau, anh ngừng lại, nhẹ tay nắm khuỷu tay khả hình, nói cô phải nhớ, lúc cô vung gậy, vị trí cùi trò tuyệt đối không thể đụng vào bụng hai eo của cô. Anh nói xong, tay đã từ khuỷu tay, rời nhẹ đến eo của cô, nhẹ nhàng nắm chặt. Đường khả hình nhất thời cảm giác thân thể mềm yếu, thân thể không chịu nổi trêu chọc như vậy, hơi co rúm lại một chút, tưởng thiên lỗi lập tức từ phía sau, nhẹ nắm hông của cô, tiếp tục giải thích nói, cô phải nhớ, lúc vung gậy gôn, nửa người dưới không được nhúc nhích, có rất nhiều người mới học vung gậy thường dùng sức vặn mông. Anh nói xong, đôi tay đã từ bên hông, quét nhẹ đến bên mông khả hình. Thân thể đường khả hình hơi cứng ngắc, mặt đã bắt đầu từ hồng chuyển sang trắng, ánh mắt rất sốc sách, cảm giác trái tim nhảy phanh phanh. Tưởng thiên lỗi nghiêng mặt thấy bộ dáng đường khả hình như vậy, liền nhắc cô, cô nghiêm túc một chút, nếu không nghiêm túc học, cô có thể trở về chỗ lưu đồng ngồi. Đường khả hình hơi tập trung tinh thần, thở nhẹ một hơi, chú tâm cố gắng học tư thế vùng gậy như thế nào, vừa học vừa yếu ớt nói thật ra mới vừa rồi anh có thể bỏ mặc tôi. Chỉ cần anh đồng ý với lưu đồng, để cho tôi đi, tôi có thể đi được rồi. Ông ta không sẽ chọn tôi, tôi là một người không chọn vẹn, tại sao anh phải làm như vậy? Tưởng Thiên lỗi lui về phía sau mấy bước, kiểm tra tư thế cầm gậy sau lưng Khả Hinh, vừa kiểm tra vừa nói, cô hy vọng ông ta phát hiện cô không trọn vẹn. Ông ta sẽ không bởi vì hôm nay cô đi, ngày mai sẽ bỏ qua cho cô. Tưởng Thiên lỗi nói xong liền đi về phía trước, từ phía sau bao bọc đường Khả Hinh, cùng với cô nắm cây gậy gôn, đón gió mát, nâng lên gậy gôn, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân thể cùng nhau xoay tròn đồng thời vung gậy gôn. Banh gôn nhanh chóng xoay tròn 360 độ xung quanh hai người bọn họ. Vèo một tiếng, trái banh gôn màu trắng bay về phía mục tiêu nơi xa, ở trên không trung quét một vòng cung rất đẹp mắt, cuối cùng rơi xuống bên cạnh cây cờ. Trọng tài đứng ở đàng xa, dơ lên lá cờ nhỏ, chu môi huyết sáo một tiếng. Đường khả hình giật mình, quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi, không nhịn được vui vẻ nở nụ cười nói tôi đánh chúng rồi sao. Tưởng thiên lỗi nghe vậy đành cười nói cô đánh chúng rồi ha 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 chấm ngoặc kép đường khả hình có chút vui vẻ cầm gậy gôn muốn nhảy dựng lên nhìn quả cầu ở nơi đó vừa nhìn vừa hưng phấn nói không nghĩ tới đánh gôn vui như vậy tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng phong độ xoay người nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của lưu đồng hai mắt sắc bén chợt lóe cuối cùng mỉm cười nói lưu đồng tôi dậy có được không ách chấm ngoặc kép lưu đồng không nói lời nào chỉ là hiểu ý tứ của tưởng thiên lỗi có chút mất mát vỗ tay nói tốt rất tốt. Tưởng thiên lỗi không cho lưu đồng chút mặt mũi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, đưa gậy gôn cho nhân viên kéo bao gậy, mới nhìn đường khả hình hỏi có học được chút nào không? Có, đường khả hình có chút vui vẻ vội vàng gật đầu. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng kia của cô, nói tiếp, gôn là một môn vận động sức bền lâu dài, không có dễ học như vậy. Từ cô luyện tập đi, chú ý tư thế bắt tay. Ô, đường khả hình gật đầu, cầm gậy bắt đầu cảm thấy hết sức hứng thú thử vung sắc mặt tưởng thiên lỗi bình tĩnh đi về phía ghế ngồi chuyên dụng của mình giống như không có chuyện gì xảy ra nhìn lưu đồng cười nói hôm nay thật bêu xấu rất ít dạy người luyện bóng nào có nào có ngài dạy hết sức tiêu chuẩn lưu đồng lập tức cười nói tưởng thiên lỗi nhìn lưu đồng mỉm cười nói lưu đồng ông có muốn chỉ điểm cho cô ấy một chút hay không không cần không cần có ngài chỉ điểm cô ấy cũng đã rất ưu tú Lưu Đồng có chút xấu hổ vội vàng cười nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh vẫn đứng ở trên sân cỏ xanh biết thử vung gậy gôn, cũng học được có chút giống, anh liền tỉnh táo lại, nhận lấy nước dưa hấu nhân viên club đưa tới, uống một hớp nhỏ mới phát hiện trước mặt có một bản ghi chép nhỏ, trên đó viết cơ cấu tổ chức có liên quan tới khách sạn, anh thuận tay cầm lên bản ghi chép, mở ra tờ thứ nhất liền nhìn thấy tên của mình ở trước mắt, sau đó anh trợn mắt nhìn phía trước tên của mình vẽ hai con lật đật sau đó hai con lật đật đang cầm cây xiên, muốn xiên vào tên mình, sắc mặt của anh tối sầm lại, nhắc mí mắt nhìn đường khả hình phía xa, cô đang chăm chú vùng gậy gôn thú vị biết bao, anh hừ một tiếng, sau đó với nhân viên club, ở bên tai của anh ta nói một câu. Nhân viên nghe xong liền im lặng gật đầu, sau đó đi khỏi. Tưởng thiên lỗi chờ nhân viên đi khỏi, lại nghiêm mặt nhìn về phía đường khả hình, cô đang chăm chú học vung cầu không biết bao nhiêu là thích thú, anh tức giận cầm lên bản ghi chép nhìn hai đường gạch chéo rất sắc nhọn a nhọn đến anh có thể cảm thấy da đầu mình khẽ tê dại còn có chút mơ hồ bị đau sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi đường khả hinh đột nhiên cảm thấy mình thích môn vận động này cho nên hết sức chú tâm cố gắng học vừa bày ra tư thế vừa nhìn về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi cười với cô cô cũng cười với anh sau đó xoay người tiếp tục phung gậy gôn thời gian tập phung gậy rất lâu cũng cảm giác tay mình có chút mỏi như Vừa vặn nghe thấy tưởng thiên lỗi gọi mình trở lại nghỉ ngơi một chút, cô nghe lời đi trở về vị trí, mới vừa do dự muốn ngồi ở chỗ cũng liền bị tưởng thiên lỗi kéo đến ngồi xuống bên cạnh anh. Tay nhẹ trống sau ghế cô, nửa ôm lấy cô, tiện tay cầm một ly nước táo, đưa tới trước mặt của đường khả hinh, nói chơi lâu như vậy, khát nước không? Uống ly nước trái cây đi. Đường khả hinh nghe vậy, thật có chút khát nước liền cười nhận lấy ly nước trái cây tưởng thiên lỗi đưa tới, không chút do dự uống vào một hơi sắc mặt của cô đột nhiên biến đổi, đôi tay bưng chặt miệng, mở chừng hai mắt, cảm giác trong nước trái cây rất nóng, một mùi cay nồng nhất thời sông lên đầu, cô buồn nôn muốn phun ra nước mù tạt. Dám phun ra ngoài thì đi theo lưu đồng, giọng nói lạnh lùng của tưởng thiên lỗi truyền đến, chương 92, nhậm tử hiền. Phòng thay quần áo nhân viên, valet Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ hai người ôm vai, tựa vào hai bên, nghe người ở bên trong càng không ngừng nôn mửa, vừa nôn vừa khóc. Trần Mạn Hồng cảm thấy rất buồn cười lắc đầu, chắc lưỡi gọi, mới vừa rồi tôi còn nhận được tin tức nói Tổng Giám Đốc đang dạy cô đánh gôn, tôi còn buồn bực. Chẳng lẽ ánh mắt Tổng Giám Đốc mù rồi sao? Nhã Tuệ lập tức trợn mắt nhìn Trần Mạn Hồng một cái, mới vừa trực hết ca đêm, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, không ngờ nhận được tin tức nói Tổng Giám Đốc để Khả Hinh ở lại sân đánh gôn. Cô đang lo lắng cũng đã nhìn thấy Khả Hinh giống như một mũi tên sông tới, sau đó phát điên sông vào trong phòng nhân viên, cô và Mạn Hồng liền vội vàng đi theo cô, không ngờ nhìn thấy cô đã chạy vào toilet, phát điên nôn mửa. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, nhã tuệ có chút lo lắng vỗ cửa phòng toilet, nói cô còn tốt chứ? Không có sao chứ? Bên trong truyền tới tiếng nôn mửa mãnh liệt, thật lâu thật lâu, âm thanh Khả Hinh run rẩy, suy yếu không còn hơi sức từ bên trong truyền ra, bây giờ ruột của tôi đều cay đến muốn cháy. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng cũng bày ra vẻ mặt đồng tình, đi vào bên trong hỏi, rốt cuộc cô uống bao nhiêu mù tạt? hết một ly nước táo, tối thiểu có phân nữa là mù tạt. Nôn. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh lại dựa trên bồn cầu, nôn đến thất điên bát đảo, nôn đến thần trí mơ hồ. Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì xúc phạm tổng giám đốc à? Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi. Khả Hinh tiếp tục ở bên trong nôn mửa, vừa nôn vừa nói, ở trong bản ghi chép tôi viết tên của anh ấy, sau đó ở phía trên tên anh ấy vẽ hai cây xiên muốn xiên giết anh ấy đã bị anh ấy phát hiện nhã tuệ và trần mạn hồng kinh ngạc nhìn nhau sau đó nghe được bên trong truyền đến tiếng xả nước bồn cầu cả người khả hinh mềm nhũn nằm ở trên bồn rửa tay dùng tay mở vòi nước đôi tay vốc nước xúc miệng đập vào mặt nhưng rửa thế nào cũng cảm giác trong thân thể có mùi vị mù tạt sặc đến lợi hại cô gấp đến độ thở hổn hển nói bây giờ tôi vừa nhìn thấy đồ màu xanh đều sợ hãi nhã tuệ và trần mạn hồng phụt một tiếng không nhịn được bật cười suốt cuộc khả hình cảm giác miệng trong lại thở một hơi ủy khuất tựa vào một bên thở mạnh nhớ tới bộ dáng tưởng thiên lỗi trêu cợt mình hôm nay cô không nhịn được cắn chặt môi dưới đôi mắt trừng to nhã tuệ thấy vẻ mặt của cô ngay lập tức đi tới gõ xuống đầu của cô mới nói không nên như vậy dùng loại ánh mắt này thì cô xong rồi hiện tại biểu hiện rất tốt ha à? có khách ăn đậu hũ của cô tổng giám đốc bảo vệ cô sau đó cho tôi uống một ly mù tạt khả hình trả lời cô dù sao cũng tốt hơn trước kia, vặn gảy ngón tay khách chứ. Nhã tuệ nhìn cô chằm chằm. Khả hình có chút bất đắc dĩ nhìn nhã tuệ. Trần Mạn Hồng cũng nhìn đường khả hình, cao mày nói, xin lỗi, tôi không có cách nào nghĩ ra cô và tổng giám đốc đi cùng nhau, chẳng qua cảm thấy cô tương đối xui xẻo, cô như vậy cũng có thể bị lưu đồng nhìn chúng. Cả khách sạn cũng bàn tán ẩm ý chuyện này, đều nói phòng ăn ngựa tôn của tôi, sắp thành phượng hoàng. Cô nói tôi vui vẻ hay không vui vẻ. Khả Hinh ngượng ngùng nói với Trần Mạn Hồng, thật xin lỗi. Đừng bày ra khuôn mặt này với tôi, ba chữ thật xin lỗi này, không cho phép xuất hiện tại khách sạn, chỉ là tôi nhắc nhớ cô, ở chỗ này thật sự là đất thị phi, không cần đem bộ dạng trước kia ở quán ba mang tới nơi đây. Tổng giám đốc cứu cô, một là xuất phát từ đồng tình, hai cũng là vì duy trì lợi ích và nguyên tắc của khách sạn, cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Trần Mạn Hồng nghiêm túc nói với Khả Hinh. Nhã Tuệ cũng ngồi xổm xuống, nhẹ đỡ bản thân, cũng gật đầu tán thành nói, đúng vậy. Sau này không có việc gì, phải cố gắng khiêm tốn một chút. Nơi này lúc nào cũng tràn đầy châm chọc chế diếu hơi không cẩn thận đụng phải quy định của khách sạn, quy định nơi này cứng rắn giống như sắt thép, nếu cô không làm tốt, ở trên đời này không ai bảo vệ được cô. Sau này không có việc gì, cũng không cần xen vào việc của người khác. Cố giữ mình a." À. Đường Khả hình nghe vậy, liền im lặng gật đầu, nói tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ cẩn thận chú ý. Đứng lên đi, Nhã Tuệ cẩn thận đỡ Khả Hinh, đau lòng lau nước trên mặt cô. Trần Mạn Hồng nhìn thấy tình bạn thân thiết của các cô, liền lắc đầu cười nói, tôi nói, Đường Khả Hinh a, à, cô thật rất may mắn, cả đời này có một người bạn luôn suy nghĩ cho cô, giúp đỡ cô, cô cũng nên thỏa mãn, hãy làm cho thật tốt nhé, đừng để cho cô ấy mất mặt. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Nhã Tuệ, thật lòng ăn ý cười một tiếng sau đó ba người cùng nhau đến phòng ăn ăn xong cơm trưa, nói cười đi vòng qua đại sảnh, quẹt thẻ buổi chiều, chuẩn bị trở về đi làm việc của mình hoặc về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ mới vừa xoay người cũng đã nghe được một loạt tiếng giày cao gót, tiếng bước chân, mọi người hơi sừng sốt nhìn thấy Đông Anh, giám đốc, phó giám đốc quản lý đại sảnh, thậm chí Tào Ngọc Tinh cùng nhau bước nhanh ra ngoài. Xảy ra chuyện gì à? Trần Mạn Hồng nhìn giờ làm việc, còn hơn 10, nữa, vừa quẹt thẻ, vừa nhìn ra phía ngoài. Nhã Tuệ cúi đầu suy nghĩ một chút, mới chợt nhớ ra nói, "Tôi biết rồi. Hôm nay vợ chưa cưới của tổng giám đốc trở về nước, sau đó sẽ nghỉ ngơi ở phòng tổng thống, mượn sảnh tiệc lầu 7, tối nay sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang của mình. Nhân viên bộ phận sảnh tiệc bận tối mày tối mặt rồi." "Hả?" Trần Mạn Hồng nghe vậy hết sức hứng thú quay đầu, nhìn phía ba nhân viên tiếp tân, "Có chuyện này thật không?" Ba người nhân viên mỉm cười gật đầu. "Vậy cũng phải xem một chút." Trần Mạn Hồng vô cùng hứng thú tựa vào quầy tiếp tân, nhìn ra ngoài đại sảnh. Lúc này gió biển thật mạnh. Đông Anh và giám đốc cùng tất cả quản lý, còn có người quản lý bộ phận trông coi, phòng tổng thống, đầu bếp pháp do cô chỉ định cũng rối rít đứng ở ngoài cửa lớn. Quả nhiên không đến bao lâu, nơi xa bay tới một luồng hương thơm, tràn ngập ở trong gió biển, đập vào mặt. "Thơm quá ha, à, chấm ngoặc kép, người nơi đại sảnh kinh ngạc nói. Đông Anh ngẩng mặt nhìn đường lớn ven biển nơi xa chậm rãi lái tới một chiếc xe thể thao Lamborghini Hermes màu vàng, số lượng có hạn, trên thế giới cũng chỉ có 10 chiếc, đón gió thổi tới, đi theo phía sau là đoàn vệ sĩ nhà họ nhập, lái cách xe của tiểu thư gần một cây số, không dám quá gần, mọi người nhìn thấy, ngay lập tức nhanh chóng đi ra ngoài cửa chờ đợi. Chiếc xe thể thao nhanh chóng dừng ở trước thảm đỏ, cửa xe nhanh chóng mở ra, bên trong đi ra một cô gái xinh đẹp ăn mặc hấp dẫn, chiều cao gần 1m70, mặc áo sơ mi si phông tay ngắn màu đen cao cổ, quần màu đen bó sát người, mang giày cao gót cao màu đen 12cm, mái tóc xoan dài đến eo, đeo mắt kính màu đen cực lớn, ngẩng mặt mỉm cười nhìn về phía mọi người, đôi môi nhỏ sảng khoái cười một tiếng. Nhâm tiểu thư, chào mừng cô trở về nước, Đông Anh đứng ở trước mặt của Tử Hiền, mỉm cười chào hỏi. Nhâm tử Hiền nhìn về phía Đông Anh, đưa mắt nhìn một chút, mới đưa ra tay trái mang chiếc nhẫn màu lam cực lớn, tháo xuống mắt kính, nhất thời thấy một đôi mắt phượng thật đẹp lúc nhìn người dứt khoát mạnh mẽ lộ ra hơi thở của một phụ nữ thành công rực rỡ cô cười ngọt ngào giọng trong trẻo nhìn về phía đông anh cười nói đông anh đã lâu không gặp nửa năm rồi tôi và tổng giám đốc của cô nửa năm không gặp mặt thật vất vả cho cô làm trung gian truyền đạt tin tức cho chúng tôi cô quá khách sáo đây là việc tôi nên làm đông anh lập tức cúi người nói đây không phải là việc cô nên làm cô nên làm là để cho người chồng chưa cưới hoàn mỹ của tôi đích thân gọi điện thoại cho tôi, cho nên có lúc vẫn không thể quá nghe theo anh ấy. Đừng để ý, những lời này không phải chê trách cô. Thoải mái đi, nhậm tử hiền mỉm cười nói dứt lời, rồi liếc mắt nhìn lãnh đạo cấp cao trước mặt, sau đó nhìn xung quanh đại sảnh khách sạn Á Châu một chút, vẫn vô cùng khí phách. Cô hài lòng mỉm cười hỏi, đại sảnh nhà hàng Tây, nhà khách đại dương đã thay thảm xong chưa? Đã thay xong, Đông Anh lập tức nói. Ừm, um, Tôi đi lên nghỉ ngơi trước làm spa, điều chỉnh tranh lệch múi giờ một chút, sau đó tôi đến nhà khách Đại Dương dùng cơm. Tối nay tôi trình diễn thời trang, nhớ phải thay đổi loại ghế kim loại mà tôi vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp về, trang phục đêm nay lấy kim loại làm chủ đề. Nhậm Tử Hiền nói xong, cũng khẽ nở nụ cười, cất bước đi như biểu diễn trên sàn catwalk quốc tế, gọn gàng hấp dẫn đi về phía trước, phong cách tiêu chuẩn quốc tế, hôm nay cô mặc đồ này, thể hiện vô cùng tinh tế, bộ ngực đầy đặn hoàn mỹ eo nhỏ mảnh khảnh, quần màu đen bó sát người, cặp chân thon dài giống như ngọn bút, bước đi vô cùng quyến rũ tự nhiên. Đông Anh lập tức dẫn giám đốc và mọi người đi theo sau, sau đó từ trong chiếc xe màu đen, một đoàn người, thợ xoa bóp mát xa, nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia trang phục, người làm nghề móng tay, chuyên gia trang điểm, còn có một đám trợ lý, dối rít đi theo phía sau nhậm tử hiền, vào phòng khách sạn cao cấp nhất. Thiên lỗi đâu, nhậm tử hiền vừa đi qua trước quầy tiếp tân, vừa cười hỏi. Anh ấy đang dùng cơm trưa với Lưu Đồng ở nhà hàng Pháp. Đông Anh lập tức nói. Nhậm Tử Hiền dừng bước lại, hấp dẫn xoay người, cặp mắt phượng xinh đẹp phát ra vẻ nghi ngờ nhìn Đông Anh. Đông Anh có chút căng thẳng cúi thấp đầu. Nhậm Tử Hiền quay đầu, sắc mặt có chút không vui suy nghĩ một chút, mới hỏi, phòng tổng thống của tôi chuẩn bị xong chưa? Tối nay sau khi biểu diễn thời trang, tôi muốn mở party riêng. Đã chuẩn bị xong rồi theo như căn dặn của cô, chọn phòng tổng thống, Bạch Kim, tất cả các nơi đều phủ kín hoa bách hợp cô thích. Cô luôn như vậy, Nhậm Tử Hiền đột nhiên xoay người, nhìn về phía Đông Anh mỉm cười nói. Đông Anh hơi không hiểu ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Nhậm Tử Hiền vẫn hiện lên nụ cười, nhưng cảm thấy một chút không vui giấu ở trong ánh mắt, trong lòng của cô hơi lạnh lẽo, căng thẳng nói, "Nhậm tiểu thư, ý của cô là chuẩn bị xong cho tôi, phòng tổng thống, chuẩn bị hoa, chuẩn bị tất cả?" xem ra vô cùng tỉ mỉ đúng mực, vậy tại sao từ lúc tôi xuống xe đến giờ, chồng chưa cưới của tôi lại đang dùng bữa cùng người khác? Cô làm thư ký thân cận của anh ấy, cầm lương bổng cao như vậy, tại sao lúc tôi cần nhất cô lại chuẩn bị không tốt? Nhậm tử hiền nhìn Đông Anh, hỏi, chương 93, thêm chương. Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, xin cô tha thứ. Đông Anh hết sức ngượng ngùng, cúi đầu. Tử Hiền yên lặng nhìn bộ dáng Đông Anh ẩn nhẫn và kín đáo, lộ ra vô cùng trung thành, cô đột nhiên mỉm cười nói, trung thành là chuyện tốt, chỉ là làm người không nên quá đơn giản, phải lo trước tính sau. Sắc mặt của Đông Anh khẽ tái nhợt, không người nói, vâng. Cảm ơn nhâm tiểu thư nhắc nhở. Tha thứ cho tôi, tôi là một người cầu toàn, cho nên có lúc không thể chịu được người bên cạnh có tỉ vết, nhất là thư ký thân cận của thiên lỗi. Tôi và anh ấy đều đánh giá cô rất cao. Nhậm tử hiền cười nói hết lời liền nhẹ nhàng xoay người đi vào thang máy, để cho thư ký lệ na đóng cửa lại cho mình. Tất cả mọi người cũng không lên tiếng, đứng ở ngoài cửa kho người cúi chào. Chật chật chật, Trần Mạn Hồng đứng ở đầu kia lắc đầu, cười nói, nhìn đi. Đây chính là người phụ nữ lái chiếc Lamborghini 380 triệu, phải có thái độ không chút nào thỏa hiệp, ngay cả đàn ông cũng không thỏa hiệp. Có câu, thái độ của một người phụ nữ, quyết định tất cả. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhớ tới hình ảnh ở trong mưa 3 năm trước đây, như mà tựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi, dịu dàng như nước, cô tiếp tục sâu kín nói, nhưng đối mặt với người đàn ông này, cô ấy rất nghe lời chứ. Mới vừa rồi tôi có cảm giác dáng vẻ cô ấy như chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi thích dáng vẻ chiến đấu của cô ấy. Nếu như một người phụ nữ không chiến đấu, chứng tỏ cô ấy đã thỏa hiệp cái xấu và bị ném bỏ. Trần Mạn Hồng nhún nhún vai, đặt suy nghĩ của mình vào suy nghĩ của người vợ chưa cưới cao quý. Nhã Tuệ và Khả Hinh cùng nhau quay đầu nhìn cô. "Nhìn tôi làm gì?" Trần Mạn Hồng lập tức nhìn Nhã Tuệ và Khả Hinh nói, "Các người cảm thấy tôi nói có gì không đúng sao? Giống như các người luôn mặc áo T-shirt, quần jean, làm sao hiểu loại người như chúng tôi, lúc mặc vào trên người bộ quần áo Gucci sẽ sinh ra cảm giác xinh đẹp và kiêu ngạo. Tôi thật sự vô cùng đánh giá cao nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Á Châu chúng ta. Cô ấy đến nơi nào, nhất định nơi đó phát ra cảm giác lãng mạn và cao quý." Nhã tuệ a một tiếng, bật cười, có chút khó hiểu chỉ về phía thang máy kia, cười khổ nói ý của cô là. Mới vừa rồi cô ấy đem lỗi của chồng chưa cưới không muốn gặp cô ấy, đỗ cho thư ký lưu, đó là bởi vì khí chất cao quý của cô ấy. Đó là đương nhiên, ánh mắt Trần Mạn Hồng lập tức sáng lên, nhìn nhã tuệ sảng khoái nói, đây vốn chính là lỗi của thư ký. Điều này sao có thể là lỗi của Tổng Giám Đốc? Tổng Giám Đốc một ngày kiếm tỷ bạc, làm sao nhớ những chuyện này? Không phải thư ký nên nhắc nhở cần phải làm gì sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc há to mồm nhìn Trần Mạn Hồng, đem chuyện không có lý nói thành có lý, tại sao không biết xấu hổ như vậy? "Thân ái, cô có thể làm bạn bè với tôi, thật là vinh hạnh cho tôi." Nhã Tuệ không còn hơi sức cười nói. "Đó là đương nhiên." Trần Mạn Hồng nhẹ nhàng sửa sang lại búi tóc, không ngờ vừa mới dứt lời, bộ đàm trong túi đồng phục vang lên, cô tiện tay cầm lên, điều chỉnh âm thanh nói, "Ừ." nói đi. Quản lý, giọng nói có chút căng thẳng của Văn Chi truyền đến, mới vừa rồi quản lý, phòng tổng thống, Bạch Kim gọi điện thoại đến phòng ăn, nói muốn chúng ta đưa lên một chai rượu tuyết lợi, tôn vương, bởi vì nhâm tiểu thư muốn uống rượu tuyết lợi cho dễ ngủ, thuận tiện điều chỉnh tranh lệch múi giờ. Cái gì, Trần Mạn Hồng hoảng sợ đến nhảy dựng, cầm bộ đàm, nói tôi lập tức tới ngay. Trần Mạn Hồng cầm bộ đàm, nhanh chóng bước về phía nhà hàng, khả hình cũng muốn xoay người đi lên lầu, không ngờ bị Nhã Tuệ nắm lại, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Nhã Tuệ hỏi: "Thế nào?" "Khả Hinh, dường như Nhã Tuệ dự cảm được cái gì, lôi cô đến chỗ tối, cẩn thận dặn dò nói: "Tôi nói với cô, cô có thể vào khách sạn Á Châu, thật sự là ngày hôm đó đầu của tổng giám đốc bị xét đánh." Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn Nhã Tuệ, không nhịn được bật cười một tiếng. "Cô đừng cười." Nhã Tuệ gấp gáp nắm tay của Khả Hinh nói: "Tôi mặc kệ là lúc nào, anh ấy mở lòng từ bi như thế nào." tôi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ lúc cô xảy ra chuyện tôi gọi điện thoại cho anh ấy anh ấy rất vô tình nói tất cả đều không liên quan gì đến cô còn có lúc phát hiện cô té xỉu ở trong mưa tôi cầu xin anh ấy đưa cô đi một đoạn đường anh ấy tàn nhẫn không nhúc nhích đối với người đàn ông này tôi không có lòng tin tôi không biết tại sao anh ấy muốn chứa chấp cô nhưng tôi hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng quên chuyện này quên chuyện cô ở khách sạn này cho nên mặc kệ cô là một người có tài năng như thế nào hãy thu hồi tài năng của cô. Được không, ngàn vạn lần đừng xen vào chuyện không liên quan, hoặc đứng ra giúp đỡ ai. Xem như tôi như ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng tốt. Hiện tại tôi chỉ muốn bảo vệ chu đáo. Tôi không muốn cô trở về nơi u tối, đi làm nơi u tối. Làm ơn. Đường khả hình nhìn bản thân, nhìn vẻ mặt quan tâm gấp gáp của cô, miễn cưỡng cười nói, ở trong mắt của cô, tôi hiền lành như vậy sao? Không có chuyện gì, tôi hứa với cô tôi sẽ cẩn thận tự bảo vệ tốt cho mình, chuyện không liên quan tới mình, tôi cũng không sẽ quan tâm. Cô thể đi, nhã tuệ căng thẳng nói, ai, thề cái rắm, cô này là túi gây chuyện. Được rồi, tôi thề, chấm ngoặc kép, khả hình nhìn bạn thân bật cười nói, tôi sẽ không xen vào việc của người khác, không quan tâm đến chuyện không liên quan tới mình, tôi thề. Nhã tuệ có chút yên lòng nhìn đường khả hình, nói, vậy thì tốt, cô đi làm đi. Cẩn thận một chút, tối nay về sớm chút, tôi ngủ dậy làm món cá sốt cà cho cô ăn. Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh nhìn bạn thân, cười nói, tôi biết rồi, không cần lo lắng. Mau đi đi. Nhã tuệ suy nghĩ một chút chỉ đành phải gật đầu, xoay người đi khỏi, khả Hinh cũng mỉm cười xoay người đi vào thang máy, đè xuống tầng lầu, cửa thang máy đóng lại chặt kín, liền nhớ tới bộ dáng xinh đẹp động lòng người của nhậm tử hiến lúc này, kiêu ngạo dứt khoát, còn nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng vô tình của tưởng thiên lỗi, cô cúi đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô mới vừa đi ra cũng đã nhìn thấy Trần Mạn Hồng một phát bắt được gáy của Tiểu Nhu, sách cả người giống như sách một con gà đi vào nhà hàng. Khả Hinh ngạc nhiên suy nghĩ một chút liền đi theo vào nhà hàng, thấy Trần Mạn Hồng vẫn sách Tiểu Nhu nức nở muốn khóc, ném vào hầm rượu, vẻ mặt Tào Anh Kiệt cũng nghiêm túc đi vào hầm rượu, cô nghi ngờ suy nghĩ một chút cũng tò mò theo sát vào hầm rượu, thấy Trần Mạn Hồng đứng ở trước mặt của Tiểu Nhu, chỉ vào tất cả rượu tuyết lợi tôn vương, ở trên kệ rượu, nói, chọn mau. Hôm nay vợ tương lai của tổng giám đốc chúng ta, tâm trạng có chút không tốt, hơn nữa còn ngồi máy bay đường dài, khẩu vị nhất định rất nhạt, cô thử chọn một bình. Vẻ mặt tiểu nhu đau khổ cúi đầu, thật căng thẳng và sợ hãi nói tôi. Tôi, tôi không biết. Không biết, chấm hỏi ngoặc kép, mạn hồng tức giận nhìn tiểu nhu nói, cô nói với tôi không biết. Lần trước ở bữa tiệc của thủ tướng, không phải cô biểu hiện rất tốt sao? Hơn nữa Lauren tiên sinh còn đặc biệt khen cô. Lần này Tiểu Nhu thật sự giống như ăn phải hoàng liên, có khổ mà không nói được, ánh mắt cô chợt lóe, ngay lập tức cầu cứu nhìn về phía Khả Hinh đang đi tới. Khả Hinh không còn hơi sức nhìn Tiểu Nhu, vừa muốn tiến lên nhưng nghĩ đến lời nói của Nhã Tuệ, cô lại do dự cúi đầu, khẽ thở dài. Tiểu Nhu thấy Khả Hinh như vậy, càng thêm muốn khóc, nức nở nói tôi. Tôi, tôi chỉ hiểu một chút Tôi làm sao dám, làm sao dám chọn rượu cho Nhâm tiểu thư, như vậy sẽ chết người, quản lý. Nếu cô không chọn, chúng ta mới chết đấy. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn Tiểu Nhu nói, hiện tại cả khách sạn cũng biết phòng ăn ngự tôn chúng ta xuất hiện một nhân tài hiểu rượu đỏ, còn được Lauren tiên sinh chuẩn bị phái đi West để học tập, nếu bây giờ ngay cả một bình rượu, cô cũng không chọn được, mặt mũi của tôi đặt ở đâu? Được rồi, cô đừng làm khó cô ấy, có thể cô ấy cũng chỉ hiểu một chút thôi nếu cô ấy thật sự lợi hại như vậy, đâu còn ở phòng ăn của chúng ta lâu như vậy, ngây ngốc lâu như vậy. Tào Anh Kiệt vươn tay, khẽ vuốt đầu Tiểu Nhu, bảo vệ cô nói, hiện tại việc gấp rút của chúng ta là vợ của Tổng Giám Đốc nói muốn uống rượu tuyết lợi, phải chọn bình nào. Tôi biết, còn tìm cô ấy sao? Trần Mạn Hồng tức giận nói, mặc dù tôi không có gặp qua vợ của Tổng Giám Đốc nhưng lần trước tôi nghe Nhã Tuệ nói có lần cô ấy đến phòng ăn nhà khách Đại Dương dùng cơm, thiếu chút nữa nếm hết ba mươi mấy bình rượu đỏ của nhà hàng bọn họ, nhưng không có một bình nào để cho cô ấy hài lòng, mở bình ra ngửi một cái liền lấy đi, thậm chí bởi vì chuyện này, cha hỏi ba người quản lý, hai chuyên gia hầu rượu, nói bọn họ ngay cả thức ăn và rượu đỏ cơ bản nhất cũng không hiểu. Nhắc tới chuyện này, cho đến bây giờ nhã tuệ vẫn còn run sợ, cô ấy may mắn trực ca đêm tối qua, hôm nay không cần đương đầu với họng súng. Hôm nay thật là không nên khen cô ấy, khen cô ấy là tự bê đá đập chân mình rồi. Đường khả hình im lặng lắng nghe, vừa nghe vừa từ từ di chuyển người, trong đầu nghĩ đến dặn dò của nhã tuệ, nhưng trái tim bởi vì tiểu nhu luống cuống mà mềm lòng, cô khẽ thở dài, im lặng đeo lên bao tay trắng, đi tới trên kệ rượu tôn vương chậm rãi nhìn rượu tuyết lợi phía trên kệ. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nhu có chút căng thẳng nhìn quản lý hỏi. Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai? Trần Mạn Hồng trách móc nhìn Tiểu Nhu một cái, mới nghiêm nghị nói, tiểu nhu, cho mình một chút lòng tin đi, mang ra bản lãnh chọn vài bình. Mau lên, nếu cô biểu hiện tốt, tôi nhất định sẽ báo cáo giám đốc sẽ dìu dắt cô. Để cho cô sớm thông qua cuộc thi huyết. Tiểu nhu lập tức ôm mặt khóc, cả người hoang mang lo sợ ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy đường khả hình im lặng đi tới một chai rượu tuyết lợi ở trước mặt, lặng lẽ cầm lên, nhẹ nhàng lau phía trên thân bình, rồi đặt trở về, sau đó yên lặng tránh ra, sắc mặt của cô thu lại, lập tức có chút vui mừng đi tới cầm lên chai rượu tuyết lợi khả hình mới vừa lau xong, nhìn số năm một chút, rượu tuyết lợi tôn vương, năm 1997, cô lập tức rất tự tin nâng bình rượu lên, hơi vui mừng nói, bình này. chương 94, chờ xem. Tiểu Nhu cầm bình rượu tuyết lợi, có chút không nhịn được nhìn về phía khả hình. Khả hình đứng ở đàng xa, im lặng gật đầu một cái. Tiểu Nhu lại khẳng định nhìn về phía quản lý nói, là bình này. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt hai người cùng nhìn nhau, bằng vào kinh nghiệm thưởng thức của hai người bọn họ, sẽ chọn một bình rượu tuyết lợi năm 1996 và một bình rượu tuyết lợi năm 2000, đặt ở trên bàn xe thức ăn cắt lệ đẩy đi tới, sau đó ở xung quanh ba bình rượu tuyết lợi, nhân viên phục vụ trang trí đầy hoa BLUELOVIA, -E hoa hồng xanh, xinh đẹp quyến rũ, rồi đặt tấm thẻ nhỏ phòng ăn ngựa tôn vào trong bó hoa, mở ra, phía trên dùng bút giả quang màu tím, viết hai câu miêu tả, vẻ đẹp vĩnh cứu, tình yêu vĩnh cứu. Các đồng nghiệp quầy rượu đưa tới hai cái ly tulip, ở dưới mỗi thân ly, buộc hai đóa hoa hồng tươi mát. Trần Mạn Hồng hết sức hết sức cẩn thận quan sát bình rượu tuyết lợi để ở trước mặt, còn có hoa B-L-U-E-L-O-V-E-A, xem cánh hoa có héo tàn hay không, chú ý đến vị trí trưng bày rượu tuyết lợi, xác định không có lầm, mới nói Tiểu Nhu, đi cùng tôi. Tiểu Nhu nghe vậy, hoảng sợ đến chừng lớn con ngươi, thở hốc vì kinh ngạc, lập tức căng thẳng nói tôi. Tôi, đương nhiên là cô, rượu này do cô chọn, nhất định là cô có lý lẽ của mình. Trần Mạn Hồng lại đưa tay khẽ chạm vào đóa b l u e l o v e a cảm giác nó tươi tắn, nở rộ xinh đẹp, hài lòng liền xoay người bảo cắt lệ đẩy xe thức ăn đi ra ngoài. Khả Hinh, cứu tôi, chấm ngoặc kép, tiểu nhu thừa dịp tất cả mọi người đều đi ra ngoài, cô đứng ở cửa nhìn đường Khả Hinh, vẻ mặt đau khổ nói tôi rất sợ. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, Nhìn bộ dáng khổ sở của Tiểu Nhu, cô khẽ nói yên tâm đi. Nếu như không có thức ăn đối chiếu, cũng không có rượu đỏ khác tham khảo, đơn giản chỉ là vì trải qua chặng đường dài, để làm dịu khẩu vị, mùi vị rượu tuyết lợi, vừa đúng thích hợp. Nếu có chuyện gì, chính tôi ở kíp 13, cô giữ chặt tay nghe. Ừ, Tiểu Nhu nghe Khả Hinh nói vậy, liền có chút hiên lòng gật đầu một cái, sau đó xoay người đi theo Trần Mạn Hồng đi ra ngoài. Phòng Tổng thống, Bạch Kim Mười mấy vệ sĩ nghiêm túc đứng ở ngoài cửa, phòng tổng thống, Đông Anh cùng với thư ký và giám đốc cũng canh giữ ở hành lang xa hoa, không dám tự tiện tiến vào, thỉnh thoảng nghe được bên trong truyền đến tiếng nhậm tử hiền gọi điện thoại, dùng tiếng pháp khẽ cười nói, từng làn hương thơm từ bên trong cửa bay ra, từng người nghe mùi thơm này cũng không dám buông lòng, nhắc nhỡ mình phải thận trọng. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Trần Mạn Hồng Tao nhã bước đi ra trước, sau đó nhẹ nhàng xoay người nhìn cát lệ cẩn thận đẩy xe thức ăn đi ra, Tiểu Nhu ở phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt đi theo ra. Đông Anh và Hoác Minh nhìn thấy Trần Mạn Hồng đi ra phòng ăn, lập tức bước tới, sau khi vệ sĩ kiểm tra xe thức ăn xong, mới nhẹ giọng hỏi chuẩn bị rượu tuyết lợi xong chưa. Chuẩn bị xong, Trần Mạn Hồng hơi nghiêng người, tay nhẹ dơ về phía xe thức ăn. Đông Anh và Giám đốc, còn có quản lý lý tổng phụ trách bộ phận ẩm thực cùng nhìn về phía ba bình tuyết lợi, hết sức đẹp mắt yên ổn đặt ở giữa những đóa hoa BLUELOVIA, không yên lòng hỏi cô xác định ba bình rượu này thích hợp với ý của nhâm tiểu thư. Ba bình rượu này do tôi và quản lý tàu cùng nhân viên phục vụ đã từng được Lauren tiên sinh tán thưởng cùng nhau chọn lựa. Trần Mạn Hồng lập tức nói. Hoác Minh trầm ngâm suy nghĩ một chút, mới nói, thôi vào đi, cẩn thận hầu hạ. Vâng, Trần Mạn Hồng thở nhẹ một hơi, chuẩn bị đâu đó ổn thỏa, dẫn Cát Lệ đi về phía trước trước cánh cửa, phòng Tổng thống, nhẹ nhàng gõ một cái, Dùng giọng êm ái chậm rãi nói, "Nhâm tiểu thư, tôi là Trần Mạn Hồng phòng ăn ngự tôn, đưa rượu Tuyết Lợi tới cho cô." Chốc lát sau, mật mã đèn bên trái, phòng tổng thống nhẹ sáng lên màu xanh lá cây, phịch một tiếng, cửa mở ra, quản lý Hứa Hạo Lâm đã hơn 40 tuổi, có kinh nghiệm nhất về quản lý phòng tổng thống tại khách sạn Á Châu, mặc đồng phục màu đen, đứng cạnh cửa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Trần Mạn Hồng nói, "Quản lý Trần, rượu Tuyết Lợi đã chuẩn bị xong chưa?" "Vâng," Trần Mạn Hồng lập tức hơi cúi đầu nói. Vào đi, quản lý cho phép mở cửa chính, phòng tổng thống, một luồng gió biển nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt, phòng khách nhẫn bóng sáng ngời, khắp nơi trang trí đồ nội thất tinh xảo đắt tiền theo phong cách châu Âu, bên ngoài phòng khách to lớn gần trăm mét vuông, một hồ bơi ngoài trời, trong bể bơi, có một pho tượng nữ thần Athena, nước trong vắt chảy róc rách, xung quanh hồ bơi trưng bày hoa hồng đỏ tươi, từng đoán nở rộ, xinh đẹp, đọng giọt nước lấp lánh. Trần Mạn Hồng không dám nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, liền bảo cắt Lệ đẩy xe thức ăn, cẩn thận đi vào. Quản lý dẫn Trần Mạn Hồng đẩy xe vào trong phòng khách, rồi từ phòng khách sang trọng đi về phía hành lang bên trái, nhân viên phục vụ, phòng tổng thống, cẩn thận đặt xuống trên bàn trà ghế salon một chén ngọc màu xanh dương, chứa nước trong veo, sau đó thả mấy cây thủy trúc nhỏ vào trong nước trong, tiếp đến thu dọn lại chiếc gối ôm màu trắng sữa trên ghế salon, thay vào chiếc gối màu vàng mà lúc này nhâm tiểu thư căn dặn, Bầu không khí trở nên có chút căng thẳng. Trần Mạn Hồng cũng không khỏi có chút căng thẳng thở mạnh một hơi, hai mắt khẽ chớp, hơi ngẩng đầu lên, muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cũng đã nghe được một giọng nói trong trẻo, "Tối nay là chương trình diễn thời trang đầu tiên của tôi ở trong nước, nếu anh không đến, vậy không nể mặt tôi rồi, Ricky, dựa vào tình bạn giữa hai chúng ta, chẳng lẽ còn không mời được anh." Trần Mạn Hồng nghe bọn họ cười nói âm thanh có chút lười biếng truyền ra, cô lập tức im lặng đứng ở một bên. Nhậm Tử Hiền mỉm cười mặc váy ngủ ngắn bằng tơ lụa màu tím đậm, bên ngoài khoác áo choàng mỏng dài màu tím nhạt, mái tóc xoăn hơi ướt đẫm, yểu điệu hấp dẫn bước ra ngoài, cặp chân dài thẳng tắp mê người, lúc đong đưa làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ, lúc đi qua bên cạnh Trần Mạn Hồng thoáng qua một mùi nước hoa đặc chế hết sức quyến rũ dễ chịu, loại nước hoa này do một công ty nước hoa tài trợ cho cô, chuyên căn cứ mùi thơm da thịt của cô, tìm kiếm nghiên cứu chế tạo nước hoa phù hợp với mùi hương cơ thể cô tối nay nhất định phải tới đó, tôi chờ anh. Nhậm tử hiền mỉm cười nói dứt lời, người đã ngồi ở trên ghế salon mềm mại, người phục vụ lập tức dùng khay bạc tinh khiết đưa đến trước mặt cô một khăn tay mùi tinh dầu quyết. Tử hiền mỉm cười nhận lấy khăn tay, lau bàn tay ngọc thon thon, mười móng tay sơn màu tím, phản chiếu ngón tay ngọc thon dài, trắng nõn mê người của cô. Trần Mạn Hồng dẫn các lệ đẩy xe thức ăn đi tới bên cạnh Tử Hiền, đứng một bên, nín thở yên lặng chờ đợi. Tử Hiền lau tay xong, đưa khăn tay ném vào trong cái khay bạc, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng bộ dáng rất quyến rũ nhưng lộ ra một chút lạnh lùng nhìn Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng chớp mắt cũng không dám lên tiếng. Tử Hiên nhìn cả người Trần Mạn Hồng từ trên xuống dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khéo léo, bộ ngực đầy đặn, vòng eo gọn gàng, đôi chân thon dài, cô khẽ mỉm cười, mới vừa rồi dùng tiếng Pháp nói chuyện, hiện tại dùng tiếng Trung có chút nhuẩn nhuyễn, nói cô là. Nhâm tiểu thư, xin chào, tôi là Trần Mạn Hồng phòng ăn ngự tôn nhà hàng Tây. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lập tức giới thiệu nói. Quản lý có thể tô son môi đỏ như vậy sao? Tử Hiền nhìn Trần Mạn Hồng, hỏi. Ách, chấm ngoặc kép, trong lòng Trần Mạn Hồng chợt lạnh, vội vàng cúi đầu nói, rất xin lỗi, hôm nay tôi nhiều hơn một chút, sợ thất lễ với khách. Cô tô màu quá đậm, sẽ làm cho khách có cái nhìn không tốt. Nhậm Tử Hiền nhận lấy ly nước ấm do người phục vụ đưa tới, hớp một ngủ nước da trắng nõn chân mềm, bởi vì tắm rửa xong, ửng hồng mê người. Nếu như những lời này để cho Tào Ngọc Tinh con gà mái già kia nghe được, nhất định cô ta sẽ cười mình ba ngàn năm. Đứng ở chỗ này, Trần Mạn Hồng nghĩ trên thế giới này, không phải có một kẻ thù duy nhất. Trần Mạn Hồng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười nói, cảm ơn ý kiến của nhâm tiểu thư, sau này tôi nhất định sẽ chú ý nhiều hơn. Rượu tuyết lợi đưa tới chưa? Đôi mắt xinh đẹp của nhậm tử hiền liếc nhìn rượu tuyết lợi trên xe thức ăn. Đưa tới, có rượu tuyết lợi năm 1996, 1997, 2000. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng vẫn chưa nói hết. Quản lý Trần làm người có rất nhiều tiêu chuẩn sao? Tử Hiền ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mạn Hồng, rất có hứng thú muốn biết chuyện này. À, Trần Mạn Hồng không hiểu những lời này, hơi nhẹ giọng nói, có chút nghi ngờ nhìn nhầm Tử Hiền. Nhầm Tử Hiền vẫn rất quyến rũ cười nói, tôi nói với cô, tôi muốn uống rượu tuyết lợi. Sau đó cô đưa lên cho tôi ba bình, nếu cô không có lòng tin, chỉ một chai làm cho tôi hài lòng, tại sao cô làm được quản lý? Trần Mạn Hồng nghẹn họng, sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán dịn mồ hôi nói, thật xin lỗi, bởi vì rượu Tuyết Lợi, Tôn Vương của chúng ta có nhiều chủng loại, có thể tùy chọn thời hạn, bởi vì không biết cô trải qua hành trình đường dài, khẩu vị thích hợp với loại rượu nào, cho nên Cho nên cô đưa lên ba bình để cho tôi lựa chọn. Nhậm Tử Hiền nhìn Trần Mạn Hồng thật sự có chút bất đắc dĩ cười nói cô có thấy đầu bếp tốt nhất bởi vì làm một món ăn cho khách mà cho anh đưa ba món để cho khách lựa chọn sao mỗi món cũng nếm thử một chút hai phần ăn kia cô sẽ bồi thường tổn thất tôi chưa bao giờ nghĩ vì tôi là nữ chủ nhân tương lai của khách sạn này mà phung phí của trời tôi chỉ hy vọng các người có thể chuyên nghiệp hơn một chút lúc chúng tôi không bày tỏ ra suy nghĩ các người cũng đã suy nghĩ cho chúng tôi đây mới gọi là thân thiết hiểu chưa nếu như chuyện gì Cô cũng đưa cho tôi ba tiêu chuẩn, tại sao tôi phải lựa chọn khách sạn này? Sắc mặt của Trần Mạn Hồng hơi khó coi, nhưng cố đè nén cảm xúc, cố gắng mỉm cười nói, "Đúng vậy. Xin nghe dạy bảo của cô, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hơn, vì khách sạn mỗi một người khách mà ra sức." "Ra sức cũng không cần, sau này chú ý một chút, khui rượu đi, không cần nói nhiều." Chấm ngoặc kép, tử Hiền nói một câu. Trần Mạn Hồng cố gắng buông lỏng sắc mặt, xoay người nhìn về phía cát lệ. Cát lệ lập tức gật đầu, lưu loát cầm lên rượu tuyết lợi năm 1996, vừa muốn mở ra, tử hiền mặt hơi ngẩng, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn Cát lệ nói, cô làm trưởng kíp nhà hàng Tây tại khách sạn Á Châu, trong nhóm rượu tuyết lợi năm 1996, 1997, 2000, có thể chọn 1996 mở trước. Cát lệ hoảng sợ đến thay đổi sắc mặt, cầm dao mở bình, tay cũng run rẩy đến không thốt nên lời. Xin lỗi, Trần Mạn Hồng lập tức nhìn về phía Nhậm Tử Hiền nói, có thể cô ấy có chút căng thẳng. Nhậm Tử Hiền có chút nghi ngờ nhìn khắt Lệ, hơi trầm ngâm một lát, mới quyết định nói, tiếp tục đi. Tôi tới, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng đeo lên bao tay trắng, rất cẩn thận nhận lấy dao mở bình, sau đó cầm lên rượu tuyết lợi năm 2000, đặt ở trên bàn ăn, trước tiên cắt ngang mép nút bình rượu đỏ, lưu loát giải quyết bao bì dính bên ngoài, sau đó xoay tròn dao nhọn mở bình, thuận lợi khui nút bình rượu đem rượu để sang một bên, chờ thời gian giải rượu, đem nút gỗ đưa trước cho của tử hiền. Không cần, tôn vương, năm 2000, năm ấy nước mưa quá nhiều, làm cho quả nho quá nhiều nước, lượng đường không đầy đủ, cho nên rượu tuyết lợi năm ấy, chưa đủ ngọt. Loại rượu này làm sao thích hợp với tôi, tử hiền nhàn nhạt nói. Trần Mạn Hồng lập tức xứng sờ, ngay sau đó đem nút gỗ đưa cho Cát Lệ để đóng nút tuyết lợi năm 2000, rồi nâng rượu tuyết lợi năm 1997, Tử Hiên liếc mắt nhìn bình rượu tuyết lợi kia, im lặng không lên tiếng. Tiểu Nhu căng thẳng đứng ở sau lưng quản lý, rất gấp gáp nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng căng thẳng mở ra bình rượu tuyết lợi năm 1997, vừa mở, trong lòng vừa nghĩ, có lẽ đem tất cả rượu tuyết lợi trong hầm rượu của phòng ăn ngự tôn mở ra, cô ấy cũng không hài lòng. Sau khi nút bình rượu mở ra, ở trong quá trình giải rượu, vẫn phải đem nút bình rượu đưa đến trong tay nhầm tử hiền, Nhậm tử hiền nhận lấy nút gỗ, hơi ngửi một cái, liền trầm mặt, thả lại nút gỗ nói, lấy bình này đi. Vâng, Trần Mạn Hồng lập tức điều chỉnh thời gian giải rượu. Lúc này nhậm tử hiền có chút buồn ngủ, mới vừa tựa trên ghế salon muốn nghỉ ngơi, đang lúc này điện thoại vang lên, cô hơi mở mắt, quả nhiên nghe được quản lý nói, là điện thoại của Tổng Giám Đốc Tưởng, rốt cuộc lần đầu tiên trong ngày nay trong ánh mắt cô hiện lên dịu dàng, vươn tay, nhận lấy điện thoại di động, đặt vào bên tai, nhẹ nhàng một tiếng ừm. Đến khách sạn lúc nào? Giọng nói trầm trầm của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Nhậm Tử Hiền không lên tiếng, nhắm mắt lại, trên mặt khẽ lộ ra thái độ hờn dỗi, nói anh còn nhớ hôm nay em trở lại. Anh đang cùng Lưu Đồng bàn chút công việc, buổi tối anh tới ăn tối cùng em, Tưởng Thiên Lỗi nói. Tử Hiền cầm điện thoại di động, đứng dậy đi về phía trước cửa sổ sát đất, nhìn hồ bơi lộ thiên bên ngoài, còn có toàn cảnh thành phố cao ngất ở bên ngoài hồ bơi dịu dàng nói lúc nào tới đây ăn ăn tối với em hết bận tưởng thiên lỗi lưu loát nói hai chữ tử hiền có chút không hài lòng nói nếu anh không hết bận thì sao vậy em ăn trước anh sẽ tranh thủ thời gian ăn cùng em tưởng thiên lỗi lại nói ánh mắt của tử hiền nóng lên nắm điện thoại lồng ngực hơi phập phồng nói nếu như anh vĩnh viễn bận rộn không rảnh vậy anh vĩnh viễn không tới dùng cơm sẽ có lúc hết bận tưởng thiên lỗi nói Tử Hiền tức giận nắm chặt điện thoại di động, lạnh lùng nói, vậy thì anh vĩnh viễn đừng tới dùng cơm. Em ở chỗ này không hoan nghênh anh. Cô nói xong, 10 ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt điện thoại di động, tức giận xoay người, nhìn thấy Trần Mạn Hồng đã rót cho mình một ly rượu tuyết lợi. Cô không nói hai lời, không đợi mọi người mở miệng, liền nâng lên ly rượu tuyết lợi, uống một hơi cạn sạch, không ngờ mới vừa uống vào, cảm giác buồn nôn làm cho cô nhăn mặt, phun một cái, đem rượu tuyết lợi nhả vào trong ly rượu lạnh lùng hỏi, rượu tuyết lợi này do người nào chọn? Mọi người kinh hoàng nhìn nét mặt giận dữ của Tử Hiền, cũng không dám nói gì, ngoài cửa, Đông Anh và giám đốc cũng vội vàng đi tới, nhìn thấy Tử Hiền nắm chặt áo ngủ, xoay người, đang tức giận, bọn họ lập tức tiến lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu hỏi, người nào chọn rượu này? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng liếc mắt nhìn bóng lưng bực tức của Nhậm Tử Hiền, cô nhắm mắt nói là... Là tôi, không, 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 đây là tôi. Tôi tự chọn, tiểu nhu lập tức căng thẳng bước lên, vẻ mặt đau khổ nói, là từ tôi chọn. Chính là tôi, không liên quan đến quản lý. Nhâm tiểu thư, là lỗi của tôi. Lúc này trong đầu tử hiền rối loạn, không có cách nào tập trung tinh thần. Trần Mạn Hồng vươn tay, bắt được cánh tay của tiểu nhu, muốn ngăn cản cô nói, không ngờ không cẩn thận đụng ngã bộ đàm cô đặt ở trong túi đồng phục. Bộ đàm lập tức rơi xuống, sau đó không cẩn thận mở ra công tác băng tần, bên trong lập tức truyền đến âm thanh của Khả Hinh nói, Tiểu Nhu. Chuyện như thế nào, vợ của Tổng Giám Đốc có hài lòng bình rượu này không? Cô ngàn vạn đừng sợ, tôi chọn bình rượu tuyết lợi năm 1997, là do trong gần 10 năm lại đây, lượng đường trong rượu tuyết lợi mạnh nhất, cô hãy yên tâm đi, bình rượu này, cô ấy nhất định sẽ hài lòng. Không cần lo lắng. Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu cùng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt nhìn bộ đàm trên đất sắc mặt nhầm tử hiền cũng lạnh lùng léo, quay đầu nhìn bộ đàm trên đất, trên mặt khẽ vặn vẹo, cuối cùng đè nén, nhưng hơi tức giận hỏi, người kia là ai? Tại sao phòng ăn ngựa tôn chọn một bình rượu tuyết lợi cũng lén lén lút lút như vậy? Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu cùng tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng đứng đó. Nhậm tử hiền nhìn hai người bọn họ, nghiêm túc hỏi, tôi hỏi các người, cô ấy là ai? Cô, cô, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng thật sự không hiểu quay đầu nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm, vẫn không muốn khai ra khả hình. Nhậm Tử Hiền nhìn họ kiên trì như vậy, sắc lạnh lẽo. Hầm rượu. Khả Hinh rất lo lắng cho Tiểu Nhu, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, liền cầm bộ đàm, ở trong hầm rượu đỏ đi tới đi lui, cho đến khi cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, hai người vệ sĩ đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh đường khả hinh giật mình nhìn hai người vệ sĩ trong lòng chợt lạnh không đến bao lâu cửa hầm rượu phòng ăn ngựa tôn ầm ầm mở ra sau đó trong phòng ăn tất cả phục vụ mọi người vẻ mặt quái dị nhìn vẻ mặt căng thẳng của đường khả hinh đi ra đi theo phía sau hai người vệ sĩ của nhâm tiểu thư trưởng kíp văn chi lập tức nhào ra ngoài không đến bao lâu tào anh kiệt từ phòng bếp chạy như bay ra ngoài cũng đã thấy hai người vệ sĩ dẫn khả hinh đi vào thang máy anh lập tức chạy như bay đến nơi thang máy dùng tay che kẽ hở thang máy, ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn mang nhân viên của tôi đi? Nhâm tiểu thư có chuyện tìm cô ấy, quản lý tàu cũng không cần hỏi tới, vệ sĩ nhận ra tàu anh Kiệt, cũng không dám quá mức, chỉ giải thích nguyên nhân sau đó đưa tay mở tay của anh, đè xuống bảng điều khiển thang máy đóng cửa. Anh sừng sốt nhìn hai người vệ sĩ mang đường khả hình đi. Vẻ mặt đường khả hình cũng đau khổ nhìn tàu anh Kiệt. Xảy ra chuyện gì hả? Tào Anh Kiệt cao giọng hỏi, nhưng mới vừa hỏi xong, thang máy đã đóng lại, anh xoay người, thở mạnh một hơi, suy nghĩ trong khoảng thời gian này, đạp môn thần đúng không? Tại sao phòng ăn chúng ta cứ xảy ra chuyện? Phòng Tổng thống, mọi người đều hết sức căng thẳng đứng ở bên trong phòng khách, cúi đầu, không dám lên tiếng. Mặc cho Tử Hiền cũng đã bình tĩnh, ôm vai ngồi ở trên ghế salon, trên bàn ăn trước mặt còn để một chai năm 1997 rượu tuyết lợi, nút gỗ đặt xuống ở một bên, dường như muốn rớt xuống. Đông Anh nhắc đồng hồ đeo tay nhìn thời gian dần dần hết, cô có chút căng thẳng muốn lấy điện thoại di động ra, cũng đang trong lúc này, cửa, phòng tổng thống, mở ra, hai người vệ sĩ tự mình đưa đường khả hình đi vào trong, phòng tổng thống, rồi nói, nhâm tiểu thư, đường khả hình dẫn tới rồi. Đôi mắt đẹp của nhậm tử hiền chợt lóe, hơi chuyển động ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía cô gái đang đi tới, mặc đồng phục màu đen, dáng người thon dài, hơi gầy làm người ta thương xót, mái tóc ngắn, mắt to linh hoạt, lộ ra vô cùng sinh động, cánh mũi nhọn, có chút hấp dẫn, đôi môi mím chặt nhưng vẫn nhìn ra cánh môi cô màu hồng, màu sắc rất hấp dẫn, mềm mại ngọt ngào, giống như bất cứ lúc nào cũng mời mọc người ta nếm thử một chút. Cô chính là đường khả hinh, nhậm tử hiền nhìn đường khả hinh, cũng có chút bình tĩnh hỏi. Khả hinh rất căng thẳng đứng ở nơi xa hoa đến nổi khiến người ta cảm giác một ngạt, không dám ngẩng đầu nhìn người ngồi ở trên ghế salon trước mặt, chỉ là sắp hít thở không thông, nói, vâng. Vâng. Rượu tuyết lợi năm 1997 là cô chọn. Nhậm tử hiền nhàn nhạt, nhạt nhìn ra mặt trơn mềm của khả hình, lại ngoài ý muốn phát hiện má trái cô che giấu một vết sẹo, cô hơi nghi ngờ cau mày, càng nhìn kỹ cô một chút. Vâng, chấm ngoặc kép, khả hình căng thẳng nói không ra lời, phát hiện đi vào khách sạn này không tới mấy ngày, không ngừng xảy ra chuyện kinh hãi, kinh hãi đến nổi làm cho tim người ta muốn nhảy ra ngoài. Chuyện không liên quan đến khả hình, Tiểu Nhu lập tức tiến lên vẻ mặt đau khổ nói, tất cả đều là lỗi của tôi, bởi vì cô ấy làm ở khu vực rượu đỏ, cho nên tôi mới để cho cô ấy giúp tôi, cô ấy không hiểu gì, chẳng qua xem một số tài liệu trên bàn làm việc chúng tôi, đã hiểu một chút như vậy. Đều do tôi ép buộc cô ấy, cho nên cô ấy mới giúp tôi chọn rượu tuyết lợi, nhâm tiểu thư, nếu như ngài muốn chút giận thì chút giận vào tôi đi, đều là lỗi của tôi. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ cúi đầu. Tử Hiền cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng, rốt cuộc trên mặt không vui nói, "Quản lý Trần, cô có thể để cho một nhân viên hầm rượu không hiểu cái gì chọn rượu cho tôi sao?" Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng thật là có khổ không nói ra được, cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn Tiểu Nhu và Khả Hinh. Tiểu Nhu và Khả Hinh lập tức cúi đầu, cùng nói "Thật xin lỗi." Tôi mệt rồi. Tất cả các người đi xuống đi, nhậm tử hiền đột nhiên đứng lên, đi qua bên cạnh Khả Hinh, mới nói, nếu có trách nhiệm như vậy, vậy cô đứng đó đi, không có lệnh của tôi, không ai được phép mang cô đi. Để cho cô ấy cầm bình dựa quyết lợi năm 1997 này mà tự kiểm điểm mình. Trần Mạn Hồng có chút gấp gáp nhìn đường Khả Hinh rủ xuống đứng ở một bên, bộ dáng rất đáng thương, vừa muốn cầu xin tha cho cô, nhưng thấy Đông Anh trước mắt, cô không có biện pháp thở dài cùng bọn tiểu nhu đi khỏi đường khả hình khẽ cắn môi dưới cúi đầu không dám lên tiếng khả hình chấm ngoặc kép tiểu nhu đột nhiên vươn tay nhẹ nắm tay khả hình muốn khóc khả hình lập tức an ủi vỗ bàn tay nhỏ bé của cô nói mau đi xuống đi không có chuyện gì không có việc gì cô ấy không hài lòng rượu này là lỗi của tôi không phải là chuyện của cô nhanh đi thật xin lỗi chấm ngoặc kép tiểu nhu lại xin lỗi nhìn khả hình đi thôi con bé chết tiệt kia Trần Mạn Hồng tức giận đến mặt xám ngắt, trừng mắt nhìn Khả Hinh một cái, nói tự giải quyết cho tốt. Tại sao cô nhiều chuyện như vậy hả? Đường Khả Hinh thật sự bất đắc dĩ cúi đầu, đứng tại chỗ, nhìn quản lý đưa cho mình một cái khay bạc, trong khay để bình rượu Tuyết Lợi năm 1997. Cô miễn cưỡng nhận lấy, nhìn thân bình Tuyết Lợi rất quý giá, vẽ hình con bướm giống như đang bay thật là đẹp, phía trên chính là dấu hiệu Tôn Vương, của ủy khuất nhấp nhẹ đôi môi Ngẩng đầu nhìn quản lý nói: "Chào ông, có thể đem nút bình rượu Tuyết Lợi đóng lại hay không? Không nên lãng phí một bình rượu ngon như vậy." Quản lý lườm cô một cái, hơi mỉm cười, cong người xuống, cầm nút chai rượu lên, đóng vào chai rượu Tuyết Lợi, mới nói: "Từ từ trở đi." Chương 95, lại gặp phải. Trần Mạn Hồng phịch một tiếng, đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, sau đó đem cả người Tiểu Nhu vứt vào trong, sau đó tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo run rẩy chỉ vào dáng vẻ tiểu nhu đang sợ hãi khóc lớn, vốn muốn cao giọng mắng, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, cô hít vào một hơi thật sâu, nhớ tới hôm nay ở phòng tổng thống, bị nhậm tử hiền làm nhục, cô tức giận dậm chân, thét một tiếng a a a chói tai ra ngoài, tại sao? Tại sao tôi phải thu nhận hai kẻ vô dụng như cô và đường khả hinh hả? Tiểu nhu giật mình, sắc mặt cũng trắng bệch nhìn Trần Mạn Hồng, nói quản lý. Quản lý, quản lý. xảy xảy, xảy ra chuyện gì, Tào Anh Kiệt vội vàng cùng hai trưởng kiếp đi tới, lập tức nhìn thấy Trần Mạn Hồng tức giận nghiến răng, muốn vung roi, lần này quá nghiêm trọng, Tào Anh Kiệt vội vàng đi lên trước, bắt được bả vai của cô nói, này, 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 có chuyện từ từ nói, tôi không có cách nào từ từ nói, tôi bị hai kẻ vô dụng này làm cho mất hết mặt mũi rồi. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng chán nản như vậy. Kể từ sau khi đường khả Hinh đến đây, tôi không ngừng xảy ra chuyện. Tôi thật sự rất hối hận, tôi hối hận muốn chết, lúc ấy tại sao muốn chứa chấp con bé vô dụng đường khả hình kia. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng tức giận đến sắc mặt cũng trắng bệch quay mặt sang, tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu lập tức núp ở góc tường, cúi đầu. Cô đó, cô đó, lúc không hiểu, cô nói không hiểu sao, tại sao muốn cầu xin cho con bé vô dụng đường khả hình kia hả? Cô ấy vốn không hiểu cái gì, cô nhờ cô ấy chọn dược tuyết lợi làm cho nhậm tử hiền tức giận như vậy, dù thế nào đi nữa, không phải Lauren đã từng đánh giá cô rất cao sao. Con bé vô dụng này, tạo sao lại chấp nhận nghe lời một kẻ vô dụng khác hả? Đầu cô bị hư à? Trần Mạn Hồng khàn giọng hét lên. Cặp mắt tiểu nhu đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng, quên mất dặn dò của Khả Hinh, nói quản lý. Cô cũng không biết Khả Hinh rất lợi hại, cô ấy mới xem sách mấy ngày mà cô ấy liền biết rất nhiều, rất nhiều rượu đỏ cho nên hôm nay nhậm tử hiền mới nắn bóc hai kẻ vô dụng các người. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nghĩ tới chuyện này, bản thân mình cũng có chút trách nhiệm nhưng không nhịn được lòng hư vinh, cô lập tức hoa một tiếng, hận không tìm được mảnh đất chôn mình, cô dậm chân nói thật sự là mất hết mặt mũi của tôi rồi. Các người có hiểu hay không, ở trước mặt nhậm tử hiền gây ra lỗi gì, nếu để như cô ấy ghi hận, sẽ nhớ cả đời đấy. Không có nghiêm trọng như vậy chứ, Tào Anh Kiệt không quá tin tưởng nói, dù nói thế nào, cũng là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Tưởng A, tiểu thư khuê các, làm sao lại để ý đến một viên nho nhỏ. Anh biết cái gì, đàn ông lúc nào thì hiểu qua phụ nữ. Trần Mạn Hồng tức giận đến phổi muốn nổ tung, xoay đầu lại nhìn Tiểu Nhu nói, cô xem đi, lần này cục diện dối rắm làm sao dọn dẹp. Hoặc là cô đi, hoặc là khả hình đi. Đến cuối cùng, hai người các người cũng không có được gì. Kiểu giúp đỡ lẫn nhau này, thật ra là các người hại nhau có biết không? Tôi biết rõ, tôi biết rõ, nhưng tôi thật sự rất sợ, cho nên mới cầu xin Khả Hinh giúp tôi, cô ấy đối với tôi rất tốt, là tôi hại cô ấy, tôi tự nguyện đi khỏi." Tiểu Nhu mím chặt môi, hai mắt rưng rưng. "Cô thôi đi, bây giờ kết quả đến phiên các người quyết định sao?" Trần Mạn Hồng gấp đến độ thở mạnh. "Vậy, Khả Hinh làm thế nào?" Tào Anh Kiệt có chút lo lắng cho Khả Hinh, hỏi. Trần Mạn Hồng cũng có chút lo lắng, thở dài, tức giận nói còn có thể làm sao chờ xem chỉ có ông trời tới cứu cô ấy thôi nhưng tôi đoán chừng lần này ông trời cũng không cứu được cô ấy ai tào anh kiệt đứng ở một bên không lên tiếng phòng tổng thống đã trôi qua ba tiếng đường khả Hinh vẫn đang cầm chai rượu tuyết lợi đứng ở giữa phòng khách mệt mỏi đôi tay đã tê dại trên chắn bắt đầu dịn mồ hôi lạnh nhưng vẫn cầm chặt chai rượu tuyết lợi kia không dám nhúc nhích trong khoảng thời gian này, quản gia cùng người giúp việc, còn có nhân viên phục vụ, đi tới đi lui ở bên cạnh cô, chuẩn bị tối nay nhậm tiểu thư trình diễn thời trang, mở tiệc bữa tiệc cốc tai nhỏ, lúc bọn họ đi qua bên cạnh Khả Hinh cũng có chút đồng tình, nhìn cô. Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ là có chút bất đắc dĩ cúi đầu, biết lúc đầu mình giúp tiểu nhu cũng đã sai rồi, có lẽ cô thật không ngờ, ở tại một khách sạn to lớn, cả đời cô có thể không có tiếng tăm gì, có thể cô có chút may mắn, Cô cũng có thể giống như ngôi sao mới có thể nắm được cơ hội cả đời người khác cũng không thể có. Trong quá khứ, trong thế giới của cô, mặc kệ cô có cố gắng bao nhiêu, cố gắng bao lâu, cô cũng chỉ đối mặt đều là rượu và những người khách chỉ tìm mập mờ. Khi cô biểu hiện thật tốt bản thân với quản lý, có lẽ chỉ khinh bỉ khẽ cười một tiếng, cho nên ban đầu cô giúp Tiểu Nhu cũng đã kéo theo một cái lồng đáng sợ mà mình lại ngu ngốc u mê. Hai mắt khả hinh rưng rưng, hối hận, hối hận có ích lợi gì? cô có thể ở nơi cao quý, cầu được tha thứ sao? Nghe nói vợ tương lai của Tổng Giám Đốc uống một ly nước, cũng phải từ Pháp vận chuyển về bằng đường hàng không, đây là một nơi giống như thiên đường, đây là một nơi dành cho giới thượng lưu, cô liên tục gào thét thì cũng sẽ bị khi dễ thật sâu. Cô thở dài một hơi, trong hành lang, khẽ vang lên tiếng động. Đường khả hình nghe được, lập tức đứng thẳng người, nâng chia rượu tuyết lợi, ánh mắt kiên định ngưng mắt nhìn một góc ngoài cửa sổ, hồ bơi gợn sóng, dường như đang nhấp nhô. Sau khi ngủ qua 3 giờ, trạng thái tinh thần của nhậm tử hiền hơi khôi phục, mặc một bộ váy ngắn màu đen lộ lưng, bên ngoài khoác một váy màu đen trong suốt dài chấm đất, bên hông váy nhẹ nhàng mở ra, đi tới, phải lụa lướt nhẹ, lộ ra đôi chân dài xinh đẹp, tóc còn chưa trải lên, có chút lười biếng đi ra, quản ra và ba người giúp việc lập tức theo sát phía sau, im lặng không lên tiếng. Nhậm tử hiền không nói gì, giống như không nhìn thấy đường khả hình, mà đi qua bên cạnh cô, ngồi xuống, nhận lấy ly nước ấm người giúp việc đưa tới, uống một gấp nhỏ, rồi nhận lấy chén ngọc, cầm cái muỗng ngọc, ăn vài ngụm chè tổ yến, sắc mặt thật bình tĩnh. Đường khả hình căng thẳng không dám thở mạnh, nắm chặt chai rượu tuyết lợi trên tay, cố gắng để cho mình duy trì thăng bằng. Nhậm tử hiền ăn xong chè tổ yến, đem chén ngọc sao cho người giúp việc, quản gia lại dẫn hai người giúp việc, đem một chiếc gối xoa bóp, cẩn thận đặt ở sau lưng cô, bởi vì lúc này, bà chủ nhậm gọi điện thoại tới nói, nhậm tiểu thư ngồi máy bay rất lâu, có thể eo sẽ mỏi. Cứ hành hạ như thế đến 6 giờ 30 phút. Đường khả hình căng thẳng nâng chặt chiếc khay trong tay, có cảm giác người quyết định của mình sắp đến, bởi vì mới vừa rồi giống như cô nghe được người giúp việc nói, tử hiền tiểu thư muốn mở buổi trình diễn thời trang. Nhậm tử hiền cũng nhắc tới cổ tay trắng như tuyết, liếc mắt nhìn cây kim nhỏ tinh xảo trên đồng hồ, trên mặt có chút khó coi, rốt cuộc nghe được bên ngoài cửa, phòng tổng thống, có một tiếng động, cô hơi nghiêng mặt, không lên tiếng, giống như không biết gì đứng lên, ôm vai đi qua bên cạnh Khả Hinh, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái, mới xoay người đi tới phòng trang điểm. Khả Hinh căng thẳng cầm chiếc khay, rốt cuộc có chút không nhịn được nhìn về phía bóng lưng nhậm Tử Hiền, bất đắc dĩ cúi đầu. Tưởng Thiên lỗi mặc Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, mới vừa bàn xong công việc với Lưu Đồng, còn chưa kịp thay áo ra, cũng đã tới trước khi anh đi vào cửa chính, phòng tổng thống, liền trầm mặt hỏi, tiểu thư đâu? Tiểu thư mới vừa thức dậy, ăn xong chè tổ yến, hiện tại đang trang điểm. Quản gia lập tức cung kính trả lời. Ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đáp xong, liền xoay người, đưa tay mở cúc áo âu phục, muốn đi vào phòng khách, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở trong phòng khách nhẵn bóng. Anh sững sờ, có chút không thể tin nổi cất bước đi về phía đường khả hình, đứng ở trước mặt của cô, nhìn cô, Đường khả hình cũng ở mệt mỏi thất thần, hoảng hốt mở mắt, có thể nhìn thấy tưởng thiên lỗi đột nhiên đứng ở trước mặt của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình, cô mở chừng hai mắt, tay nâng chai rượu tuyết lợi, thiếu chút nữa làm rớt xuống, lại vội vàng tiếp được, gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đầy mồ hôi nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nghiêm mặt nhìn cô, nhìn cô đầu đầy mồ hôi đang cầm một khai rượu tuyết lợi, run rẩy đứng ở trước mặt của mình, anh có chút không hiểu, khẽ nhăn mày một cái quả thật đường khả hình muốn ôm chai rượu tuyết lợi này, nhảy xuống mười mấy tầng cao cho cá ăn mất đi, hôm nay mới quyết định, có thể tránh thì tránh, không ngờ có thể gặp gỡ như vậy, cô thật sự bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt khi dễ của người kia, muốn nặn ra nụ cười, nhưng thật sự không nặn ra được, chỉ đành đau khổ cúi đầu. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, vừa nhìn bộ dạng này của cô, vừa vươn tay, từ từ buông lỏng ra cúc áo âu phục, sau đó ở ngay trước mặt của đường khả hình, cởi áo khoác ra đường khả hình thở dài nhắm mắt lại muốn chết mặc dù quản gia tò mò sự ăn ý giữa tưởng thiên lỗi và đường khả hình nhưng vẫn im lặng tiến lên cầm áo khoác cho tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi lại ở trước mặt của đường khả hình chậm rãi kéo xuống cà vạt của mình đưa cho quản gia ở bên cạnh mới từ từ buông lỏng cúc áo trước ngực một cúc hai cúc cho đến khi lộ ra làn da cảm tính rốt cuộc xoay người hết sức nhàn nhã giống như ông chủ căn phòng này xoay người ngồi ở trên ghế salon ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, rốt cuộc trên mặt xẹt qua nụ cười diễu cợt. Đời này của Đường Khả Hinh, cho tới bây giờ cũng có không cảm thấy có cặp đôi trời đất tạo nên giống như Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử hiền, nhưng hôm nay cô thật sự cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 96, một ngày mấy lần. Tưởng Thiên Lỗi đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh thật lâu, thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói, cô tính một ngày muốn gặp tôi mấy lần hả? tôi, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên. Nói thật đi, tưởng thiên lỗi giống như biết cô muốn nói gì. Nếu như có thể, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ngày nào. Đường khả hình vô cùng tức giận, thật sự không thể nhịn được nữa nói ra. Trên mặt tưởng thiên lỗi hơi lộ ra nụ cười, giống như rất có thâm ý nhìn đường khả hình đang cầm chai rượu tuyết lợi, cũng nói thật cảm thụ trong lòng của mình, nhưng tôi cảm thấy cô hết sức giỏi, ngay cả phòng tổng thống ở tầng 100 cũng lên đến khả Hinh muốn khóc. Tưởng thiên lỗi vẫn lộ ra nụ cười buông lỏng hiếm thấy, rũ mí mắt, liếc nhìn chai rượu tuyết lợi trên khay cô đang bưng, liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Tôi! Không hỏi cô, tưởng thiên lỗi nhận lấy một ly trà xanh người giúp việc đưa tới, uống một hớp nhỏ. Quản gia lập tức tiến lên nói, hôm nay tử hiền tiểu thư muốn uống rượu tuyết lợi của phòng ăn ngự tôn, quản lý trần cùng hai nhân viên đưa lên, không ngờ rượu tuyết lợi không hợp ý của nhậm tiểu thư, sau đó mới tra ra là vị tiểu thư này chọn rượu tuyết lợi. hơn nữa lúc ấy quản lý trần không thật lòng khai báo mới đưa đến sự hiểu lầm này. tưởng thiên lỗi yên lặng lắng nghe, sau đó nhìn đường khả hình đang cầm chai rượu tuyết lợi đứng ở trước mặt của mình, lòng bàn tay đã có chút khẽ run rồi, trên trán đổ mồ hôi hột, liền hỏi một câu, đứng mấy giờ rồi hả? đã ba giờ rồi, quản gia lập tức nói. tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn đường khả hình nói, vất vả cho cô. Vẻ mặt của đường khả hình căng thẳng, không lên tiếng, biết những lời này là châm chọc. Có tiếng cửa vang lên. Ánh mắt tưởng thiên lỗi hơi chấp động, nhưng người tới trước, để ly xuống. Nhậm tử hiền giống như xem đường khả hình hoàn toàn không khí, bước thẳng ra ngoài, búi tóc đã buộc lên tỉ mỉ, vẫn hết sức lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nhận lấy nước lọc người giúp việc đưa tới, uống một ngụm nhỏ, mới hỏi, đến đây lúc nào? mới đến, xong việc, ừ, anh cũng có lúc xong việc, anh nói rồi, luôn có lúc xong việc, hết bận công việc mới đến em, em đi Paris nửa năm cũng không để ý đến anh. Nhậm Tử Hiền tay cầm một khối bánh ngọt, sắp đặt ở trong miệng nhưng dừng lại nhìn tưởng thiên lỗi, nửa năm không thấy, khuôn mặt người đàn ông này vẫn đẹp trai, có một loại khí thế vững vàng không thể đè ép làm cho anh phát ra một sức hấp dẫn vô cùng nguyên người, dường như anh chỉ nguyện ý nhẹ nhàng ôm cô thì cô có thể là người hạnh phúc nhất thế giới. Cô ngừng một lát, mới nhẹ nhàng đem khối bánh đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng nhai, có chút châm chọc cười nói a à, người khác nghe như vậy, giống như anh cũng đang ghen. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, cầm ly trà, tựa vào trên ghế salon, liếc mắt nhìn bàn ăn dài ngoài hồ bơi, trên bàn trải khăn màu tím, đặt lên đèn cầy màu trắng. Tối nay có một party, đoán chừng chơi đến 3 giờ sáng, nhậm tử hiền bưng ly nước lọc uống. Từ trước đến giờ cô không thích uống nước trái cây. Đồ uống, cô là một người có yêu cầu cực cao đối với thức ăn. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn suối phun bên ngoài. Mấy giờ anh về? Dường như Nhậm Tử Hiền đã quen tưởng Thiên Lỗi không tham gia vào các bữa tiệc tụ họp với bạn bè của cô. Hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút, Tưởng Thiên Lỗi nói. Trên mặt Nhậm Tử Hiền có chút nụ cười vui vẻ, nói, "Hôm nay em muốn gặp mặt Ricky." hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một cái mới nói gần đây sự kiện tần vĩ nghiệp bị ám sát mặc dù không có kết quả nhưng người làm chính trị rất nhạy cảm em biết rõ rốt cuộc nhậm tử hiền đem thân thể mềm mại dựa vào trên bả vai kiên cố của tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng để mặc cho cô dựa vào cũng nhận lấy bánh ngọt ăn quản ra đưa tới không chịu nổi thật không chịu nổi đường khả hinh rốt cuộc không chịu nổi sắc mặt cô tái nhợt đang cầm rượu tuyết lợi, đứng tại chỗ, sau đó nhìn một nam một nữ trước mặt, không biết là tình lữ, hay không phải tình lữ, nói xa lạ không xa lạ, nói thân mật cũng không thân mật, thật sự xem mình như không khí, thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa, hoặc là cô có thể ném tôi xuống biển, hoặc là cô trực tiếp tha tôi một mạng, tốn công như vậy, muốn ướp kim chi chân giò hôn khói à. Những lời này, ngày ấy mình núp ở bên cạnh phòng bếp, nghe được lão đầu bếp mắng phụ bếp em đói rồi, muốn ăn sớm một chút, tối nay còn có buổi trình diễn thời trang. Nhầm tử hiền nói, vậy thì ăn đi, anh lên lầu rửa mặt, nói xong, tưởng thiên lỗi đứng lên, lướt qua bên cạnh đường khả hình, đi lên lầu 2. Nhầm tử hiền cũng hơi ướn ẹo đứng lên, lướt qua bên cạnh đường khả hình, đi về phía phòng ăn nói, chuẩn bị dùng cơm. Vâng, quản gia lập tức gật đầu. Đường khả hình như kẻ ngốc, mồ hôi đầm đìa, cầm chai rượu tuyết lợi, thật muốn điên rồi, tay của cô đã hơi run rẩy nhưng vẫn không dám động đậy. Cô biết rõ, chỉ cần chai rượu này rớt xuống, mình cũng sẽ sống không dài. Thời gian trôi qua trong chốc lát, tưởng thiên lỗi tắm rửa xong, mặc tê sớt màu xám nhạt, quần thường màu trắng, tóc hơi ẩm ướt, đôi tay tùy ý cắm túi quần, từng bước từng bước dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, vừa đi xuống, vừa im lặng nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của đường khả hình đứng ở trong phòng khách, anh cười như không cười, rốt cuộc đi xuống cầu thang, lại đi đến trước mặt của đường khả hình, hết sức nhàn nhã nhìn cô. Đường khả hình cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi, nhìn anh bỏ đi âu phục, thay thường phục, so hôm nay đánh gôn, càng lộ vẻ tùy ý, thế nhưng khuôn mặt. Cô lập tức nhớ lại cái ly nước táo mù tạt, cảm thấy khuôn mặt này thật rất cần ăn đòn, cô cúi đầu, tiếp tục nâng chặt rượu tuyết lợi. Tưởng thiên lỗi không tiếp tục để ý tới cô, mà đi về phía phòng khách không xa, bước lên hai bậc thang đi lên phòng ăn sang trọng ngồi xuống, cầm lên khăn ăn, vừa nhìn cô vừa mở khăn, đặt ở trên đùi. Đường khả hình cúi đầu. Nhậm tử hiền ngồi ở bàn ăn đối diện, cũng không hỏi tưởng thiên lỗi, đã nói đưa món ăn lên. Vâng, quản gia lập tức bảo người giúp việc đến phòng bếp chuẩn bị xong. Hôm nay thưởng thức món nước, nhậm tử hiền tự nhiên như nữ chủ nhân. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Uống rượu gì, hay để cho chuyên gia hầu rượu tới đây. Nhậm Tử Hiền cầm lên khăn ăn, trải rộng ra, mới hỏi. Suốt cuộc tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng khách, đường khả hình đang bưng chai rượu tuyết lợi trong tay hỏi, vậy chọn rượu gì? Tử Hiền hết sức hết sức tự nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn chai rượu tuyết lợi đường khả hình đang bưng trong tay, thong thả nói, chúng ta dùng rượu tuyết lợi tôn vương năm 1997. Nếm thử một chút, tưởng thiên lỗi nâng lên ly cao cổ, uống một chút nước ấm, Tử Hiền thờ ơ nói tùy tiện, bưng lại đi. Xốt cuộc đường Khả Hinh nặng nề thở dốc một hơi, đứng đến chân tê dại, mới vừa cất bước cũng cảm giác chân sưng phù. Cô cắn răng cầm chai rượu tuyết lợi, từ từ đi tới phòng ăn. Lúc này quản gia cũng dẫn người giúp việc chuẩn bị mang thức ăn lên. Thấy Khả Hinh như vậy, liền vội vàng tiến lên muốn giúp đỡ. Để tử cô ấy, Tử Hiền bưng một ly nước ấm uống một hớp. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ một cái, nặng nề thở dốc một hơi. Cẩn thận cầm chai rượu Tuyết Lợi, đưa đến bàn cơm trước mặt, vô cùng chuyên nghiệp, trước hết mang bao tay trắng, sau đó mới dùng tay trái nắm chai rượu Tuyết Lợi, tay phải cầm khăn ăn, đi tới bên cạnh Tưởng Thiên Lối, cẩn thận châm cho anh nửa ly rượu Tuyết Lợi, lại dùng khăn ăn màu trắng thu miệng chai, mới nhẹ nhàng bước đi tới trước mặt của Tử hiền, cẩn thận châm cho cô nửa ly rượu Tuyết Lợi, lại dùng màu trắng khăn ăn thu miệng chai, cẩn thận đậy nút gỗ. Mới dịu dàng nói, bởi vì lúc này thời gian khui chai có hơi lâu cho nên hơi chua một chút, lượng đường bên trong có thể không ngọt nhiều, cho nên rượu còn lại thể ướp lạnh mới đạt hiệu quả, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô. Tử hiền im lặng không lên tiếng, nâng lên ly rượu tuyết lợi uống một ngụm, mới đặt xuống nói, vậy thì ướp lạnh đi, tổng giám đốc tưởng chúng ta thích uống. Thêm một lát chanh mỏng, vừa rồi mở chai đã lâu, mùi vị bị ảnh hưởng, có thể sẽ tốt hơn, nhất là trên bàn ăn, có tôm hùm om, kết hợp với axit citric có thể kháng dị ứng đối với da cực tốt đường khả hình nhỏ giọng nói ừ tử hiền lên tiếng trả lời đường khả hình nghe xong liền nhìn quản gia một cái quản gia lập tức xoay người bảo người giúp việc chuẩn bị một đĩa nhỏ tranh cắt rất mỏng đưa lên đường khả hình cẩn thận cầm cây gắp gắp một miếng chanh nhỏ phần đuôi thứ hai đếm ngược đưa đến trong ly rượu tưởng thiên lỗi lại chuyển người gắp miếng tranh thứ hai bên xuôi thả vào trong ly của tử hiền mới nhẹ nhàng để xuống cây gắp lui lại phía sau hai bước. Tử Hiền và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời nâng lên ly rượu, hấp một ngụm rượu tuyết lợi, tất cả đều im lặng không lên tiếng để ly rượu xuống, bắt đầu thật yên tĩnh dùng bữa ăn. Vào lúc này, quản gia bưng tới một thùng đá nho nhỏ đưa đến giữa bàn ăn hình bầu dục, Khả Hinh lập tức cầm lên chai tuyết lợi ngâm vào trong thùng đá, rồi cầm cây gắp, gắp một khối đá nho nhỏ, đặt ở trong trong đĩa thủy tinh đựng chanh, xem màu sắc của chanh. Hiển nhiên khẩu vị của Tử Hiền có chút ngon, cảm giác rượu này thích hợp khẩu vị, kết hợp một chút tôm hùm om, khẽ uống vài hớp, trên mặt lộ ra hài lòng, lại nâng lên ly rượu, đem rượu tuyết lợi trong ly uống một hơi cạn sạch, đường khả hình thấy thế, lập tức bưng ly rượu, đặt sang một bên, rời lấy ly thủy tinh mới, cầm cây gắp gắp một miếng chanh, cẩn thận bỏ vào trong ly, lại rót nửa ly rượu tuyết lợi, mới lui về phía sau một bước. Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, đem rượu tuyết lợi trong ly uống một hơi cạn sạch, ánh mắt đường khả hình chỉ hơi chớp, ngay lập tức nắm lên chai rượu, rót một ly rượu tuyết lợi cho tưởng thiên lỗi. Tại sao cô muốn thay thế ly rượu, mà tôi không cần? Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô hỏi. Đường khả hình cúi đầu, dịu dàng trả lời, vừa rồi tôi để ý đến nhậm tiểu thư vẫn luôn uống nước ấm, nói rõ nhậm tiểu thư có xu hướng nghiêng về vị thanh đạm. Mà lát chanh giữ trong ly quá lâu sẽ tiết ra rất nhiều vị chua, không chỉ sẽ ảnh hưởng chất rượu mà còn ảnh hưởng đến cảm giác ăn hải sản trong miệng. Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu lên, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhìn cô. Còn tôi thì sao?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi. Mới vừa rồi lúc anh dùng cơm, có xu hướng nghiêng về vị ôn hòa, còn có sườn cừu muối tiêu, chứng minh anh thiên về vị ôn hòa, hơn nữa lúc anh ăn xong món mắt cá, thật ra nếu có thể, bây giờ anh đã rất ao ước xích Hà Châu mới năm 1993. Đường khả hình nhanh chóng nói. Hai mắt tưởng thiên lỗi hiện lên nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình. Nhậm tử hiền thấy tưởng thiên lỗi hài lòng, liền nói với đường khả hình, vậy cô đến phòng rượu, chọn một chai xích Hà Châu năm 1993 đi. Đường khả hình lập tức gật đầu nói, vâng. Cô nói xong, liền được quản gia hướng dẫn đi vào phòng rượu. Anh không có lời muốn hỏi em sao? Rốt cuộc sau khi đường khả hình đi mất, tử hiền ngẩng đầu lên hỏi tưởng thiên lỗi hỏi cái gì, tưởng thiên lỗi nâng ly rượu tuyết lợi khả hình rót cho mình, khẽ nhấp một ngụm. Hôm nay nhân viên nhà hàng không có lễ phép với em. Rốt cuộc nhầm tử hiền nói ra. Cho nên em trừng phạt cô ấy, tưởng thiên lỗi nhắc nhở cô. Nhầm tử hiền cứ im lặng nhìn anh. Vào lúc này, điện thoại vang lên. Quản gia lập tức đưa điện thoại đến trước mặt của tưởng thiên lỗi, anh nhận lấy, nói một câu xin lỗi với tử hiền, liền ném xuống khăn ăn, đứng dậy đi ra cửa sổ sát đất, đứng ở bên bể bơi, yên lặng nghe Đông Anh báo cáo cho mình hung thủ ám sát Tần Vĩ Nghiệp đã bị bắt. Nhưng vì ngày đó ở sảnh tiệc, đường khả hinh thét lên một tiếng, khiến cho khách sạn Á Châu đến nay không thoát khỏi tin đồn. Anh rất hiên tĩnh lắng nghe, từ từ di động bước chân, đi về phía một chỗ khác hồ bơi, lại thấy ở một cửa sổ sát đất, có một bóng dáng quen thuộc, anh chậm rãi di động bước chân, đi tới trước cửa sổ sát đất, thấy đường khả hinh đang đứng ở trong phòng rượu u ám, đi qua đi lại, Rốt cuộc nhìn thấy được xích Hà Châu năm 1993 của Mỹ, cô liền nhón chân lên, đưa ra ngón tay trắng nõn, muốn cầm lấy chai rượu kia. Tưởng Thiên lối cúp điện thoại, im lặng đẩy cửa sổ sắt đất, đi vào trong phòng rượu u ám. Đường Khả Hinh liếm liếm cánh môi khô khốc, mới vừa rồi nhìn người ta ăn, cô rất đói bụng, cô vừa cố nhón chân lên, vươn tay muốn cầm lấy chai rượu kia, nhưng vẫn không với tới, cô buông tha, chỉ đành phải xoay người chuẩn bị tìm một cái ghế nhỏ bước lên không ngờ sau lưng đột nhiên ấm áp một lồng ngực kiên cố lộ ra mùi đàn ông rất quen thuộc ép tới người mình mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên hoảng sợ đến không dám động đậy Tưởng Thiên Lỗi tận dụng ưu thế chiều cao của mình giúp cô cầm chai xích Hà Châu cũng chưa dịch ra đè cô ở trước giá rượu cười như không cười xoay tròn thân chai bàn tay nhỏ bé mang bao tay trắng nhẹ nhàng cầm thân chai muốn cướp lấy Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống nhìn đường khả hình bị mình đè ở trước giá rượu, có chút điềm đạm đáng yêu, im lặng không lên tiếng. Không nên tùy tiện dùng bàn tay có nhiệt độ của anh chạm vào thân trai, anh biết quá trình từ hái quả nho đến khâu trưng cất, rất khó khăn không? Thợ trưng cất rượu vì một chút mùi vị, phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều, không nên tùy tiện trà đạp nó. Chấm ngoặc kép, đường khả hình núp ở trong ngực tưởng thiên lỗi, muốn kéo chai rượu đỏ kia, lại cảm giác thân trai bị anh nắm thật chặt mặt của cô đỏ lên, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Tưởng thiên lỗi chợt vươn tay, ôm chặt hông của cô, để cho cô dán chặt vào mình, buông chai rượu đỏ, tay nắm cầm của cô, muốn xoa má trái của cô, đường khả hình ý thức được, mạnh mẽ bắt được cổ tay của anh, hận hận nhìn anh chầm chầm. Tưởng thiên lỗi ngừng lại động tác, nhìn ánh mắt cô như vậy, do dự một hồi, mới chậm rãi buông tay đặt ở trên eo cô, ngón cái cô nhẹ qua cầm của cô, im lặng thẳng bước đi ra ngoài. Đường khả hình thở vào nhẹ nhóm, ôm chai rượu đỏ, cặp mắt có chút đỏ bừng, nghĩ tới người đàn ông này đã ba bốn lần muốn xem vết sẹo của mình, hoàn toàn không sợ tổn thương tới mình. Trong lòng của cô có chút ủy khuất nhưng vẫn ôm chai rượu đỏ đi ra ngoài, đi qua phòng khách to lớn, thấy tưởng thiên lỗi đã ngồi trở lại vị trí, cô ổn định tinh thần, nâng lên chai rượu đỏ đi tới ngay giữa bàn ăn, ở trước mặt tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền cùng quản gia, chuyên nghiệp mở nhãn chai rượu đỏ trong tay, nhìn về phía hai người chủ tôn quý, nói chai xích Hà Châu năm 1993 của Mỹ, trưng cất ổn định, nhìn thể rượu tương đối lâu năm, có chút nhẹ, có thể dùng để kết hợp với món ăn hôm nay hết sức thích hợp. Thậm chí năm 1993, lúc ấy ở nước Mỹ nhất thời có gió tuyết lớn, cho nên lựa chọn quả nho tròn sẽ khó khăn hơn, uống rượu đỏ này sẽ có cảm giác giống mùi vị bạc hà, lạnh buốt. Tưởng thiên lỗi im lặng lắng nghe, hai mắt hiện lên nụ cười. Mở chai đi, chấm ngoặc kép. Nhầm tử hiền nói. Vâng, đường khả Hinh đáp một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng từ trong túi đồng phục của mình, móc ra dao mở chai, tay trái nắm chặt trên thân chai, tay phải mở răng dao, lưu loát đem nút chai rượu, hoàn hảo xoay tròn xuống, nắp chai rượu chặt kín lập tức tuột xuống, lại chuyển động dao xoắn ốc trong tay, đâm vào giữa nút chai rượu, hơi dùng sức xoay tròn, ba giây, cô thuận lợi thông qua nút rượu để xuống một bên, lấy khăn lông sạch sẽ, lau miệng chai trước, để tránh gỗ vụn rơi vào trong rượu, cầm nút gỗ ngửi một cái. Hai tròng mắt của cô lóe lên, thuận tay cầm lên ly tulip, lúc giải rượu chưa đầy 5 phút đồng hồ thì rót ra một giọt rượu ở trong chai rượu, trước tiên nghiêng người nếm thử một chút. Quản gia hết sức kinh ngạc sự chuyên nghiệp của Khả Hinh, nhìn cô lớn mật nếm rượu ở trước mặt của tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền, chứng minh đối với chai rượu đỏ này, thái độ cô có chút nghi ngờ, cho nên mới quyết định nếm thử. Nhậm tử hiền và tưởng thiên lỗi cũng lặng lẽ nhìn cô. Cặp mắt đường khả hình hơi lắng động, rốt cuộc khẳng định sự lựa chọn rượu đỏ của mình, đặt nút rượu trong một cái đĩa sạch sẽ, mình lui về phía sau một bước, chờ đợi thời gian giải rượu. Rốt cuộc nhậm tử hiền ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình đứng ở một bên, bộ dáng biểu hiện hết sức chuyên nghiệp và bình tĩnh, nhìn bộ dáng ủy khuất đáng thương lúc mới vừa rồi cô đang cầm chai rượu đỏ, giống như trở thành một người khác, nhậm tử hiền cầm lên khăn ăn, lau nhẹ khóe miệng, giọng lạnh nhạt nói cô làm rất chuyên nghiệp đã cứu cô một mạng giống như một hòn đá nhỏ, bắn trúng tim. Cặp mắt đường khả hình sốc sách chợt lóe có chút căng thẳng nín thở, nhìn nhậm tử hiền một cái. Tưởng thiên lỗi vẫn im lặng không lên tiếng. Đi ra ngoài đi, sau này đừng làm loại chuyện hoang đường đó, có tài năng không đem ra ngoài, loại người như vậy, vô cùng giả dối. Tôi rất ghét loại người như thế, nhậm tử hiền nói không chút lưu tình, nhưng chứng tỏ cô có thể tha thứ. Đường khả hình có chút kích động nhìn nhậm tử hiền, đi đi, tối nay biểu hiện rất tốt. Nhậm tử hiền im lặng không lên tiếng, lại nâng lên rượu tuyết lợi hớp một ngụm nhỏ. Đường khả Hinh đột nhiên cảm động mỉm cười, chính cô bị vây ở chỗ này, ước chừng 5 giờ rồi, trong 5 giờ này, đầu óc của cô trống rỗng, mâu thuẫn ở hay đi làm cho mình một ngạt. Cô buông lỏng thở dốc một hơi, nuốt cổ họng khát khô một cái, mới khom người nói với nhậm tử hiền và tưởng thiên lỗi cảm ơn tổng giám đốc và bà tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô, nhầm tử hiền lại cười chúc hai người dùng cơm vui vẻ sau khi đường khả hinh nói xong rốt cuộc kích động xoay người đi tới cánh cửa vừa đi vừa cảm giác mình nhẹ nhàng có ai có thể tưởng tượng cô gái nhỏ này khát vọng công việc này đến cỡ nào cỡ nào có ai có thể biết lúc này tâm trạng của cô kích động cỡ nào cô dựa vào một chút kiến thức của cha để lại cho mình cứu mình một mạng không ngờ giờ phút này cô biết ơn cha của mình biết bao nhiêu đột nhiên trong lòng cô đau xót trong ánh mắt đồng tình của quản gia và ba người giúp việc đi ra khỏi, phòng tổng thống, đi tới trước thang máy, nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra, sắc mặt cô tái nhợt đi vào, thang máy vừa đóng lại, nước mắt chảy xuống. Tiếng nước nở nhẹ nhàng truyền đến. Đường khả hình khổ sở lau đi nước mắt, nhớ tới nguy hiểm mới vừa rồi, khó kìm nén rơi lệ. Một chiếc Land Rover màu đen dừng ở trước khách sạn Á Châu. Nhân viên tiếp tân lập tức đi lên trước, đầu tiên là khom lưng chào hỏi với khách, rồi tự mình mang bao tay trắng, kéo cửa ra. Tô Thủy Kỳ mặc áo sơ mi màu đen, quần thường màu trắng, đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, giao chìa khóa cho nhân viên tiếp tân bên cạnh, xoay người ôm một bó hoa bách hợp, mỉm cười đi tới trong hành lang. Nhất thời, nhân viên tiếp tân và tân khách lui tới đại sảnh, bao gồm các biên tập viên của các tạp chí tham dự chương trình biểu diễn thời trang tối nay của Nhậm Tử Hiền cũng dối giết kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt, ôn hòa nho nhã nhưng không mất khí phách đàn ông, vóc người như người mẫu, khuôn mặt đẹp trai, lúc nhìn người, cặp mắt kia giống như ánh sao sáng trong màn đêm, tỏa ra tình cảm dịu dàng, có lúc nhìn người, lơ đáng nhấp nháy giống như bày tỏ tình yêu đối với người nào đó. Có một người mẫu trẻ mới 16 tuổi, tối nay phụ trách buổi trình diễn thời trang, nhìn thấy khuôn mặt Tô Thụy Kỳ thật sự rất đẹp trai, cũng không khỏi đỏ mặt nói anh ấy có phải là đàn anh của chúng ta không? Có phải không người mẫu không? Trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Tô Thủy Kỳ bình tĩnh nghiêm mặt đi về phía thang máy, nhưng mới vừa đi mấy bước liền nhìn thấy một cô gái rất quen, hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng, nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn còn đắm chìm trong kinh hiểm và bi thương lúc này, thừa dịp hiện tại là buổi tối, không có đồng nghiệp nhìn thấy, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, từng bước từng bước đi qua cây cột ở đại sảnh, đi ra ngoài. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, cười như không cười cũng đi theo bước chân của cô từng bước từng bước lui về phía sau, vừa lui về phía sau vừa nhìn bước chân cô rất nhịp nhàng đi tới. Khi đi về phía trước, bước chân mềm mại xinh đẹp, anh cười, cô một bước tiến lên trước, anh một bước lui về phía sau phối hợp tiết tấu của cô, rốt cuộc nhìn thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó nhìn thấy nước mắt trong hai hốc mắt cô, sắc mặt của anh khẽ thu lại, dừng bước, đứng ở đó, nhìn đường khả hình đi ra đại sảnh. Anh xoay người nhìn theo cô bóng lưng, có chút không hiểu nói, lại khóc nữa. Đường khả hình đi ra đại sảnh, đói bụng đến nổi ruột muốn đứt từng khúc, muốn đi tới tòa nhà dành cho nhân viên. Lúc này, khẳng định phòng ăn không còn bữa tối, bữa khuya lại phải chờ đến 10 giờ mới phát. Cô thật sự chết đói rồi, muốn nhanh chóng thay quần áo, chạy đi ăn tô mì cũng được. Cô đi về phía con đường nhỏ ngày đó tiểu nhu dậy cho cô, chui vào trong một bụi cây vạn tuế, sau đó chui ra, vừa muốn đi về trước, lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở trong bóng tối trên con đường nhỏ nhìn mình, cô hoảng sợ muốn kêu to ra tiếng nhưng miệng bị người bưng kín. chương 97, ông trời ơi! Mùa hè, tại một nơi xa hoa cũng có ve sầu kêu khe khẽ. Trên con đường nhỏ thật dài, vài chiếc đèn đường dịu dàng chiếu xuống, ánh sáng màu xanh lam, mơ hồ chiếu lên hoa cỏ non mềm ở trong màn đêm và chiếu đến cây tương tư. Có một chiếc ghế dựa hình bán nguyệt, được đặt ở dưới tàng cây tương tư. Lúc này sắc mặt Tô Thủy Kỳ bình tĩnh ngồi ở trên ghế, đôi tay khẽ đặt ở sau chiếc ghế bán nguyệt, nhìn phía xa có đôi khách nước ngoài, ngồi ở trong xe ngắm cảnh, dựa vào nhau dựa chung một chỗ, nhìn bọn họ mặc quần áo theo phong cách Hawaii, đoán chừng từ bờ biển mới vừa trở lại, anh mỉm cười một cái, từ sau lưng truyền đến tiếng động nhẹ, tiếng bước chân rất nhịp nhàng, ánh mắt anh dừng lại, hơi xoay người, ngẩng đầu. Đường khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh dương và váy ngắn màu đen, trên bả vai treo một túi sách màu trắng, vô cùng mát mẻ trong sáng đứng ở trước mặt của mình, cười có chút trách mình. Tô Thủy Kỳ cũng có chút ngượng ngùng mỉm cười, nhìn bộ dáng cô đứng ở trong bóng tối, càng tăng thêm dịu dàng nữ tính, hai mắt dần dần lộ ra dịu dàng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói, được rồi, ngồi. Đừng nóng giận, tôi chỉ vừa đúng dịp nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy, nên trêu chọc cô thôi. Dọa như vậy sẽ làm người ta chết khiếp đó. Đường khả hình cố ý chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới mỉm cười đi vòng qua ghế tròn, ngồi ở bên cạnh anh, đem túi sách đặt ở trên đùi, mệt mỏi vỗ nhẹ. Tô Thủy Kỳ quay đầu nhìn khuôn mặt của Đường Khả Hinh ở trong màn đêm, có chút bận tâm hỏi tại sao khóc. Sáng nay gọi điện thoại cho cô, cô còn nói rất tốt, rất vui vẻ. Đường Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phía xa có một gốc cây dừa, dưới bầu trời đêm đón gió biển, nhẹ nhàng đung đưa, sâu kín nói, mới vừa rồi, tôi đã trải qua một chuyện rất kinh hiểm, rất đáng sợ. Tô Thủy Kỳ nghiêm nghị nhìn cô. Suốt cuộc đường Khả Hinh buông lỏng cúi thấp đầu, lắc lắc dây sách tay, nói: thiếu chút nữa tôi sẽ chết. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, đưa ra cánh tay thon dài, đặt nhẹ ở sau ghế chỗ cô dựa vào, nhìn cô. Trên mặt Đường Khả Hinh nở nụ cười biết ơn, chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn một vài ánh sao trên bầu trời tối tăm, nói: tôi cho rằng sau khi khuôn mặt của tôi bị hủy, cuộc đời của tôi đã xong rồi giấc mộng của tôi cũng xong rồi tất cả mọi chuyện của tôi đều xong rồi tôi cũng không cảm thấy kiến thức tôi học được trước kia sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đối với tôi hôm nay tôi cho rằng công việc hàng ngày là phải lau ly kiểm tra rượu trong hầm có thể nhìn rượu đỏ mà tôi rất yêu quý nhưng chuyện xảy ra hôm nay tôi đột nhiên hiểu ra số mạng để cho tôi đi tới cuối cùng là muốn nói cho tôi biết quá khứ tôi đã từng cố gắng chỉ cần tôi không muốn buông tha tất nhiên bọn chúng sẽ trở thành sinh mệnh của tôi là một bè gỗ nổi lên lớn nhất, lúc tôi sắp hít thở không thông, giúp tôi chống đỡ ngẩng đầu hướng lên trời hít thở một hơi. Tô Thủy Kỳ yên lặng lắng nghe. Đường khả hình thở dài một hơi, đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Tô Thủy Kỳ nói, thì ra tôi cố gắng phấn đấu, từ kho hàng lạnh lẽo, tranh thủ một chút ánh mặt trời, nhận được niềm vui như vậy. Niềm vui không phải là một chút ánh mặt trời, mà là sự cố gắng của tôi. Trong ba năm, tôi đã làm không ít việc để kiếm sống, lúc ở kho hàng kiểm hàng lúc ở bến tàu chặt nước đá giao thức ăn nhanh vào mỗi buổi sáng đưa sữa tươi tất cả công việc cũng không liên quan đến ánh mặt trời tôi sắp quên cố gắng sống là vì cái gì nhưng hôm nay tôi đột nhiên phát hiện tôi không có cầu khẩn bất luận kẻ nào tự tôi dựa vào bản thân mình vượt qua một số cửa ải khó khăn tôi thật sự rất biết ơn biết ơn cha mẹ của tôi thậm chí biết ơn bản thân tôi thì ra không cần buông tha nó thật rất quan trọng rất quan trọng một viên nước mắt kiên cường, từ trên mặt lăn xuống. Hai mắt Tô Thủy Kỳ xẹt qua một chút đau lòng. Cho nên, tôi đã đi tới rồi, đã sống lại, đường khả hình nói xong quay đầu nhìn Tô Thủy Kỳ, đột nhiên cười một tiếng. Tô Thủy Kỳ cũng bất đắc dĩ mỉm cười, rồi lại cố ý nhíu nhíu mày, nói, rốt cuộc, cô đã xảy ra chuyện gì mà nói nghiêm trọng như thế. Thật sự không tốt thì đến trong tiệm của tôi làm, tôi tạo điều kiện cho cô ăn ở, chỉ cần mỗi ngày cô làm sushi cho tôi là được phốc, đường khả hình không nhịn được cúi đầu, mỉm cười. Tô Thủy Kỳ khước có chút thật lòng nhìn khả hình cười nói, tôi nói thật. Được rồi, không nên nói đến ăn nữa, tôi đã đói bụng lắm, hôm nay tôi thật sự không muốn nhìn thấy quản lý, có thể lỗ tai tôi cũng bị cô ấy nhéo hỏng mất, tôi chỉ gửi cho cô ấy một tin nhắn nói tôi không sao, tôi liền đi thay quần áo, chạy tới. Nhưng, chấm ngoặc kép, lúc này đường khả hình mới ngạc nhiên nhìn Tô Thủy Kỳ hỏi, tại sao anh biết? tới khách sạn chúng tôi vậy. Anh có chuyện gì sao? Không cần theo tôi, một mình tôi về nhà là được rồi. Tôi không có nói theo cô, Tô Thủy Kỳ không nói. Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn bộ dáng của đường Khả Hinh, không nhịn được cười nói, bởi vì đói bụng, nên tôi muốn đến tìm cô làm sushi cho tôi ăn. Tôi không chờ được nữa rồi, cho nên mới tìm cô. Sau này không nên như vậy, nơi này rất nhiều chuyện thị phi, có một người đẹp trai đứng lì ở đây, tôi khẳng định sẽ bị người nói xấu, nếu sau này anh muốn ăn, gọi điện thoại cho tôi, tôi làm xong đưa qua cho anh." Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tô Thủy Kỳ lại nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh, không nhịn được vươn tay, véo nhẹ khuôn mặt của cô nói, "Rất ngoan hiền a, à, như cô vợ nhỏ." Đường Khả Hinh cố ý trợn mắt nhìn Tô Thủy Kỳ một cái, đột nhiên cười nói, "Anh khoan hãy nói, cha của tôi nói tương lai người nào cưới tôi, người đó có phúc." Tô Thủy Kỳ không nhịn được cười ra tiếng, lại đưa ra tay véo nhẹ má phải của cô, mới nói: "Ôi chao, xem ra mặt cô mịn trơn mềm, không ngờ ra mặt thật dày, đi thôi." "Đi đâu?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ đứng lên, nhìn Đường Khả Hinh, cười nói: "Làm sushi ăn a." À. Nhất thời Đường Khả Hinh cũng cảm thấy đói bụng liền sảng khoái đứng lên, hai người cùng nhau dọc theo con đường nhỏ của khách sạn, vừa nói vừa cười đi về phía trước. Không ngờ Đường Khả Hinh mới vừa đi được vài bước, lại nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc đồng phục cũng đi dọc theo con đường nhỏ, chuẩn bị đi tới phía bên này, cô thở hốc vì kinh ngạc, trong chớp mắt xoay người lại, hoảng sợ không dám nhúc nhích, Tô Thủy Kỳ lui về phía sau một bước, nhìn cô cười hỏi, sao vậy? Quản lý của tôi, 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 tôi hiện tại không dám gặp cô ấy, nếu cô ấy nhìn thấy tôi, nhất định cô ấy sẽ lột hết ra tôi. Vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ, nói Tô Thủy Kỳ nghe vậy cũng tò mò quay đầu nhìn phía trước mặt có một cô gái vóc người nóng bỏng, xinh đẹp động lòng người, tuổi đã hơn 30, mặc đồng phục quản lý, đi về phía con đường mòn bên này, vừa đi thỉnh thoảng vừa cúi đầu nhìn xuống chân, cảm giác hôm nay có gì không đúng, anh lập tức xoay người, vươn tay kéo khả hinh vào trong ngực, sau đó từ phía sau nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ ôm qua bên hông khỏe mạnh của mình, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô, nói: "Đi. Đi về phía trước." đường khả hinh sửng sốt từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng thật tự nhiên của tô thủy kỳ tay của cô để ngang hông của anh có chút tê dại ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt cách lớp áo sơ mi mỏng tiếp xúc được bắp thịt nơi hông của anh mặt của cô trong chớp mắt đỏ lên cô không đi về phía trước cô ấy sẽ tiến tới đây tô thủy kỳ nhắc nhớ đường khả hinh đường khả hinh lấy lại tinh thần ngay lập tức để cho tô thủy kỳ ôm lấy thân thể của mình đi về phía trước Vừa đi vừa gấp gáp nói cô ấy có nhìn sang hay không. Không biết, Tô Thủy Kỳ ôm chặt Đường Khả Hinh, giống như đôi tình nhân, tiếp tục dọc theo con đường mòn tối tăm đi tới. Trần Mạn Hồng đứng ở trên sân cỏ tòa nhà nhân viên, nhìn bóng lưng đôi tình nhân đi xa, cau mày, tại sao cảm giác bóng lưng cô nàng này có chút giống Khả Hinh. Cô muốn cất bước đi theo nhưng cảm thấy rất không có khả năng, cho nên không thể làm gì khác hơn là xoay người đi vào trong tòa nhà dành cho nhân viên, chuẩn bị thay đồng phục tan việc, nói, nếu cô để cho tôi bắt được, tôi nhất định chặt cô ra hầm với tôm hùm. Đường khả hình núp ở trong một bụi chuối tây, nhìn Trần Mạn Hồng đã đi vào tòa nhà dành cho nhân viên, cô thở dốc một hơi mới quay đầu về phía Tô Thụy Kỳ đang lén lút trốn cùng với mình nói, anh đi dọc theo đại sảnh ra ngoài trước, tôi là nhân viên khách sạn, sau khi tôi quét thẻ xong, còn phải để bảo vệ kiểm tra và quét tiêu UV mới có thể đi dọc theo lối đi dành cho nhân viên ra ngoài. Tô Thủy Kỳ suy nghĩ, liền nói với Khả Hinh, vậy tôi dừng cách khách sạn không xa chờ cô. Cô nhất định phải ra, không được cho tôi leo cây, bởi vì tôi không thích ăn cơm một mình. Biết rồi, sẽ không, yên tâm, Đường Khả Hinh thề. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, liền mỉm cười đứng lên, thong dong đi tới đại sảnh khách sạn, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh, dùng ngón tay trỏ và ngón giữa ra dấu tay rời khỏi. Đường Khả Hinh lập tức ra dấu ok với anh, sau đó chui vào trong rừng chuối dọc theo con đường dành cho nhân viên chạy như bay về phía cửa ra vào trạm kiểm tra. Tô Thủy Kỳ vừa đi về phía trước, vừa xoay người nhìn bộ dáng đường khả hình chạy như bay ở bóng đêm, anh nhàn nhạt cười, mới xoay người tiếp tục đi về phía trước, vòng qua trung tâm giải trí, đi vào đại sảnh, nhân viên tiếp tân nhìn thấy anh, lập tức theo sát phía sau, nói Tô Tiên Sinh, ngài cần dùng xe. Tô Thủy Kỳ nói, ừ, đi lái xe tới đây cho tôi, Tô Thủy Kỳ đi ra ngoài đại sảnh sang trọng, vào lúc này điện thoại di động vang lên, anh cầm điện thoại di động thấy số điện thoại của Tử Hiền, anh mỉm cười nhận điện thoại nói, xin chào. Tại sao không đến, từ trước đến giờ Tử Hiền nói chuyện rất thẳng thắn. Hôm nay có chút việc, cho nên không tới. Lần sau đi, Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói. Anh luôn như vậy, không chịu trách nhiệm, cho tôi leo cây, vị trí khách quý tôi cũng để lại cho anh. Chấm than ngoặc kép, nhầm Tử Hiền có chút tức giận nói. Cúp đây. Tô Thủy Kỳ cúp điện thoại, nhìn nhân viên tiếp tân đã lái chiếc xe Land Rover của mình tới, anh nhanh chóng vòng qua xe, ngồi lên ghế lái, cầm tay lái, mở khóa, đạp nhẹ chân ga, xe chạy ra phía trước, dừng ở cách khách sạn Á Châu không xa, tắt máy, quay kính xe xuống, đón gió biển, hai mắt nhắm lại mỉm cười. Trạm kiểm tra, đường khả hình trừng lớn con người nói, à, máy cả thẻ bị hỏng, đừng có gấp, sẽ xong ngay thôi bảo vệ vô cùng bình tĩnh mở máy cả thẻ bị hỏng, kiểm tra lại đường dây nối. Đường khả hình lo sợ, vội vã xoay người nhìn con đường lớn dành cho nhân viên, suy nghĩ không biết lúc nào Trần Mạn Hồng đi ra ngoài. Cô lập tức xoay người, nhìn bảo vệ, vẻ mặt đau khổ nói, làm phiền anh nhanh lên một chút. Tôi có việc rất vội, làm ơn. Đã xong rồi, bảo vệ rất bình tĩnh nói xong, đem một dây điện nào đó nối lại xong, sau đó vặn đinh ốc đường khả hình gấp đến độ rậm chân theo quán tính quay đầu nhìn về phía con đường lớn dành cho nhân viên vào lúc này nhìn thấy trần Mạn hồng đã thay váy ngắn màu đỏ thẫm bó sát người mái tóc xoăn buông nhẹ lấy đến eo vặn túi sách nen, phong tình vạn trùng đi về phía bên này cô hoảng sợ chừng lớn con ngươi xoay người nhìn bảo vệ đã sửa xong máy cà thẻ nhấn nút power màu đỏ thời gian tính giờ tan việc hiện lên cô run dày cầm thẻ cà quét thẻ một cái lại đi qua cửa kiểm tra uv xác định cô không có mang vật phẩm riêng đi ra cửa mới để cho cô qua cô không dám quay đầu lại thật nhanh đi vòng qua đoạn đường mờ tối bên ngoài khách sạn chạy về phía trước Trần Mạn Hồng thông qua kiểm tra liền trực tiếp đi về phía bãi đậu xe ngồi lên chiếc BMW miến yêu nổ máy xe cầm tay lái chạy ra bên ngoài Đường Khả Hinh thở hổn hển gấp gáp chạy như bay dọc theo bên ngoài khách sạn vừa chạy vừa nhìn chạm dừng xe phía trước không xa chiếc sắp Land Rover đang dừng ở bên cạnh đèn đường đối diện đường lớn ven biển, phản chiếu ánh sáng kim loại đen bóng, cô buông lỏng cười một tiếng, vừa định tiếp tục tiến về phía trước, không ngờ lúc cô mới vừa băng qua đường cái rộng rãi, đi về phía chiếc Land Rover, lại nghe vang lên tiếng thắng xe chi, một tiếng, cô hoảng sợ muốn lên ruột, quay đầu nhìn thấy quản lý của mình bị một chiếc xe thể thao hút vào đuôi ở giữa đường. Trần Mạn Hồng đau lòng đi ra, đi tới phía sau xe. Đường khả Hinh hoảng sợ lập tức ngồi sổ người xuống, dùng túi sách che mặt, núp ở rào chắn ven đường, từ từ di chuyển về phía chiếc Land Rover, vừa đi ra phía trước, vừa nghe Trần Mạn Hồng cùng chủ chiếc xe thể thao tranh cãi ở sau lưng, rốt cuộc là báo bảo hiểm, hay là như thế nào, đường khả Hinh gấp đến mồ hôi đầu đầy, tiếp tục ngồi xổm xuống, di chuyển từng bước từng bước, cảm thấy mình sắp đến gần vị trí chiếc Land Rover, nhìn thấy thân xe màu đen còn cách một hàng rào chắn, cô không nói hai lời chui qua hàng rào chắn này đưa tay của mình mở cửa xe sau đó không nói lời gì leo lên xe mới nói nguy hiểm thật a à, lúc này tôi đi ra ngoài nhìn thấy quản lý của tôi thiếu chút nữa tôi bị cô ấy bắt được nhưng đường khả hình bỗng nhiên giật mình chừng lớn con người tại chỗ mười ngón tay đặt lên nhìn thấy tưởng thiên lỗi ngồi ở sau xe vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình cuối cùng một người từng trải qua vô số mưa gió như vậy ở trước mặt của thượng đế con người cũng không chấp giờ phút này hai mắt anh lóe lên, môi mỏng miếng chặt khẽ mở, nói một câu, chú ơi, chương 98, duyên phận lần thứ ba. Đường khả hình cảm thấy choáng váng, lập tức cho rằng mình lại đã xuyên không rồi, cô nhất thời hoang mang lo sợ ngẩng đầu lên, cách cửa sổ mông lung phía sau xe, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ ngồi ở trong xe, đang cầm tay lái nhìn ra phía ngoài khách sạn, vẻ mặt cô đau khổ, nhìn tưởng thiên lỗi, lầu bầu thốt ra, hôm nay không phải anh nói muốn nghỉ ngơi sớm một chút sao. Anh ra ngoài làm gì? sắc mặt của tưởng thiên lỗi vừa thu lại nhìn cô biết cô nghe được mình và nhậm tử hiền nói chuyện ở phòng tổng thống cười trào phúng nói cho nên tôi muốn về nhà cô thì sao giống như hai người rất quen thân tôi tôi cũng muốn về nhà chấm ngoặc kép đường khả hình sắp khóc nói có phải cô có một thói quen khi muốn về nhà cũng sẽ tùy tiện bò vào xe của người khác hay không ba năm trước đây như thế này ba năm sau cũng như vậy Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi có chút không vui, ngồi ở sau xe ngồi nhìn Đường Khả Hinh. Tuyệt đối không phải, tôi lập tức xuống xe, tôi đi nhầm thôi. Đường Khả Hinh hoảng sợ không nhẹ nhìn sắc mặt tức giận của Tưởng Thiên Lỗi, vừa định đẩy cửa xe đi ra, nhưng vừa nhìn bên ngoài cửa sổ, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt và biểu hiện của cô, cũng lạnh lùng quay mặt sang, ánh mắt cứng lại, nhìn thấy nhậm Tử Hiền mặc áo khoác theo phong cách thời trang Paris, mang giày cao gót đang muốn đi thẳng tới xe của mình anh bình tĩnh vươn tay kéo eo của đường khả hinh một cái khi cô a à một tiếng cô đã nằm ở trên đùi của mình đường khả hinh hoảng sợ chôn mặt ở giữa bụng tường thiên lỗi đôi tay nắm chặt một góc tây trang của anh hoảng sợ đến mất hồn mất vía hôm nay thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện cô nghĩ tới đây cả người run lẩy bẩy mồ hôi lạnh tuôn ra Tưởng thiên lỗi cúi đầu nhìn cô hoảng sợ như vậy liền tỉnh táo căn dặn tài xế, lái xe. Vâng, tài xế lập tức mở khóa, từ từ nổ máy xe, đột nhiên rẽ ở trước mặt, chạy về phía cây cầu dài đường ven biển. Tô Thủy Kỳ nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, có chút gấp nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời thấy một chiếc Rolls Royce màu đen chạy qua trước mặt của mình. Sau đó anh nhìn thấy đường khả hình hoảng sợ từ trong ngực tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, lại bị tưởng thiên lỗi ôm vào trong lòng, ấn đầu của cô dính vào lồng ngực của mình nơi, sắc mặt của anh ngưng tụ, nhìn hình ảnh này nhất thời làm anh không tin vào mắt của mình gió biển có chút mát mẻ anh tựa lưng vào ghế ngồi có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi đang lúc này nghe thấy tiếng nhậm tử hiền trò chuyện với biên tập viên của một tạp chí quốc tế nổi tiếng đến xem buổi trình diễn thời trang cô vẫn sáng trói như vậy sắc bén như vậy cá tính như vậy anh khẽ mỉm cười tạm thời quên chuyện của khả hình đẩy cửa xe đi xuống xe tựa vào trước xe mỉm cười nhìn nhậm tử hiền ở đường cái phía đối diện nhậm tử hiền đang nói chuyện với biên tập viên của tạp chí dùng tiếng pháp lưu loát nói về buổi trình diễn thời trang tối nay tổ chức rất thành công mới vừa muốn cùng biên tập viên của tạp chí đi vào khách sạn đột nhiên cô đứng lại tại chỗ sắc mặt thay đổi cuối cùng cô xoay người cách đèn đường màu đỏ băng qua đường cái nhìn thấy tô thủy kỳ vẫn đẹp trai phong cách tao nhã tựa vào bên cạnh xe mỉm cười nhìn mình cô nhìn anh trách móc một cái rồi mỉm cười trên đường phố xe cộ lui tới nhậm tử hiền và tô thủy kỳ hai người ở trước đại sảnh khách sạn ôm nhau thật chặt thậm chí tô thủy kỳ ôm chặt hông của cô bế cả người cô lên nói lại gầy rồi nhậm tử hiền cố ý trợn mắt nhìn tô thủy kỳ một cái cười nói không phải anh nói anh không tới sao anh cứ như vậy động một chút là cắt điện thoại của phụ nữ tô thủy kỳ lập tức đưa hai tay bóp mặt của cô nói không phải tôi đã tới rồi sao tại sao tôi có cảm giác anh chỉ đi ngang qua Nhậm Tử Hiền có chút không tin nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn Nhậm Tử Hiền, khẽ cười một tiếng, không biết giải thích thế nào, cũng không muốn giải thích, chỉ nói, dù sao tôi đã tới đây. Đi xem sâu thời trang của tôi một chút, lần trước các chuyên gia thiết kế của anh chọn lấy không ít tác phẩm của tôi. Ánh mắt càng ngày càng tốt, đôi tay của Tử Hiền nhét vào trong khuỷu tay của Tô Thủy Kỳ, mềm mỏng nói. Tô Thủy Kỳ mỉm cười, cùng với cô đi vào đại sảnh. Mọi người dối rít ghé mắt, Bọn họ cũng không dám chú ý nhiều, nếu là người quen thuộc bọn họ, cũng biết rõ mối quan giữa bọn họ vô cùng tế nhị, không dễ dàng phá vỡ. Vào lúc này điện thoại di động vang lên. Nhậm Tử Hiền nghe được, lập tức từ trong túi Tô Thủy Kỳ, lấy ra điện thoại di động, ấn nút nghe, nói, không cần biết vị kia là ai. Tối nay Tô Thủy Kỳ là của tôi, cho nên vị kia gặp sau đi. Cô nói dứt lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Này, Tô Thủy Kỳ nhận lấy điện thoại di động đột nhiên nở nụ cười nói cô lại ngang bướng như vậy. Đời này, những ngày có thể đi chung với anh không nhiều lắm. Tại sao lại không thể ngang bướng? Nhậm tử hiền hơi ngứa mặt, phách lối nói. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô một cái, cúi đầu mở màn hình điện thoại di động, nhìn thấy số của khả hình, sắc mặt của anh hòa hoãn suy nghĩ một chút, rồi nhàn nhạt hỏi chồng chưa cưới của cô đâu. Đi về rồi, tử hiền nói. Còn không nhanh kết hôn, sinh đứa bé cho anh ấy. Tô Thủy Kỳ cất điện thoại di động, nói đùa. Sau này còn nhiều thời gian sanh con, bây giờ tôi không có thời gian dành cho anh ấy, dù thế nào đi nữa hiện tại anh cũng không phải là của tôi. Nhậm Tử Hiền dẫn Tô Thủy Kỳ đi vào thang máy. Tô Thủy Kỳ đi vào thang máy, im lặng nhìn Tử Hiền, cô vẫn xinh đẹp, vẫn động lòng người, vẫn xuất sắc. Nhìn tôi làm gì, Nhậm Tử Hiền thẳng thắn nói, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình tôi thích tranh đấu. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ cười chương 98, duyên phận lần thứ 32. Chiếc Rolls Royce xuyên trong màn đêm. Khả Hinh cầm điện thoại di động, vẫn ngơ ngác ngồi ở sau xe, suy nghĩ tới giọng nói của cô gái mới vừa rồi, sao rất quen thuộc như vậy. Suy nghĩ giọng nói của cô gái mới vừa rồi sao mập mờ như vậy. Cô chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, vốn muốn nói với anh, chờ tôi một chút, tôi sẽ. Tưởng thiên lối quay đầu nhìn bộ dáng đường khả Hinh mất hồn chán nán, cũng lạnh lùng nói, hẹn người đi ăn sushi sao. Làm sao anh biết?" Đường Khả Hinh nắm điện thoại, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ngạc nhiên nói. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi không thay đổi nói, "Lần trước cô đi đến nhà hàng sushi với tôi, bộ dạng không phải chưa ăn no sao?" Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chầm, nói "Tại sao tôi không ăn no?" "Bởi vì tôi ăn rất nhiều mù tạt." Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười. Đường Khả Hinh tức giận quay mặt đi, sau đó nhìn xe lái vào khu phố xá sầm uất, cô nói, "Làm phiền anh cho tôi xuống ở trước mặt" Tưởng Thiên lỗi nghe lời này, vẻ mặt không vui nói, tôi ném cô xuống phía trước, sau đó ném cho cô mấy trăm đồng đi taxi, sau đó má phải của cô bị hủy, ba năm sau, lại trốn vào hầm rượu của tôi lau ly, làm quấy dày đến thủ tướng, tôi muốn ném cô vào trong biển làm mồi cho cá mập. Đường Khả Hinh lặng thinh, trực tiếp nói, số 02 phố Tây Hoa. Xe chạy đến phố Tây Hoa, chạy qua một con phố nhỏ náo nhiệt, có rất nhiều rất nhiều món ăn vặt và bánh ngọt mọi người đi tới đi lui ăn uống vô cùng vui vẻ. Đường Khả Hinh đã đói bụng muốn bước từng đoạn ruột. Hôm nay nhìn tưởng thiên lỗi và Nhậm Tử Hiền ăn bữa tiệc lớn, làm cho mình chết thèm. Cô nhìn đám người di chuyển trên đường nhỏ ngoài cửa sổ, có vài người cầm đũa lên, gắp bánh bao nhân thịt, không để ý tới ai, bỏ vào trong miệng, nước thịt dỉ ra ngoài, thơm quá a. À. Mặt của cô phồng lên, càng không ngừng nuốt nước miếng, lại nhìn bánh tiêu tươi ngon nhô ra ngoài, vàng óng ánh làm cho người ta chết thèm không thể nhịn được nữa tôi 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 thật sự rất đói tôi có thể xuống xe mua một cái bánh bao hay không đường khả hình có chút đáng thương quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi không được đường khả hình chán nản ngồi ở trong xe dừng xe xe ngừng lại ánh mắt của cô sáng lên lập tức vui mừng quay đầu nhìn khuôn mặt buộc chặt của tưởng thiên lỗi cười rộ lên nói tôi đi một chút sẽ trở lại ngay tưởng thiên lỗi không lên tiếng đường khả hinh nở nụ cười duyên dáng đẩy cửa xuống xe cũng không để ý xe cộ lui tới chạy thẳng tới tiệm bánh bao kia vừa móc ví tiền vừa gấp gáp cười nói ông chủ cho tôi ba cái bánh bao nhân thịt một ly sữa đậu nành nóng sách mang đi cảm ơn được rồi ông chủ lập tức cầm lên túi nhựa màu trắng và cây gắp kẹp bánh bao nhân thịt cho cô thuận tiện gọi vợ bỏ bao sữa đậu nành hôm nay bánh bao rất tươi sao khả hinh vừa lục lọi ví trong túi sách của mình vừa cười hỏi. Dĩ nhiên, bánh bao ở tiệm của tôi, vị trơn mềm, thơm ngon, rất tươi không nơi nào bằng. Ông chủ cười nói. Đúng đúng đúng, đường khả hình tiếp tục lục tìm ví tiền, vừa lật trong lòng vừa có chút hiểu xìu không phải hôm nay quên mang ví tiền chứ. Không thể nào, cô sẽ tiếp tục lật trái lật phải. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trong xe, lạnh lùng, đợi một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu nhìn đường khả hình phía ngoài cửa sổ đang đưa lưng về phía mình, cúi đầu thật thấp không lật tìm cái gì. Tổng giám đốc, cô ấy, cô ấy làm sao vậy? Tài xế cũng có chút tò mò. Không nhìn ra sao, cô ấy đang lật tìm ví tiền. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, không có thời gian, bất đắc dĩ đi xuống xe, sau đó vừa băng qua đường, vừa móc ra ví tiền của mình, nhanh chóng từ bên trong rút ra 100 đồng đưa cho ông chủ nói, nhanh một chút. Ông chủ tiệm bánh bao nhất thời ngẩng đầu lên nhìn thấy một trai đẹp, mặc âu phục rất đắt tiền, đứng ở trước tiệm bánh bao, dáng vẻ nghiêm nghị, trong chớp mắt thu hút ánh mắt của mọi người. Đường Khả Hình cũng ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói anh. Nhanh lên, Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở cô. Ồ, ông chủ làm phiền ông thu tiền, sau đó xách bánh bao. Nhanh, Đường Khả Hình có chút biết ơn nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô. Ông chủ tiệm bánh bao lập tức xách túi bánh bao và sữa đậu nành kể cả tiền thối 90 đồng cũng đưa cho đường khả hinh. đường khả hinh mới vừa muốn đưa tay nhận 90 đồng này nhưng trong chớp mắt bị người cầm đi. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn sắc mặt tưởng thiên lỗi bình tĩnh đem 90 đồng cất vào túi quần của mình. Cô cười một tiếng, nhận lấy bánh bao, vừa muốn xoay người, không ngờ túi sách vừa động, có một ví tiền màu xanh nhạt rơi ra ngoài, cô trợn mắt nhìn ví tiền của mình trên đất. Tưởng thiên lỗi định xoay người, nhưng nhìn thấy ví tiền, lông mày anh nhảy lên, ngẩng đầu nhìn đường khả hinh. Đường khả hình vội vàng nhìn anh, lắc đầu muốn vội chối bỏ, hận cái ví tiền này không thể không phải là của mình. Tưởng thiên lỗi diếu cợt cười một tiếng, không để ý tới cô, băng qua đường cái đi trở về trong xe. Đường khả hình thật sự muốn khóc, khom người xuống, nhặt lên ví tiền của mình, nhét vào trong túi, cũng vội vàng băng qua đường cái, ngồi lên xe của anh. Xe chậm rãi khởi động. Đường khả hình vừa hút sữa đậu nành, vừa nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô, ngửa mặt ngưng mắt nhìn một điểm nào đó ở phía trước, hai mắt đông lạnh chợt lóe. Đường Khả Hinh vẫn nhìn vẻ mặt của anh, vừa cầm một cái bánh bao nhân thịt, cắn mạnh một cái, phụt một tiếng, nước thịt trong bánh bao này, trong chớp mắt bắn tới trên mặt và áo sơ mi Tưởng Thiên Lỗi, cô kêu lên a một tiếng. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng thay đổi, có chút chán ghét cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi đường khả hình căng thẳng buông bánh bao trong tay tiện tay kéo cái nơ trước vạt áo của anh vẫy ra thành khăn tay màu trắng muốn nghiêng người tới trước lau chất lỏng trên mặt cho anh bàn tay nhỏ bé bị người nắm chặt đường khả hình xứng sở nhìn bàn tay tưởng thiên lỗi nắm cứng bàn tay nhỏ bé của mình kéo mạnh mình cứ như vậy đổ vào trong ngực của anh mặt của cô đỏ lên tựa vào trong ngực của anh có chút luống cuống nhìn anh tưởng thiên lỗi cũng cúi xuống nhìn vào mặt cô, rõ ràng có thể nhìn thấy vết sẹo bên má trái giống như là một vết sẹo số mệnh, ánh mắt anh hơi lộ ra nhu hòa, chậm rãi vươn tay muốn chạm nhẹ vào vết sẹo này, đường khả hình lập tức kinh hoàng nắm chặt cổ tay của anh, nhưng tưởng thiên lỗi lại không cho cô kháng cự mà cúi mạnh người xuống đè cô ở trên ghế sau, mờ u ngón tay, khẽ chạm vào vết sẹo này. Nước mắt đường khả hình lăn xuống, tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, không để ý đến nước mắt của cô, chỉ là hai mắt trầm ngâm nhìn vết sẹo lớn như bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay, chậm rãi chạm vào đường lồi lõm không đồng đều, giống như có thể cảm nhận trước khi cô bị hủy khuôn mặt, đã từng đau đớn dẫy ruộng. Khổ sở gào khóc, ngón tay của anh lại nhẹ nhàng di động trên vết sẹo. Anh thật rất ích kỷ, đường khả hình đột nhiên nghẹn ngào nói, nước mắt từng viên lăn xuống. Tưởng thiên lỗi hơi rũ mắt, im lặng nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Anh biết rõ tôi rất muốn che giấu nó không để lộ ra, hận không thể che giấu vĩnh viễn, cũng sẽ không để người nhìn thấy. Trong ba năm này, tôi đã từng cùng nó trốn tránh. Tại sao mỗi lần gặp thì mỗi lần anh lại mở nó ra, anh biết tôi rất khó chịu không? Ở trước mặt của anh, để lộ ra vết sẹo của mình, tôi khó chịu biết bao nhiêu, anh biết không? Anh bóc trần tự ái của tôi, có phải cảm giác rất sảng khoái hay không? Sốc cuộc ba năm trước đây, anh hận tôi đến độ nào? Nước mắt đường khả hình từng viên lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, chậm rãi buông lỏng thân thể của cô, ngồi dậy, nhìn xe lái vào con đường lớn cây mộc lan, Nhã Tuệ mặc quần áo thể thao tay ngắn màu trắng, đang đứng ở trước một tiệm đèn điện nhỏ nào đó, không ngừng nhìn nghiêng, giống như đang chờ người nào, anh liền lạnh lùng nói, dừng xe. Chiếc Rolls-Royce chậm rãi dừng ở trước mặt của Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhất xứng sờ, ngạc nhiên không người xuống muốn nhìn rõ chiếc xe khi nhìn thấy biển số xe, mới phát hiện là xe của tổng giám đốc cô nhất thời giật mình, sau đó cửa xe mở ra, cô nhìn thấy đường khả hình chậm rãi xuống xe, cô chừng lớn con ngươi, có chút không tin nhìn đường khả hình, lại nhìn tổng giám đốc ngồi sau xe, lạnh lùng căng thẳng, nhất thời đại não cô tê dại, hoảng sợ đứng thẳng người, hướng về phía tưởng thiên lỗi bên trong xe khom lưng trào. Đường khả hình cũng xách theo bánh bao và sữa đậu nành, xoay người, liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi bên trong xe, hơi gấp eo. Tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nhìn cô, nói, lái xe dạ, tài xế nói xong, cầm tay lái, chậm rãi cho xe chạy thẳng về phía trước một khoảng không xa, rồi chuyển hướng, chạy thẳng. Nhã tuệ cẩn thận đứng ở một bên, nhìn thấy xe của tưởng thiên lỗi đã chạy thẳng, lập tức kích động đi tới trước mặt của đường khả hình, kêu to, này, cô lại có chuyện gì nữa? Khả hình bất đắc dĩ nhìn nhã tuệ nói tôi, tôi, rất xin lỗi. Hôm nay tôi về nhà đang ngủ ngon giấc, hơn 7 giờ thức dậy làm bữa ăn tối, liền nhận được điện thoại của Mạn Hồng nả vào đầu, mắng cô xối xả, thuận tiện mắng luôn cả tôi, tôi mới biết cô lại chó mõm vào việc của người khác rồi. Cô bảo tôi làm sao với cô bây giờ, thế cũng không được, cô muốn hiến thân cho khách sạn Á Châu sao? Được rồi, thật vất vả, chuyện nhâm tiểu thư đã qua, sau đó đảo mắt cô để cho tổng giám đốc đưa cô về. Không phải tôi hoa mắt chứ, nhã tuệ càng nói càng bất đắc dĩ, càng nói càng kích động. Nhã tuệ, chấm ngoặc kép. Khả Hinh cũng rất bất đắc dĩ đi lên trước, nhẹ nắm tay bạn, vẻ mặt đau khổ nói, đừng tức giận mà, hôm nay tôi rất xin lỗi, tôi không biết sẽ xảy ra những chuyện này. Nhưng mà tôi đã rất cẩn thận rất cẩn thận rồi, mới vừa rồi Tổng Giám Đốc đưa tôi trở lại, chỉ là chuyện trùng hợp, ngay cả tôi cũng không biết tại sao lại. Xui xẻo như vậy, nhã tuệ trừng lớn con người nghi ngờ nhìn Khả Hinh, không lên tiếng. Thật mà, chấm than ngoặc kép, Khả Hinh thích động khẳng định nói. Nhã Tuệ cố ý nhìn cô một cái, thở dài, biết truy hỏi cũng vô ích, liền hỏi cô ăn cơm chưa? Chưa, Khả Hinh nuốt cổ họng khát khô, vẻ mặt đau khổ nói tôi đã đói bụng đến nổi ruột muốn nước từng khúc, sau đó ở trên đường mua mấy bánh bao ăn, sau đó nước thịt trong bánh bao bắn tới trên người của Tổng Giám Đốc, cho nên tôi không dám ăn nữa. Hiện tại tôi đói bụng đến nổi có thể nuốt hết một con trâu. Nhã Tuệ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn cô nói ai bảo cô cho dù anh ấy nói muốn đưa cô đi, cô cũng phải từ chối chứ. Tôi không có cách nào từ chối. Cô khẽ thở dài, liền cùng nhã tuệ đi đến bên dưới một căn lầu nhỏ mà bọn họ thuê, mở mật mã khóa, đi qua cầu thang tối, lúc đi về phía trước vẫn khổ não nói, không phải tôi đạp chúng môn thần chứ. Hôm nay gặp anh ấy rất nhiều lần, tôi nghĩ tới cũng sợ. Nhã tuệ A một tiếng, cũng cười khổ đi lên tới lầu 2, dùng chìa khóa mở cửa, nhất thời thấy một phòng khách nhỏ màu hồng xinh đẹp, trang bị ghế salon, TV LCD, bàn ăn nhỏ, cùng một cái tủ lạnh lớn, bên trái là ban công, phía bên phải là phòng bếp, nhìn phía bên trong là một gian phòng lớn treo bức rèm hạt pha lê, có hai giường nệm nhỏ phủ ra giường màu xanh dương, bề ngang đặt bàn máy vi tính, còn có một kệ sách. Khả Hinh cởi giày đi vào phòng, đem túi sách đặt ở trên ghế salon, ngồi xuống, thở mạnh một hơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nhã Tuệ nhìn cô một cái, cũng đi tới, Đi qua một cái tủ lỗi thời, đem chìa khóa đặt xuống đầu tủ, có một chai rượu nho đỏ rất cũ kỹ khóa ở trong tủ kính, thời gian đã qua 3 năm, nó vẫn nguyên vẹn, được bảo vệ rất tốt. Nghe nói, trong một ngày, nếu không có trải qua tình huống sắp đặt, có thể có duyên gặp gỡ 3 lần, tương lai rất có thể sẽ phát triển trở thành người yêu. Nhã tuệ thấy khả hình trở về cũng có chút yên tâm, liền ngồi ở trên ghế salon, nhìn cô nói đùa. Đường khả hình nhất thời quay mặt sang nhìn bạn thân rất nghiêm túc nói, ai nói những lời vô trách nhiệm như vậy. Nhã tuệ tựa vào trên ghế salon, cười nói, vậy cô nói xem, có phải hai người các người rất khéo hay không? Buổi sáng vô cớ gặp nhau, buổi chiều vô cớ gặp nhau, buổi tối lại vô cớ gặp nhau. Hàng ngày tôi gặp con trai của bà chủ tiệm bánh bao, qua lại gặp mặt 10 lần, chẳng lẽ tôi và anh ấy là người yêu trời định mấy ngàn đời. Đường khả hình cố ý lường cô một cái, đứng lên nói tôi đói quá. Tôi muốn ăn cơm, cô nói xong liền muốn đi qua phòng bếp lại đi qua cái tủ lỗi thời thì nhìn thấy chai rượu đỏ đặt thật yên ổn không biết vì sao a à. hôm nay cô đặc biệt xúc động khi nhìn thấy nó qua nhiều năm như vậy khi mình có tâm sự hoặc lúc tâm trạng không tốt đều đứng ở trước mặt của nó từ từ ngưng mắt nhìn nó nhìn nó đứng ở trong tủ kính thật yên tĩnh cô cũng cảm thấy được an ủi lại nhìn nó ngẩn người nhã tuệ cũng đứng lên đi tới trước chai rượu đỏ kia nhìn chai rượu đỏ này đã trải qua bao nhiêu năm cô vẫn muốn biết bí mật của chai rượu đỏ này nhưng Khả Hinh vẫn không chịu nói với mình. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm mặt kính thủy tinh này, ngón tay xẹt qua vị trí chai rượu đỏ, sâu kín nói, tôi cũng không biết tại sao, cứ có cảm giác nó rất quan trọng với cuộc đời của tôi, tôi cũng không hận nó, cũng không trách nó, cảm thấy nó giống như máu ở trong sinh mệnh của tôi, chống đỡ để tôi tiếp tục sống sót. Nhã tuệ thở dài, nói trong ba năm này, mỗi ngày cô đều nhìn chai rượu đỏ, nói lời linh tinh, cho dù tôi cũng nghe không hiểu một câu nào. Tôi chỉ biết mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm cô coi chừng một chai rượu như vậy, đã làm cho tôi rất buồn bực, rất buồn bực, một ngày nào đó, tâm trạng của tôi không tốt, sẽ mở ra uống nó. Đường khả hình lập tức quay đầu lại, nghiêm túc căng thẳng nhìn bản thân. Nhã tuệ không nhịn được cười. Đường khả hình cũng không nhịn được cười, hai người xúc động cùng nhau cười, sau đó lại kêu đói ẩm ý đi khỏi chai rượu đỏ kia. Ở trong kính thủy tinh, chai rượu đỏ lóe lên màu sắc âm trầm u ám, nó trải qua một thế kỷ gió mưa, xoay chuyển vận mạng của một cô gái nhỏ trở nên bi thảm, giờ phút này vẫn bình yên nằm ở bên trong sao? Vạn vật trong đất trời, tồn tại ở trong thế giới này đều có lý do và duyên phận khác nhau, nếu như bạn đã từng vì nó mà cố gắng, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ từ trong vũ trụ này thoát ra, đi tới trước mặt của bạn chương 99, Trang Hạo Nhiên. Anh Quốc, Luân Đôn. Sáng sớm, Anh Quốc sương ngủ nhẹ ẩm ướt, đêm qua một cơn mưa chút xuống, mặt trời phá vỡ những tầng mây, chiếu ánh nắng ban mai. Mùa hè, bầu trời bị mây che, mưa nhiều, ở trong mắt của người Anh, có được ánh mặt trời mới là điều thú vị. Giao lộ Piccadilly Circuit, xe buýt hai tầng màu đỏ thấm, ở trên đường phố náo nhiệt, chậm rãi lái tới, chạy qua tòa kiến trúc cổ kính lâu đời, các cách cửa kính phát ánh đèn vàng nhạt tạo nên cảm giác mới mẻ và lãng mạn khắp nơi trên đường phố hoa nở rực rỡ đặc biệt là hoa hồng mà bọn họ yêu thích nhất theo truyền thuyết máu của Chúa Giêsu sinh trưởng thành đóa hoa đóa hoa truyền thuyết xinh đẹp động lòng người đối với người Anh truyền thống là chuyện bọn họ kiêu ngạo nhất khách sạn Hoàng gia Anh quốc tọa lạc ở trung tâm náo nhiệt nhất nước Anh sáng sớm đã có khách các quốc gia lui tới ngồi xe hơi phiên bản dài ra ra vào vào London tòa nhà trung tâm tài chính Âu Châu, khách sạn Hoàng gia, tập trung văn hóa các nước. Phòng Tổng thống Gian phòng xa hoa, choáng ngợp cảm giác phóng túng đêm qua, rèm cửa sổ nửa mở ra, không gian u tối, sàn nhà chủ yếu trải thảm màu tím đậm, chứa đầy dấu vết thần bí quỷ dị, một nam sĩ mặc Âu phục, bên trong là áo sơ mi, nằm vắt ở trên ghế salon hình bầu dục màu xám cho, trên bàn trà trước ghế salon, để hai cái ly cao cổ, có một cái đặt nằm ngang trước quyển tạp chí nào đó, mặt trên dùng tiếng Anh, viết ra câu chuyện truyền kỳ của một doanh nhân Trung Quốc trẻ tuổi tại Âu Châu, phía trên bìa mặt là khuôn mặt của anh. Theo thói quen nụ cười tràn đầy năng lượng và nhiệt tình, ly rượu vừa vặn đặt nằm ngang trên mặt của anh, chỉ thấy chiếc cằm trí tuệ. Sáng sớm ánh mặt trời hiện lên, nhiệt độ cao dần, bên trong căn phòng hơi lạnh dần dần tan biến. Căn phòng yên tĩnh giải rác hơi thở mập mờ đêm qua. Trên giường đệm cổ xưa màu vàng nhạt, một người đàn ông đang nằm lì ở trên giường ngủ thật say, Chân nệm nhẹ đắp lên phía dưới hông anh, phơi bầy phần lưng trần, bắp thịt màu đồng, đường nét nhu hòa rõ ràng, mặt anh dính vào trên giường nệm mềm mại, chỉ thấy con mắt bên trái, lông thật dài rũ xuống, bao trùm ở mí mắt dưới, sống mũi cao thẳng, hít thở lên xuống, kéo theo thân thể khẽ phập phồng, môi mím chặt, cảm giác lộ ra một tia cố chấp. Bên trong gian phòng có một chút lung tung. Trong mộng, anh mơ thấy dường như thân thể mình nổi lên sợ hãi, anh đột nhiên mở mắt, bắn ra ánh sáng nhạy bén, nhanh chóng nhìn mọi thứ trước mặt, tất cả đều bài biện đồ trang trí nội thất xa hoa, anh hơi nghi ngờ, nhanh như tia chớp lật người, nhìn xung quanh, phòng tổng thống to lớn, còn lưu lại hơi thở rất hấp dẫn và vui vẻ mập mờ đêm qua, trong không khí còn phảng phất tất cả hình ảnh triền miên xảy ra đêm qua, vậy hôm nay người đâu rồi? Ánh mắt anh nghi ngờ và chợt lóe, quả thật nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ bằng vàng ròng bên giường, để tấm thẻ nhỏ tỏa mùi thơm hoa hồng. Anh với tay, cầm lấy tấm thẻ nhỏ, mở ra trên mặt hiện dòng chữ màu xanh viết bằng tiếng Anh, tôi đi nha. Một dấu môi son đỏ thấm, in lên ba chữ này, lộ ra mùi vị phóng khoáng, ngón tay cái của anh quét qua ở trên dấu môi son, chưa khô. Ánh mắt của anh nóng lên, lập tức kéo khăn tắm màu trắng, quấn chặt bên hông, chân không đi tới bên cửa sổ, không người mở rèm cửa sổ màu trắng, quả nhiên nhìn thấy một cô gái, người mặc váy ngắn màu hồng, mái tóc xoan hấp dẫn, mang giày cao gót, trên bả vai treo một túi sách sanen, bước chân chậm rãi có cảm giác đặc biệt tuyệt vời của một cô gái in lần, đi về phía đường phố bên kia, anh nhíu mày, không nói hai lời, xoay người chân không nhắm bên ngoài chạy như bay. Đại sảnh khách sạn, khách lui tới ngày càng tăng lên. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, có một bóng dáng nhanh như điện chấp từ bên trong chạy như bay ra, trong miệng lớn tiếng kêu, Maliza. Oh my God, mọi người bên trong đại sảnh xoay người nhìn thấy người đàn ông khoác khăn tắm chạy ra, mặc dù biết thân thể anh rất đẹp, nhưng tất cả đều kinh ngạc kêu lên, nhân viên tiếp tân đại sảnh người Trung Quốc cùng trợ lý đại sảnh cũng kinh ngạc nhìn anh. Maliza, anh chạy như bay, sáng sớm đường phố Anh Quốc dần dần náo nhiệt, thở hồn hển đứng ở giữa ngã tư đường, nhìn bóng dáng khêu gợi của Maliza đã ngồi vào taxi, taxi chậm rãi chạy đi. Hai, anh thật bất đắc dĩ thở hồn hển cười một tiếng, để chân nửa người trên, không có chút nào quan tâm ánh mắt của người khác, nhìn taxi đi xa, thất vọng lắc đầu một cái, lại thầm hiểu cười một tiếng, một tia ánh mặt trời rực rỡ chiếu ở trên mặt anh. Quản lý đại sảnh Gordon nhanh chóng từ bên trong khách sạn đi ra, đưa điện thoại di động màu đen, nói: "Tổng giám đốc, điện thoại của ngài." Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở trên đường phố, tiện tay cầm qua di động nhấn nghe, đáp lời: "Ừm." Um. Đối phương truyền đến một giọng nữ mềm mại, cung kính nói: "Tổng giám đốc, tổng công ty gọi điện thoại tới cho ngài, mời ngài nhanh chóng trở về nước xử lý chuyện khẩn cấp." Ánh mắt Trang Hạo Nhiên ngưng tụ, cầm điện thoại di động, nhìn chiếc taxi phía trước biến mất ở trên đường phố lịch sử, hai mắt anh thoáng qua ánh sáng sắc bén, đáp lời, biết rồi. Tập đoàn liên doanh khách sạn Á Châu. Tổng công ty. Điện thoại của phòng thư ký trong chớp mắt vang lên. Thư ký trưởng nhanh chóng cầm điện thoại lên, nói, xin chào. Tập đoàn liên doanh khách sạn Á Châu xin nghe. Cô yên lặng nghe xong, sau đó khuôn mặt hơi kinh ngạc, lập tức nói, tôi biết rồi. Tôi lập tức thông báo cho tổng giám đốc. Phòng thư ký tổng giám đốc. Điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Đông Anh nhận điện thoại, dịu dàng nói, "Xin chào." "Phòng thư ký tổng giám đốc khách sạn Á Châu xin nghe." "Xin chào, đây là tổng công ty liên doanh Á Châu, vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại của tổng công ty Anh Quốc, nói 12 giờ hôm nay tổng giám đốc sẽ tới khách sạn Á Châu, triệu tập hội nghị triển khai dự án 100 tỷ khách sạn dưới nước." Thư ký trưởng nhanh chóng nói, Đông Anh lập tức nhắc tới đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian, đã 11 giờ 30 phút, cô lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng xoay người nói với 15 người đồng nghiệp trong phòng thư ký nói, các vị đồng nghiệp cẩn thận chuẩn bị một chút, Tổng công ty Anh Quốc Tổng Giám Đốc Trang sắp đến khách sạn Á Châu, muốn triệu tập hội nghị triển khai dự án 100 tỷ bất cứ lúc nào. Cho nên tạm thời mọi người không nghỉ trưa, chuẩn bị đầy đủ tài liệu để họp bất cứ lúc nào. Trong lúc tất cả thư ký dối rít khiếp sợ, Đông Anh đã xoay người nhanh chóng đi ra ngoài phòng thư ký, đến trước văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa. Mời vào, một âm thanh trầm thấp vang lên. Đông Anh lập tức đẩy cửa đi vào văn phòng, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hôm nay mặc áo sơ mi sọc màu đen, phong độ đẹp trai nghiêm nghị ngồi ở trước bàn làm việc, nghiêm túc chăm chú phê duyệt tài liệu. "Tổng giám đốc, tôi mới vừa nhận được điện thoại, nói mấy ngày trước tổng giám đốc Trang đã ngồi máy bay tư nhân trở về nước, còn 20 phút nữa sắp đến đại sảnh khách sạn chúng ta." Đông Anh nhanh chóng nói. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh. Chương 99, Trang Hạo Nhiên 2. Bầu không khí cả đại sảnh khách sạn lập tức nghiêm trang, bọn người từ Trạch Minh và Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ mới vừa giao ban, chuẩn bị hẹn cùng nhau đến phòng ăn ăn cơm trưa, nhưng trong chớp mắt nghe điện thoại trước bàn, điện thoại đại sảnh, tất cả đều vang lên, nhân viên tiếp tân nhanh chóng nghe điện thoại, ngay lập tức ngẩng đầu lên nói với Từ Trạch Minh, quản lý. Nhận được thông báo của bộ phận hành tránh nói tổng giám đốc trang tập đoàn Hoàn Cầu sẽ lập tức tới khách sạn chúng ta, mời anh nhanh chóng kiểm tra các bộ phận. Từ trạch minh, Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau, tất cả bộ đàm của quản lý cũng nhanh chóng vang lên thông báo của bộ phận hành tránh, bọn họ biến sắc, nhanh chóng đi tới các bộ phận. Nhất thời, cả khách sạn, các bộ phận đều sôi nổi vang lên tiếng điện thoại, truyền đạt thông báo của trung tâm hành tránh, mời tất cả quản lý cùng trưởng kiếp, nhanh chóng kiểm tra. Còn có 15 phút trợ lý đại sảnh nhanh chóng tới trước đến trước quần tiếp tân, kiểm tra 10 nhân viên tiếp tân, mọi người mặc đồng phục màu trắng, đeo bảng tên màu vàng, đôi tay chồng lên nhau đặt nhẹ bên bụng trái, ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặc dù trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng sắc mặt vẫn có chút căng thẳng cứng ngắc, trợ lý đại sảnh có chút lo lắng, lui ra sau mấy bước, nhìn kỹ các chi tiết nhỏ trước quầy tiếp tân, lại nghe được thang máy đại sảnh vang lên, đinh, một tiếng. Tưởng thiên lỗi mặc vào âu phục màu đen, Mặc dù cổ áo mở ra, nhưng phát ra khí thế vô hạn, dẫn các lãnh đạo cấp cao cùng thư ký bước nhanh ra thang máy, một đám người vừa muốn đi tới đại sảnh khách sạn, người còn chưa đến cũng đã nghe được bên ngoài khách sạn truyền đến một tiếng cười sảng lãng. Tưởng Thiên lỗi ngừng lại bước chân, cùng mọi người nhìn về phía cửa ra vào. Khách sạn Á Châu quả nhiên phát triển cực nhanh, một giọng nói nam sĩ rất êm tai từ ngoài cửa truyền đến, nhanh chóng mang theo cơn gió nóng của mùa hè, tất cả mọi người ở trong không khí căng thẳng một người đàn ông mặc âu phục màu trắng tao nhã, áo sơ mi màu xanh dương nhạt, thân cao 1,9 mét, mang phong cách lịch sử của đàn ông Âu Mỹ, khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng xuất hiện tại đại sảnh, trời sinh anh có khí thế vương giả, nhìn về phía mọi người nụ cười cuồng nhiệt rạng rỡ so với dấu ấn lịch sử sáng lạn nơi đại sảnh, còn muốn đặc sắc vạn phần, khuôn mặt in lần đẹp trai. Hai mắt thâm thúy, lúc mỉm cười nhìn về phía mọi người thì nhanh chóng cất dấu ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, trên người anh mang một phần tư dòng máu quý tộc Anh quốc. Tưởng Thiên Lỗi ngưng mặt nhìn anh, hai mắt thâm thúy, lóe lên ánh sáng mãnh liệt, ngay sau đó biến mất, trên mặt khẽ nhếch nụ cười, dẫn mọi người đi về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dẫn nam nữ thư ký của anh cùng ba cánh tay đắc lực gồm Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn, còn có các vị lãnh đạo cấp cao, đã lâu không gặp nhau, nở nụ cười rất cảm động, nhanh chóng đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, vươn tay, cố ý cao giọng gọi, "Tổng giám đốc Tưởng" tưởng thiên lỗi nghe được âm thanh này cười bất đắc dĩ vươn tay đón lấy trang hạo nhiên nói tổng giám đốc trang không nên gọi tôi như vậy nơi này là địa bàn của anh tôi phải cẩn thận chú ý một chút trang hạo nhiên cố ý trừng mắt về phía tưởng thiên lỗi dừng lại ba giây tưởng thiên lỗi cũng chậm rãi nhìn về phía trang hạo nhiên bốn con mắt nhìn nhau bắn ra ánh chấp đốt lên khí thế tranh đấu của ba năm trước đây cuối cùng hai người cùng nhìn đối phương nắm chặt tay của đối phương mỉm cười tổng giám đốc trang tổng giám đốc tưởng bên trong thang máy truyền đến tiếng hít thở gấp rút không khí rất căng thẳng đáng sợ tràn ngập ở trong không gian thu hẹp trang hạo nhiên đem trước mặt cô gái kể cả người và bình hoa bách hợp xinh đẹp vây ở bên trong thang máy cúi xuống hai mắt xẹt qua ánh sáng xúc động cách bình hoa bách hợp loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đường khả hinh ôm chặt bình hoa bách hợp hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt dính vào vách tường thang máy, cách bình hoa bách hợp, cũng cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh truyền đến một hơi thở nóng hừng hực phối hợp mùi nước hoa hoàng thất Anh Quốc, cả khuôn mặt cô đỏ lên, trên trán rịn ra từng viên mồ hôi thật lớn, dọc theo khóe mắt phải, lăn xuống. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên ngưng lại, cảm thấy bộ dáng cô gái trong ngực hoảng sợ run run, trên mặt của anh tràn qua nụ cười mập mờ, đột nhiên chậm rãi đưa ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra đóa hoa bách hợp trắng tinh che chắn giữa bọn họ sang một bên. Anh nhìn thấy một đôi mắt to trong trẻo, trợn tròn vo nhìn mình, cái mũi nhỏ hếch lên, hôi hột nhỏ giọt, cánh môi màu hồng như hoa anh đào khẽ run run hé mở, hàm răng nhỏ màu trắng loáng thoáng hiện ra, trong miệng truyền ra hương thơm. Hai mắt của anh lóe lên chút mập mờ, vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng của cô, rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, trong lúc khả hình không kịp đề phòng, ngón tay thon dài đẹp mắt của anh đột nhiên duỗi tới bảng tên nơi trước ngực cô nhẹ nhàng chỉ bảng tên viết ba chữ đường khả hình bị trồng ngược lúc này đã ngay ngắn anh rũ mắt nhìn tên trên bảng tên nói nhớ kỹ ở chỗ này cái gì cũng có thể trồng ngược chỉ có tên của cô không thể trồng ngược đường khả hình chừng lớn con ngươi nhìn người đàn ông trí tuệ đẹp trai ở trước mặt hai mắt sáng rực tràn đầy nhiệt tình sống mũi lai người anh rất hấp dẫn đôi môi mím chặt Lộ ra cố chấp làm cho phụ nữ không nhịn được mơ đến nụ hôn của anh, lúc nhìn người giống như kìm chặt linh hồn của người ta, cô chớp mắt, không dám nhúc nhích, một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu dâng lên trong thân thể. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô nữa, chỉ là trên mặt đã biến mất vẻ sắc bén, hiện lên nụ cười có chút mập mờ, hơi chỉnh sửa âu phục, ngón tay nhẹ nhàng nhấn nút thang máy. Thang máy chậm rãi mở ra. Mọi người kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, vẫn không biết chuyện gì xảy ra anh hơi mỉm cười đi ra ngoài, hai mắt lóe lên một chút mập mờ vui vẻ, giống như mới vừa rồi kết thúc một nụ hôn triền miên thâm tình, rất nhiều cô gái nhìn ánh mắt này của anh cũng không khỏi đỏ mặt. Tưởng thiên lỗi vẫn im lặng, hai mắt nhìn vào bên trong thang máy, có thể thấy vẻ mặt đường khả hình hoảng sợ đến cả người run run đứng ở thang máy, mồ hôi đầm đìa, không dám nhúc nhích, anh nhíu mày. Trang hạo nhiên vô cùng bình tĩnh nhìn nét mặt kinh ngạc của mọi người, mỉm cười xoay người, nhìn về phía đường khả hình cười nói, ra ngoài nào. Đường khả hình chớp đôi mắt to, hoảng sợ nhìn anh một cái, càng khiếp sợ khi mới có vài ngày đã nhìn thấy tưởng thiên lỗi trầm mặt nhìn mình. Các vị lãnh đạo cấp cao ở sau lưng cũng kinh ngạc nhìn mình, mặt của cô lại nhanh chóng đỏ lên, tại sao lại có cảm giác vụng trộm. Cô rất muốn khóc, run run giống như con gà con, ôm hoa bách hợp, thấp thỏm đi ra khỏi thang máy. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, lại mập mờ cười một tiếng hai mắt tưởng thiên lỗi đông lại, hơi nghi ngờ nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình mất hết mặt mũi, ôm bình hoa bách hợp, cúi đầu, cũng không dám nói lời nào. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng của cô liền không nhịn được cười một tiếng, rất mập mờ cất bước đi tới bên cạnh cô, sau đó nắm nhụy của một đóa hoa bách hợp, thả vào trong mũi người một cái, nhắm mắt lại hưởng thụ hương hoa tỏa ra trên người mình, mỉm cười đưa tay rút cành hoa bách hợp, đưa đến trước mặt của Đông Anh, nói tặng cho cô. À, Đông Anh có chút sướng sở nhận lấy cành hoa bách hợp. Trang hạo nhiên không nói gì, một mình ngẩng khuôn mặt tươi cười, rất đẹp trai thoải mái đi về phía tòa nhà hành tránh, tưởng thiên lỗi đứng ở một bên nhìn chằm chằm đường khả hình, rồi im lặng cất bước đi về phía trước, các vị lãnh đạo cấp cao cùng thư ký cũng nhanh chóng đi theo hai người tổng giám đốc, vừa đi vừa có chút ngạc nhiên nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình hoảng sợ đến tim đập thình thịch, khuôn mặt khổ não, cảm giác đám người ở trước mặt đi qua ào ào, rốt cuộc cô thở phào nhẹ nhõm. Tòa nhà hành tránh, phòng hội nghị gần ngàn người. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu ngồi đầy phòng. Màn hình tinh thể lỏng LCD xung quanh đại sảnh sang trọng nhất thời sáng lên xuất hiện hình ảnh các vị lãnh đạo cấp cao các quốc gia trên thế giới, cùng các cổ đông của khách sạn, ở trong phòng hội nghị phó tổng giám đốc và giám đốc, thư ký và trợ lý của hai tập đoàn lớn nhanh chóng tới lui chuẩn bị tất cả tài liệu, Đông Anh căng thẳng dẫn thư ký kiểm tra con chip lưu trữ tài liệu trong phòng ghi hình, xác định lần cuối. Các vị lãnh đạo cấp cao đang bàn tán xôn xao về dự án khách sạn dưới nước kéo dài đã lâu, nghĩ rằng có thể có một câu trả lời quyết định ngày hôm nay. Hai vị tổng giám đốc đến, bên trong đại sảnh truyền đến tiếng hô. Các vị lãnh đạo cấp cao lập tức dừng lại tiếng bàn tán, cùng đứng lên nhìn về phía hai cánh cửa màu nâu sậm. Hai cánh cửa ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên Hai nhân vật truyền kỳ được toàn thế giới chú ý, cùng hiên ngang bước vào trong ánh mắt mong đợi của mọi người, vẻ mặt nghiêm nghị, vô cùng khí thế đi về phía vị trí trung ương của phòng hội nghị, đi lên ba bậc thang, nhìn lãnh đạo cấp cao toàn trường một cái. Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu cùng không người cung kính chào. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên phân ra ngồi vào chỗ của mình, nghe tiếng chào, ánh mắt chậm rãi quét nhìn nhân viên bên đối phương lại một lần nữa biết một cuộc chiến mới sắp mở ra cũng hơi cười một tiếng hai mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ tao nhã khí phách ngồi xuống thông báo hội nghị chính thức bắt đầu toàn trường tĩnh lặng không tiếng động đông anh nhìn toàn trường ngay lập tức căn dặn các đồng nghiệp trước hết mở hạng mục đầu tiên của dự án khách sạn dưới nước bắt đầu phát hình số liệu thiết kế hình ảnh khách sạn dưới nước kỹ sư thiết kế lên đài giải thích tương lai khách sạn dưới nước sẽ trở thành trào lưu thế kỷ mới yêu cầu tốn rất nhiều thời gian cần thiết xây dựng công trình khách sạn khổng lồ ước tính tổng giá trị dự án là 100 tỷ đô, dĩ nhiên đã nhận được chữ ký của bộ phận nhỏ cổ đông và tưởng thiên lỗi, trước mắt xin ý kiến của Trang Hạo Nhiên. Một người đứng đầu khác của tập đoàn Á Châu đang chờ đợi quyết định của anh. Toàn trường lại rơi vào yên lặng, đồng thời ngừng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mở bản kế hoạch, nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ trên khuôn mặt đã biến mất, hai mắt chậm rãi xem từng mục từng mục trong bản kế hoạch mọi người nín thở yên lặng chờ đợi, chương 100, bác bỏ. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Cả phòng hội nghị vẫn tĩnh lặng không tiếng động. Trang hạo nhiên tiếp tục xem số liệu từng mục từng mục dự án 100 tỷ đô, hai mắt không nhìn ra một chút ý tứ nào, giống như không một chút lo lắng, thỉnh thoảng còn đem nó đặt ở trên mặt bàn, cùi trỏ nhẹ chống tay vịn ghế làm việc tổng giám đốc, tay nhẹ chống cầm, ở xa xa nhìn số liệu trong bản kế hoạch, hai mắt hiện lên cảm giác không có chút hứng thú, Lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị bắt đầu có chút kỳ quái nhìn Trang Hạo Nhiên, anh đã yên lặng một cách khó hiểu đã 15 phút, vẫn không có đồng ý hay phản đối. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, hết sức tao nhã mở phần tiếp theo của nội dung buổi họp, chăm chú nhìn, cũng không chút gấp gáp. Trang Hạo Nhiên đổi lại tư thế, khuỷu tay phải chống tay vịn ghế tổng giám đốc, lại dùng nhẹ tay nâng cầm lên, vẫn có chút nhàm chán xem nội dung dự thảo hội nghị, ngón tay khẽ gãi cầm. Tất cả mọi người sửng sốt, ngắm nhìn tổng giám đốc trang hạo nhiên bộ dáng không liên quan tới tôi thật ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tưởng thiên lối cũng không lên tiếng bộ dáng hết sức chăm chú xem văn kiện giống như thế giới này chỉ có hai người bọn họ tất cả mọi người đều ngây ngốc đông anh đứng một bên cũng hơi quay đầu liếc về phía hai vị tổng giám đốc ở bên cạnh vẫn duy trì bộ dáng của mình vẻ mặt cô lộ ra bất đắc dĩ thái hiền nam thư ký đắc lực nhất của trang hạo nhiên mặc âu phục màu đen đứng ở một bên bình tĩnh im lặng không lên tiếng chỉ là hơi nhắc mí mắt nhìn ba vị phó tổng giám đốc lâm sở nhai tô lạc hoành lãnh mặc hàn dưới đài ba này đã từng là người thần bí đứng phía sau màn nắm giữ tài chính của tập đoàn á châu hôm nay là phó tổng giám đốc của tập đoàn hoàn cầu bọn họ đồng thời im lặng ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên trên đài vẻ mặt cũng bình tĩnh mà nữ thư ký của trang hạo nhiên tiêu đồng hơi lộ ra vẻ mặt đùa giỡn ngẩng đầu lên nhìn lão đại phó tổng giám đốc trần tuấn nam Thẩm Quân Du, Tiếu Nại, Tô Lạc trẻ của khách sạn Á Châu, bốn người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bên dưới đài, lãnh đạo cấp cao đã bắt đầu có một chút âm thanh xì xào bàn tán, đều đang khó hiểu sự im lặng của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn phần tài liệu kia, im lặng không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi bình tĩnh xem một phần bản kế hoạch. Thời gian trôi qua đã 45 phút, những kỹ sư thiết kế, kỹ sư xây dựng, chuyên gia lập đề án 100 tỷ và một đám lãnh đạo cấp cao của các bộ phận đều hết sức căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên, thậm chí kế toán trưởng và trưởng ban quản lý dự án cũng lặng lẽ lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán. Trước khi tôi từ Anh Quốc trở về, nghe nói thị trưởng tần gác lại tài liệu chúng ta xin đầu tư xây dựng khách sạn dưới nước. Lúc mọi người đã không còn kiên nhẫn được nữa rốt cuộc Trang Hạo Nhiên để văn kiện xuống, vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, tiếp tục xem tài liệu. Phó Tổng Giám Đốc Trần Tuấn Nam mỉm cười đứng lên nói, thị trường Tần đã từng chất vấn chúng ta về vấn đề bảo vệ môi trường khi xây khách sạn dưới nước. Kỹ sư môi trường của chúng ta đã đích thân trình lên chính phủ dự án xây dựng khách sạn dưới nước không gây ô nhiễm. Hiện nay tuy rằng tài liệu còn chưa ký, nhưng đã trình lên để xem xét, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Rất nhanh, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Trần Tuấn Nam, hỏi tại sao nói là rất nhanh. Trần Tuấn Nam đã sớm có chuẩn bị, cười nói thật ra tài liệu không được phê duyệt là bởi vì gần đây xuất hiện tin đồn tập đoàn Á Châu của chúng ta mua được một hải cảng, phát hiện có dầu hỏa, cho nên thị trường mới tạm thời ngưng lại. Chúng ta có chuyên gia dự đoán, đối với việc này đã đưa ra biện pháp giải quyết. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, cầm văn kiện xem kỹ số liệu một lúc nữa, mới nói Tổng thống Maniver, Mohamed Nasid, 3 năm trước đây đã từng triệu tập các quan chức quan trọng trong chính phủ, vào tháng 10 lặn xuống đáy biển, đã mở cuộc hội nghị nội các dưới nước lần đầu tiên trên thế giới về hiện tượng nóng lên của trái đất. Sự kiện đó nhắc nhở người ta rằng nơi đã từng dự kiến là thiên đường xinh đẹp nhất nhân gian được khoa học gia công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng 1.192 hòn đảo nhỏ tạo thành các quốc gia rất có thể sẽ vì hiện tượng nóng lên của trái đất sẽ biến mất trong thế kỷ này. Từ đó đối với địa phương xinh đẹp này chúng ta chỉ còn lại hồi ức. Mọi người im lặng yên tĩnh lắng nghe. Trang hạo nhiên tỉnh táo nhìn tất cả lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị, anh đột nhiên cười, nói, dĩ nhiên, sau khi mở cuộc hội nghị này, ngành du lịch Mandiver nhanh chóng phát triển, nền kinh tế vượt xa trước đây. Nhưng trước mắt, chuyện quan trọng hàng đầu của toàn thế giới vẫn không thể tách rời hiện tượng trái đất nóng lên cùng khí thải dioxide carbon, thậm chí quốc gia chúng ta muốn loại bỏ số lượng lớn carbon dioxide phải bỏ ra số tiền cách xù, mua không gian phát thải khí. Trên thế giới đề tài bảo vệ môi trường vào thời điểm nhạy cảm như vậy sẽ gây tranh cãi, trong lúc các công ty lớn trong nước chúng ta đang ra sức cắt giảm khí thải dioxide carbon, để nhận được sự công nhận của chính phủ và thế giới, chúng ta lại khởi công dự án xây dựng khách sạn dưới nước, không khỏi đi ngược lại với chương trình bảo vệ môi trường của thế giới. Tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta quan hệ mật thiết, đều thuộc về công ty con của tập đoàn Toàn Cầu, chúng ta là một công ty có tầm nhìn thế giới, dĩ nhiên tất cả sự phát triển, phải phù hợp ô với xu hướng của thế giới. Các vị lãnh đạo cấp cao lắng nghe sự kiện này, cúi đầu bàn tán. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, Suốt cuộc bình tĩnh ngẩng mặt, nhìn mọi người. Trang hạo nhiên nhìn mọi người, rồi trịnh trọng nói cho nên đối với chương trình hội nghị lần này, trước khi tôi trở về nước, vì dự án xây dựng khách sạn dưới nước, đã gọi điện thoại cho thị trường tần hỏi lý do anh ta không chấp thuận không phải bởi vì dầu hỏa mà hoàn toàn băn khoăn về vấn đề bảo vệ môi trường nếu nói bảo vệ môi trường, thực sự chỉ là vấn đề ô nhiễm nhỏ sao? Trần Tuấn Nam im lặng, vươn tay, ngón tay tùy tiện gõ lên tài liệu, không lên tiếng. Vẻ trịnh trọng trên khuôn mặt trang hạo nhiên đã buông lỏng, khẽ nở nụ cười, nói tôi bác bỏ dự án 100 tỷ đô này cũng không phải vì tôi phản đối tổng giám đốc tưởng, mà đối với chuyện này, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa để lấy được sự ủng hộ của chính phủ, thậm chí là sự ủng hộ của các cổ đông trên thế giới. Bảo vệ môi trường không còn là cuộc chiến và thủ đoạn kinh doanh của công ty chúng ta, mà đây là mức độ hợp tác với chính phủ. Chúng ta phải bỏ ra thành tâm thành ý, cam kết xây dựng bảo vệ môi trường để cho chính phủ nhìn thấy cố gắng của chúng ta. Trong tương lai, chúng ta phải đầu tư tiền bạc nhiều hơn, thành lập viện nghiên cứu bảo vệ môi trường, nghiên cứu phương hướng phát triển khách sạn bảo vệ môi trường trong tương lai, với thời gian có sức thuyết phục hơn để xây dựng khách sạn dưới nước, đây mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Kinh doanh khách sạn đặc sắc nhất là tâm nguyện chung của tôi và tổng giám đốc tưởng. Nhưng hôm nay, tôi tạm thời giữ nguyên ý kiến, xin mọi người ủng hộ. Trong tương lai, tôi rất muốn nhìn thấy kỹ sư môi trường của công ty chúng ta xây dựng khách sạn dưới nước, dự báo được phương án không gây ô nhiễm, nếu thật sự có thể thực hiện được, thậm chí sau khi trải qua một loạt tính toán thực tế rồi quyết định tiếp. Đây chính là ý kiến của tôi hôm nay. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao cúi đầu bàn tán chuyện này. Suốt cuộc tưởng thiên lỗi bình tĩnh nghe Trang Hạo Nhiên nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ lãnh đạo cấp cao, mỉm cười nói Tổng Giám Đốc Trang đã nêu ra vấn đề này, kỹ sư môi trường của tập đoàn Á Châu chúng ta đã tốn thời gian gần 7 tháng đề xuất phương án đã được cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia công nhận, dĩ nhiên, khách hàng ở tại khách sạn Á Châu có cảm giác giống như ở nhà, mỗi đêm yên ổn đi vào giấc mộng là nơi nghỉ ngơi giải trí, cho nên chúng ta càng phải suy tính đến sự phát triển con người trong tương lai. Bởi vì con người, mới là mục đích đến của Á Châu khách sạn chúng ta. Nếu Tổng Giám Đốc Trang vẫn còn nghi ngờ dự án xây dựng khách sạn dưới nước, chúng ta cần phải có số liệu chính xác thuyết phục tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân chúng ta. Trong tương lai, Tập đoàn Á Châu chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng tập trung vào dự án đầu tư 100 tỷ đô, mà thời gian sau này Tổng Giám Đốc Trang cũng sẽ tạm ở lại trong nước, cùng tôi giám sát kế hoạch triển khai khách sạn dưới nước. Tập đoàn Á Châu và Tập đoàn Hoàn Cầu sắp bước kỷ nguyên mới của toàn cầu các vị, sau này cần phải nỗ lực hơn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đồng thời mỉm cười từ chỗ ngồi đứng lên, đầu tiên nhìn toàn trường một cái, rồi cùng nhau xoay người nhìn đối phương, ở trong thời khắc lịch sử này mỉm cười vươn tay bắt tay nhau. Tất cả người của nhà họ tưởng và nhà họ trang, trong trước mắt nhìn hai người bọn họ ở trên đài bắt tay cũng khẽ buông lỏng. Cửa chính phòng hội nghị âm âm mở ra. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên đồng thời đi ra phòng hội nghị, nội dung của buổi họp lúc này đã xong, nhẹ nhàng nói đùa, không ai hiểu được giữa bọn họ là bạn hay là đối thủ âm thầm tranh đấu lẫn nhau. Cậu mới vừa trở lại, liền triệu tập hội nghị khẩn cấp như vậy, thật sự vất vả cho cậu rồi. Tưởng thiên lỗi vừa đi về phía trước, vừa mỉm cười nói. Trang hạo nhiên cười nói, còn không phải do anh làm việc điên cuồng cũng không cho tôi nghỉ ngơi sao. Đây là lỗi của tôi sao? Tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, tôi rất muốn chết nào bụng lão đầu bếp làm món cá biển hấp hoa quế hành tây cắt lát ra à. trang hạo nhiên vừa cười thoải mái vừa nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói cha và chú thật thiên vị bắt tôi ở nước ngoài không gặp được ai chỉ có anh ở nơi này ăn chơi thoải mái a à. hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên cười nhẹ nói sở thích của cậu luôn đặc biệt cha và chú trang cũng vì không biết cậu thích cái gì mới ném cậu đến địa phương xa xôi kia trông coi cả sản nghiệp ở mỹ và châu âu Trang hạo nhiên cố ý cao mày nhìn anh một cái, đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu một cái, tiếp tục cùng tưởng thiên lỗi đi về phía trước. Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn, ba phó tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu đi theo hai vị tổng giám đốc ở phía trước, nghe bọn họ cố tình nói như vậy đều không nhịn được bật cười. Lâm Sở Nhai là một người đàn ông nho nhã ôn hòa, nhìn về phía hai đồng bạn khác, có chút ngạc nhiên nói, đúng rồi, ngày quan trọng như vậy, sao lại không thấy anh Kiệt. Lời này vừa nói ra, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng dừng bước xoay người nhìn về phía Lâm Sở Nhai, nhất là Trang Hạo Nhiên, hai mắt lóe sáng, giống như mới vừa nhớ tới một nhân vật như vậy nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói, đúng vậy. Tôi bảo anh Kiệt sau khi tốt nghiệp tại Anh Quốc thì đến khách sạn Á Châu học hỏi anh, cậu ta còn tốt đó chứ? Cậu ta đang quản lý phòng ăn ngựa tôn, quản lý nhà hàng rất ngăn nắp, là một nhân tài hiếm có. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, hả, Vậy tôi đi thăm cậu ta một chút, đi." Trang Hạo Nhiên mỉm cười khẽ giơ tay cùng Tưởng Thiên lỗi đi về phía phòng ăn ngựa Tôn. Từ trong thang máy cát lệ nhanh chóng đi ra, sau đó vọt vào nhà hàng Tây, vẻ mặt lo lắng nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc nhìn thấy Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đứng ở trước cửa sổ sát đất đang trò chuyện với cùng một ông già người Pháp về món ăn mới hôm nay, sau đó nhìn thấy cát lệ vội vã xông tới, bọn họ cau mày liền nghe cát lệ thở hổn hển gấp rút nói, mấy phút nữa tổng giám đốc Tưởng cùng tổng giám đốc Trang muốn đến phòng ăn chúng ta dùng cơm. À, Trần Mạn Hồng giật mình kêu nhỏ. Vẻ mặt Tào Anh Kiệt lại kích động mỉm cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 100.